siêu cấp máy tính, Trần Húc. Tập 21 Nhìn xem Trần Húc thất lạc bộ dạng giật phu môn biểu, Lý Thế vừa rốt cuộc nhịn không được hỏi, Trần Tiên Sinh, ta mạo muội hỏi một câu, cái kia cái hộp đối với ngài mà nói rất quý trọng sao. Lão hủ mắt phụng về, cái này cái hộp ngược lại thì ra là chân phẩm mà thôi, hay vẫn là nói nó có cái gì đặc thù ý nghĩa. Hay là người, trong hộp đồ vật đối với ngài mà nói rất trọng yếu. Cái này lại để cho Trần Húc giải thích thế nào. Đương nhiên Trần Húc tuyệt đối là không thể nào đem truyền quốc ngọc tỷ sự tình nói ra, hắn ăn nói bịa chuyện nói, ách, cái này cái hộp cũng không phải giá trị cái gì tiến, bất quá với ta mà nói cái kia ý nghĩa so sánh trọng đại. Cái này cái hộp nhưng thật ra là nhà của ta, ta từ nhỏ tự chơi nó. Ngượn nhờ phiên dịch ra phiên dịch, cái này chủ tiệm cùng Dubai chính là cái kia dẫn đường cũng nghe đã hiểu những lời này, không khỏi sắc mặt cổ quái. Bởi vì này cái hộp bên trên nạm vàng loan đao, rất rõ ràng tự là Islam phong cách đồ vật như thế nào trở thành Trần Húc trong nhà hay sao? Trần Húc thần thần bí bí, đương nhiên cái này cái hộp khẳng định không phải nhà của ta tạo, là ông nội của ta năm đó đuổi tà ma tử thời điểm thu được, cái kia, ra ra xem thứ này xinh đẹp, tự lén tàng, về sau sẽ để lại cho ta chơi. À, lý thế vừa kéo dài âm, tuy nhiên biết rõ Trần Húc lời nói này chính giữa đoán chừng liền một chút nói thật dấu vết đều tìm không thấy, nhưng lý thế vừa hay vẫn là giúp hắn giảng hòa nói. Khó trách người vội vả như vậy lấy tìm cái này cái hộp, ý nghĩa bất đồng à, ngược lại là có không cảm thấy được, chính là cái điếm trưởng, nhịn không được lại hỏi, nhưng này cái hộp nếu là ngài đồ vật, về sau như thế nào sẽ tới tệ điếm chính giữa đâu này. Cái này nói cho hết lời, cái kia Ả Rập tháp phái tới chuyên trách phiên dịch nhịn không được tự trừng cái này điếm trưởng liếc, nghĩ thầm ngươi làm gì thế như vậy chọn đâm à, hắn yêu thổi tự tự thổi chứ sao. Người quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì vậy, Trần Húc không chút hoang mang, cái này nói đến tự lời nói trường rồi. Khi còn bé ta một biểu ca ra ngoại quốc rồi, ta cái kia biểu ca tại nhà của ta chơi, cũng đặc ưa thích cái này cái hộp, mấy lần tìm ta muốn ta đều chưa cho, kết quả hắn trước khi đi. Lý Thế vừa nghe thấy dây cung biết nhã ý, vội vàng lấy cớ nói, ngài tiểu đưa cho hắn đem làm kỷ niệm rồi hả? Phi, Trần Húc vẻ mặt cam giận bất bình, cái kia tiểu vương bát đàn thừa dịp lão tử không ở nhà, lén lút chính mình ôm cái hộp chạy mất. Mọi người, Lý Thế vừa cố nén muốn té xỉu xúc động, cái này là ngài cái này cái hộp lai lịch. Chuyện kia đều đi qua nhiều năm như vậy rồi. Ngài hiện tại cũng là Phú Hào một phương người, còn để ý như vậy như vậy một cái hộp làm gì vậy? Trần Húc xấu hổ xấu hổ, bởi vì, bởi vì trong cái hộp kia có người ta quý giá nhất đồ vật á. Mọi người cố nén nôn mửa xúc động hỏi, cái gì đó? Thư Tình, Trần Húc vẻ mặt kiêu ngạo, lý thế vừa lại một lần nữa địa bổ tròn, nguyên lai là nữ hài tử đưa cho ngài Thư Tình hà. Ha ha, cái này thật có kỷ niệm ý nghĩa. Phi, Trần Húc mắt trắng không còn chút máu. Trong lúc này đều là ta đưa cho người ta tiểu nữ hài, sau đó bị lui trở lại thư tình. Đương nhiên, Trần Húc rõ ràng cho thấy tại bịa chuyện, truyền quốc Ngọc Tỷ manh mối lại một lần nữa đứt rời. Cái này lại để cho Trần Húc nhịn không được muốn nói điểm cái gì đó đến chuyển di thoáng một phát chú ý của mình lực. Hắn nói như vậy pháp, cũng là vì chứng minh thoáng một phát chính mình có kể chuyện xưa thiên phú. Nhưng là Ngọc Tỷ hạ lạc, hạ xuống mất đi, Trần Húc dù sao tâm tình phi thường khó chịu, có thể trở lại khách sạn về sau hắn địa tâm tình tắc thì lại càng không sướng rồi. Bởi vì Trần Húc tại trong hotel chứng kiến một người, hứa giang, thằng này làm sao tới rồi hả? Còn nhớ rõ hứa giang là thế nào chỉ sao? N, tự là lần trước tại cục công an địa thời điểm, cùng Trần Húc một lời bất hòa, không cùng sau đó đánh đập tàn nhẫn. N, là Trần Húc đánh đập tàn nhẫn, hung hăng giáo huấn một trận chính là cái kia quốc an cục thái tử đảng. Về sau thằng này lại cùng Điền Phương cùng đi nghệ trường học cô gái em em, kết quả hảo chết không chết tìm tới Vương Minh Mị, lại hảo chết không chết gặp Trần Húc. Cái kia một lần hứa giang mặc dù không có có hại chịu thiệt, nhưng là Trần Húc nhưng lại đem người này cho ghi tạc trong nội tâm. Vì vậy ra hỏa thật sự là ti tiện, sử dụng một câu hiện tại lưu hành từ gọi Giang giả. Bỏ qua một bên chuyện kia đúng sai không nói, Điền Phương là dẫn hắn đi tìm em em. Kết quả xảy ra sự tình về sau hắn ngược lại đem sự tình cho phiết sạch sẽ tất cả địa đều đổ lên Điền Phương trên người, còn lâm trận đào ngũ. Người như vậy, Trần Húc là phi thường khinh bỉ, về sau cùng vương cục trưởng gia công tử vương tường nói chuyện phiếm thời điểm, vương tường cũng đúng ngày đó điền phương với tư cách bất mãn vô cùng, nói người như vậy, thân phận tuy nhiên cao, nhưng là quá không trượng nghĩa, hiện tại cũng không có ai dám cùng hắn giao bằng hiếu. Cái này hứa giang đã nói nghe điểm gọi là có thể cầm được thì cũng buông được, có thể nhẫn nhất thời chuyện nhục nhã. Nhưng là nói khó nghe, cái này hứa giang tự là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bán đứng huynh đệ, làm người quá không trượng nghĩa cho nên hắn người như vậy, căn bản là chỗ không đến cái gì bằng hữu. Cho nên người này vậy mà cũng đi tới Dubai, điểm ấy lại để cho Trần Húc phi thường khó chịu. Tiểu tử này đến làm gì vậy? Ngược lại là hứa giang nhất phó giải quyết việc chung bộ giảng, chúng ta lãnh đạo nghe nói mấy vị trên thuyền có người phục kích, lo lắng các vị an toàn. Cho nên đặc biệt phái ta cùng mấy cái đồng sự đến đây bảo hộ các vị. Trần Húc nhìn xem cùng hứa giang một địa mấy cái ra hỏa đều là tuổi còn trẻ, chắc hẳn cùng hắn đều là thái tử đảng tiến cơ cấu bên trong hỗn tư lịch địa phương. Vì vậy Trần Húc tự nhíu mày nói, không có cái này tất yếu đi à nha. Chúng ta bây giờ rất an toàn, hơn nữa ta cũng không muốn du lịch thời điểm bên người theo mấy cái các ngươi như vậy đấy, ảnh hưởng cảm xúc. Lời này nói rất không khách khí, nhưng là hứa ra một chút cũng không căm tức, mà là cười nói, đặng trưởng phòng nói người trẻ tuổi so sánh tốt câu thông một điểm, cho nên hắn sẽ không đến nói thực ra ra cái kia hai cái mạng án thật sự là chúng ta không muốn xem đến đấy dù sao vương kế năm cùng từ húc sáng hai người này đều có nhất định được ra thế xử lý ngược lại là thực phí hết một phen chắc trở bất quá chuyện bây giờ đã đã xong đặng trưởng phòng để cho ta cho các vị chuyển đạt một câu mọi thứ có chừng có mực trần húc hư một tiếng không biết là đối với có chừng có mực câu nói kia hay là đối với hứa giang người này nhưng nhìn lấy hứa giang nhất phó giải quyết việc chung bộ dạng hắn cũng hết cách rồi chỉ có thể quơ đầu đi vào thang máy, vứt bỏ một câu, người yêu đi theo hãy theo, dù sao chân dài tại chính các ngươi trên người. Đúng rồi, chúng ta thật không nghĩ đến mấy vị sẽ đến, không có nói trước băng giúp mấy vị dự định khách sạn, cái kia mấy vị tiểu tử tiện tốt rồi. Tiền thuê nhà tự trả tiền, trong thang máy Trần Húc nhịn không được quệt mồm, như một chưa trưởng thành hài tử. Hoàng An Bình nhìn ở trong mắt cười nói, cùng loại người này đưa khí không đáng, cái này hứa giang ta nghe qua, trí lớn nhưng tài mọn, nhưng rất có lòng dạ. Ngươi yên tâm, có ta ở đây tại đây, hắn lật không nổi cái gì sóng đến. Nghe xong lời này Trần Húc đột nhiên đã cảm thấy Hoàng An Bình cùng cái này hứa giang có như vậy một ít giống nhau. Đều là cái loại này rất có thể chịu khẩu Phật tâm xa, nhưng bất đồng chính là Hoàng An Bình cho người cảm giác nếu so với hứa giang thoải mái nhiều, cái này có lẽ là vào trước là chủ nguyên nhân A. Trần Húc đính chính là Ả Rập Tháp chính giữa nhất phú nổi danh, phòng cho Tổng thống, như vậy một cái phòng lớn có ba gian phòng ngủ một cái đại phòng khách dẫm phải mềm nhũn địa thảm, nhìn xem bốn phía vàng son lộng lẫy. Này làm sao xem cũng không giống là cái phòng ngủ, Trần Húc cảm giác mình buổi tối ngủ nhất định phải tắt đèn rồi, bằng không thì cái này ngọn đèn một chiếu, bốn phía ánh vàng rực rỡ phản xạ, cái kia chính mình cả đêm cũng đừng có ngủ được rồi. Mấy ngày nay tất cả mọi người hữu ý vô ý không đề cập tới trên thuyền phát sinh án mạng. Bởi vì từ từ ngày đó về sau, Cao Hiểu Tiết mấy ngày nay buổi tối tựu không sao cả ngủ ngon qua dùng chạm tinh mà nói nàng giống như là cái tiểu hài tử đồng dạng, bị hù luôn hướng trong chân của nàng toàn chui vào. Làm hại chạm tinh không có biện pháp đành phải đem điều hòa độ ấm đánh tới thấp nhất, nếu không lớn như vậy nhiệt thiên hai người lách vào cùng một chỗ ngủ còn không nóng chết. Nhưng nói thực ra, ra như vậy một ký hiệu sự tình, mấy người vốn hảo hảo tâm tình đích xác tụ là bị phá hư rồi, tuy nhiên hai ngày này, mỗi ngày ban ngày Trần Húc đều cao hứng bừng bừng mà dẫn dắt ba nữ tử đến Dubai khắp nơi đi dạo, tiến cũng cùng không muốn sống đồng dạng dùng sức hoa mua không ít đặc sản cùng thứ tốt, cao hiểu tiết cũng cả ngày đều là cười tâu tuét, nhưng là cái kia ngẫu nhiên tầm đó sắc mặt lộ ra một tia hồi hộp, lại giấu không lấn át được nội tâm của nàng cái kia ti bóng mờ. Điều này cũng không có thể quái nàng mềm yếu, dù sao nữ hài tử gan lớn đều là rất tiểu, cao hiểu tiết nhất là như thế. Đừng nhìn nàng ngày bình thường dương nanh múa vuốt như một tiểu mèo hoang giống như, nhưng kỳ thật nàng sợ đồ vật rất nhiều, nàng sợ tối sợ quỷ sợ nhìn quỷ phiến nghe quỷ câu chuyện, thậm chí đánh lôi địa thời điểm đều sẽ biết sợ nhưng một mực bị nàng cường chống mà thôi. Trái lại, quản dịch cùng chạm tinh hai người tại điểm này bên trên tựu so nàng tốt hơn nhiều. Điều này cũng làm cho khó trách, tại đây tam nữ tầm đó, bàn về bên ngoài quả nhiên là Xuân Lan thu cúc mỗi người một vẻ, nhưng nói đến tính cách. Đối với Trần Húc mà nói cũng là tương xứng, nhưng Tổng nói, quản dịch vô cùng kiên cường tự lập, rất nhiều chuyện không muốn nói, chạm tinh tắc thì vô cùng bình thản. Có một số việc nàng không muốn nói, mà chỉ có cao hiểu tiết mới như như vậy một cái thật sự có tiểu nữ nhân tính cách tính tình nữ hài tử, biểu hiện ra dương nanh múa vuốt, nội tâm phong phú vô cùng lại để cho nhân ái thương. Nhìn xem cao hiểu tiết bộ dạng, Trần Húc nghĩ nghĩ, loại chuyện này hắn trải qua, nói thực ra trước khi cũng là lại để cho hắn liên tục làm ác mộng, sau đến lúc ngược lại là hòa tan cái loại cảm giác này. Tin tưởng mấy ngày nữa, cho chuyện này không có người nhắc lên, ấn tượng đi qua, cao hiểu tiết tự cũng không như vậy. Bất quá, tại mấy ngày nay, Trần Húc ngẫm lại có lẽ tìm cái sự tình phân tán thoáng một phát lực chú ý của nàng, tỉnh nàng nghĩ ngợi lung tung. Vì vậy Trần Húc đem máy tính ôm qua mà nói, "Liên tiếp, ngươi không phải vẫn muốn hảo hảo học tập Hán ngữ nói, trở thành một gã hacker ấy ư, vậy hôm nay bắt đầu ta sẽ tới dạy ngươi a." À. Thốt ra lời này, quản dịch cùng chạm Tinh cũng nhịn không được có chút mở ra cái miệng nhỏ nhắn. "Không phải đâu, đầu óc động kinh à, lúc nào không thể giáo, không nên chạy đến Dubai du lịch địa thời điểm giáo nàng." bất quá hai người cũng đều là cực thông minh, lập tức liền nghĩ đến Trần Húc Chiêu này dụng ý. Hoàn toàn chính xác, Cao Hiểu Tiết hiện tại mỗi ngày khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới cái kia người chết sự tình khả năng cũng cũng là bởi vì hiện tại du lịch, thái thanh dỗi rãnh, quá dễ dàng rồi. Như vậy nàng trong đầu cái gì đó đều không có, tự nhiên là khó tránh khỏi tựu sẽ nghĩ tới cái kia máu chảy đầm đìa địa một màn. Mà học tập hacker kỹ thuật, tự nhiên là cần động não đấy, hơn nữa dùng đầu óc thời gian tuyệt đối sẽ không thiểu. Như vậy nàng trong đầu tràn đầy máy vi tính tri thức, tự nhiên cũng sẽ không đông muốn tây tưởng rồi. Chỉ là, ba ba địa chạy đến Dubai đến tài học máy vi tính, loại chuyện này thật đúng cũng cũng chỉ có Trần Húc như vậy mới tài giỏi địa đi ra. Kỳ thật loại chuyện này Trần Húc trước kia cũng không phải nói không có làm qua, hôm nay cũng không là lần đầu tiên rồi. Nhớ rõ tiểu học thời điểm có một lần lớp tập thể đi ra ngoài du lịch, đi một cái chơi trò chơi viên chơi, vì vậy người ta tiểu hài tử đều cao hứng bừng bừng mang rất nhiều đồ ăn vặt mà Trần Húc cái này không đến điều là quy tắc cõng một bộ cầu lông đập, người ta đồng học đều hỏi hắn, người mang cầu lông đập làm gì vậy à? Chẳng lẽ người còn muốn đi chơi trò chơi viên đánh cầu lông hay sao? Trần Húc cười không đáp, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng rất phiền muộn, bởi vì đoạn thời gian kia đúng lúc là phụ thân dược nhà máy nhất kinh tế đình trệ thời điểm, trong nhà đã không có gì tiền nhàn dỗi rồi, dáng vẻ này hắn hiện tại ra tay động đều là mấy trăm hơn một ngàn vạn đấy lúc kia Trần Húc là chết mày ngạnh phao ngâm đơn giản chỉ cần theo phụ thân chỗ đó muốn tới 20 khối tiền, 10 khối tiền với tư cách chi phí chung taxi cùng vé vào cửa tiễn, còn có 10 khối tiền chính là hắn đi chơi trò chơi viên chi tiêu rồi. Ngẫm lại, đây chính là chơi trò chơi viên, bên trong tùy tiện một cái đùa hạng mục tụ không mất cái kia 10 khối tiền rồi, Trần Húc ngẫm lại chính mình đi vào trong đó cũng không thể sự tình gì đều không làm a à. Vì vậy tự dẫn theo phó cầu lông đập, đến cái kia cùng bạn bè ngoan cố của hắn ngô vũ cùng nhau chơi đùa. Ngô Vũ ra khi đó cũng không có tiến Trên người hắn mang tiền mặt không thể so với Trần Húc nhiều Cái kia về sau đâu này Nghe Trần Húc nói lên hắn khi còn bé sự tình Tam nữ đã đến hứng thú Quản dịch nâng cầm lên Rất nhiều hứng thú địa nhìn xem Trần Húc nói Không nghĩ tới người khi còn bé còn có như vậy khứ sự tình Trần Húc cũng không e lệ Thực e lệ hắn tự cũng không đem việc này nói ra Câu nói kia nói rất hay à 30 năm hà đông 30 năm hà tây Không ai mãi mãi hèn Trần Húc khi còn bé ra cảnh là không tốt, nhưng về sau cha hắn dược nhà máy làm đi lên cũng không tính là một phương tiểu giàu, lại cho tới hôm nay. Hắc, năm đó hắn hâm mộ người khác, hiện tại người khác hâm mộ hắn. Cái này là phong thủy luân chuyển, không có gì hay mất mặt đấy. Về sau, sau đi tới chỗ đó mới phát hiện có rất nhiều đồng học đều cùng chúng ta đồng dạng, tuy nhiên mang tiến so chúng ta nhiều, nhưng là chơi đùa cũng tự đã xài hết rồi. Cuối cùng một đám người đoạt ta cái kia phó cầu lông phát cầu lông, ta ngược lại là chạy đến bên cạnh cái kia sân pa tanh bên trong. Năm khối tiền thuê xong trượt pa tanh dày, lẻn suốt đến trưa. Của ta trượt pa tanh tựu là ở đằng kia học hội, đương nhiên, về nhà về sau bờ mông sưng ba ngày không dám ngồi ngạnh băng ghế. Nghe Trần Húc nói rất hay chơi, tam nữ một hồi cười, quản dịch vỗ hắn thoáng một phát nói xem ra người cái tên này từ nhỏ tựu như vậy không đến điều, khó trách bây giờ là cái này đức hạnh. Trần Húc cười hắc hắc, cũng không phản bác, ta cái này đức hạnh thế nào rồi hả? ta mệnh tốt, có một không chịu thua kém địa cháu trai. Mấy người vừa cười một hồi, sau đó quản dịch nói, đi a, không đến điều tựu không đến điều rồi, dù sao Dubai cũng đi dạo vài vòng, kỳ thật cũng không có gì hay chơi địa phương. Tối đa tựu là mua mua sắm, hiểu rõ thoáng một phát dị quốc phong tình, đã ngươi nói như vậy, ta đây cũng cùng ngươi điên một lần. Ta cũng tới học như thế nào đây, hiểu tiết, xem ta lượng ai học nhanh, ngươi, Trần Húc mở to hai mắt nhìn, chạm tinh ở bên cạnh dùng tay che miệng, trên mặt lộ ra vui vẻ. Đúng vậy, quản dịch nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất thông minh, nàng thông minh có thể phản ánh tại các mặt, lớn đến thời khắc nguy cơ khẩn cấp xử lý, nhỏ đến một ít sinh hoạt chi tiết nhỏ. Nhưng là duy độc, nữ nhân này tại máy vi tính phương diện thiên phú có thể vô cùng thê thảm. À đúng rồi, không phải duy độc, là duy hai. Nàng hai cái vô cùng thê thảm thiên phú thể hiện vi, một, máy vi tính, hai, nấu đồ ăn, có trời mới biết nữ nhân này như thế nào lựa chọn cái này chuyên nghiệp địa vấn đề này trần húc hỏi qua quản dịch quản dịch trả lời bởi vì phương diện khác ta thật sự là không có gì hay học được rồi duy độc máy vi tính ta còn có tiềm lực rất lớn tiềm lực có thể không đại sao mấy ngày hôm trước cuộc thi đều là trần húc cho nàng sao bằng không thì nàng chết qua không được cái này có người khả năng trời sinh cũng có chút cực đoan ví dụ như một cái ngu âm không được đầy đủ không nên đi bồi dưỡng thanh nhạc bóng rổ đánh chính là thành thế giới đệ nhất siêu sao về sau hết lần này tới lần khác đi đánh bóng chày. Trần Húc chỉ có thể cho rằng như vậy rồi, bởi vì kế tiếp quản dịch còn nói một câu nói, a kỳ thật ta còn có một yêu thích là nấu đồ ăn, muốn không dứt khoát ta đổi học được rồi, đi mới phương đông học nấu đồ ăn a. Trần Húc mặt không biểu tình, người hay vẫn là thành thành thật thật học máy vi tính a, tối thiểu không chết được người, kỳ thật cao hiểu tiết đã có nhất định được trụ cột rồi, thậm chí có thể nói, nàng cái này đã qua một năm học tập. Trụ cột sau so có chút vì tiện theo trên mảng hạ mấy cái công cụ mà bắt đầu tự xưng là vi cao thủ địa đám hacker muốn mạnh hơn nhiều. Đây cũng là Trạm Tinh Công Lao, bởi vì nói như thế nào đây, Trạm Tinh trụ cột phi thường vững chắc, có thể nói nàng từ nhỏ luyện địa tựu là huyền môn chính tông địa công phu, từ nhỏ bắt đầu đặt nền móng, như vậy tuy nhiên kỳ hiệu chậm chạp, nhưng là căn cơ kiên cố, thành tựu cũng đại. Huống chi Trạm Tinh Thiên Tư thông minh, tuổi còn nhỏ có thể xâm lấn Hồng khách liên minh đời trước, đây cũng là một cái ngoại lệ kỳ tích rồi. Hơn nữa giới hacker chính giữa có một câu như vậy lời nói, một năm không học tập, nhất lưu biến đoạn kết của trào lưu. Bởi vì máy vi tính địa đổi mới tốc độ thật sự là quá là nhanh, các loại máy vi tính tri thức có thể nói là ngày tân nguyệt dị. Mà ngay cả các loại nguyên kiện cũng là thường xuyên đổi mới, bởi vì này loại cập nhật lúc cũng không cố định, có lẽ đột nhiên có một tên phát hiện một cái phi thường cường hãn lỗ thủng sau đó tự có thể giải quyết mất máy vi tính lĩnh vực địa một cái vấn đề lớn. Cho nên tự dùng một năm thời gian để làm một cái tổng kết mỗi một năm máy vi tính kỹ thuật đều muốn đổi mới một lần một năm không học tập cũng đã theo không kịp thời đại rồi mà chỉ có trụ cột vững chắc người tại học tập thời điểm mới có thể làm chơi ăn thật trụ cột càng vững chắc tiếp nhận năng lực cũng lại càng cường học cũng lại càng nhanh nhưng là trụ cột vật này thường thường là rất khó học cho nên cao hiểu tiết học địa cũng rất hậm hực vừa mới bắt đầu học được c có thể học được hơn nửa năm lại ra hán ngữ nói bất quá khá tốt hán ngữ nói là một bản phi thường dễ dàng thượng thủ máy vi tính giáo trình học cũng rất nhanh nói thực ra trần húc thật sự là có chút phá sản ở đắt đỏ phòng cho tổng thống tuy nhiên Tiến không cần hắn đến đào nhưng là ở tại nơi này sao sa hoa địa phương đến đi học cái này chỉ sợ là trên thế giới nhất đắt đỏ phòng học có mấy lần cao hiểu tiết đều nói đã không tại dubai chơi cái kia chúng ta tự trở về đi dù sao sa hoa du thuyền cũng ngồi đã qua lúc trở về trực tiếp ngồi phi cơ không được sao Phút cuối cùng nàng lại bổ sung một câu, ta còn không có ngồi qua máy bay đây này. Kỳ thật Trần Húc cũng không có ngồi qua, nhưng hắn hiện tại không đi không là vì sợ ngồi phi cơ, mà là vì hắn còn có chuyện không có xử lý xong. Chuyên quốc Ngọc Tỷ sử tình tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi, nhất tối thiểu nhất, cũng muốn chờ tiểu mẫn điều tra kết quả đi ra. Toàn bộ tìm khắp một lần về sau, khi đó lại không có có, tối thiểu cũng tự hiểu rõ một kiện tâm sự. Mấy ngày nay, Tiểu Mẫn đã si chọn lựa mấy chương cùng nghệ Ngoá đức trong trí nhớ bãi biển so sánh chỗ tương tự. Nhưng Tiểu Mẫn cũng nhắc nhở Trần Húc, loại này tương tự gần kề chỉ là có chút địa phương tương tự mà thôi. Bởi vì bãi biển nha, nhất là hoang phế địa hải gành, trường địa không đều là không sai biệt lắm đấy. Trụi lùi đường ven biển, tràn đầy hạt cát cùng thạch đầu, mấy khỏa cây dừa, một ít núi đá các loại. Huống chi, Tiểu Mẫn tư liệu chính giữa, nghệ ngó đức đối với cái kia phiến bãi biển ấn tượng là bình thường thì ra là hắn thân ở trong đó, mà tiểu mẫn hiện tại kiểm tra hình vẽ là từ trên cao xuống bao quát. Cái này có thể giống nhau sao? Bất quá tiểu mẫn ngược lại là cũng có biện pháp của mình. Nàng thông qua tính toán, mô phỏng ra mễ ngóa đức trong trí nhớ cái kia phiến đường ven biển hình dạng, sau đó trở lại như cố thành không trung nhìn xuống đồ, tiếp theo từ vệ tinh tiến hành quay chụp, sau đó lựa chọn sử dụng tương tự địa hình dạng mặt đất. Thông qua hình dạng mặt đất đến tìm, nhưng thật ra là tiểu mẫn tư liệu chính giữa một cái hình dạng mặt đất giỏ xét nguyễn kiện công năng. Không nghĩ tới bị hắn dùng ở chỗ này, có người có lẽ muốn hoài nghi, cái này đều bao nhiêu năm sự tình, cái kia hình dạng mặt đất hình dạng làm sao có thể nhớ thanh thanh sờ sờ. Hơi có sai lầm, cái kia tiểu mẫn chẳng phải là toi công bận rộn rồi hả? Nhưng phải biết rằng, cái này trí nhớ chất lọc là tiểu mẫn theo mễ ngõa đức trong trí nhớ ngạnh xanh xanh đọc đến, mà thực sự không phải là mễ ngõa đức chính mình nhớ lại đấy người địa vỏ đại não là cái phi thường kỳ diệu đồ vật đến bây giờ nhân loại đều không có có thể đem mình nghiên cứu thấu triệt người trí nhớ rất kỳ quái ví dụ như bây giờ trở về nhớ tới sự tình trước kia rất nhiều chuyện cũng chỉ là một cái rất mơ hồ hình dáng thậm chí kể cả phi thường quen thuộc địa người địa tướng mạo nhớ cũng đều rất mơ hồ nhưng cái này có phải hay không đại biểu người địa trí nhớ chỉ có thể đến nhớ mơ hồ đồ vật đâu này cái kia tự nhiên không phải là cái dạng này địa phương người trí nhớ năng lực là phi thường đáng sợ, dù là tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính, hắn dung lượng cũng chưa chắc so thượng nhân đại não toàn bộ khai phát ra tới không gian. Nhưng là người đối với tư duy đọc đến không hề giống máy tính như vậy, một là một, hai là hai. Người đối với trí nhớ đọc đến là rất mơ hồ, nhưng cái này không có nghĩa là không nhớ được thứ đổ vật. Ví dụ như ngẫu nhiên đang ở trong mộng, người sẽ phát hiện có chút người cho rằng sớm đã quên sự tình, sớm đã quên người lại lại lần nữa xuất hiện tại trong óc của ngươi người kia, hoặc chuyện kia, có lẽ người đã đã quên thật lâu đã lâu rồi, không có người nhắc tới, không có người gây ra, này làm sao lại đột nhiên muốn đâu này. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ giả có chỗ mộng, dùng ở chỗ này không khỏi không thể thực hiện được. Hơn nữa người nọ, chuyện này, rõ mồn một trước mắt, vô cùng tinh tường, này đây tỉnh lại về sau, khó tránh khỏi chứng kiến khóe mắt gối đầu bên cạnh một mảnh vệt nước. Đương nhiên, cái kia vệt nước cũng có khả năng là chảy nước miếng lưu, cũng có thể là nước tiểu. N, nước tiểu đến trên gối đầu, cái này độ khó có chút lớn. Cho nên nói, người trí nhớ cũng không phải đơn giản như vậy, có một số việc có thể làm cho người nhớ rõ phi thường phi thường tinh tường. Chỉ là, ngày bình thường muốn không mà thôi, đã tiểu mẫn có kết quả, cái kia kế tiếp, Trần Húc tự từng bước từng bước bãi biển đi tìm. Hắn còn chuyên môn mua một cái kim loại máy dò xét, có thể xác minh dưới mặt đất 10 mét một căn đinh sắt. Đương nhiên vì thế Trần Húc bị không ít khổ, hắn đào được một đống lớn đinh sắt, Đối với Trần Húc cử chỉ cổ quái, hắn đối ngoại giải thích tự là chơi đùa tầm bảo trò chơi, còn làm như có thật lấy ra một chương tàng bảo đồ. Mà tó ẩm vương tử cùng dịch vỉ hàn biết rõ việc này chỉ có thể cười khổ, khi bọn hắn xem ra, Trần Húc cái này sinh viên, vẫn còn con nít. Bất quá, có mấy ánh mắt, nhưng lại giống như rắn hổ mang đồng dạng, một mực ở sau lưng chằm chằm vào Trần Húc. Trần Húc tầm bảo trò chơi chơi nhanh một tuần lễ, ai cũng không biết người này đến cùng muốn tìm cái gì, vừa lúc mới bắt đầu quản dịch bọn người còn rất ngạc nhiên đi theo Trần Húc cùng một chỗ, nhưng là kế tiếp các nàng cũng rất là buồn bực rồi. Hơn nữa đi ra ngoài một chuyến, thật sự có thể mệt mỏi cái bị dày vò, nhất là những này hoang vu bãi cát bên cạnh tràn đầy cục đá hòn đá, đi chân đau. Bất quá Trần Húc nhưng lại rất làm không biết mệt, cũng không phải nói hắn tự không phiền muộn. So sánh dưới khá tốt chính là, Trần Húc mặc cái kia đôi giày, cái này song tương lai khoa học kỹ thuật giày hữu hiệu hóa giải Trần Húc bước chân mệt nhọc, cho nên lại để cho hắn tinh thần mười phần. Về phần những người khác, tại đây dạng loạn thạch trên gành bãi đi một hồi, cổ chân đều đau. Nhưng là Trần Húc một mực không có tìm được bảo tàng chỗ. Trần Húc tuy nhiên cũng không có gì tầm bảo kinh nghiệm, nhưng là rất nhiều chú ý hạng mục công việc tiểu mẫn cũng đều nói cho hắn biết rồi. Kỳ thật ma tó âm vương tử có nghĩ qua phái một ít chuyên nghiệp tầm bảo đội đi theo Trần Húc, nhưng bị Trần Húc cho cự tuyệt. Chê cười, việc này có thể ngàn vạn không thể để cho ma tó âm vương tử biết rõ hắn phải biết rằng vạn nhất đến lúc hậu muốn thò tay đến kiếm một chén canh chính mình làm sao bây giờ dù sao nơi này là địa bàn của người ta cho nên khi có người cùng tại phía sau mình thời điểm trần húc trong nội tâm rất là khẩn trương hơn nữa mâu thuẫn hắn mâu thuẫn chính là vạn nhất đào ra bảo tàng đã đến làm sao bây giờ nhưng hắn khẳng định cũng muốn đem bảo tàng cho móc ra cho dù là sau lưng có người chỉ là coi như may mắn a à, trần húc ngược lại là một mực không có luân lạc tới loại này lưỡng nan hoàn cảnh chính giữa hắn cầm cái kim loại máy dò xét nhiều ngày trôi qua như vậy tìm à tìm, cũng không nói một điểm đồ vật đều không tìm được. Hắn đã tìm được một quả tiền xu trải qua chứng minh là đúng là nhiều hơn 200 năm trước địa đồ cổ, thượng diện còn muốn ma tó ẩm gia tộc dấu hiệu. Đây là ma tó ẩm gia tộc tại di chuyển nhập Dubai về sau chế tạo ra sớm nhất một đám kim tệ, hiện tại cũng có thể giá trị bên trên không ít tiến. Đào đến nơi này miếng kim tệ cũng làm cho Trần Húc tốt một hồi kích động bởi vì trên cơ bản này cái kim tệ giá trị là có thể cam đoan mình có thể hồi bản rồi. Đương nhiên, lãng phí địa thời gian không thể tính toán ở bên trong rồi. Trần Húc bây giờ còn có một cái băn khoăn là được. Cái kia truyền quốc ngọc tỷ cái hộp, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện hay sao? Lẽ ra mế ngóa đức đào bảo tàng địa phương hẳn là rất vắng vẻ, ngoại nhân tìm không thấy mới đúng. Nhưng là cái này cái hộp đột nhiên xuất hiện, lại để cho Trần Húc trong nội tâm thật sự là không có gì ngọn nguồn. Là có người đã đào ra bảo tàng, sau đó đem một ít cũng không thứ đáng giá bán được bình thường tiệm châu báu ở bên trong. Hay vẫn là nói cái kia cái hộp vốn sẽ không có đặt ở bảo tàng chính giữa. Cái này mê, mà khi mế ngóa đức sau khi chết, cái này mê, trước mắt chỉ sợ trên thế giới không ai có thể biết được rồi. Bất quá khi Trần Húc Đào đến đó miếng kim tệ về sau, quản dịch bọn người hứng thú tắc thì lại nổi lên, dùng cao hiểu tiết mà nói, người thật đúng là có thể đào được bảo bối à. Ừ, ta đây muốn đến xem, nhìn xem có thể hay không đào được vật gì tốt. Thế hệ này người trẻ tuổi cũng không phải khuyết thiếu thăm dò tinh thần, quản dịch cũng đã quên trước khi mệt nhọc, hào hứng bừng bừng theo tới rồi. Bất quá các nàng là chính mình mang lên áo tắm đến bên bãi biển đi lên chơi nước. Dùng quản dịch nữ nhân này mà nói, nhân công khai phát bãi biển thật sự là không có gì hay chơi, đều chơi chán rồi, ngược lại loại này tinh khiết tự nhiên bãi biển có một phong vị khác. Trần Húc đáp lễ nàng, coi chừng gặp được cá mập. Hai nàng đã đều đã đến, cái kia chạm tinh tự nhiên cũng trốn không thoát đâu đối với Trần Húc tầm bảo công tác, chạm tinh đề tựu cười khổ, xin nhờ ngươi được không, tuy nói Dubai lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước công nguyên tam thế kỷ. Nhưng lúc kia có rất ít người hội ở tại không có nước ngọt tài nguyên bờ biển. Mà Dubai thẳng đến nhanh 18 thế kỷ thời điểm mới có chính thức địa thôn trang ghi chép, người muốn ở chỗ này đào đến cái gì cổ đồng. Lại cổ xưa, chỉ sợ cũng là 1790 năm cổ đồng. Trần Húc trả lời là, a à, ta cũng không nói nhất định là cổ đồng à, nói không chừng là hải tặc bảo tàng đâu này. Đối với hắn loại ý nghĩ này, chạm tinh chỉ có thể lắc đầu cười khổ, muốn nói Trần Húc có buồn bực hay không, hắn tuyệt đối phiền muộn, cái này đại mặt trời phơi nắng lấy, nhất sái phơi nắng vài ngày, Trần Húc hiện tại hai cái cánh tay đen nhánh đen nhánh đấy. Nhưng là cánh tay đã ngoài, nhưng lại tuyết trắng, đây chính là hắn mặc tê sớt áo sơ mi phơi nắng kết cục. Bây giờ trở về đến khách sạn tam nữ nhất trí tỏ vẻ tuyệt đối không thể để cho Trần Húc thoát áo cũng không phải có thương tích phong hóa vấn đề, mà là cái kia một nửa bạch một nửa hắc quá dọa người rồi. Không biết vì cái gì hiện tại có chút nữ nhân còn đặc ưa thích chạy đến trên bờ cát mặc cái áo tắm, sau đó phơi nắng cái áo tắm hai mảnh giấu đi ra. Đẹp mắt, thực không biết là, bất quá nói đến đồ tắm, chân hút thật đúng là hơn là một nhìn đã mắt rồi. Đến bãi biển đến chơi nào có không mặc đồ tắm đó a à? Mà cái này tam nữ tầm đó, nói lên mặc áo tắm, cái kia tự nhiên là quản dịch chói mắt nhất chói mắt rồi hết cách rồi, người ta dáng người là tốt nhất. Chẳng qua là khi lấy Trần Húc mặt, quản dịch cũng không có không biết xấu hổ mặc áo tắm hai mảnh, nhưng này bắp đùi thon dài còn có lộ ra tuyết trắng phần lưng, cũng đủ làm cho Trần Húc cái mũi phun huyết rồi. Hơn nữa chạm tinh cùng cao hiểu tiết, các nàng hai người tuy nhiên không giống quản dịch như vậy trước sau lồi lõm lợi hại như vậy, nhưng là thanh thuần thiếu nữ đẹp khí chất nhưng lại hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nhất là người châu Á truyền thống đích thói quen cùng thẩm mỹ quan, đều là tái đi che chăm xấu, uống chi hai người vốn tựu không xấu. Tuy nói dáng người không giống quản dịch như vậy trước sau lồi lõm phát huy vô cùng tinh tế, nhưng lại cũng là có lồi có lõm, nhất là cái loại này trẻ trung cảm giác càng là làm cho người mơ màng. Trần Húc đã chảy nhiều lần máu mũi rồi. Đúng vậy, mỗi ngày xem mỹ nữ, hơn nữa là đồ tắm mỹ nữ tuyệt đối là một loại hạnh phúc, nhưng nhìn đạt được ăn không đến, cái này thật sự không thể xưng là hạnh phúc mà là thống khổ. Nhất là quản dịch, cái này yêu tinh nữ nhân phảng phất tựu ưa thích trêu đùa Trần Húc y phục của nàng cố ý mặc cái chủng loại kia gợi cảm nhưng không bạo lộ đấy. Tại mặc quần áo lên, nữ nhân này cũng không giống như đối đãi máy vi tính cùng làm đồ ăn như vậy phân cao thấp, biết rõ như thế nào đem mình xinh đẹp nhất một mặt cho nổi bật đi ra. Nhất là vậy đối với mãnh liệt sóng cả, thường thường nàng cố ý thân thể khom xuống lúc nói chuyện, cái kia bạch hoa hoa một mảnh, còn có cái kia thâm thúy như Mariana rãnh biển đấy. Dù sao, là lại để cho Trần Húc nhanh phún huyết mà vong rồi nhìn xem cái kia ba đầu mỹ nhân ngư, Trần Húc nhịn không được lau cái mũi, ai, nóng tính đại à. Đứng tại bờ biển, nhất là loại này chưa qua khai phát địa thiên nhưng bờ biển, quả thực là một loại không tệ hưởng thụ. Bởi vì tuy nhiên trên mặt đất cát sỏi có chút cấn chân, nhưng là trải qua quét sạch về sau, tối thiểu có một mảnh bãi cát là dẫm phải rất thoải mái đấy. Ngàn vạn không nên bị tivi cho hiểu lầm, cho rằng bãi cát bên cạnh đều là cái loại này mềm mại cát trắng. Những cái kia đều là chuyên môn trở tới đây địa chính thức không khai phát bãi biển, đều là cát sỏi, đương nhiên, ngoại trừ cát sỏi bên ngoài, còn có một chút thủy sinh động vật. Như con cua, còn có mắc cạn hải ngư chờ chờ. Vào lúc ban đêm, bởi vì này quyển sách bãi biển diện tích rất lớn, không có tìm tòi hoàn tất, cho nên mấy người dứt khoát tự không đi ngủ, tìm Ả Rập Tháp khách sạn nhân viên công tác đưa tới một bộ lều vải, mấy người lộ thiên ở trên mặt đất bày nổi lên đống lửa, đồ nướng hải sản. Dứt khoát cứ như vậy cắm trại dã ngoại, đến buổi tối, đống lửa chậm rãi thiêu đốt, hỏa diễm đốt lấy củi khô bùm bùm cách cách rung động, bốn người vây quanh ở bên cạnh đống lửa bên cạnh, cảm thụ được mát mẻ gió biển, nhìn lên trời bên trên sáng lạn đầy sao, quả nhiên là có khác một phen tư vị tại trong lòng. Ta giống như đã thật lâu không có xem qua xinh đẹp như vậy ánh sao sáng rồi. Bờ biển địa không khí tuy nhiên ẩm ướt, nhưng là không khí chất lượng lại là vậy rất tốt, tăng thêm hôm nay trời tốt. Đây trời đầy sao, có khác một phen ngày mùa hè trong đêm tình thú. Nghe được Trần Húc cảm thán, quản dịch cũng gật gật đầu nói, đúng vậy a, à, ta cũng thật lâu không có đã từng gặp xinh đẹp như vậy ánh sao sáng rồi. Trạm tinh mỉm cười, hiện tại mỗi ngày đều tại sắt thép thành thị ở bên trong, đừng nói nhà xưởng rồi. Nhưng là ô tô khói xe bài phóng thật sự là lại để cho bầu trời đều đã mất đi sáng giỏi. Hơn nữa cao ốc mọc lên san sát như rừng, tầm mắt quá mức hẹp hòi, ở đâu như cái này bờ biển. Không khí tươi mát, tầm nhìn cao, tinh không như thế sáng lạn, hoàn toàn chính xác, hiện tại ô nhiễm thức sự quá nghiêm trọng, nhưng là tại Dubai khá tốt. Bởi vì Dubai là một cái du lịch thành thị mà cũng không phải là công nghiệp thành thị, cái thành phố này địa không khí chất lượng bảo trì vậy rất tốt, bằng không thì ngay tại bờ biển, chỉ sợ cũng rất khó gặp đến như thế xinh đẹp tinh không. Liền gặp được trạm tinh thở dài, năm đó có đưa tin nói, nước Mỹ quân đội gián điệp vệ tinh đột nhiên quay chụp không đến Lan Châu trên không địa cảnh tượng. Vì vậy người Mỹ tự cho rằng Trung Quốc nghiên cứu chế tạo xảy ra điều gì vũ khí bí mật, nhưng về sau điều tra là vì lan châu địa không khí ô nhiễm thật sự quá nghiêm trọng ai hiện tại tuy nói các quốc gia cũng bắt đầu thống trị hoàn cảnh nhưng là căn nguyên chưa trừ diệt như thế nào thống trị hơn nữa đây cũng là không có biện pháp sự tình thật giống như hút thuốc lá đồng dạng mỗi người cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe mà ngay cả thuốc lá xác bên trên đều viết những lời này nhưng là vì cái gì còn có nhiều người như vậy hút thuốc quốc gia vì cái gì không thể thuốc lá thảo thống nhất cấm mất có rất ít nghe được trạm tinh nói nhiều như vậy, xem ra đêm nay bầu trời đêm thật sự là lại để cho cái này trước sau như một yên tĩnh địa nữ hài tử rất có cảm xúc. Nói tới kinh tế vấn đề, quản dịch tự cười nói, tinh tinh người muốn có chút ngây thơ, người phải biết rằng, không riêng gì Trung Quốc, toàn bộ thế giới rất nhiều quốc gia. Nhất là Nam Mỹ châu cái này phiến, hàng năm mùi thuốc lá cung cấp thu thuế có bao nhiêu. Hướng đại mà nói, mùi thuốc lá xuất hiện có thể xúc tiến mọi người càng nhiều nữa tiêu phí, cũng có thể kéo một phương kinh tế ở đâu nói là cấm tự cấm hay sao? Hơn nữa hút thuốc lá cùng hút pin là hai việc khác nhau, yên tuy nhiên nghiện, nhưng là không đủ để chí mạng, mặc dù đối với thân thể có hại, nhưng là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nói đến đây nàng nhìn về phía Trần Húc, Trần Húc cười khổ thả ra trong tay yên, được rồi được rồi, ta tận lực hiểu rút. Chạm tinh xem Trần Húc ngượng ngùng buông yên, dịu dàng cười cười nói, đạo lý này ta cũng biết, chỉ là đánh cho cách khác mà thôi hiện tại thành thị không khí ô nhiễm nguyên nhân chủ yếu đã không phải là nhà xưởng rồi mà là nhiều như vậy cơ động cỗ xe ô tô khói xe cái này mới được là trọng điểm kỳ thật quy kết hắn nguyên nhân còn là vì dầu mỏ vấn đề hiện tại xã hội này quá ỉ lại dầu mỏ rồi mà thiêu đốt sinh vật có thể thế tất hội làm cho ô nhiễm nghiêm trọng ô nhiễm trừ phi chúng ta không cần dầu mỏ không cần dầu mỏ dùng cái gì đâu này cao hiểu tiết nháy mắt to tò mò hỏi a à, nguồn năng lượng chủng loại rất nhiều nhất là không ô nhiễm nguồn năng lượng. Ví dụ như năng lượng hạt nhân, đương nhiên, năng lượng hạt nhân dùng cho dân dụng còn sớm được vô cùng. Mặt khác thông thường chính là năng lượng mặt trời, còn có gió có thể, cùng với, rất nhiều hy hữu nguồn năng lượng. Nhưng những này không dùng tốt tại dân dụng à, thốt ra lời này, quản dịch, trạm tinh cùng Trần Húc ba người đều cười. Không dùng tốt tại dân dụng, lời này là lừa gạt người đấy. Chủ yếu là cái thế giới này đối với nguồn năng lượng chủ lưu nghiên cứu phương hướng còn một mực dừng lại tại, hoặc là có nhân công nguyên nhân ngừng lưu tại đối với sinh vật có thể nghiên cứu bên trên, mà không có chuyên chú tại mặt khác nguồn năng lượng nghiên cứu. Nếu như nhân loại các khoa học gia chủ công phương hướng đặt ở năng lượng mặt trời lên, chỉ sợ không được bao lâu, tuyệt đối là có thể nghiên cứu ra có thể sử dụng tại dân dụng hiệu suất cao năng lượng mặt trời pin rồi. Nhưng là vì năng lượng mặt trời cực hạn tính, đơn giản nhất đúng là âm thiên cùng buổi tối thời điểm như thế nào thu hoạch nguồn năng lượng cho nên năng lượng mặt trời tại không có đột phá cái này bình cảnh trước khi là rất khó dùng cho đại chúng phương diện đấy. Mà lúc này đây, Trần Húc khó tránh khỏi cũng nhớ tới khí ba. Còn có, ít tổ chức, khí ba tài nguyên cường đại tác dụng đủ để cho nhân loại vô ưu vô lựa tùy ý tiêu hao mấy ngàn năm, mà ít tổ chức lập trường đến cùng là đúng hay sai. Ở thời điểm này, Trần Húc nhịn không được đem vấn đề này cho hỏi lên, các người nghe qua khí ba tài nguyên sao? Kết quả ba nữ tử đều gật đầu, xem ra mọi người xem sách đều không ít. Vì vậy Trần Húc nói tiếp đi, như vậy, nếu như, ta nói là nếu như, nếu như nói thầy của ta, SMMS trong tay có có thể đem khí ba nguồn năng lượng dùng cho dân dụng phương pháp, đừng kích động, ta nói nếu như, nói rất đúng nếu như. Nếu như như vậy, hắn đem cái này đồ vật phóng xuất rồi, biết được có hậu quả gì không? Hậu quả, cao hiểu tiết nhất vô tâm cơ, gọi, có thể có hậu quả gì không à? Ngược lại là quản dịch cùng chạm tinh, lâm vào trầm tư. Trạm tinh nói, nếu như khí ba nguồn năng lượng thật sự xuất hiện cái kia đối với toàn bộ thế giới mà nói là cái tin mừng nhưng cũng là cái trùng kích trùng kích cái gì ngươi đần à trạm tinh cười nói ngươi ngẫm lại khí ba nguồn năng lượng tiện nghi hơn nữa hiệu suất cao nếu như là ngươi ngươi chọn cái nào đó là đương nhiên là khí ba rồi cái kia tốt đây là một cái rất rõ ràng lựa chọn đề nhưng tất cả mọi người lựa chọn khí ba nguyên lai like thiêu đốt dầu mỏ những cái kia máy móc làm sao bây giờ đều báo hỏng rồi chứ ngươi ngẫm lại, hiện tại toàn bộ thế giới phần lớn là loại này thiêu đốt sinh vật có thể máy móc. một khi khí ba tài nguyên xuất hiện, cái kia những này máy móc đều báo hỏng sao? quản dịch cũng nói, còn có, tự là chiến tranh. các ngươi ngẫm lại xem, nước mỹ tại vùng trung đông khu đầu nhập quân lực có bao nhiêu, quân phí có bao nhiêu? nếu quả thật có loại này nghịch thiên đồ vật xuất hiện, tốt như vậy a? À? nếu như không là xuất hiện ở nước mỹ, đương thời giới toàn bộ nguồn năng lượng hệ thống bị trùng kích thời điểm thế tất sẽ khiến một hồi mới đích nguồn năng lượng chiến tranh. Cao hiểu tiết kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, chiến tranh. Sẽ không đáng sợ như vậy a à. Quản dịch trường than một hơn, nàng từ nhỏ sinh trưởng tại cỡ lớn tài phiệt chính giữa, đối với những chuyện này căn bản là không xa lạ gì. Cái thế giới này cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Lũng đoạn, chỉ có lũng đoạn kiếm lợi nhiều nhất. Quản dịch lắc đầu nói, nếu như SMMS lão đại, N, tự cho là hắn thật sự có bổn sự này, hắn cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Bởi vì vô số người lợi ích bị tổn hại, cái loại này lực cản quá lớn, lớn đến các ngươi căn bản là không cảm tưởng giống như, không riêng gì nước ngoài, còn có trong nước. Cao Hiểu tiết rất là khó hiểu, trong nước, trong nước có thể có cái gì áp lực? Quản dịch thở dài, chỉ nói một câu, bởi vì lợi ích. Cao Hiểu tiết vẻ mặt mê mang, nhưng là Trần Húc nhưng lại biết rõ ý của nàng. Lợi ích, hoàn toàn chính xác cái này là một đại vấn đề. Mới nguồn năng lượng một khi bắt đầu dùng chưa bao giờ đến cách cục nhìn lại tuyệt đối là có lợi, nhưng là đối với ở hiện tại thường dùng sinh vật có thể kỹ thuật mà nói, là một cái vô cùng đại trùng kích. Loại này trùng kích mang đến hậu quả là thập phần đáng sợ, bởi vì ảnh hưởng đến tuyệt đối không phải một người hai người lợi ích. Trung Quốc quan trường, rắc rối khó gỡ, mà ở dầu mỏ lợi dụng lên, tắc thì một mực đều khống chế tại quốc gia trong tay. Đến lúc đó tuy nhiên cái này kỹ thuật đối với quốc gia tương lai có trọng dụng, có thể tạm thời là muốn tổn hại đến rất nhiều người lợi ích đấy đến lúc đó muốn liều tự là cái này phát minh người hậu trường có cứng hay không rồi mà về phần muốn lũng đoạn cái kia lũng đoạn quyền cũng là tại quốc gia trong tay người bình thường căn bản không thể lấy được đấy thất phu vô tội mang ngọc có tội ít tổ chức nói rất đúng loại này nghịch thiên đồ vật muốn đi ra hoàn toàn chính xác hội dẫn phát một hồi chiến tranh trạm tinh đột nhiên hỏi smms hôm nay thật sự nắm giữ loại này kỹ thuật sao trần húc lắc đầu nói ta vừa rồi tự là đánh cho cách khác mà thôi ta vì kia lão sư nội tình, ta cũng không rõ ràng lắm, lời này ngược lại là thật không có nói láo, tiểu mẫn trong tay có đồ vật gì đó Trần Húc thật đúng là không biết, mà Trần Húc suy nghĩ chính là, tiểu mẫn kho số liệu trong liền máy thời gian tư liệu đều đã có, như phương diện khác một ít gì đó. Nói không chừng cũng có đâu này, mấy người chuyển di chủ đề, nhìn xem thời gian càng ngày càng muộn, Trần Húc nói, ngủ đi, thời điểm không còn sớm, ngày mai ta còn muốn làm việc đây này. Trạm tinh nói, ta ngủ không được, các ngươi trước tiên ngủ đi, ta muốn tiếp tục xem hội vì sao. Ta đây cùng ngươi, Cao Hiểu Tiết vội vàng nói, được rồi được rồi, Trần Húc thật là mệt mỏi, hắn cũng không giống như cái này ba cái, tự là khách du lịch, hắn một tấc một tấc thổ địa tìm tòi, có đồ vật gì đó tự thu nhận công nhân chiếc có khai quật, thế nhưng mà mệt mỏi không nhẹ. Ngã vào trong lều vải, rất nhanh tự bước lên khò khe. Nhìn xem Trần Húc bộ dạng, ba nữ hài tử trên mặt lộ ra một tia ôn nhu biểu lộ tại các nàng gặp được nam sinh chính giữa. Đại khái cũng chỉ có Trần Húc tại cùng các nàng kết giao thời điểm chân thành nhất, không có chút nào cái gì che giấu. Xem qua rất nhiều cố ý ở trước mặt các nàng trang thân sĩ, trang bác học dùng tranh thủ các nàng hảo cảm người, nhìn nhìn lại Trần Húc, tuy nhiên lớn lên không xoái, nhưng là người cũng rất tốt, tam nữ trong lòng, khó tránh khỏi đều có chút khác ý tứ. Nhưng là dù sao nơi này có ba người à, kỳ thật các nàng cũng biết, ba người đối với Trần Húc đều có như vậy một ít như có như không tình cảm, mà Trần Húc địa thái độ cũng một mực lắc lư bất định. Rốt cuộc là ưa thích ai nhiều một chút, chọn ai? Vấn đề này thật sự là rất xấu hổ à? Bởi vì Trần Húc người này luôn nghĩ đến xử lý sự việc công bằng, mà ngay cả lần này du lịch cũng là bốn người cùng một chỗ. Nói thực ra bốn người bọn họ người cùng một chỗ thời gian thật sự là quá dài. lẫn nhau hiểu tình cảm giác nam nữ cùng một chỗ nào có mỗi lần đều nhiều người như vậy hay sao? Bốn người đều cùng một chỗ cũng không thể đồng thời cùng lúc nói yêu thương a. À cái này lẫn nhau tầm đó liền chút ẩn nấp, thẹn thùng xấu hổ chi tâm lời nói cũng không thể nói. Chật chật, loại cảm giác này cũng khó trách Trần Húc đến cái lúc này. Còn chưa cùng các nàng chính giữa cái đó một cái đã có càng tiến một bước địa phát triển. Chứng kiến Trần Húc để đi ngủ, ba nữ tử ngồi ở chỗ này, hào khí đột nhiên thoáng cái xấu hổ. Bởi vì nói như thế nào đây, chạm tinh cùng cao hiểu tiết một cái phòng ngủ, cái kia hai người kia quan hệ trong đó muốn tự nhiên mà vậy thân mật một ít mà quản dịch cùng nàng hai người ở chung phần lớn là bởi vì trần húc nhưng chính thức theo các nàng cá nhân ở giữa quan hệ cá nhân mà nói kỳ thật quản dịch cùng nàng hai người chỉ có thể coi là là bằng hữu tối đa cũng tự là thoáng thân mật một ít bằng hữu cùng cái loại này không có gì giấu nhau khăn tay chả có một đại đoạn khoảng cách theo mấy người tại phòng cho tổng thống chính giữa ở pháp đã biết rõ trần húc một gian phòng quản dịch một gian phòng cao hiểu tiết cùng chạm tinh một gian phòng vừa rồi thời điểm tam nữ nhìn xem trần hút ngủ say bộ dáng trên mặt đều lộ ra cái loại nầy ôn nhu dáng tươi cười quản dịch cùng trạm tinh đều phân biệt thấy được đối phương trên mặt thần sắc cho nên cái lúc này cái này hai cái cực kỳ nữ nhân thông minh liếc nhau đồng đều cảm giác được có chút không có ý tứ quản dịch phản ứng cũng là rất nhanh cười nói n ta cũng ngủ không được chẳng những ngủ không được tinh lực còn rất tràn đầy được rồi ta hay vẫn là xuống nước du một hồi lặn a à. trạm tinh nhàn nhạt điểm mỉm cười vậy ngươi cẩn thận một chút. Đơn giản địa hai câu nói, cũng có thể thấy được, cái này hai cái nữ nhân thông minh tầm đó, ngầm hiểu lẫn nhau. Ngược lại là cao hiểu tiết rất kỳ quái, vì cái gì đều cái lúc này rồi, quản dịch còn muốn đi bơi lội. Dưới ánh sao địa hải mặt, bình tĩnh hơn nữa tràn đầy một loại mông lung mỹ cảm. Quản dịch một thân màu đen địa áo tắm, thật giống như mỹ nhân ngư đồng dạng trong nước qua lại bốc lên. Thật xinh đẹp, mà ngay cả cao hiểu tiết cũng nhịn không được nữa tán thán nói, sau đó rất phiền muộn cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình. Kỳ thật quản dịch cái lúc này là mượn nhờ bơi lội đến dãy ruộng trong nội tâm nàng bực bội. Bởi vì vừa rồi tuy nhiên là một cái đơn giản biểu lộ, lại có thể nhìn ra, cái này hai cái không so với chính mình chỗ thua kém nữ hài tử, đối với Trần Húc cũng không phải vô tình. Nhưng thật ra là đâu chỉ vô tình, ngày đó tại phòng bệnh chính giữa, chứng kiến Trần Húc từ phía sau ôm cao hiểu tiết, lúc ấy quản dịch cũng đã đã biết, nàng quan hệ của hai người tuyệt đối đã không đơn giản rồi. Mà chạm tinh, quản dịch biết rõ nàng rất nội liếm, có thể càng như vậy, nàng lại càng hội nhận thức chuẩn một việc không bỏ qua. Ai, tại Trần Húc trong nội tâm, mình rốt cuộc xếp hạng cái dạng gì vị trí đâu này. Quản dịch tựa đầu tiềm ẩn dưới nước, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Bốn năm thời gian, đào mắt tựu đã qua một phần tư. Còn có ba năm, nói là rất dài, nhưng trước khi cái kia một phần tư tự do thời gian, cũng không quá đáng tựu là nháy mắt đã trôi qua rồi. Ba năm về sau, hiện tại các nàng bốn người còn có thể như vậy vô ưu vô lượng ngồi cùng một chỗ đốt đống lửa xem vì sao sao quản dịch tựa đầu vươn ra hít một hơi thật sâu ban đêm nước biển rất là lạnh buốt nhưng là chỉ có như vậy lạnh buốt nước mới có thể để cho nàng chẳng phải bực bội nàng phát hiện mình thật sự không thể lại tiếp tục như vậy rồi trong nội tâm nàng có một loại rất xúc động bìa cảm tình càng ngày càng khó dùng áp chế lại tiếp tục như vậy nói không chừng có một ngày nàng hội liều lĩnh hướng trần lúc thổ lộ đâu này quản dịch cũng không cho rằng nữ sinh truy nam sinh là một loại rất mất mặt sự tình tại nàng xem ra chính mình ưa thích đồ vật chính mình không cố gắng mà là cầu xin thượng thiên không công tiễn đưa cho mình chỉ là nàng hiện tại bắt đầu vi trần húc cân nhắc rồi có thể nhìn ra trần húc hiện tại bên người phiền toái đã đủ nhiều rồi nếu như mình lại như vậy cái kia phiền toái hội thêm nữa càng lớn có chút thậm chí là hắn hiện tại căn bản không có khả năng chịu đựng được ở đấy thật sự thật khó khăn à Quản dịch đột nhiên phát hiện mình hiện tại rất muốn uống rượu, đây là nàng cả đời này lần thứ nhất loại suy nghĩ này. Bởi vì nàng trước kia cảm thấy uống rượu hội tê liệt thần kinh lại để cho đầu óc của nàng không cách nào thanh tình, nhưng là hiện tại nàng lại cảm thấy có đôi khi không thanh tình ngược lại là kiện chuyện tốt. Vừa lúc đó, đột nhiên quản dịch mắt cá chân đau xót, chân phải phẳng phất bị cái gì đó cắn chặt. Quản dịch vội vàng co chân về, nhưng lại cảm giác được trên chân phải phẳng phất treo rồi cái thứ gì lần này quản dịch thật có chút bối rối rồi nàng từ nhỏ ngay tại hawaii bên bãi biển bên trên chơi đùa kỹ năng bơi rất tốt nhưng là đột nhiên trên chân bị thứ đổ vật tập kích loại cảm giác này khó tránh khỏi bối rối nàng nhịn không được uống hai phần nước ở trong nước gấp vội dẫy ruộa kỳ thật đây cũng là quản dịch sơ sẩy phải biết rằng cái này không khai phát bãi biển dù sao so không được nhân công bãi biển như vậy an toàn tuy nhiên cái này một phiến địa phương không có cá mập nhưng lại có chút những thứ khác sinh vật như hiện tại kẹp ở quản dịch trên chân kỳ thật chính là một cái cỡ lớn sò biển chạm tinh tại bên cạnh bờ chứng kiến quản dịch đột nhiên ở trong nước dẫy ruộng sau đó trầm xuống nàng địa tâm tư kín đáo lập tức cũng cảm giác sự tình không ổn vội vàng mãnh liệt đầy một bà trần húc kêu lên quản dịch giống như đã xảy ra chuyện mau đi xem một chút trần húc vốn ngủ mơ mơ màng màng bởi vì hắn thật sự là rất mệt a à, nhưng là nghe được câu này sau lập tức hai mắt trợn mắt tỉnh lại kêu lên đã xảy ra chuyện gì. Trạm tinh cũng không đáp, lôi kéo vẫn còn mê mang cao hiểu tiết tự hướng bên cạnh bờ chạy tới. Lúc này thời điểm ở trong nước, quản dịch uống hai phần nước về sau cũng lập tức tỉnh táo lại, biết rõ cái lúc này ngàn vạn không thể lung tung dẫy ruộng. Nàng liền tranh thủ đầu mang ra mặt nước miệng lớn hô thở ra một hơi, gặp trạm tinh trần húc bọn hắn nhanh chóng đã chạy tới, vừa chạy vừa hỏi mình làm sao vậy. Có thể quản dịch là thật vất vả mới trồi lên đến mặt nước, bởi vì dưới chân cái kia đại con trai, bạn không biết có đa trọng, cho nên nàng căn bản không kịp trả lời tựu lại trầm xuống, sau đó thò tay đi tách ra cái kia đại con trai, bạn. Chỉ là cái kia đại con trai, bạn sợ là có một chậu rửa mặt lớn nhỏ, lực đạo 10 phần, đơn giản sao có thể tách ra ra. Lúc này thời điểm Trần Húc đã chạy đến bên cạnh bờ, hắn khi còn bé tại trong sông bơi lội, kỹ năng bơi cũng rất tốt, lại để cho Trạm tinh cùng cao hiểu tiết tại trên bờ trước chờ, đón lấy một đầu tựu vào trong nước, hướng về phía quản dịch nhanh chóng du tới. Quản dịch tại khoảng cách bên cạnh bờ hai ba mươi mế địa phương, tại đây đã là nước kỳ thật cũng không có bao sâu, đại khái là là hơn 2 mét bộ dạng, nhưng vừa vặn đủ ngập đến một người. Mà quản dịch địa trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, nếu như không phải nàng lặn xuống dưới nước, lại làm sao có thể gặp được cái này đại con trai, bạn. Mắt thấy phổi không khí càng ngày càng ít, quản dịch lại mãnh liệt trên mặt đất đạp một cái, nhảy ra mặt nước, lấy hơi. Cái này đạp một cái phía dưới lòng bàn chân có chút đau đớn, hình như là đã dẫm vào cái gì thạch đầu, quản dịch đột nhiên muốn, đối phó loại này đại con trai, bạn muốn dùng cắt mịn các loại bước nó há miệng. Vì vậy quản dịch lập tức một lặn xuống nước đâm đi xuống, bắt một bả đáy biển bùn cắt hướng đại con trai, bạn trong miệng vung đi. Đại con trai, bạn nhất sợ sẽ là loại này cắt mịn, vội vàng nhả ra. Quản dịch cảm giác được trên chân buông lỏng, lập tức dụng cả tay chân bơi đi lên, trong nội tâm nàng tuy nhiên hận cực, nhưng là nhưng cũng biết lúc này thời điểm không phải báo thù địa thời điểm, Đợi tí nữa xuống lần nữa nước lúc, nhất định phải đem cái này đại con trai, bạn nện cái nát bấy. Lúc này thời điểm Trần Húc đã du đi qua, ở trong nước ôm lấy nàng, lo lắng mà hỏi thăm, người như thế nào đây? Không có sao chứ, nghe được Trần Húc trong lời nói lo lắng, quản dịch vui vẻ cười, không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận bị một cái đại con trai, bạn cho kẹp lấy chân rồi. Hiện tại không có việc gì rồi, nhưng nàng phù ở trên mặt nước, đem chân nâng lên địa thời điểm lại rất rõ ràng chứng kiến chân phải mắt cá chân chỗ một vòng vết máu, tại nàng bạch tu thon dài bắp chân chỗ, thậm chí dọa người. Bất quá tóm lại không có việc gì tự là tốt nhất, Trần Húc thở ra một hơi nói, Mỹ nữ, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi cho hù chết, sau đó Trần Húc hướng về phía trên bờ vẫn còn lo lắng địa hai người hô, không có việc gì, không có việc gì rồi. Lúc này thời điểm quản dịch mới vừa vặn phát giác, nàng cùng Trần Húc tầm đó hiện tại như vậy tạo hình thật sự là có chút không ổn. Bởi vì Trần Húc một chi tay nắm cả eo của nàng, thân thể hai người cơ hồ tự hoàn toàn dán lại với nhau, hơn nữa quản dịch hiện tại trên thân thể tự một kiện rất thiếp thân áo tắm. Trần Húc cũng là hai tay để Trần, hai người ra thịt kề nhau, tuy nhiên ở trong nước, hơn nữa cũng là vô tâm, nhưng dù sao như vậy thân mật tiếp xúc thật sự là quá mức mập mờ, quản dịch nhịn không được có chút xấu hổ. Trần Húc thấy nàng bước chân bị thương, tự một lòng nghĩ đến tranh thủ thời gian kéo nàng trở lại trên bờ, không có xem nàng đột nhiên không nghe thấy thanh âm của nàng, nhịn không được quay đầu nói, ngươi không sao chớ. Tại sao không nói chuyện, quản dị trà một tiếng, vội vàng nói ta không sao, tựu là chân còn có chút đau. Sau đó nàng nói, đúng rồi, ta hiện tại không có việc gì rồi, có thể chính mình bơi. Người trước bất kể ta, giúp ta đem cái kia đại con trai bạn cho với lên đến, hừ, kẹp bổn tiểu thư, thù này ta có thể nhất định phải báo. Trần Húc giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm ngươi cùng một đại con trai, bạn đưa tức giận cái gì à? Cái kia hoàn hảo là đại con trai bạn, ngươi cũng bị cá mập cho truy sát ta đây có phải hay không cũng phải đem cái kia cá mập cho chảo trở lại. Xem Trần Húc không đáp, quản dịch tự làm nũng nói, ngươi đi mà. Ta thiếu chút nữa bị nó làm hại treo rồi, người thù này đều không giúp ta báo à. Đợi tí nữa lên bờ, lại trở lại, đi đâu đến tìm cái này đại con trai bạn. Nàng vừa nói như vậy, cũng là có vài phần đạo lý, Trần Húc nghe giọng nói của nàng mang thêm vài phần đau khổ, không đành lòng phật ý của nàng tự nói hảo hảo hảo, chờ à, ca ca ta giúp người báo thù. Sau đó Trần Húc tự lặn xuống, cái này ban đêm tuy nhiên tầm nhìn rất thấp, nhưng là Trần Húc cũng rất nhẹ nhàng đã tìm được cái kia đại con trai, bạn. Vừa sơ, wow, cái này tối thiểu có một sáu bảy mươi cân à. Thật tốt ăn một lần được rồi, cũng không biết bên trong có hay không chân châu. Trần Húc muốn đem cái này đại con trai, bạc mang ra mặt nước, nhưng đột nhiên cảm giác được bên cạnh nước chảy có chút không đúng, nơi này là bờ biển, tuy nhiên ở trong nước, nhưng là bên cạnh cũng có chút đá ngầm mọc lên san sát như rừng vùng duyên hải chỗ còn dựa vào vài tòa không cao không lùn tiểu sơn trần húc tâm niệm vừa động muốn khởi đến chính mình tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa tự chứng kiến mễ ngõ đức trí nhớ cái kia bờ biển cũng có mấy tòa tiểu sơn mà tiểu mẫn lựa chọn địa phương cũng đều là như thế hình dạng mặt đất vì vậy ma xui quỷ khiến tầm đó trần húc buông tha cho cái kia đại con trai bạn đi phía trước bơi đi quả nhiên tại cách đó không xa một tòa tiểu sơn bên cạnh đã tìm được một cái động lớn. Cái kia đại động rất sâu, không biết đến cùng thông ở đâu, nhưng là lớn nhỏ tuyệt đối là đầy đủ tầm hai ba người đồng thời thông qua. Chẳng lẽ nói, trong lúc này tựu là mế ngõa đức vùi bảo tàng địa phương. Trần Húc trong nội tâm một hồi kích động, chẳng lẽ đã tìm được. Lúc này thời điểm hắn cảm giác được phổi không khí nhanh tiêu hao hết rồi, vội vàng nổi lên, cái kia đại động hoàn toàn có thể thông qua một người, nhưng là không biết nhiều bao nhiêu, cũng không biết bên trong đến cùng có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn các loại. Chính mình giống như tùy tiện đi vào, vạn nhất hô hấp không đến cái kia thì xong rồi. Vì vậy Trần Húc vội vàng lôi kéo quản dịch bơi tới bên cạnh bờ, nói, ta tại dưới nước phát hiện một cái huyệt động, nói không chừng chính là ta muốn tìm đồ vật, ta hiện tại đi xuống xem một chút, các ngươi ở lại trên bờ. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì thứ đồ vật, quản dịch ngạc nhiên nói, cũng mặc kệ cái kia đại con trai, bạn sự tình, ngươi chẳng lẽ thật sự tại tầm bảo Trần Húc rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, quản dịch bật cười, xin nhờ, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Người bây giờ thiếu tiền sao? Trần Húc lắc đầu, nói, nhưng trong này mặt có một vật với ta mà nói trọng yếu phi thường, thậm chí. Được rồi, chờ thứ đồ vật nắm bắt tới tay về sau, các người đã biết rõ dụng ý của ta rồi. Người có chuyện gì là không thể cùng chúng ta giảng đấy sao? Quản dịch biểu lộ có chút bất mãn, người có biết hay không dưới nước có nhiều nguy hiểm, cái kia động lại không có trải qua thăm dò, vạn nhất người xuống dưới về sau lên không nổi làm sao bây giờ. Trần Húc lắc đầu nói cái này không là vấn đề, hắn chỉ chỉ đằng sau ô tô, trước khi ta đều chuẩn bị xong, ta dẫn theo áo chống đạn, cái kia áo chống đạn tài liệu là có thể tránh nước đấy. Hơn nữa như vậy cứng cỏi, cho dù gặp được cá mập ta đều không cần sợ. Còn có, ta cũng dẫn theo bình dưỡng khí, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu như tình huống không đúng ta sẽ lập tức trở lại đấy. Vậy cũng không được, quản dịch hung hăng dậm chân một cái, một mình ngươi đi quá nguy hiểm, không được, nếu như ngươi không nên đi, ta với ngươi cùng đi. Cái này Trần Húc choáng váng, có thể hắn vừa muốn nói chuyện, quản dịch tự nói, nhìn cái gì, tuy nhiên bơi lội ta chưa hẳn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng lặn xuống nước ngươi khẳng định so ra kém ta. Lời này ngược lại là lời nói thật, bởi vì là người bình thường căn bản cũng không có cái gì lặn xuống nước địa kinh nghiệm, điểm ấy cùng từ nhỏ đã có tiến chơi lặn xuống nước địa quản dịch tự nhiên không thể so hai người cứ như vậy tranh chấp lấy đi đến bờ, không rõ tình huống cao hiểu tiết xem hai người tại nhau nhau lấy cái gì. Kỳ quái mà nói, các ngươi làm sao vậy? Quản dịch đem sự tình nói một lần, cao hiểu tiết tà thoáng một phát, cái kia dưới nước có thể hay không rất nguy hiểm à? Chạm tinh nhìn về phía Trần Húc, ánh mắt kia rất phức tạp, nói, ngươi thật sự muốn đây. Trần Húc gật gật đầu, vì vậy chạm tinh tựu không nói. Cao hiểu tiết xem xét tựu nóng nảy nói, tinh tinh, ngươi như thế nào như vậy tựu lại để cho hắn đi à? Chạm tinh cười cười, đã hắn đã quyết định, lại khuyên cũng không được. Đáng tiếc ta kỹ năng bơi không tốt, người hãy để cho quản dịch với người cùng đi chứ. Có người chiếu ứng, tối thiểu có thể yên tâm, hoặc là, ngày mai ngươi sẽ tìm mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ cùng một chỗ xuống dưới, người có dưới nước địa thông tin thiết bị sao. Trần Húc lắc đầu, nói, nhưng là sự tình này tốt nhất không muốn khiến người khác đến nhúng tay, bởi vì nếu như phía dưới vật kia thật là ta muốn, người biết là càng ít càng tốt. Đương nhiên, ta tín nhiệm các ngươi, có thể ta hiện tại vẫn không thể nói, chỗ đó đến cùng có cái gì. Các ngươi chỉ cần biết rõ, vật kia với ta mà nói rất trọng yếu, thậm chí đối với toàn bộ dân tộc mà nói đều rất trọng yếu là được rồi. Cho nên ta phải muốn xuống dưới, không có thông tin thiết bị cái này không là vấn đề, của ta vệ tinh điện thoại tuy nhiên không thể trong nước gọi điện thoại, nhưng là có một cái khẩn cấp gọi tin nhắn hệ thống, chỉ cần ta án lấy số khóa 10 giây đồng hồ không buông, là có thể đem đã biên tập tốt tin nhắn phát đến các ngươi trên điện thoại di động, nếu như chứng kiến cái này cầu cứu tin nhắn lập tức báo động yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc hết gạo sạch đạn thời điểm mới cầu cứu đấy ba người gặp trần húc địa mục đích như vậy kiên quyết cũng không nên nói thêm gì nữa đành phải đồng ý đương nhiên trần húc nhất định phải mang lên quản dịch cùng một chỗ yêu cầu này cũng không quá phận vừa vặn trần húc vì dùng phòng ngừa vạn nhất cái gì đó đều dẫn theo hai kiệt, ngược lại là đủ hắn cùng quản dịch mặc đấy không có áo lặn cái này trạng thái dịch áo chống đạn ngược lại là cũng có thể được thông qua lấy dùng, dù sao cũng không thấm nước hơn nữa cứng cỏi, so áo lặn còn muốn an toàn. Áo chống đạn mặc, bình dưỡng khí mang tốt, Trần Húc cùng quản dịch biến mất tại dưới mặt nước. Cái này bình dưỡng khí có thể chịu tải một người nửa giờ dưỡng khí cung ứng, cho nên tạm thời là không cần lo lắng không đủ dùng đấy. Trần Húc cùng quản dịch xuống nước về sau, đi vào cửa động, mở ra dưới nước đèn pin, Trần Húc làm thủ thế, đi đầu bơi đi vào. Trần Húc cái này cũng là lần đầu tiên lặn xuống nước, bất quá coi như thuận lợi, cầm đèn pin chiếu vào cái này đen nhánh giống như đường hầm đồng dạng sơn động, cái loại cảm giác này rất sởn hết cả gai ốc đấy. Cái này động chân vô cùng sâu, theo trên mặt đất đến xem hẳn là đả thông ngọn núi kia, nhưng không biết là làm như thế nào đến, Trần Húc bọn hắn bơi tối thiểu có 5 phút đồng hồ, còn không có có bơi tới đầu. Hơn nữa nhìn lấy đường hầm thạch bích, còn có cái này đường hầm địa thẳng tắp trình độ, rất rõ ràng cái này đường hầm là nhân công khai phát ra tới đấy. Tại dưới nước đả thông như vậy một cái đường hầm, cái kia thật là phi thường đáng sợ. Trần Húc bơi tới phía trước, đột nhiên phát hiện chấm dứt, Trần Húc rất là ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói chính mình đã đoán sai sao, nhưng là cái này rõ ràng chính là một cái người công khai đục đường hầm à. Lúc này thời điểm quản dịch cũng dù đi qua, hai người cầm đèn pin đối với phía trước chiếu, cái này mới phát hiện, cái này phía trước ở đâu là cái gì thạch bích. Mà là một cái thiết áp, toàn bộ động bị thiết áp cho phong bế, cái này mẹ nó địa cũng quá buồn bực à, Trần Húc cũng sớm nên nghĩ tới, cái chỗ này tuy nhiên rất ẩn nấp, nhưng là chưa hẳn không có người trong lúc vô tình phát hiện. Chính mình có phải hay không tầm bảo điện ảnh đã thấy nhiều? Cho là có cái tàng bảo đồ sau đó đã tìm được địa phương tự vô tư rồi hả? Làm sao có thể, người ta tân tân khổ khổ tàng địa bảo bối, tự lấy cái này đầu đường hầm mà nói, tại mặt biển hạ ở giữa lòng núi mở như vậy một đầu đường hầm muốn bao nhiêu nhân lực vật lực sau đó người ta cái này đầu đường hầm đều mở ra, có thể hết lần này tới lần khác sẽ không đóng cửa không có khóa lại, người khác tìm được địa phương là có thể đem cái này bảo bối cho lấy đi à. Thực cho rằng những cái kia vùi bảo tàng mọi người là ngu ngốc hay sao? Không suy nghĩ, bọn hắn những vật kia đều nhiều hơn sao chân quý, không thấy được những cái kia cho mình xếp đặt thiết kế phần mộ địa nhà giàu sao. Trong mộ đều có tự hủy trang bị, người ta ý tứ rất rõ ràng, thứ này nếu như tự chính mình có lẽ nhất, ta đây thả rằng hủy cũng sẽ không khiến các ngươi những người khác đạt được. Trần Húc rất phiền muộn tại nơi này đại thiết áp trước bơi qua bơi lại, một tấc một tấc dùng đèn pin đến tìm kiếm. Cơ hồ có thể khẳng định chính là, cái này thiết áp đằng sau tuyệt đối có thứ tốt, bởi vì nơi này vừa rồi không có khai phát, như vậy Trần Húc có 90% đã ngoài xác suất có thể khẳng định, cái này thiết áp tự là mễ ngõa đức làm ra đến, mà Ngọc Tỷ có lẽ sẽ tại thiết áp đằng sau. Cái này thiết áp không thể nào là hoàn toàn đem cái này bảo tàng cho phá hỏng, như vậy mễ ngóa đức trở lại rồi chính hắn cũng lấy không được thứ đồ vật cho nên cái này thiết áp lên tuyệt đối sẽ có cửa ngầm cái chìa khóa một loại đồ vật quả nhiên trải qua trần húc cẩn thận tìm kiếm hắn rốt cuộc tìm được một cái cửa bắt tay đó là một cái khảm nạm tại thiết áp bên trên môn môn bên trên có một cái lỗ đút chìa khóa còn có hai cái xoay tròn dùng mật mã khóa thiên cái này muốn trần húc như thế nào khai nếu như đơn riêng chỉ là lỗ đút chìa khóa cái kia Trần Húc có lẽ còn có thể sử dụng can dây kẽm các loại thử xem xem có thể không thể mở ra. Nhưng là có mật mã khóa, đây cũng không phải là tại trên Internet, Trần Húc không biết mật mã, làm sao tới khai cái này môn. Vì vậy Trần Húc tự hầm hực rồi, cái này rất giống cùng một mỹ nữ, rượu cũng uống tiền hí cũng làm đủ, sau đó đổ lên trên giường quần áo một thoát. Bà mẹ nó, vậy mà mặc cái thiết quần cộc, Trần Húc không cùng cái này thiết quần cộc gấp mới là lạ chứ nhưng trần húc tự nhiên là sẽ không dễ dàng hết hy vọng hắn muốn tất cả biện pháp đi khai cái kia khóa nhưng là trong nước bên tai tất cả đều là tiếng nước sao có thể nghe được mở khóa cái kia rất nhỏ tiếng va chạm âm đừng nói trần húc cái này ngay tại giả thuyết ảo cảnh trung học qua mấy ngày mở khóa gà mờ rồi cho dù là cao cấp mở khóa chuyên gia tới cũng chưa chắc có thể như vậy đỉnh cái thanh này khóa trần húc thử cả buổi rốt cục bất đắc dĩ buông tha cho chào hỏi lôi kéo quản dịch cùng một chỗ trở về ra mặt nước Chợt nghe đến Cao Hiểu Tiết hoan hô, bởi vì vì bọn họ xuống dưới thời gian tối thiểu cũng có 40, cái này 40, Trần Húc ngược lại là không có tim không có phổi đi nghiên cứu cái thanh kia khóa. Nhưng là tại trên bờ, Cao Hiểu Tiết cùng chạm tin nhưng lại chờ đợi lo lắng, càng là không có tin tức, lại càng lo lắng, lo lắng bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn đến Trần Húc đi lên, hai nữ cũng nhịn không được hoan hô, bất quá chạm tinh thanh âm nhỏ bé mà Cao Hiểu Tiết thanh âm rất lớn cho nên nghe tinh tường tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Trần Húc lên bờ về sau nói câu nói đầu tiên là cái này, môn vào không được tự muốn những phương pháp khác, ta còn không tin rồi, ta tự làm không được một cái phá cửa. Quản dịch đem sự tình nói tất cả một lúc sau, sau đó nói, ta cảm thấy được chuyện này chỉ dựa vào ngươi gấp là khẳng định gấp không đến đấy. Một người lực lượng dù sao có hạn, chúng ta có thể tìm người hỗ trợ. Tuyệt đối không được, Trần Húc chém đinh chặt sắt, chuyện này tuyệt đối không thể mượn tay người khác người khác, hơn nữa tốt nhất đều đừng làm cho bọn hắn biết rõ. Ta tự nói như vậy, trong lúc này một kiện đồ vật, giá trị liên thành đều không cách nào hình dung. Một khi có người nổi lên tham nhiệm, cái kia thật là hậu hoạn vô cùng. Đến cùng là vật gì, người như vậy thần bí như vậy. Trần Húc khẽ cắn môi, cái lúc này đối với quản dịch các nàng ba cái, kỳ thật không có gì tốt giấu giếm được rồi. Bởi vì nếu như nói Trần Húc liền các nàng ba cái cũng tin không nổi, cái kia trên cái thế giới này trên cơ bản tựu không có gì có thể tiến nhiệm người rồi. Đương nhiên, đây cũng là có giữ lại đấy. Cũng không phải nói cho có chuyện đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra nói. Ví dụ như hắn tự là SMMS chuyện này, Trần Húc là không có ý định nói cho bất luận kẻ nào đấy. Tối thiểu tạm thời là như vậy. Nhìn xem cao hiểu tiết cùng chạm tinh con mắt, trong ánh mắt của các nàng cũng lộ ra mãnh liệt rất hiếu kỳ. Trần Húc thở dài, các người còn nhớ rõ mế ngóa đức sao? Sa tăng tổ chức cái kia mế ngóa đức, về sau đến ám sát ta, cuối cùng. N, bị Nam Cung Lam cho giải quyết hết. Mế ngóa đức chết đối ngoại tuyên bố là cảnh sát kịp thời đuổi tới, nhưng là người biết chuyện chắc chắn sẽ không tin tưởng như vậy một cái sức sẹo lý do, cho nên Trần Húc Tụ đổ lên Nam Cung Lam trên người, hắn là bát quái trưởng mọi người, giết mỗi người đem người cùng giết gà giống như, ngược lại không có người nói cái gì rồi. Trần Húc nói dối nói, lúc ấy ta theo mế ngóa đức chỗ đó đã nhận được một trương tàng bảo đồ, chỗ đó có gạo ngóa đức suốt đời vơ vét đến bảo tàng. Mà trong đó nhất đáng giá, chân quý nhất một kiện là được truyền quốc ngọc tỷ. Chuyện kế tiếp tự không có gì để nói nữa rồi, bởi vì cho dù là đối với lịch sử hoàn toàn không biết gì cả người, cũng có thể nghe qua truyền quốc ngọc tỷ kiện bảo bối này, cũng nên biết giá trị của nó, cũng có thể minh bạch. Cái gọi là thất phu vô tội, mà ngọc có tội ý tứ của những lời này. Quản dịch nói, chuyện này hoàn toàn chính xác không thể lại để cho người khác đã biết, chúng ta bây giờ tại địa phương là Dubai, tại đây không là địa bàn của chúng ta, tại như vậy đại lợi ích trước mặt có rất ít người có thể bảo trì bình thản. Phải biết rằng, sau đi có rất nhiều vương công quý tộc hiện tại nhiều tiền đều phỏng tay, bọn hắn tự ưa thích mua một ít cổ đồng, châu báu đặt ở trong tầng hầm ngầm khiến nó sinh nấm mốc, nhưng là bọn hắn không thiếu tiễn. Nếu như thứ này đã đến trong tay của bọn hắn, bọn hắn chắc chắn sẽ không lấy ra bán, cái kia đến lúc đó muốn đều muốn không trở lại rồi. Chạm tinh nhìn về phía Trần Húc, người là tính thế nào hay sao? Cái này Ngọc Tỷ đã nhận được về sau, người tính thế nào? Đương nhiên là đưa cho quốc gia rồi, đặt ở cố cung trong viện bảo tàng cung cấp cả nước nhân dân đi thăm. Trần Húc không cần nghĩ ngợi tự đáp đi ra, mà quay về đáp về sau Trần Húc chính mình ngược lại là sướng sờ. Cho tới nay, hắn đã nghĩ ngợi lấy như thế nào tìm hồi ngọc tỷ, ngược lại chưa từng có nghĩ tới xử lý như thế nào vấn đề. Phảng phất thuận lý thành trương, Trần Húc đã cảm thấy, thứ này chính là muốn cho quốc gia, không phải nói cho cái nào người lãnh đạo, mà là cho quốc gia này. Dù sao cái kia ngọc tỷ là Trung Quốc hơn 2.000 năm phong kiến trong lịch sử không cách nào thay thế một bộ phận đây là quốc bảo, quốc bảo quốc bảo, danh như ý nghĩa, tự là quốc gia chi bảo. Cái này quốc bảo nên thuộc về quốc gia, bất luận cái gì cá nhân, bất luận cái gì tổ chức cũng không có quyền bảo tồn loại này quốc bảo. Trần Húc tuy nhiên là cái không lợi không dậy nổi sớm người, nhưng tối thiểu khi còn bé đã bị giáo dục là như thế này, hơn nữa hắn cũng một mực một mực nhớ kỹ. Hắn lại không muốn xưng đế, muốn cái ngọc tỷ làm gì vậy. Về phần bán lấy tiền, chớ trêu bán cho ai đi à không nói đến như vậy một bán trần húc là được trong lịch sử đệ nhất đại hán gian, nói sao hiện tại tiến đối với trần húc mà nói tựu là cái bình thường con số rồi. Hắn không thiếu tiến, nghe Trần Húc vừa nói như vậy, ba nữ tử trên mặt đều lộ ra tán thưởng cùng kính nể biểu lộ. Cái gì là thực nam nhân, cái gọi là không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời. Uy vũ không khuất phục, cái này ngọc tỷ giá trị không có ai biết, nhưng xưng là một câu giá trị liên thành tuyệt đối không đủ. Cùng cái này ngọc tỷ so sánh với cái gì cổ đồng đồ trang sức cái kia đều là cặn bã à? Có thể Trần Húc không hề nghĩ ngợi, chính mình cũng đừng có, loại này khí khái, là nữ hài tử thích nhất đấy. Nghe Trần Húc nói như vậy, quản dịch cũng nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng đích thật là tốt nhất xử lý phương pháp, dù sao Ngọc Tỷ không thể tầm thường so sánh. Thực ứng câu nói kia, thất phu vô tội, mang Ngọc có tội. Đặt ở cố cung nhà bảo tàng chính giữa hẳn là nó tốt nhất thuộc sở hữu, mà không phải ở lại người nào đó tư tàng chính giữa, đón lấy nàng cười cười, cái này hạ ngươi lại nổi danh rồi, phiên bản hiện đại địa châu về hợp phố của về chủ cũ à, đây tuyệt đối là cả nước oanh động đại sự, đến lúc đó dư luận lại xào thoáng một phát. N, không chừng xem tại ngươi vì kia lão sư SMS trên mặt mũi cho ngươi thêm thụ cái huân, cho cái đặc quyền các loại, cho ngươi nửa đời sau muốn gõ ai cửa phòng làm việc tụ gõ ai môn. Còn có cái này đãi ngộ, quản dịch hé miệng cười cười, đặc phái viên phúc lợi nha. Trần Húc Thế mới biết nàng tại trêu chọc chính mình, bất đắc dĩ cười cười, nam nhân à, có đôi khi tựu là mệnh khổ. Ngoại trừ chạm tinh tốt đi một chút bên ngoài, hắn bị mặt khác hai cái đùa giỡn thiếu đi. Chạm tinh lúc này thời điểm đột nhiên nói, vậy ngươi lúc ấy tại du thuyền bên trên chứng kiến cái kia tấm hình sở dĩ kích động, cũng là bởi vì phát hiện ngọc tỷ manh mối. Trần Húc gật gật đầu nói, đúng vậy, cái kia tấm hình chính giữa, mắt mèo dưới đá phương chính là cái kia cái hộp, ta từng tại mế ngóa đức chỗ đó đã từng gặp, hắn lời này nói nửa thật nửa giả, cũng không nói là làm sao thấy được, cái kia cái hộp tựu lúc trước trang ngọc tỷ cái hộp. Nhưng ta không biết, lúc ấy mế ngõa đức bảo tàng tàng thời điểm, có hay không đem cái này cái hộp cùng một chỗ bỏ vào. Nói đến đây Trần Húc cố ý cười cười, đúng rồi, mế ngõa đức bảo tàng ở bên trong có thể không ngớt ngọc tỷ như vậy một đồ tốt. Ngọc tỷ đã đưa ra ngoài không sao cả, dù sao vật kia bán được nước ngoài ta xác định vững chắc muốn ăn viên đạn, bán được trong nước cũng không ai dám mua. Nhưng là bảo núp bên trong vật gì đó khác, hắc hắc hắc, cũng đủ chúng ta kiếm một số á, tam nữ đều liếc mắt, thật đúng là cho rằng thằng này xem tiền tài như cặn bã đây này. Chủ đề lại nhớ tới như thế nào tìm bảo tàng bên trên quản dịch là tự mình xuống nước gặp được cái kia cứng rắn thiết áp, biết rõ tại dưới nước thông qua cá nhân địa lực lượng là không thể nào đánh chính là mở đích. Muốn mở ra đập nước sau đó đi vào, nhất định phải muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng như vậy, thế tất sẽ kinh động càng nhiều nữ người, không phù hợp Trần hút bọn hắn hiện tại lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn nguyên tắc nhưng là tự lấy mấy người bọn hắn người lực lượng, muốn mở ra cái kia thiết áp nói dễ vậy sao? Ngay tại Trần Húc Địa lông mày đều nhanh nhăn thành một cái đại phiền phức khó chịu thời điểm, chạm tinh đột nhiên nói, các người có hay không thông qua những địa phương khác đến tìm bảo tàng? Có ý tứ gì? Quản dịch con mắt sáng ngời, người nói là, có lẽ không ngớt cái kia một cái cửa vào. Chạm tinh mỉm cười gật gật đầu, vuốt móng tay nói, nếu N, ta nói rất đúng nếu. Nếu mễ ngóa đức năm đó ở đào móc bảo tàng thời điểm, đem cái này cái hộp cũng bỏ vào rồi. Đương nhiên, chúng ta trước nhận định, cái kia cái hộp tuy nhiên ở bên trong, nhưng là không có ngọc tỷ. Bởi vì vì chúng ta thấy được, cái kia cái hộp cũng là giá trị xa xỉ địa một kiện đồ cổ. N, quản dịch tiếp lời nói, nếu như như vậy giả thiết, như vậy chúng ta muốn suy nghĩ một chút, cái kia cái hộp như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đằng kia ra tiệm đồ cổ chính giữa đây này. Bởi vì khả năng có cái gì ngoài ý muốn, ví dụ như địa chấn, ví dụ như biển gầm, hoặc là bão. Đưa đến cái này tòa bị đào giống địa núi chính giữa xuất hiện một cái lỗ hổng, đương nhiên có lẽ là có người nhanh chân đến trước. Nhưng là, cũng có thể là bởi vì đã ngoài những cái kia nguyên nhân, khiến cho cái này cái hộp chính mình chạy ra. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta không thể buông tha cho. Nghe được Trạm Tinh nói như vậy, Trần Húc thoáng cái tựu lại giấy lên hy vọng. Đúng vậy, hiện tại xa xa không có đến lúc tuyệt vọng, có câu nói không phải như vậy nói mà, thượng đế tại đóng cửa một cánh cửa thời điểm thường thường hội mở ra một cánh cửa sổ hộ. Cái kia môn lão tử vào không được, lão tử tìm có thể đi cửa sổ. Nói, Trần Húc ngược lại là thực sự điểm lưu manh tính tình hòa khí chất, hắn nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy đấy. Trần Húc lần nữa lưng cóng bình dưỡng khí xuống nước rồi, lần này không có lại để cho quản dịch đi theo, bởi vì này tòa trong nước tiểu sơn cũng không nhỏ. Muốn một tấc một tấc nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được đi vào động đất quả thực lên giá phí một phen thời gian, mà như vậy, một cái bình dưỡng khí rõ ràng cho thấy không đủ đấy. Cho nên hắn lại để cho quản dịch bọn hắn tại trên bờ chờ, mà chính hắn đã đi xuống nước đi tìm. Cái này tòa trong nước địa tiểu sơn kỳ thật cũng không lớn, cũng không thể xem như cái núi. Nhưng là mọi người cũng cũng biết, núi loại vật này rất nhiều đều là cùng loại với hình nón hình cái kia dạng, phía dưới rộng, thượng diện chật vật. Hơn nữa cái này tòa tiểu sơn vừa vặn ở vào một cái đáy biển độ dốc, Càng hướng xuống nước lại càng sâu, cho nên Trần Húc phải tìm diện tích rất lớn. Cũng rất mệt an người, bởi vì hiện tại sắc trời thật sự xem không kiến Đông Tây, chỉ có thể dùng đèn pin từng điểm từng điểm tìm. Hơn nữa, chưa hẳn có thể tìm đến. Tại trên bờ, quản dịch thở dài nói, không biết làm như vậy không phải uổng phí công phu. Cái chỗ này chưa hẳn tự làm mễ ngóa nước bảo tàng địa phương, coi như là, cũng chưa chắc có mặt khác có thể đi động. Người tuy nhiên cho hắn một đường hy vọng, nhưng là cái này hy vọng lại tan vỡ làm sao bây giờ? Trạm tinh lắc đầu nói, lời nói cũng không phải nói như vậy, tối thiểu hắn cố gắng. Như vậy cho dù tìm không thấy, trong lòng của hắn cũng sẽ không có cái gì ái náy. Ái náy, người không gặp hắn nói lên như thế nào theo mế ngõa đức chỗ đó biết được truyền quốc ngọc tỷ thời điểm, ngữ khí chính giữa mang thêm vài phần cảm giác ái náy sao. Ngày đó hắn cùng Nam Cung Lam vì tự vệ giết mế ngõa đức, nhưng cũng là giết chết trên cái thế giới này duy nhất biết rõ ngọc tỷ hạ lạc, hạ xuống người, dùng tính cách của hắn, nếu không áy náy, như thế nào lại tại du thuyền bên trên chứng kiến cái kia ảnh chụp lúc như thế kích động. Hắn tìm kiếm ngọc tỷ, cũng không phải tham luyến ngọc tỷ giá trị muốn làm của riêng hoặc xuất ra đi bán. Chạm tinh như vậy chậm rãi nói đến, quản dịch trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại cảm giác cổ quái. Xem nàng ngày bình thường như vậy địa yên tĩnh, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng nhìn người nhưng lại như vậy tinh tường trong sáng. Hơn nữa, lại là này giống như hiểu rõ Trần Húc, quản dịch trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy một tia uy hiếp nói thật nàng thật sự rất kiêng kỵ chạm tinh bởi vì nàng cái chủng loại kia siêu nhiên khí độ còn có chính là nàng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm con ngươi trần húc tại dưới nước tìm hoàn toàn chính xác rất vất vả tuy nhiên trong nước địa sức nổi đại nhưng là lưng vác như vậy một cái bình dưỡng khí còn là phi thường mệt mỏi đấy nhất là du dài như vậy đường hơn nữa trần húc hôm nay đã rất mệt a à rồi hắn ban ngày tìm suốt một ngày buổi tối vừa ngủ một hồi đã bị chạm tinh cho hô. Tuy nhiên bây giờ đang ở cái này lạnh bốt trong nước phao, ngâm, lấy rất thanh tình, nhưng là mệt mỏi nhưng lại phao, ngâm không hết đấy. Có nhiều lần, Trần Húc thậm chí nghĩ buông tha cho, nhưng là cắn răng một cái, tiếp tục tìm kiếm. Trần Húc tự là có như vậy sự tàn nhẫn, tuy nhiên hắn cũng biết, cái chỗ này chưa hẳn tự là mình muốn tìm địa phương. Nhưng là không hảo hảo tìm một lần, không nghĩ biện pháp tiến cái kia thiết áp đằng sau nhìn xem, hắn không cam lòng à không biết có phải hay không là Trần Húc Địa cái này cổ chơi liều lại để cho ông trời cũng nhịn không được muốn giúp đỡ, hoặc là nói ông trời đều nhìn không được rồi. Suốt cục, Trần Húc tại một cái chân núi chỗ đã tìm được một cái vừa mới tốt có thể thông qua một người khe hở. Đã có lần trước địa kinh nghiệm, Trần Húc tự không liều lĩnh đi lên gọi người, mà là mình chui vào trước. Cái này khe hở không sâu, đại khái quả thực như chạm tinh theo như lời, là vì địa chấn hoặc là cái gì khác nguyên nhân làm cho, Trần Húc xuống dưới về sau bơi một hồi, tự phát giác nước ít đi rồi. Hắn cố gắng hướng thượng du, đầu vừa lộ ra mặt nước, tự thấy được trước mặt có một chỗ thực địa. Nơi này là cái tự nhiên huyệt động, không nghĩ tới à không nghĩ tới, tại một chỗ như vậy, thậm chí có như vậy một cái huyệt động tồn tại. Trần Húc lập tức tự suy nghĩ cẩn thận rồi, có lẽ cũng là bởi vì mế ngóa đức trong lúc vô tình phát hiện cái huyệt động này, mới tốn sức khí lực mở ra một cái đường hầm đem bảo tàng giấu ở chỗ này mặt. Bằng không thì lăng không mở ra một cái lòng núi, cái kia được hao phí bao nhiêu tài lực. Trần Húc bò lên bờ, đem bình dưỡng khí ném vào một bên, cái huyệt động này không lớn, đi chưa được mấy bước, Trần Húc tự thấy được một cái kim loại đại dương hòm, phải dựa vào tại tới gần mép nước. Chỉ có một kim loại đại dương hòm, hơn nữa cái nắp là đã mở ra, Trần Húc đi đến trước xem xét, nhìn không được gục hít một hơi hơi lạnh. Châu báu, tràn đầy một cái dương châu báu, hơn nữa Trần Húc biết rõ, tại đây châu báu toàn bộ đều là cổ đồng. Toàn bộ đều là có giá trị có lịch sử thứ tốt. Tuy nhiên tại Dubai Ả Rập Tháp khách sạn chính giữa, Trần Húc đã thấy được cái gì gọi là vàng son lộng lẫy, nhưng là ở chỗ này, Trần Húc mới chính thức nhìn thấy gì gọi là giá trị liên thành. Kim cương, mã não, hồng lam bảo thạch, phỉ thúy, bảo ngọc, vòng cổ, chiếc nhẫn, thủ trạc, vòng tay, thề. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, bất cứ người nào chứng kiến cái dương này đều tráng vắng đầu, bất kỳ một cái nào nữ nhân chứng kiến nhiều như vậy đồ trang sức đều điên cuồng đấy một nghĩ đến những vật này lập tức đều muốn biến thành là mình, Trần Húc trong nội tâm tự một hồi điên cuồng kích động. Nhưng là Trần Húc rất nhanh cắn đầu lưỡi thoáng một phát, hắn hiện tại cũng không phải là đến cảm thán, mà là vì tìm ngọc tỷ đấy. Trần Húc rất cẩn thận đem những này châu báu toàn bộ đều lấy được trên mặt đất, bắt đầu trở mình cái này dương kim loại tử. Cái lúc này Trần Húc cũng rất kỳ quái, vì vậy dương hòm đúng vậy, hắn bái kiến, tại mế ngóa đức trong trí nhớ, lúc ấy hắn tưởng rằng tủ sắt nhưng là bây giờ nhìn cái dương này cái nắp đều mất, rất rõ ràng không phải tủ sắt. Cái nắp mất có thể là bởi vì địa chấn thời điểm chấn đấy. Nhưng là, mế ngóa đức vì cái gì không cần tủ sắt đâu này. Chẳng lẽ mế ngóa đức cho rằng, một cái cửa sắt tự có thể đỡ nổi người sao? Nghĩ tới đây Trần Húc đột nhiên bật cười. Xin nhờ, nếu như người ta đều đã tìm được cái chỗ này, cũng đều tiến vào cái sơn động này. Cái kia có cần hay không tủ sắt, có ý nghĩa sao? Cho dù dùng tủ sắt người ta tựu trộm không đi à? Đều tìm tới nơi này rồi, còn kém cái khai dương hòm công phu sao có lẽ tựu là nguyên nhân này mễ ngóa đức không có làm cái gì chiều sâu bảo hộ a à. trần húc nghĩ như vậy đột nhiên tay của hắn mò tới một cái tứ tứ phương phương đồ vật chẳng lẽ là trần húc cố nén trong lòng đích kích động thay đổi hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem vật kia theo dương hòm nhất dưới đáy nâng nhưng thấy cái này tứ tứ phương phương thượng diện có năm đầu trông rất sống động địa long mà bên cạnh một góc tắc thì rất đột một chính là kim sắc lật qua xem xét, phía dưới là mấy cái chữ triện. Cái kia chữ triện Trần Húc không tại sao biết, nhưng là hắn một người trong thiên hay vẫn là nhận thức đấy. Hơn nữa vừa vặn tám chữ, dựa theo tư liệu lịch sử ghi lại đến phản phỏng đoán thoáng một phát, cái kia chính là vâng mệnh với thiên, đã thọ vĩnh xương tám chữ. Truyền quốc ngọc tỷ, quả nhiên là truyền quốc ngọc tỷ, Trần Húc cái lúc này, dùng một câu rất máu chó mà nói, hắn nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Cũng không phải nói Trần Húc chính là như vậy vô cùng ái quốc, có thể phải biết rằng, cái này truyền quốc ngọc tỷ đối với toàn bộ dân tộc Trung Hoa. Hoặc là nói là người Hán tộc mà nói, cái kia đại biểu cái gì? Nó đại biểu hoa hạ xã hội phong kiến bắt đầu, hoàng quyền địa tuyệt đối biểu tượng. Theo khối ngọc này tỷ, ngọc tỷ bên trên, có thể nghĩ đến từ xưa đến nay, bao nhiêu đế vương vì khối ngọc này tỷ, ngọc tỷ chỗ khuynh đảo. Có bao nhiêu người đối với cái này khối ngọc tỷ nhìn chăm chăm. Nó là dã tâm ra môn tha thiết ước mơ truy đuổi mục tiêu, lại là các nhà sử học mực đậm màu đậm miêu tả đối tượng. Vấn đỉnh thiên hạ, thường nói, tần mất hắn lộc, người trong thiên hạ trung trục chi, cái này là cái gọi là tranh giành vấn đỉnh. Có thể trục chính là cái gì? Cái kia chính là cái này truyền quốc ngọc tỷ, phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc lịch sử, có thể cùng truyền quốc ngọc tỷ so sánh với, vô luận là theo ý nghĩa hay vẫn là theo giá trị đi lên nói, ngược lại là chỉ có như vậy một cái. Đại vũ định thiên hạ chi cửu đỉnh, chỉ là cửu đỉnh truyền thuyết, mà càng như là thần thoại rồi. Cái này ngọc tỷ là cả dân tộc bảo vật, khi thấy cái này phương không tính lớn tiểu con dấu lúc, Trần Húc thật sự thì có một loại quỷ bái xúc động. Hắn cúng bái cũng không phải cái kia ngọc tỷ đại biểu hoàng quyền, mà là ngọc tỷ đại biểu, hơn 2.000 năm sáng chói văn minh. Trần Húc sờ sờ cái mũi, cái này trong dương những vật khác hắn cũng không phải gấp, nhưng cái này ngọc tỷ nhất định phải trước cầm lên đi. Chính mình xuống nước lâu như vậy, chỉ sợ quản dịch bọn hắn cũng chờ địa nóng này, vì vậy Trần Húc đem ngọc tỷ quấn chặt trên lưng bình dưỡng khí lại nhảy vào trong nước. Cái này đi ra tốc độ tự nhiên là rất nhanh, Trần Húc trồi lên mặt nước về sau, tự chứng kiến quản dịch ba người các nàng nằm ở lều vải bên cạnh. Lúc này thời điểm Trần Húc trong nội tâm tràn đầy kích động, căn bản tự không có đi đa tưởng, chỉ là cười mắng một câu cái này ba cái nhà đầu thực không có suy nghĩ. Có thể đợi đến lúc Trần Húc tay, đào, bào chân, đào, bào lên bờ về sau. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bởi vì quản dịch các nàng không có khả năng cái lúc này ngủ, càng không khả năng ba người đồng thời ngủ không xong đã xảy ra chuyện nhưng vào lúc này đột nhiên một cái cố làm ra vẻ thanh âm tiếng nổ ai nha nha đây không phải trần húc đồng học sao truyền quốc ngọc tỷ nắm bắt tới tay rồi hả trần húc cả kinh tự chứng kiến hứa giang kho người theo trong lều vải cười dịu dàng đi tới mà đi theo phía sau hắn ngoại trừ cùng hắn một lên mấy người trẻ tuổi cầm thương thái tử đảng bên ngoài vậy mà còn có một người nữ nhân này dùng một loại vô cùng đắc ý hơn nữa vô cùng oán độc ánh mắt nhìn xem Trần Húc, Trần Húc cảm giác mình giống như bị một đầu rắn hổ mang theo dõi. Mà càng làm cho Trần Húc giật mình hơn là, hứa giang làm sao biết mình ở tìm truyền quốc ngọc tỷ hay sao? Trần Húc có thể vững tin, tuyệt đối không thể nào là quản dịch các nàng nói cho hắn biết, điểm này Trần Húc tuyệt đối tin tưởng các nàng. Chẳng lẽ nói là máy nghe trộm, nhưng cũng không thể có thể. Trần Húc hiện tại có một thói quen, tại đi vào một cái địa phương xa lạ trước hết dùng tiểu mẫn tín hiệu máy dò xét dò xét thoáng một phát, nhìn xem bên trong có cái gì không nghe lén địa trang bị đối với quản dịch trạm tinh cùng cao hiểu tiết địa tín nhiệm đối với tiểu mẫn tín nhiệm lại để cho trần húc trực tiếp bài trừ cái này hai cái nghĩ cách hắn nhìn trên mặt đất quản dịch các nàng liếc trầm giọng nói ngươi đem các nàng thế nào a à, các nàng rất tốt tối thiểu hiện tại còn rất tốt hứa giang cố làm ra vẻ địa cười nói ngươi trước tiên đem ngọc tỷ giao ra đây bằng không thì hắn đem trong tay thương chỉ vào quản dịch địa đầu cười nói bằng không thì ta thật sự rất khó nói kế tiếp hội chuyện gì phát sinh. Ngươi, Trần Húc trong nội tâm giận dữ, nhưng biết rõ cái lúc này ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy Trần Húc thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy ra Ngọc Tỷ, nói, phóng các nàng, Ngọc Tỷ cho ngươi. Còn ngươi nữa nhất định phải nói cho ta biết, làm sao ngươi biết ta đang tìm Ngọc Tỷ hay sao? Ngươi cho rằng ta lần này tới Dubai thật là vì nghỉ phép. Hứa Giang cười đắc ý nói, đem Ngọc Tỷ nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, không muốn ném không muốn dùng lực cái này có thể là đồ tốt va va chạm chạm một chút đừng nói là ngươi rồi mà ngay cả ngươi cái kia chó má lão sư SMMS cũng bồi không dậy nổi trước buông buông xuống về sau chúng ta mới hảo hảo nói chuyện buông hình thức sau so người cường trần húc tuy nhiên biệt khuất đến cực điểm nhưng là lo lắng quản dịch an toàn của các nàng rốt cục cắn răng đem ngọc tỷ từ từ đặt xuống buông thời điểm bên cạnh mấy người họng súng sẽ chết cái chết nhắm ngay hắn sợ hắn đột nhiên làm khó dễ trên người của ngươi chất lỏng áo chống đạn cũng cởi ra hứa giang không vội mà cầm ngọc tỷ mà là nhìn xem trần húc cười nói ta biết rõ ngươi rất có thể đánh nhau đã có cái này áo chống đạn nói không chừng ngươi thật có thể đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng ta là rất người cẩn thận hôm nay chuyện này không thể ra bất luận cái gì địa ngoài ý muốn cho nên hiện tại cởi quần áo con rùa cái nắp đấy trần húc hận không thể đem người này cho rút gân lột ra hắn biết rõ chính mình áo chống đạn một thoát thực đúng là ngoại trừ chờ kỳ tích bên ngoài không có bất kỳ phương pháp. Nhưng là hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì, hứa ra người kia, phi thường âm hiểm trốn ở hai người sau lưng, một ngực dùng thương chỉ vào quản dịch đầu. Nếu như bọn họ là dùng thương chỉ vào chính mình, cái kia trần húc trong nội tâm khá tốt, đến lúc đó chính mình tốc độ nhanh một điểm, giải quyết hết cái này mấy cái ca ướp muối tôm nhỏ vẫn là có thể đấy. Chỉ phải đề phòng không nên bị bọn hắn địa súng bắn trong đầu là được rồi. Nhưng là hắn chỉ vào quản dịch, Trần Húc thật sự tự không có biện pháp rồi, hắn không thể dùng quản dịch tánh mạng đến mạo hiểm. Trần Húc thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu cởi quần áo. Rất dứt khoát đem trọn cái áo chống đạn đều cởi đi, chỉ còn lại có một đầu quần bơi, lộ ra cường tráng thân thể. Lạnh lùng nói, "Ta cảnh cáo ngươi, ngọc tỷ ngươi có thể lấy đi, nhưng nếu như ngươi nếu dám đả thương nàng nhóm, đám bọn họ một sợi tóc, ta đây trên đuổi tận Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyền, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho." mấy câu nói đó nói hàn khí um tùm hứa giang liền cùng mấy tên thủ hạ cũng nhịn không được dùng mình một cái hứa giang sửng sốt một chút sau đó nhe răng cười nói ơ ta phải sợ à ta thật là phải sợ à sau đó hắn đối với bên cạnh một thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái thủ hạ kia gật đầu đem thương buông đi đến trước hung hăng cho trần hút bụng một quyền trực tiếp đem trần hút đánh địa khom người xuống sau đó hắn một bả nhấc lên trên mặt đất ngọc tỷ đá văng ra áo chống đạn đi trở lại nói, Giang ca, cái này có phải thật vậy hay không hả? À? Hứa Giang nhìn nhìn, hắn cũng không cách nào phân biệt rõ, mà hắn kế tiếp vậy mà làm một cái phi thường lại để cho Trần Húc kinh ngạc động tác. Hắn đem cái kia Ngọc Tỷ đưa cho Tâm Tâm, nói, ngươi nhìn xem, cái này Ngọc Tỷ có phải thật vậy hay không? Tâm Tâm oán độc nhìn Trần Húc liếc, sau đó nhìn nhìn Ngọc Tỷ, nhiều lần cẩn thận nhìn một cái, nói, hẳn là thực, hừ, lúc trước hắn căn bản cũng không biết chúng ta hội tính toán hắn, nơi nào sẽ làm giả dối đi ra lừa gạt chúng ta hơn nữa hắn hiện tại toàn thân cao thấp nào có có tàng ngọc tỷ địa phương trần húc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng tâm tâm bởi vì theo vừa rồi hứa ra ngữ khí chính giữa hắn vậy mà mơ hồ đã nghe được một tia cung kính không sai là cung kính hứa giang làm sao có thể đối với cái này gái hồng lâu V.I.P hàng công sở cung kính kỳ thật trần húc hiện tại căn bản là không đau tuy nhiên một quyền kia so sánh hung ác đánh chính là hắn dạ dày rút gân, nhưng là so về tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa, cái kia độc nhãn huấn luyện viên trà đạp thật sự là kém không phải nửa lần hay một lần. Giả thuyết ảo cảnh chính giữa châu có cảm giác đều là quả thực, tính cả cảm giác đau cũng là. Đã thành thói quen giả thuyết ảo cảnh chính giữa cái loại này kịch liệt đau nhức địa trần húc, như thế nào lại để ý điểm ấy lực đạo. Tuy nhiên dạ dày hoàn toàn chính xác rất khó chịu, nhưng là vẫn còn có thể chịu được địa trong phạm vi. Mà lúc này đây, càng làm cho Trần Húc kinh ngạc vô cùng sự tình đã xảy ra. Tâm tâm vậy mà theo trong quần áo móc ra một bả kim sắc đĩa cái chìa khóa, đưa cho hứa giang nói, lại để cho bọn thủ hạ của ngươi hiện tại xuống nước đi đem bảo tàng móc ra. Đây là cái chìa khóa, mà mật mã là bên trái thuận kim đồng hồ 3 vòng, nghịch kim đồng hồ 5 vòng, lại thuận kim đồng hồ 2 vòng, nghịch kim đồng hồ 1 vòng. Bên phải trình tự vừa vặn trái lại, nhớ kỹ sao? Thuận 3 nghịch 5 thuận 2 nghịch 1, nhớ kỹ. Trần Húc trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, làm sao ngươi biết phía dưới mật mã, còn có có cái thanh này cái chìa khóa hay sao? Là ngươi nói cho hắn biết, nơi này có truyền quốc ngọc tỷ hay sao? Trần Húc thật là kinh ngạc, vì vậy tâm tâm làm sao có thể biết rõ mế ngóa đức bảo tàng hạ lạc, hạ xuống. Hơn nữa ngoại trừ mật mã bên ngoài, còn có cái chìa khóa. Trần Húc nhìn thoáng qua cái kia cái chìa khóa, xem hình dạng đích thật là cùng mình ở dưới nước chứng kiến chính là cái kia lỗ đúc chìa khóa rất xứng đôi bộ đồ. Trần Húc nhịn không được hét lớn, người rốt cuộc là ai? Người tại sao có thể có những vật này hay sao? Người sao có thể đủ biết rõ phía dưới này có truyền quốc ngọc tỷ hay sao? Người cùng mễ ngóa đức đến cùng là quan hệ như thế nào? Tâm tâm tràn đầy oán độc nhìn Trần Húc liếc, rốt cục nói chuyện. Chỉ là hôm nay nàng tiếng nói không còn là trước khi cái chủng loại kia cố ý nắm bắt cuống họng làm kiều mị, mà là dẫn theo một cổ nói không nên lời hàn khí, người hỏi ta cùng mễ ngóa đức cái gì quan hệ? Ha ha ha, Trần Húc à Trần Húc, Ngươi cũng đã biết, ta trong khoảng thời gian này là như thế nào vượt qua hay sao? Ngươi lại cũng biết, ta bao giờ cũng không nhớ tới lấy như thế nào đem ngươi cho bầm thây vạn đoạn à? Cái này trong lời nói hàn khí, nghe Trần Húc toàn thân cũng nhịn không được nổi lên nổi da gà. Vẻ này hận ý thật sự là khắc cốt minh tâm, so về hiện tại Trần Húc đối với mấy người kia hận ý xa muốn lớn hơn quá nhiều. Hiện tại Trần Húc đối với cái này mấy cái gia hỏa là hận không thể giết chi cho thống khoái cái loại cảm giác này, nhưng là thật muốn nói hận, kỳ thật ngược lại cũng không có quá nhiều. Bởi vì đối với Trần Húc mà nói, những những người này địch nhân, bọn hắn tập kích chính mình, đánh ngất xỉu quản dịch các nàng, còn dùng các nàng đến áp chế chính mình, cái này cho Trần Húc một cái phi thường nguyên vẹn lý do giết bọn chúng đi, nhưng thật muốn nói hận. Bọn hắn còn không có có làm ra cái gì quá chuyện gì quá phận tình, ngược lại là cũng không có nhiều hận. Thế nhưng mà cái này tâm tâm, như thế nào hội đối với chính mình như thế cửu thị. Lời nói khó nghe lời nói. Trần Húc cùng nàng tựu bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, lại không có cưỡng gian nàng lại không có giết cả nhà của nàng. Nàng như thế nào hội như vậy hận chính mình địa, tâm niệm vừa động, Trần Húc không khỏi sắc mặt cổ quái, cái này tâm tâm không phải là cái như thiên long bát bộ chính giữa mã phu nhân đồng dạng nữ nhân A. Lòng dạ hẹp hòi, tâm tư đố kỵ kỳ cường, cũng bởi vì Kiều Phong không có để ý nàng, cho nên dứt khoát sẽ đem Kiều Phong đuổi ra khỏi cái bang. Chẳng lẽ nàng là vì vậy nguyên nhân? hay vẫn là nói nàng đối với cái kia 1.500 vạn xem vô cùng trọng. Cái lúc này hứa giang địa mấy tên thủ hạ mặc vào sớm liền chuẩn bị tốt đồ lặn, mang lên bình dưỡng khí xuống nước rồi, hiện trên đất bằng, cũng chỉ còn lại có hứa giang, tâm tâm, còn có hứa giang hai người thủ hạ đang nhìn. Hứa giang dùng thương chỉ vào quản dịch địa đầu, cười đối với Trần Húc nói, được rồi, ngồi xuống trước đã. Tuy nhiên ta hiện tại rất muốn một thương tiêu diệt ngươi nhưng là còn không phải lúc. Trần Húc biết rõ hiện tại không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể thuận cơ ứng biến rồi, vì vậy hắn thản nhiên tỏa hạ, ngồi xuống, nhìn xem tâm trong lòng tự nhủ, nếu như ngươi là vì cái kia 1.500 vạn ghi hận ta, ta đây cũng nhận biết, chỉ có điều ta không nghĩ tới à, lại nhưng trên cái thế giới này có người đối với tiễn xem nặng như vậy. Hắn vốn tưởng rằng tâm tâm hội cười lạnh một tiếng, nói, đó là bởi vì ngươi có tiền, ta không có tiễn. Sau đó nói bên trên một đống chính mình không có tiễn thời gian như thế nào vất vả, như thế nào muốn cùng nam nhân ngủ, xem nam nhân sắc mặt bi tình câu chuyện. Nhưng là nàng nhưng lại trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, cái gì 1.500 vạn, sau đó nàng cười lạnh nói, à, nguyên lai like người cùng nàng trước khi còn có cái gì giao dịch à. Nàng, Trần Húc chú ý tới cái từ này, nhịn không được sởn hết cả gai ốc nói, người không phải là tâm tâm sinh đôi muội muội a à? Kháo, như vậy máu chó sự tình đều có thể bị chính mình gặp được. Chờ các loại, cho dù nàng là tâm tâm tỉ muội song sinh, vậy thì lại càng không thẳng mình sự tình gì nữa à nàng như thế nào đối với chính mình hận ý sâu như vậy hay sao vì vậy trần húc nhíu mày hỏi được rồi ta không chẳng cần biết ngươi là ai ngươi thật giống như rất hận ta cái kia ngươi có thế để cho minh bạch thoáng một phát ngươi vì cái gì hận ta sao vì cái gì tâm tâm lông mi nhảy lên sau đó cười ha ha giống như đã nghe được đặc biệt gì buồn cười chê cười đồng dạng cười đều thẳng không đi lên eo nhưng là nàng tuy nhiên đang cười có thể cái kia tiếng cười kia bén nhọn hình như là cú vọ đồng dạng tại nơi này chỉ có tiếng gió động tĩnh trên bờ biển tiếng vọng, càng phát ra cảm thấy quỷ dị khủng bố. Hứa sang địa hai người thủ hạ liếc nhau, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nữ nhân này khủng bố như vậy mà bén nhọn nở nụ cười một lúc sau, lạnh lùng nói, ta vì cái gì hận ngươi. Ha ha, ngươi giết ta tốt nhất huynh đệ, làm cho ta đến bước đường cùng, cuối cùng thậm chí. Hừ, ta vì cái gì không thể hận ngươi, ngươi làm hại ta đần đột, làm hại ta không thấy mặt trời thời gian dài như vậy ta vì cái gì không thể hận ngươi ngươi biết ta hiện tại vì cái gì không giết ngươi sao bởi vì một thương giải quyết ngươi quá tiện nghi ngươi rồi còn ngươi nữa lão sư kia smms ta muốn dùng ngươi dẫn hắn đi ra yên tâm lúc này tầm đó ta sẽ hảo hảo thương ngươi đấy câu nói sau cùng nói ôn nhu nhưng là mấy người cũng nhịn không được cả người nổi da gà mà trần húc trong nội tâm tắc thì càng là buồn bực vô cùng chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì? Nàng nói những lời này, Trần Húc thật là một câu đều không có nghe hiểu. Trần Húc cũng không phải cái gì khát máu thành cuồng sát nhân cuồng ma, đời này hắn giết người tự mễ ngoã đức cùng từ phát thành cùng với từ phát thành mấy tên thủ hạ. Còn nói cái gì không thấy mặt trời, đần độn, những này thì càng không thể nào nói đến. Nhất là nàng như vậy một cái nữ nhân, nói ra như vậy, khó tránh khỏi tự sẽ khiến người khác có cái gì không khỏe mạnh nghĩ cách rồi. Quả nhiên, hứa giang cười lạnh nói, Trần Húc à Trần Húc, ta vốn nghĩ đến ngươi là chính nhân quân tử, nào biết được, hắc, ngươi cũng vậy mà làm ra loại chuyện này. Trần Húc tuy nhiên mơ hồ lấy, nhưng xem tâm tâm cái dạng kia cũng biết hiện tại chính mình chỉ sợ hỏi không ra đến cái gì, bởi vì Trần Húc đã nhìn ra, nàng đối với mình là thực hận. Cái này còn không phải cái gì nhận lầm người hoặc là nữ nhân này tự dứt khoát là một cái bệnh tâm thần vấn đề, bởi vì Trần Húc nghe được, nàng vừa rồi có câu nói muốn nói lại thôi, bệnh tâm thần làm sao có thể như nàng như vậy vì vậy trần húc tự nhìn xem hứa giang nói là nàng nói cho các ngươi truyền quốc ngọc tỷ địa sự tình địa hư nàng một cái con gái yếu ớt đem loại chuyện này nói cho các ngươi các người bọn này tham lam sói lại vẫn có thể lưu nàng một đầu cánh mạng thật sự là kỳ tích rồi hứa giang nhất cười trần húc ngươi không cần châm ngòi ly rán chiêu này là vô dụng địa phương ta thẳng thắn nói cho ngươi biết ha nói cho ta biết chuyện này người chính là ngươi cùng người cái kia cái gọi là mạng lưới chi thần địa lão sư sms một mực đang tìm kiếm địa phương nâng lên lần trước hacker đại chiến hơn nữa làm cho cả thượng hải cắt điện đâu siêu cấp hacker nói cho ngươi biết tên của hắn hắn gọi gót tự là thần hắn mới thật sự là địa võng lạc chi thần gót tự là thần linh người phương tây mỗi ngày ưa thích hô em cùng người châu á gọi của ta ông trời nhưng thật ra là một cái đạo lý mà viết kép gót chỉ địa tự là thượng đế người này tự xưng là vi thượng đế quả nhiên đủ cuồng vọng trần húc con mắt lập tức hít mắt gót tên của tên kia tên kia thật đúng là cuồng vọng à. Hứa Giang nói, hừ, tổng so ngươi cái gì kia lão sư hiếu thắng, trước giải quyết ngươi, kế tiếp tự là SMMS, sau đó thầy của ta tự là danh xứng với thực thế giới mạng lưới chi thần. Chúng ta hội làm ra một phen đại sự nghiệp, rất lớn chuyện rất lớn nghiệp. Hừ, các ngươi còn có thể sử dụng máy vi tính đến khống chế toàn bộ thế giới sao? Hứa Giang nở nụ cười, chỉ dựa vào một cái máy vi tính tự muốn khống chế toàn bộ thế giới cái kia thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông cái này không thể với ngươi nói tỉ mỉ rồi, ai, ta thực phi ngươi cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì ngươi nhìn không tới tương lai muốn kiến thiết chính là cái kia toàn bộ thế giới mới rồi. Toàn bộ thế giới mới, Trần Húc nhíu mày, hừ, ta cũng không tin các ngươi còn có thể làm ra cái gì bịp bợm. Cái kia gót là người nước nào, người đen đủi như vậy bạn tổ tông, không sợ mộ phần bốc lên khói đen sao. Đều cái gì niên đại rồi, người còn để ý như vậy cái này. Hứa Giang cười lạnh, bất quá người nhìn không tới rồi, Tiếp qua 20 năm, nói không chừng trên cái thế giới này sẽ không có quốc gia chi phân ra, cái này tựu là mục tiêu của chúng ta." Trần Húc một chút cũng không nể tình địa đại cười, "Không có quốc gia chi phân, nằm mơ a, à, ngươi đem ngươi là Hitler hay vẫn là đồng điều anh cơ? Ngươi cho rằng hiện tại xã hội này là cái gì, bây giờ lại còn nghĩ đến thống một thế giới?" Nhìn xem Trần Húc cười bụng đều đau, hứa Giang thở dài, "Ai, vì cái gì chân lý luôn như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận." Trần Húc à Trần Húc người không biết gót thực lực cũng không biết bọn hắn kỹ thuật lực lượng hứa giang ánh mắt lộ ra mấy phần cuồng nhiệt kỹ thuật cái thế giới này nắm giữ kỹ thuật chẳng khác nào nắm giữ thế giới mạch máu người không biết gót trong tay kỹ thuật ha so người khởi smms tiểu đà tiểu nháo hiếu thắng nhiều lắm hừ coi như là nước mỹ lại có thể như thế nào đây người mỹ kỹ thuật đồng dạng so không được gót đại nhân ta cho người biết a à, tương lai vài năm vĩ đại địa gót đại nhân muốn bắt tay vào làm đẩy mạnh nhân loại tiến trình rồi, hắc hắc. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản được rồi vĩ đại gót đại nhân. Mới đích chiến trường, đem theo, im ngay, hứa giang, của ngươi lời nói nhiều lắm. Ngay tại hứa giang vừa muốn chấn khóa từ nói ra địa thời điểm, tâm tâm đột nhiên quát, hứa giang bọn người xứng sờ, trên mặt lập tức lộ ra khủng hoảng biểu lộ, đại nhân, thực xin lỗi, ta lỡ miệng. Bất quá, thằng này cũng sống không lâu rồi, không sợ hắn bị để lộ chủ nhân địa đại sự xem hứa giang cùng cháu trai đồng dạng sợ hãi rụt rè trần húc hừ lạnh một tiếng người giết ta lão sư ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi cho ta chôn cùng hứa giang ha ha cười cười à vậy thì thử xem ma tó ẩm đưa cho hộ vệ của các ngươi đã bị chúng ta giải quyết tại đây bốn bể vắng lặng giết các ngươi ai biết là ta làm địa trần húc tâm xuống trầm xuống đúng như là hắn theo như lời chuyện này là mình chủ quan rồi vốn cho rằng tại dubai ma tó ẩm vương tử địa bàn không người nào dám đối với chính mình động thủ, hơn nữa mà tó âm vương tử cũng phái bảo tiêu đến đây. Chỉ là những người hộ vệ kia đều bị Trần Húc cho chi mở, thứ nhất là vì Trần Húc không cho rằng có người nào đó hội đối với chính mình động thủ, thứ hai cũng là bởi vì Trần Húc không muốn làm cho bọn hắn biết rõ chính mình tại làm chuyện gì. Trần Húc không muốn chết, hắn cũng không muốn lại để cho quản dịch các nàng chết, cho nên Trần Húc hiện ở ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cùng xuất hiện giống như mấy trăm con kiến tại bò đồng dạng. Cái lúc này, hứa giang một thủ hạ đột nhiên hưng phấn hô ha ha bọn hắn đem bảo bối đã lấy ra trần húc quay đầu lại tự chứng kiến mấy người kia ở trong nước mang cái kia siêu trọng dương hòm hưng phấn bơi đi lên cái kia dương hòm tuyệt đối không nhẹ tuy nhiên ở trong nước sức nổi đại nhưng là phí hết tốt một phen công phu dương hòm đặt lên đến về sau hứa giang nhịn không được mở ra cái nắp phản ứng của hắn cùng trần húc đồng dạng lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh đó là một cơ hội tốt trần húc đột nhiên nghĩ đến đem làm chú ý của bọn hắn lực đều để ở đó cái dương bên trên lúc, tự là mình bộc phát cơ hội tốt rồi. Một cái đánh bảy cái, trong tay bọn họ còn có thương, nhưng là nếu như mình tập kích, chưa hẳn tự một điểm cơ hội đều không có. Ngay tại lúc này, cái kia tâm tâm tính thiện lương như nhìn thấu trần húc địa cử độc, đi tới, dùng thương chỉ vào đầu của hắn nói, thành thật một chút. Không nên lộn xộn trần húc tâm lập tức lại nguội lạnh, hứa giang quay đầu lại, vỗ ngực một cái nói, hay vẫn là tâm tâm đại nhân tâm tư rậm rạp, hắc, thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu tử ngươi công phu không tệ, nhưng là ngươi có thể ngàn vạn không nên lộn xộn. Ta nói thiệt cho ngươi biết, cho dù tay không tất sắt, ngươi cũng tuyệt đối không phải tâm tâm đại nhân địa đối thủ. Trần Húc có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân này, tự đã gặp nàng bàn tay hết sức nhỏ trắng nón, một chút cũng không giống như là luyện qua đó a, à, chẳng lẽ là hứa giang tại lừa gạt chính mình. Nhưng khi nhìn đến hứa giang kích động địa ôm lấy trong dương châu báu đồ trang sức, còn có hắn một đám thủ hạ cũng dơ dáng dạng hình đem chú ý lực toàn bộ tập trung vào trong dương châu báu chính giữa nhịn không được trong nội tâm hừ lạnh một tiếng chó đất tựu là chó đất cái kia hứa giang lớn lên người năm người sáu nói chuyện lên đến không biết cùng với học một bức cố làm ra vẻ hình như là tràn đầy tự tin bộ dạng nhưng chó đất tựu là chó đất dù thế nào cách ăn mặc dù thế nào cầm khang cầm điều giả vờ giả vịt thì ra là chó đất một đầu không coi là cái gì chính thức đích nhân vật nhìn thấy những bảo bối này lập tức tự đi không đặng lộ rồi có thể cái lúc này tâm tâm địa khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh cái kia ti cười lạnh cũng không phải nhằm vào trần húc mà là nhằm vào hứa giang bọn hắn trần húc trong nội tâm khẽ động nhưng lúc này thời điểm tự chứng kiến tâm tâm nhếch lên váy theo bên đùi băng dính chỗ rút ra một bả bỏ túi súng ngắn sau đó hai tay cầm thương đối với phía trước hứa giang bọn hắn bóp lấy cỏ súng trần húc tại nàng rút súng thời điểm tự nhảy tới một bên hắn bây giờ là thân thể trần chuồng Toàn thân tựu một đầu quần bơi. Cái này trên mặt đất cũng không phải tất cả đều là hạt cát. Cục đá kia sát tại trên thân thể nóng rát đau, nhưng lại tránh được viên đạn quỹ tích, chỉ thấy Tâm Tâm hai tay cùng lúc nổ súng, một trái một phải tiếp mà liên phát. Một thương tựu đánh một người trong người, Hứa Giang bọn hắn lúc này thời điểm cũng còn đắm chìm tại phát hiện bảo bối khoái hoạt chính giữa, không có chút nào nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà hội từ phía sau lưng đánh lén bọn hắn. Hứa Giang dẫn theo năm thủ hạ vừa vặn sáu người, nhưng là bị nữ nhân này tay trái ba phát tay phải ba phát, cái kia viên đạn chuẩn dọa người. Tổng cộng sáu viên đạn, đánh ra một mảnh máu tươi. Mấy người trái tim bị đánh mặc, hứa giang không hổ là lão đại, tại tiếng súng tiếng nổ địa thời điểm phi thường vô sỉ kéo qua bên cạnh người kia ngăn cản một thương, đồng thời thân thể lui về sau, nhưng là vẫn có một viên đạn đã trúng mục tiêu bụng của hắn. Năm chết một thương, Trần Húc xem ra đầu run lên, nếu như là chính mình, hai tay nổ súng, có thể như vậy chuẩn sao? Cái này tâm tâm, đến cùng là người nào? Nàng làm sao có thể có như vậy chuẩn xác địa thương pháp? Vì cái gì, té trên mặt đất hứa giang giấy ruộng lấy, chúng ta không phải minh hữu sao? Gót đại nhân không phải nói, hy vọng thông qua quan hệ thông gia là phương thức hấp thu ta tiến tổ chức sao? Ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Rất đơn giản, tâm tâm thuần thục cởi ra viên đạn, sau đó từ bắp đùi rút ra băng đạn thay đổi, sau đó đá văng hứa giang bên người địa súng ống, nàng một cây chỉ vào trần húc, một cây chỉ vào hứa giang bởi vì ngươi không có giá trị lợi dụng rồi nữ nhân này nhìn về phía trần húc đừng tưởng rằng ngươi có thể khinh địch như vậy chạy trốn ngươi chứng kiến thương pháp của ta rồi ta cho dù nhắm mắt lại ngươi cũng không phải đối thủ trần húc cười khổ hoàn toàn chính xác nữ nhân này thương pháp rất đáng sợ nhưng là trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi bất kể như thế nào đã chết mất năm cái rồi hơn nữa hứa giang cũng trọng thương xem ra hắn nhất định sẽ chết tại trước mặt mình như vậy kế tiếp cũng chỉ có nữ nhân này là đối thủ của mình. Một cái nữ nhân, cho dù thương pháp càng lợi hại, cũng tổng so bảy chuôi thương đồng thời đối với mình muốn nhẹ nhõm. Nhìn xem hứa giang nhất mặt không thể tin, tâm tâm cười cười, thân ái, tuy nhiên ngươi rất tuyệt, ngươi để cho ta nếm đến làm nữ nhân tư vị, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ không giết người, ngươi có phải hay không cho rằng, theo ta lên giường về sau, ta tự sẽ bỏ qua ngươi. Lời này nói quá không biết xấu hổ trần húc nghĩ thầm quả nhiên là cái này tâm tâm phong cách bởi vì hắn đã từng lĩnh giáo qua nhưng là kế tiếp tâm tâm một câu lại làm cho hứa giang toàn bộ mặt đều thay đổi tại ngươi phải chết thời điểm để cho ta lại miễn phí tặng cho ngươi một cái tiểu bí mật kỳ thật ta vốn là cái nam nhân ngươi lần thứ nhất để cho ta nếm đến làm nữ nhân khoái hoạt đây là vốn làm vi một người nam nhân vĩnh viễn nhận thức không đến đối với cái này ta rất cảm tạ ngươi để cho ta đã có như vậy một cái kỳ diệu thể nghiệm cái này không riêng gì hứa giang Trần Húc sắc mặt đều thay đổi. Nam nhân, chẳng lẽ nói, nàng là nhân yêu, lúc này thời điểm Trần Húc trên mặt biểu tình thật sự có thể nói là muốn nhiều đặc sắc có nhiều đặc sắc. Nam nhân, trời à, cái này tâm tâm vậy mà nói nàng đã từng là nam nhân. Đây chẳng phải là nói, nàng là làm biến tính giải phẫu hay sao, lại hoặc là nói, nàng hắn nhưng thật ra là một người yêu. Đây quả thực là thiên lôi à, nhìn xem hứa giang vô cùng rung động biểu tình, Trần Húc trong nội tâm không biết là cái gì cảm giác cười lạnh, mỉa mai, đồng tình, hay vẫn là may mắn. Phải biết rằng, trước khi cái này tâm tâm thế nhưng mà câu dẫn qua hắn à. Khá tốt lúc kia Trần Húc cầm giữ ở, bằng không thì hiện tại chẳng phải là khóc chết rồi hả. Cùng một cái nữ nhân trên giường không có gì, nhưng là cùng một người yêu, đi đường bộ, quẹ. Trần Húc cảm thấy loại chuyện này thật sự là ngấm lại liền không nhịn được cả người nổi da gà. Thật không biết hiện tại như thế nào nhiều như vậy tiểu nữ hài ưa thích nam nam đam mỹ. Kỳ thật Trần Húc cảm thấy nữ nữ bách hợp hay vẫn là một kiện rất suy mỹ địa sự tình đấy. Ách, kéo xa, mặc dù có chút người tiểu ưa thích nhân yêu à, đam mỹ à những cái kia giọng. Nhưng là rất rõ ràng hứa giang thật là bài xích, cái lúc này hắn toàn bộ mặt đều tái rồi. Trong miệng một mực lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thân thể của ngươi, thân thể của ngươi tuyệt đối là nữ nhân. Những lời này hứa giang cơ hồ gầm hét lên, ngươi không cần gạt ta ta thân thể của ngươi ta còn có thể không biết sao ngươi là nữ nhân từ đầu tới đuôi đều là nữ nhân ta tuyệt đối không có nhìn lầm điều đó không có khả năng là biến tính giải phẫu có thể làm được tâm tâm nhìn xem hứa giang nhịn không được thở dài bất quá ngươi không muốn quá kích động ngươi nói địa đúng vậy ta thân thể này đích thật là nữ nhân nhưng tại đây nàng chỉ chỉ đầu là cái nam nhân linh hồn của ta đón lấy nàng lại cười cười kỳ thật đó cũng không phải ta lần thứ nhất cùng nam nhân ân ái nhưng là xác thực là lần đầu tiên dùng thân thể nữ nhân cùng nam nhân ân ái, loại cảm giác này hoàn toàn chính xác rất tốt. Trần Húc thiếu chút nữa nhổ ra, biến thái, quá con mẹ nó biến thái rồi, trên cái thế giới này sao có thể có như vậy biến thái người hay sao? Bất quá Trần Húc cũng rất muốn biết, nàng lời kia đến cùng là có ý gì, cái gì gọi là linh hồn là nam nhân hay sao? Chẳng lẽ nàng là cái dễ dàng tính thích, cái gọi là dễ dàng tính thích, chỉ địa tựu là có chút người theo trên tâm lý phủ nhận chính mình giới tính cho là mình giới tính cùng bên ngoài bộ phận sinh dục quan giới tính trái lại, do đó yêu cầu biến hóa sinh lý đặc thù. Đơn giản mà nói, tự là nam nhân muốn làm nữ nhân mà nữ nhân muốn làm nam nhân. Loại chuyện này Trần Húc thật đúng là đừng nói, hắn thật đúng là gặp được qua. Hắn khi còn bé thì có một cái gia cảnh rất không tệ trung học nữ đồng học, từ nhỏ không biết là vì cha mẹ đem nàng đem làm nam hài tử dưỡng hay vẫn là bản thân địa nguyên nhân. Lên trung học về sau cũng cả ngày một bộ rất nam sinh địa cách ăn mặc. Tóc ngắn, áo sơ mi, quần jean, kỳ thật cái này cũng không có gì. Loại trang phục này nữ hài tử rất nhiều, cũng không thể nói mỗi người đều là dễ dàng tính thích ha. Thực nói như vậy Trần Húc không bị Xuân ca cùng cây ngu nhóm, đám bọn họ tươi sống chụp chết à. Nhưng là về sau chờ Trần Húc đều lên trung học, nữ hài tử này chuyển trường rồi, nghe người ta nói phải đi Hàn Quốc hay vẫn là Thái Lan. Sau đó làm biến tính giải phẫu, chẳng lẽ nói cái này tâm tâm cũng là như thế này. Bất quá vừa vặn trái lại, nhưng là hứa giang lại không nghĩ như vậy, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến nói, linh hồn. Chẳng lẽ nói, là gót, gót hắn đem một người nam nhân linh hồn an cất vào một cái nữ nhân địa thân thể chính giữa. Không thể nào, Trần Húc cũng kinh ngạc, thực sự linh hồn vừa nói như vậy sao? Tâm tâm hé miệng nhõng nhẽo cười, thật xin lỗi, ta còn không có có cái này lực lượng, tối thiểu bây giờ là không có, nhưng là lúc sau. Thực nói không chừng rồi, Trần Húc cùng hứa giang đô chú ý tới nàng dùng từ ta hai người chỉnh tề thốt ra, người tựu là gót, tâm tâm đắc ý nhìn thoáng qua Trần Húc, chuẩn xác mà nói, ta là gót một cái phân thân. Có ý tứ gì, cái này tựu là bái người ban tặng rồi, tâm tâm tuy nhiên đang cười, nhưng là càng cười biểu lộ lại càng hàn, Trần Húc à Trần Húc, người thật không nhớ rõ ta là ai chưa? À, hoàn toàn chính xác, chuyện này nói ra quá không thể tưởng tượng rồi, nếu như không phải ta tự mình kinh nghiệm, chỉ sợ ta mình cũng sẽ không tin tưởng đấy. Trần Húc nhíu mày, người có ý tứ gì, tâm tâm sắc mặt lạnh lẽo, người thật sự đã quên. Hừ, là ai nói cho người biết có quan hệ truyền quốc ngọc tỷ sự tình hay sao? Người lại là như thế nào biết được truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc, hạ xuống, mới có thể đến cái này phiến bờ biển, cùng với tương tự chính là bờ biển chính giữa qua lại tìm kiếm hay sao? Là mễ ngóa đức lúc sắp chết nói, Trần Húc đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt đối không có khả năng giả thiết, dựa theo nàng, nàng nói là mình giết huynh đệ của nàng sau đó lại đem nàng như thế nào? Còn có nam nhân biến thành nữ nhân, không thấy mặt trời, linh hồn chuyển đổi. Những này từ tại Trần Húc trong đầu nhanh chóng xoay quanh, cuối cùng nhất hợp thành một cái Trần Húc liền nghĩ cũng không dám nghĩ giả thiết. Hắn kinh hô lên, chẳng lẽ, chẳng lẽ người tựu là mế ngóa đức? Không tệ, tâm tâm ngang nhiên nói, người rốt cục nhớ đi lên, ta chính là cái kia bị người giết mế ngóa đức. Hôm nay, sa tăng đại thần ở trên, ta lại sống lại. Audio điện tử võ tấn bền Ta lại sống lại. Những lời này nếu như là người bên ngoài đã nghe được khả năng tự sẽ cảm thấy đây là một cái bệnh tâm thần. Phục sinh, quá khôi hài rồi, người cho rằng đây là game online hay vẫn là Tây Phương huyền huyễn. Còn có vong linh Pháp sư có thể làm cho người phục sinh. Trần Húc trong mắt kinh dị bất định, trong lòng của hắn ẩn ẩn đoán được chút gì đó, nhưng lại không dám xác định, trầm giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì. Có ý tứ gì, tâm tâm cười lạnh một tiếng, lúc ấy ta cho rằng ta sẽ chết rồi, có thể ngươi lại đem một cái kỳ quái đồ vật cho đeo tại trên đầu của ta. Sau đó ta cũng cảm giác linh hồn thoát ly thân thể, không có bay về phía thiên giới hoặc là địa ngục, mà là tiến nhập một cái toàn bộ màu đen phong bế không gian. Ngươi biết không thân thể, chỉ có một linh hồn, đúng, ta tin tưởng cái kia chính là linh hồn của ta, ngươi biết cái loại này linh hồn bốn phía phiêu bạt, tại một phiến trong hắc ám, không có thính giác, không có thị giác, không có cảm giác nào. Cảm thụ không đến thời gian trôi qua, cái loại này vội vàng sao động muốn nổi điên cảm giác sao. Linh hồn, đối với linh hồn vừa nói, Trần Húc không biết nên như thế nào tiến hành phán định, mà ngay cả trên cái thế giới này đến cùng có hay không linh hồn, Trần Húc cũng không biết. Hơn nữa tiểu mẫn cũng không biết, đây là một loại cùng loại với thần thoại truyền thuyết đồng dạng danh từ, cho dù là trong tương lai cũng không ai có thể giải thích tinh tường. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái lúc này có người tự nói với mình, nàng hắn trải qua linh hồn trạng thái hơn nữa sống lại trần húc trong đầu đối với chính mình cái kia suy đoán càng ngày càng đã tin tưởng bởi vì nếu quả thật chính là như nàng nói như vậy như vậy có lẽ chỉ còn lại một cái khả năng a à. trần húc hỏi ý của ngươi là nói ngươi tại phải chết thời điểm bị ta dùng thứ đồ vật đem linh hồn của ngươi cho hấp đi ra hút vào đúng vậy tâm tâm hít mắt cũng chính là bởi vì như vậy ta mới không chết mà đang ở hai ngày trước tại du thuyền bên trên thời điểm ân tại du thuyền bên trên đó là ta về sau mới biết được đấy. Ta đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh ánh sáng. Sa tăng đại thần à, người cũng đã biết ta tại cái đó hắc ám trong không gian ngây người bao lâu. Tuy nhiên ta tại linh hồn trạng thái xuống đất thời điểm sẽ không đói, cũng sẽ không biết khát, nhưng là cái loại này hoàn toàn yên tĩnh cảm giác quả thực muốn cho ta nổi điên rồi. Chứng kiến ánh sáng về sau ta ngay lập tức thông qua ánh sáng trốn thoát. Sau đó ta liền phát hiện, ta trở thành một cái nữ nhân. Trần Húc con mắt sáng ngời, quả nhiên, tại du thuyền bên trên thời điểm, Trần Húc đánh ngất xỉu tâm tâm, sau đó dùng tiểu mẫn mộng tưởng thiên đường công năng muốn đọc đến tâm tâm đại não chính giữa trí nhớ. Lại không nghĩ rằng, đem mễ ngóa đức cho phóng ra, lại để cho hắn chiếm cứ tâm tâm thân thể. Không sai, cái này tâm tâm, không, mế ngóa đức nói hắn tại một phiến trong hắc ám thời điểm, kỳ thật tự là tiểu mẫn lúc ấy dùng mộng tưởng thiên đường đọc đến hắn tư duy sau đó tạo thành địa. Trần Húc trong lòng có một cái suy đoán, Mễ Ngóa Đức nói linh hồn của hắn bị tiểu mẫn hấp thu, nhưng là Trần Húc lại cảm thấy, cái kia hấp thu đồ vật khả năng không phải cái gì linh hồn, mà là trí nhớ. Là Mễ Ngóa Đức cả đời này chính giữa trí nhớ, cái kia trí nhớ tại như vậy một cái nhân duyên dưới sự trùng hợp, biến thành số liệu tiến nhập tiểu mẫn địa cơ sở dữ liệu chính giữa, vậy có phải hay không nói đúng là, cái này là Mễ Ngóa Đức cái gọi là linh hồn. Tuy nhiên đã đã đi ra thân thể, nhưng là lại trở thành máy vi tính số liệu lưu. Một tổ trí tuệ nhân tạo là tự nhiên mình tư duy phương thức máy vi tính số liệu lưu. Đây quả thật là một cái ngoài ý muốn rồi. Tâm tâm nhìn xem Trần Húc sắc mặt biến ảo bất định, cười nhạo nói, người nghĩ tới điều gì. Tốt rồi, hiện tại đừng nói nhảm rồi, mang thứ đó đều giao ra đây a. À. Cái gì đó, giả trang cái gì tỏi, người cho rằng ta rất muốn muốn cái này thân thể nữ nhân sao. Thân thể nữ nhân thật sự quá bất tiện rồi, thể nghiệm thoáng một phát cũng là đủ rồi, chẳng lẽ người muốn ta một mực dùng đến ngọn nguồn sao hừ, đem người cái kia có thể hấp thu linh hồn đồ vật cho giao ra đây. Ta không biết đó là cái gì, nhưng trong ấn tượng hình như là cái tai nghe đồng dạng đồ vật. Đó là SMMS cho của ngươi sao? Hừ, các ngươi một đám ngu ngốc, giống như các ngươi chính mình cũng không biết thứ này có cái này tác dụng. Nhưng là ta biết rõ, đã có vật này, ta đây là có thể trường sinh bất tử, một đời một đời sống sót. Thống trị cái này toàn bộ thế giới, thành vi cái thế giới này bá chủ. Trần hút ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hắn nghĩ tới một bản huyền ảo tiểu thuyết chính giữa nâng lên đâu một cái trường sinh bất tử phương pháp. Tiểu Mẫn cũng đã nói, người tinh thần tuổi thọ muốn xa so thân thể tuổi thọ trường, như vậy đem làm thân thể đã biến chất hoặc là bệnh nặng không chịu nổi, không thể lại dùng thời điểm, liền khiến cho dùng loại phương pháp này, đổi một cỗ tuổi trẻ thân thể, đó không phải là nói có thể tiếp tục sống sót sao? Nhưng này cũng không phải trường xanh bất lão, bởi vì Tiểu Mẫn đã từng nói qua, người tinh thần tuổi thọ chỉ có 400 năm nhưng là 400 năm còn phải nữa à. Hơn nữa dùng hiện tại khoa học kỹ thuật, thật muốn có thể sống 400 năm vậy cũng nói không chừng hội xảy ra chuyện gì. Có lẽ thật có thể trường sanh bất lão hoặc là thống trị thế giới đâu này. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều người vấn đề lớn nhất ngay tại ở tuổi thọ của bọn hắn. Tuổi thọ quá ngắn, làm việc khó tránh khỏi vội vàng sao động. Nhưng là 400 năm địa tuổi thọ, hoặc là nói hắn tự cho là mình là trường sanh bất lão đấy, như vậy hắn làm việc sẽ không có điều cố kỵ rồi, hắn hoàn toàn có thể tiến hành theo chất lượng. Dĩ nhiên muốn thực sự trở thành thế giới bá chủ khẳng định cũng không có đơn giản như vậy, không phải nói sống được trường là được. Con rùa đen quả thực là trường, hắn có thể thống trị thế giới sao? Trần Húc hiện tại biết rõ vì cái gì hắn không giết chính mình rồi, hắn muốn giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật, nhưng là buồn cười, chính mình làm sao có thể đem cái này kỹ thuật cho lấy ra. Vì vậy Trần Húc cười nhạo nói, thế giới bá chủ. Ngươi thiểu mơ mộng hão huyền rồi, cho dù thứ đồ vật cho ngươi, có thể làm cho ngươi sống sót, ngươi bất quá tựu là có thể cùng con rùa đen nhiều lần tuổi thọ mà thôi, ngàn năm con rùa vạn năm quy, ngươi muốn làm con rùa hay vẫn là con rùa đen. Tâm tâm, không, mế ngóa đức cười cười, ngươi không cần nghĩ lấy chọc giận ta, đích xác, tại thứ đồ vật không có lấy được trước khi ta là tuyệt đối sẽ không giết chính là ngươi. Nói thật Trần Húc, ta thật sự rất coi trọng ngươi với ngươi lão sư kia SMMS, tuy nhiên ta rất muốn giết ngươi, ngươi cũng đắc tội ta, nhưng là cũng là bởi vì ngươi lại để cho ta được đến tân sinh. Sự tình trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần các ngươi có thể phụ trợ cùng ta, chúng ta tuyệt đối có thể thống trị toàn bộ thế giới, đến lúc đó, ta có thể đem toàn bộ Á Châu đều tặng cho ngươi, cho ngươi thống trị. Nếu như Á Châu không được, như vậy Châu Mỹ, Châu U, ngươi tùy tiện tuyển. Trần Húc trong nội tâm cười lạnh, hiện tại cái này ngân phiếu khống mở đích ngược lại là tuyệt, tự không nói trước hắn dựa vào cái gì có thể thống trị thế giới tự nói mình thứ đồ vật nếu là thật cho hắn rồi, hắn chỉ sợ tại chỗ phải trở mặt. Không chỉ nói Trần Húc tiểu nhân chi tâm, bởi vì Trần Húc đối mặt không phải quân tử, cũng là một cái tiểu nhân. Còn là một biến thái tiểu nhân, hư, dùng lão sư ta năng lực cũng không dám nói bao trùm tại trên thế giới này, chỉ một mình ngươi lại có thể thế nào. Trần Húc cười lạnh, nhìn nhìn trên mặt đất những cái kia dính máu châu báu, cứ như vậy điểm tài chính khởi động. Ngươi liền một chiếc hàng không mẫu hạm đều mua không xuống. Tiễn không là vấn đề, là trọng yếu hơn là ta cũng có kỹ thuật. Nế ngóa đức ha ha cười, ta cẩn thận suy nghĩ một chút trong tay người vật kia, không phải có thể đọc đến người tư duy sao. Như vậy rất tốt, trên cái thế giới này người có tiền còn nhiều mà, ta chỉ muốn tùy tiện bắt cóc một ít, là có thể biết rõ hắn sở hữu tất cả cơ mật, thậm chí có thể biết rõ bọn hắn tài khoản mật mã. Hơn nữa, ta cảm thấy cho người vật này còn có rất lớn kéo dài năng lực, người có thể đọc đến người khác tư duy, tự nhiên cũng là có thể đem người tư tưởng sửa chữa, ta lại để cho bọn hắn toàn bộ hiệu chung với ta, cũng không phải là không được. Hắn lời này ngược lại thật sự một chút cũng không có nói sai. Trần Húc theo tiểu mẫn chỗ đó biết được, giả thuyết ảo cảnh vừa mới sinh ra đời thời điểm, hoàn toàn chính xác có một đám người tại kháng nghị nói đây là xâm phạm công dân tư ẩn quyền. Kỳ thật chỉ cần là có chút nghiên cứu người cũng biết, giả thuyết ảo cảnh là thông qua một loại thôi miên vội tới người đại não chế tạo ra rất thật ảo giác. Cái kia đã như vậy loại công năng này cho dù không thể thật sự đọc đến người sở hữu tất cả tư duy tin tức, nhưng cũng có thể gián tiếp khống chế nhân loại tư tưởng. Cho nên đối với giả thuyết ảo cảnh vận tác, là toàn thế giới đều phi thường thận trọng đấy. Nhưng là ngay lúc đó quân đội, đích thật là đã chuẩn bị loại này cao đoan kỹ thuật, dùng cho khảo vấn gián điệp cùng thu hoạch trọng yếu tình báo. Trần Húc giả bộ như chẳng thèm ngó tới bộ dạng nói, chỉ bằng ngươi. Ta xem qua trí nhớ của ngươi, ngươi thật sự là cái chiến sĩ xuất sắc, khó trách vừa rồi thương pháp chuẩn như vậy, nhưng là ngươi biết máy tính là như thế nào thao tác đấy sao? người có loại này kỹ thuật có thể sửa chữa lão sư ta cái này vượt lên đầu toàn bộ thế giới mũi nhọn kỹ thuật sao ha ha chàng trai người có thể ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi lão sư kia tựu là cái thế giới này bá chủ rồi ta thừa nhận tại ở phương diện khác hắn kỹ thuật thật sự là rất cường đại nhưng là thiên tài cũng không phải là chỉ có hắn một cái dưới tay của ta chính giữa hiện tại đã có một đám siêu mũi nhọn nhân tài nghiên cứu phương hướng bao dung cái thế giới này các mặt a à, người còn không biết a à, ta mới vừa nói qua cái kia gót Kỳ thật cũng là ta. Ngươi chứng kiến thực lực của ta rồi hả? Ta chỉ có điều tùy tiện ban bố một đoạn ngắn dấu hiệu tự chấn động toàn bộ máy vi tính giới, ta có tư cách cùng các ngươi hợp tác." Trần Húc nhìn xem nàng, lời này là có ý gì? "Gót cũng là ngươi, hừ, coi như là cái kia gót, lần trước lúc đó chẳng phải bị lão sư ta nhẹ nhóm đánh bại?" Trần Húc trong nội tâm thật tốt là, tự ngươi cái kia đoạn dấu hiệu tính là cái đếch ấy à? Rớt lại phía sau tiểu mẫn khoa học kỹ thuật suốt vài thập niên còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói. Mễ ngõ đức kiều mị cười, nàng thân thể kia vốn coi như là cái mỹ nữ, như vậy dáng tươi cười nhìn xem cũng rất phiêu lược, nhưng là vừa nghĩ tới thân thể kia bên trong chính là một người nam nhân, Trần Húc cũng có chút không rét mà run. Vừa nghĩ tới hắn nói, ta không là lần đầu tiên cùng nam nhân ân ái, nhưng là là lần đầu tiên dùng thân thể nữ nhân cùng nam nhân ân ái, Trần Húc tụ một thân nổi da gà. Hắn kỳ thật biết rõ, tại những cái kia rất tàn khốc khu, ví dụ như ngục giam, ví dụ như chiến trường. Thì có một ít như vậy vô cùng biến thái người, bọn hắn chẳng những đối với nữ nhân có hứng thú, cũng đúng nam nhân có hứng thú. Bọn hắn thích nhất đúng là bạo người khác cây hoa cúc cùng bị bạo. Nói thực ra nghĩ đến đây cái gia hỏa dĩ nhiên là cây hoa cúc đảng, Trần Húc thì có một loại muốn nôn mửa xúc động. Gót, nhưng thật ra là ta linh hồn một bộ phận. Mễ ngóa Đức nói, chỉ có điều bất đồng chính là, ta cái này một nửa linh hồn đã tìm được một cái thân thể vật dẫn mà cái kia một nửa linh hồn nhưng lại tiến nhập mạng lưới, gót, căn vốn cũng không phải là cái gì trong hiện thực tồn tại hacker. Hắn chính là một cái du đáng tại trên Internet u linh Một cái số lượng tánh mạng. Vấn đề này càng ngày càng huyền huyễn rồi. Cái kia trong khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện, một mực cùng SMMS đối nghịch gót, vậy mà cũng không phải một cái chính thức công dân, mà là một cái còn sống tại trên mạng, như là số liệu đồng dạng tồn tại. Khó trách hắn có thể có được vượt qua bình thường đỉnh cấp đám hacker mạnh như vậy kỹ thuật, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn căn vốn cũng không phải là người, mà là một đoạn số liệu, hắn bản thân tựu là máy vi tính một loại chương trình, là một người linh hồn trong lúc vô tình biến thành máy vi tính dấu hiệu về sau lưu rơi xuống trên mạng, chỗ sinh ra một loại trí tuệ nhân tạo. Nói thực ra, Trần Húc thật sự chấn kinh rồi, hắn thật không ngờ chính mình trong lúc vô tình với tư cách vậy mà đưa đến hôm nay loại kết quả này, hắn càng không nghĩ đến chính là Tiểu Mẫn năng lực lại có thể tạo ra được đến qua tay một người trí tuệ nhân tạo. Nế Ngóa Đức nhìn xem Trần Húc, như thế nào đây? Đã biết a, à, tại máy vi tính phương diện, không có gì người có thể cùng một cái chân thật tồn tại ở trên internet linh hồn đánh đồng. Đó là chân chính trên ý nghĩa trí tuệ nhân tạo, thế nào, gia nhập chúng ta, ta cam đoan, ngoại trừ ta ra, người cùng người vị kia lão sư chính là trên cái thế giới này người có quyền lực lớn nhất. Hiện tại không sai biệt lắm sự tình gì đều biết rõ ràng rồi tại sao phải đột nhiên toát ra một cái lợi hại như vậy hacker, vì cái gì lại hội một lòng đến tìm phiền toái cho mình. Nhưng còn có một vấn đề, người nói cái kia gót cũng là ngươi. Được rồi, nếu như hắn cũng là ngươi, ngươi bây giờ lại tính toán cái gì? Một người, hai cái tánh mạng sao? Đương nhiên không phải, mế ngóa đức tự tin cười, trên cái thế giới này chỉ sợ không có bất kỳ người có thể so với ta cái này chết qua một lần địa người phải biết rằng linh hồn ý nghĩa, cái kia chính là theo trí nhớ của ta chính giữa tách ra đi một bộ phận chúng ta là nhất thể đấy. Chuẩn xác mà nói, ta là chủ thể, hắn bất quá là ta một cái chi nhánh. Bởi vì tại linh hồn của ta bị người bắt đi về sau, ta mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy như thế nào chạy trốn. Thoát đi cái kia hắc ám địa phương, về sau ta rốt cục đã có một cái cơ hội, ta đột nhiên chứng kiến một đạo ánh sáng. Người biết đối với một cái cả ngày tại một phiến hắc ám, không có thiên lý người đến nói, cái kia ánh sáng ý vị như thế nào sao? Cái kia chính là hy vọng, cái kia chính là sinh tồn địa cơ hội vì vậy ta tự muốn từ cái kia ánh sáng chính giữa đào tẩu nhưng là ta không nghĩ tới chính là ngay tại thân thể của ta thể đi ra ngoài một nửa thời điểm cái kia ánh sáng môn đột nhiên đóng cửa ta cứ như vậy một nửa ở bên ngoài một bên ở bên trong linh hồn của ta bị chia làm hai nửa hai nửa đúng vậy ngươi không có cái loại cảm giác này a à? giống như bị chém ngang lưng đồng dạng một nửa ở bên ngoài một nửa ở bên trong cái kia hoàn toàn là lưỡng cái thế giới chỉ có thể đủ thông qua phần eo cái kia một chút liên hệ. Nễ ngóa đức trên mặt lộ ra một loại chuyện cũng nghĩ lại mà kinh biểu lộ, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng cái loại cảm giác này. Có cổ lực lượng tại lôi kéo thân thể của ta, giống như muốn đem thân thể của ta vỡ ra đến. Ta lúc ấy sợ hãi, ta dốc sức liều mạng địa muốn thông qua phần eo liên tiếp, kết nối đem tinh thần chuyển di đi qua, nhưng là cái kia cửa vào rất nhanh tiểu triệt để phong bế. Giống như thiết áp đồng dạng, đem ta cả người cắt thành hai nửa. Mà cuối cùng một cái hình ảnh, ta xuyên thấu qua đi ra ngoài địa cái kia một bán linh hồn, xem đã đến thế giới bên ngoài. Đó là một cái tràn đầy không cùng một thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là cái này hai cái con số. Quả nhiên là máy vi tính thế giới. Máy vi tính hết thảy nguyễn kiện đều là do không cùng một tạo thành. Chúng ta bây giờ sử dụng biên soạn dấu hiệu đều là phiên dịch thành nhân loại văn tự, còn chân chính địa máy móc mã, má, tắc thì đều là không cùng một. Chuyện kia về sau ta tự hôn mê bất tỉnh, ta cảm giác mình rất suy yếu, ta vốn đã cho ta sẽ chết, nhưng ta nghĩ đến ta hiện tại đã là chết rồi, hoặc là nói là nửa chết nửa sống, như vậy cho dù quả thực chết rồi, không có bất kỳ cảm giác cũng chưa hẳn không phải kiện chuyện xấu, nhưng là ta không chết, ta là linh hồn thời gian dần qua tại khôi phục, thẳng đến ngươi cho cái này ngu xuẩn nữ nhân mang lên trên vật kia, ta nhìn thấy một cái cửa ra, vì vậy ta tự lập tức trốn thoát, sau đó liền phát hiện ta được đến một cái nữ nhân địa thân thể, a. À, nữ nhân kia linh hồn vốn còn muốn cùng ta tranh đoạt thân thể quyền khống chế nhưng là nàng cái đó xứng ta được đến nữ nhân này sở hữu tất cả trí nhớ phát hiện nàng chỉ là một cái bán đứng thân thể gái hồng lâu v i p hàng công sở hư nàng cái kia điểm ý chí điểm này lực lượng tinh thần làm sao có thể cùng ta so sánh với cho nên ta rất nhẹ nhàng giết chết linh hồn của nàng chiếm cứ thân thể của nàng a à, cái này câu chuyện như thế nào đây có phải hay không rất thần kỳ hoàn toàn chính xác rất thần kỳ Trần Húc nói, ta còn có cuối cùng một vấn đề, ngươi bây giờ làm sao biết cái kia gót là của ngươi? Gót cùng ta đối nghịch trước khi, ngươi có lẽ còn không có ta giam giữ, không có xuất hiện đi. Đương nhiên, ta cũng là đi ra về sau mới biết được đấy. Ta ngay cả nhận được trên mạng, tự muốn đi tìm SMMS tin tức, kết quả phát hiện gần đây ra nhiều như vậy sự tình. Ta đã nói với ngươi qua, cái kia gót kỳ thật cũng là ta, chúng ta là nhất thể, cho nên chúng ta tự nhiên là có cảm ứng, ta bên này vừa ra tới, hắn cũng mà bắt đầu tại trên Internet tìm kiếm ta rồi. Mà trên thực tế, gót chỉ là đã bao hàm ta một phần nhỏ trí nhớ cùng lý niệm một cái chưa xong cả ý thức linh hồn mà thôi. Thật giống như phân liệt sinh sản đồng dạng, hắn là theo ta trong thân thể phân liệt đi ra ngoài, nhưng ta là chủ thể, hắn muốn nghe mệnh lệnh của ta. Bởi vì hắn bản thân cũng không chuẩn bị cái gì rõ ràng suy nghĩ năng lực không giống ta như bây giờ, hắn giống như là một cái mới sinh hài nhi, nhưng là trong tư tưởng lại lạc ấn lấy cửu hận của ta cùng chấp nhất cái kia chính là, giết ngươi, còn có SMMS. Đến nơi đây mới thôi, Trần Húc rốt cuộc hiểu rõ. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, đều nói khoa học là đem kiếm hai lưỡi, quả là thế. Trần Húc vậy mà trong lúc vô ý chế tạo ra như vậy một cái quái vật, cũng thật sự là ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Tốt rồi, mế ngóa đức vẫy tay, câu chuyện nghe xong được, hiện tại, đem người vật kia lấy ra, còn có nói cho ta biết SMMS liên hệ phương pháp. Người tốt nhất không muốn đùa nghịch bịp bợm, ta biết rõ người không sợ chết, nhưng là, hừ, người cái này ba một người bạn gái bị ất ết, ết mê đảo rồi, tính toán thời gian cũng nhanh muốn tỉnh. Ta hiện tại một người, rất khó bảo toàn chứng nhận có thể coi chừng các ngươi bốn người. Cho nên, tại ta không có động thủ giết người trước khi, người tốt nhất thành thành thật thật theo như ta đi làm. Trần Húc trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, ngài thực cất nhắc ta, kỳ thật ta rất sợ chết. Được rồi, đợi khi tìm được một cái có mạng lưới địa phương, ta mang ngươi đi tìm lão sư ta nhưng là vật kia nói thật lão sư ta khai phát cái này sản phẩm địa thời điểm chỉ sợ mình cũng không nghĩ tới hắn cái này sản phẩm còn có loại công năng này cái này tính toán cái gì thành cũng tiêu hà bại tiêu hà sao trần húc hiện tại tựu là cố ý tại kéo dài thời gian rồi bởi vì smms chính là hắn hiện tại chính mình rõ ràng không thể cùng mễ ngõa đức giao thủ bởi vì như vậy phần thắng tuyệt đối là không trần húc cũng không phải một cái nhu nhược người nhưng là minh biết không mảy may phần thắng còn đi dốc sức liều mạng đó là lỗ máng, không phải dũng khí. Mế ngó đức cười cười, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Người xem, nữ nhân này tuy nhiên nông cạn tục tăng, nhưng nàng cũng chỉ có một chỗ tốt. Ta hiện tại tiếng chung nói thế nhưng mà lưu loát khá hơn rồi, không phải sao. Được rồi, đừng vẻ mặt đau khổ rồi, ta nói rồi không giết ngươi, tự nhất định sẽ không giết ngươi. Ngươi cùng thầy của ngươi với ta mà nói có rất lớn tác dụng. Các ngươi địa kỹ thuật là ta ngăn được ta hiện tại nhóm này thủ hạ điều kiện. Ngươi xem, cái thế giới này rất sự thật, nếu như ngươi không có giá trị lợi dụng chỉ là cứu nhân của ta. Ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi, cho dù cũng là bởi vì ngươi mới khiến cho ta được đến tân sinh. Nhưng là ta như vậy nói, ngươi còn có hoài nghi sao? Ngăn được, đúng vậy, ngăn được, mế ngóa đức nói, một cái đứng đầu thủ hạ luôn phải có đủ loại người, hơn nữa trọng dụng tự nhiên đều là có bản lĩnh đấy. Như vậy tự khó tránh khỏi sẽ xuất hiện kéo bè kết phái tình huống cái lúc này muốn ngồi vững vàng vị trí, ngoại trừ phải có siêu cường địa năng lực bên ngoài cũng muốn có siêu cường địa thủ đoạn, không thể để cho thủ hạ bất luận cái gì một nhà đến độc đại. Người minh bạch ý của ta, hiểu rõ, chân Húc cười, nhưng là ngươi sẽ không sợ chúng ta lớn mạnh. Trên cái thế giới này còn có người có thể ngăn được đến thầy của ta. Mạng lưới chi thần SMMS, mế ngóa đức thở dài, ta thừa nhận, từ lần trước giao thủ địa tình huống đến xem. Ta chính là cái kia phân thân gót, còn xa không phải SMMS đối thủ. Nhưng là gót cũng là tại đang phát triển, hắn tiềm lực phát triển phi thường đại, đương nhiên vì để cho hắn có càng lớn phát triển không gian. Ta cần trợ giúp của các ngươi, SMMS tuy nhiên là hiện tại hoàn toàn xứng đáng địa võng lạc chi thần, nhưng là tại phương diện khác hắn có thể làm cái gì. Hiện tại đầu nhập vào ta địa cái kia tập đoàn ủng hộ khoa học kỹ thuật tổ chức, bọn hắn nghiên cứu địa chủ yếu phương hướng chỉ dùng để tại chiến tranh, trong tay bọn họ nắm giữ một ít tiên tiến địa vũ khí tư liệu, sánh bằng quốc quân đội hiện tại trang bị vũ khí còn muốn tiên tiến. Cái này một khối, SMMS có thể so sánh sao? Đương nhiên, tương lai chiến tranh là không có ly khai máy tính, cho nên ta cũng hy vọng các người có thể hợp tác vui sướng. Trần Húc cười nhạo, người cho ta 3 tuổi tiểu 24. Thực sự như vậy tổ chức bọn hắn dựa vào cái gì cho người bán mạng? Chỉ bằng một cái còn không có phát triển lên trí tuệ nhân tạo. Mỗi người đều là có nhược điểm của mình, Mễ ngóa đức sâu kín nói, rất đạo lý đơn giản. Một nhà khoa học nhất hy vọng đúng là tiếp tục nghiên cứu, kẻ có tiền sợ nhất đúng là tử vong. Mà hai điểm này, ta đều có thể thỏa mãn bọn hắn, chỉ cần ta được đến SMMS khai phát chính là cái kia đọc đến tư tưởng dụng cụ. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Cuối cùng một cái, Trần Húc thở dài, nếu lúc ấy ta chẳng phải lòng tham thì tốt rồi, hiện tại cũng sẽ không đem mình cũng góp đi vào. Mế ngó đức đắc ý cười ha ha, Trần Húc trong nội tâm khẽ động, cơ hội tốt. Thưa dịp hiện tại, liều mạng với ngươi. Trần Húc vừa muốn xông tới ra tay, nhưng lúc này thời điểm đột nhiên xa xa phanh một tiếng cực lớn súng vang lên, sau đó tự chứng kiến tâm tâm đầu giống như một cái dưa hấu đồng dạng muốn nổ tung lên. Trần Húc khoảng cách nàng không xa, cái kia máu tươi còn có óc bốn phía vẩy ra, có không ít đều dính đã đến Trần Húc trên người. Tại giả thuyết ảo cảnh bên trong đích huấn luyện lại để cho Trần Húc hiểu được rất nhiều súng ống, nghe thấy cực lớn thanh âm là hắn biết cái kia tối thiểu là 16mm đường kính đã ngoài súng bắn tỉa xả kích lúc phát ra thanh âm loại này súng trường đại đường kính viên đạn thật là bá đạo thậm chí liền xe tăng ra đều có thể đánh xuyên qua dùng để đánh người trên cơ bản có thể nói như vậy cái kia viên đạn mặc kệ đánh vào người địa phương nào người này trên cơ bản tự phế đi có thể bất tử đều là kỳ thích mà mới vừa rồi còn hăng hái mế ngó đức ở giữa như vậy một viên đạn trực tiếp đánh trúng đầu lâu óc văng khắp nơi hắn tự như vậy chết là ai động tay chân hút mãnh liệt quay đầu lại tự chứng kiến cách đó không xa trên sườn núi hoàng an bình mang theo mấy người đã đi tới trên mặt của hắn giống như cười mà không phải cười cái kia biểu lộ cùng vừa rồi hứa giang giống như đúc mặc dù nói hoàng an bình là theo chính mình quan hệ không tệ nhưng là đã liên tục đã trải qua nhiều như vậy đáng sợ biến hóa trần húc nhưng trong lòng thì siết chặt chẳng lẽ này sẽ lại là đuổi đi xài sói đến đấy ác hổ trách không được trần húc nghĩ như vậy bởi vì lúc trước dịch thủy hàn tựu cùng trần húc nhắc nhở qua muốn hắn coi chừng hoàng an bình nói người này chỉ có thể với tư cách trên lợi ích đồng bọn mà không thể trở thành bằng hữu hôm nay tại nơi này thời khắc hoàng an bình đột nhiên hiện thân hơn nữa nhìn phía sau hắn mấy người một thân súng vác vai đạn lên nòng hơn nữa không thấy được súng bắn tỉa cái kia đã nói lên cái kia súng bắn tỉa khẳng định vẫn còn mai phục lấy như vậy vẫn chưa thể nói rõ một vài vấn đề sao liên tục trải qua mấy lần khó khăn chắc chờ trần húc hiện tại muốn sự tình rất nhiều hoàng an bình không còn sớm không muộn cái lúc này xuất hiện rất khó nói hắn ngay tại lúc này mới đuổi tới, nói không chừng hắn tựu là đã sớm đã đến cố ý chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Cái kia dụng tâm của hắn cũng rất là vi diệu rồi, Trần Húc một cái xoay người lăn trên mặt đất, nhân thể cầm lên một khẩu súng, cái lúc này ngàn vạn không thể khinh thường, cũng không thể quá tin tưởng người khác. Chỉ là, nhìn xem bên cạnh cái kia một bãi bùn nhão, Trần Húc trong nội tâm rất là buồn nôn đồng thời nhưng lại vô cùng kinh hãi. Mế Ngóa đức tựu như vậy chết cái này không có người đem hắn linh hồn cho hấp thu vậy hắn lần này thật là chết lình bà lình bình rồi thế nhưng mà người này dĩ nhiên cũng làm như vậy giống như đóng vai phụ đi ngang qua sân khấu đồng dạng chết rồi hả cái này cũng thật bất khả tư nghị a à. hoặc là nói bi ai vốn mọi người đều thường nói đại nạn không chết tất có hậu phúc nhưng làm mễ ngóa đức còn chưa kịp hưởng hắn hậu phúc cứ như vậy treo rồi đáng thương hay vẫn là báo ứng hay vẫn là nói diêm vương gọi người canh ba chết Ai dám lưu người đến canh năm, Nghễ ngõ Đức vốn đáng chết rồi, lại bởi vì làm một cái ngoài ý muốn không có chết thành, vậy có phải hay không giống như là tử thần tới bên trong như vậy, tuy nhiên hắn đã tránh được một kiếp, nhưng là tử thần nhưng không buông tha hắn. Mượn Hoàng An bình tay giết hắn đi đâu này? Trần Húc cứ như vậy suy nghĩ miên man, phía sau hắn Hứa Giang đột nhiên ho khan vài tiếng, lẩm bẩm nói, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Trần Húc quay đầu lại, nhìn xem hắn. Bên cạnh của hắn đã chảy rất lớn một bãi huyết rồi. Người không chút máu nhiều như vậy, trên căn bản là không có khả năng cứu giúp địa đã tới. Mà xem hắn hiện tại cái dạng này, hắn địa ý thức cũng mơ hồ. Nói thực ra Trần Húc theo lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm tự đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm. Hắn hiện tại muốn chết rồi, Trần Húc tối đa cũng cũng chỉ là cảm thấy hắn trừng phạt đúng tội. Ai bảo hơn 10, sau trước tên vương bát đản này lại vẫn dùng thương chỉ vào chính mình địa. Trần Húc nhìn hắn một cái tự quay đầu lại bởi vì dưới mắt hoàng an bình cứ như vậy một đường giống như cười mà không phải cười đi tới thấy không rõ lắm hắn đến cùng là có ý gì sau lưng hứa giang chính ở chỗ này không ngừng nói không cam lòng ta không cam lòng bằng hữu của ta ngươi làm cái gì vậy hoàng an bình đến gần về sau chứng kiến trần húc trong tay thương mỉm cười chơi ạ à, chẳng lẽ ngươi không biết như vậy dùng thương chỉ vào người là kiện phi thường không lễ phép hành vi sao trần húc không để ý đến cái kia loại thân sĩ đồng dạng địa cầm khang cầm điều Cao mày nói Hoàng An Bình, người muốn làm gì? Ai? Người chính là như vậy cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện địa sao? Hoàng An Bình cười cười, giơ tay, người xem, dưới tay của ta đều không có dùng thương chỉ vào ngươi, trên người của ta cũng không có mang vũ khí. Tốt rồi, bằng hữu của ta, ta biết rõ ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là tin tưởng ta, ta đối với ngươi không có ác ý. Sau đó hắn sẽ không quản Trần Húc, trực tiếp địa đi tới Hứa Giang bên người, nhặt lên bên cạnh hắn chính là cái kia ngọc tỷ cười quay đầu lại đối với Trần Húc nói, ngươi xem, buổi tối hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy chuyện thú vị, ta sao có thể không đến tham dự thoáng một phát đâu này. Tốt rồi, ta thân yêu bằng hiếu, đem thương buông, buông. Trần Húc thấy hắn một bộ không có sợ hãi bộ dạng, trong nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là đem thương rủ xuống rồi, nhưng là không có ly khai tay. Được rồi, đã ngươi đã đến rồi, cũng đã cứu ta, như vậy những vật này ngươi đều đem đi đi, buổi tối hôm nay ta có thể đem làm làm chuyện gì đều không có phát sinh dù sao ngươi đã cứu ta, ngươi đây là ý gì? Hoàng An Bình có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, tốt rồi, bọn tiểu nhị, các ngươi đem thương ném trên mặt đất, thượng đế à, các ngươi hù đến bằng hữu của ta rồi. Hắn nhìn về phía Trần Húc, đưa cho ta, ngươi tân tân khổ khổ tìm được đồ vật, cái này còn không phải thứ đồ tầm thường, đây là truyền quốc ngọc tỷ à, đừng nói những cái kia châu báu rồi, truyền quốc ngọc tỷ mắc như vậy trọng đồ vật, ngươi cứ như vậy đưa cho ta, ta có thể thực không đảm đương nổi nhìn xem Hoàng An yên ổn mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, còn có cái kia cười nhạt cho, Trần Húc nghĩ đến vừa rồi hứa giang phẳng phất cũng là cái này biểu lộ, trong nội tâm lại là run lên. Khẩu Phật tâm xà, người này là cái chính thức khẩu Phật tâm xà, so về hứa giang cái này chỉ chó đất mà nói, Hoàng An bình đáng sợ hơn, càng miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Cho nên Trần Húc tuy nhiên đem thương buông, nhưng lại không dám khinh thường. Một cái chớp mắt nhìn chầm chầm vào Hoàng An Bình, bởi vì hắn biết rõ, Hoàng An Bình cũng không thể đánh. Nếu như có thể chế ngự, đồng phục hắn, như vậy thủ hạ của hắn nhóm, đám bọn họ cũng sẽ biết sợ ném chuột vỡ bình. Hoàng An Bình nhìn về phía Trần Húc, à, trời ạ, à, ta cái này mới nhìn đến, bằng hữu của ta, đã đã muộn, biển gió lớn như vậy, người như vậy Trần Chuồng không lạnh sao? Vội vàng đem y phục mặc lên a. À, nói thật, Trần Chuồng ta đây vẫn cảm thấy nữ nhân thì vẫn còn tốt hơn xem. Thuần túy nữ nhân, Trần Húc nhíu mày, cảm giác hắn trong lời nói ý hữu sở chỉ tự chứng kiến Hoàng An Bình thân tay lột xuống hứa giang trên quần áo một khỏa cúc áo, cười nói, mini máy nghe trộm, n, buổi tối hôm nay để cho ta đã nghe được rất nhiều việc hay, ai, hứa giang à hứa giang. Ta đã sớm nói ta xem thường ngươi, ngươi chẳng những không trên sự nỗ lực tiến, ngược lại càng cho ta xem không dậy nổi. Không nghĩ tới ngươi bây giờ hướng giới tính đều như vậy vi diệu rồi, sớm biết như vậy ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho Thượng Hải con thỏ câu lạc bộ chỗ đó ngược lại là có rất nhiều người đối với cây hoa cúc cảm thấy hứng thú. Hứa Giang vốn hỗn loạn, ý thức cũng sắp tiêu tán rồi, nhưng nghe được câu này về sau mãnh liệt mở to mắt, nhìn rõ ràng trước mắt người này về sau cắn răng, theo trong kẽ răng hộc ra ba chữ, Hoàng, An, Bình, cái kia nghiến răng nghiến lợi địa ngữ khí, ngược lại là cùng mễ ngóa đức trước khi đối với chính mình nói chuyện ngữ khí là một cái bộ dáng. Trần Húc trong nội tâm hiếu kỳ, chẳng lẽ Hoàng An Bình cùng hứa Giang cũng có thù sao? hứa giang giấy dụa lấy muốn, nhưng xúc động miệng vết thương đau nhức lại nằm xuống. Hắn vô lực nhìn xem Hoàng An Bình, ngươi là tới chê cười ta sao của ta. Hoàng An Bình sắc mặt nghiêm túc, N, đúng vậy. Ta là tới chê cười ngươi đấy. Trần Húc rất dứt khoát nước mắt, cái này trả lời thật sự là. Có tính cách, hứa giang vô lực ha ha nở nụ cười hai tiếng, đúng vậy. Từ nhỏ ngươi tự chê cười ta, từ nhỏ ta tự không sánh bằng ngươi, từ nhỏ ông nội của ta tự khen ngươi không khoa trương ta, hiện tại ta sẽ chết rồi, ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Hoàng An Bình thở dài nói, hứa giang à hứa giang, vốn ngươi cũng là rất thông minh địa một người, nhưng là ngươi biết vì cái gì hứa ra ra luôn khoa trương ta nhưng không khen ngươi sao. Bởi vì ngươi tâm nhãn quá nhỏ, đích xác, ngươi có thể chịu, ta nhớ được tiểu học thời điểm, lúc ấy chúng ta bị trong đại viện một cái lớn hơn vài tuổi hài tử khi dễ, nhà hắn lúc ấy so ta và ngươi ra cảnh đều cường. Chúng ta không thể trêu vào, cho nên hắn đánh tựu là đánh cho nhưng kỳ thật cho dù đánh cho thì thế nào, tiểu hai tử đánh nhau mà thôi, về sau ngẫm lại, cũng có thể cho rằng là một đoạn chân quý địa nhớ lại. Nhưng là ngươi thì sao, ngươi lúc ấy nhịn, về sau còn cùng hắn trở thành bằng hữu Nhưng là hai năm sau nhà hắn rơi đài, ngươi lại trực tiếp tìm người đánh gãy hắn gân tay gân chân. Ngươi lúc kia mới 12 tuổi, Trần Húc nghe áo ba lỗ sau lưng phát lạnh, cái này hứa giang độc ác như vậy. Hơn nữa như vậy lúc nhỏ mà bắt đầu học độc ác như vậy. Hứa Giang nói hai câu nói, lúc này thời điểm ngược lại tinh thần tốt một chút, Trần Húc biết rõ đó là hồi quang phản chiếu, Hứa Giang cười cười, đó là hắn đáng đời, ai bảo hắn chọc ta. Phạm là chọc người của ta, ta đều lại để cho hắn trả giá thật nhiều đấy. Cho nên ngươi không thành được châu báu. Hoàng An Bình nói, ta sáng sớm tự thấy được điểm này, người quá có thù tất báo rồi. Có chút sai lầm là có thể tha thứ đấy, nhưng có chút là không thể tha thứ địa phương. Thế nhưng mà người phân không rõ điểm này, ngươi lòng dạ quá hẹp hòi như vậy lòng dạ làm sao có thể đủ thành tựu đại sự hứa giang khóe mắt rút rút muốn phản bác nhưng rốt cục hay vẫn là buông tha cho được rồi ta sắp chết không có khí lực cùng ngươi cãi lộn đúng hiện tại xem ra là ngươi so với ta qua địa thoải mái nhưng là ta không cam lòng bởi vì ta không có cơ hội ngươi không phải là không có cơ hội mà là rất nhiều cơ hội bị chính ngươi cho bỏ lỡ hoàng an bình nhìn xem hắn ngươi nhìn kỹ xem ngươi bây giờ bên người những cái kia bằng hữu cả đám đều bộ dáng gì nữa. Ngươi có thể chấn trụ bọn hắn, là vì ngươi điên rồi, nhưng ngươi cũng chỉ có một chiêu này rồi. Hơn nữa, ngươi bây giờ quả thực là càng ngày càng ngu xuẩn, càng ngày càng để cho ta thất vọng. Đúng, là ta ngu xuẩn, hứa giang tự diếu cười, ta bảo hổ lột ra, kết quả bồi tánh mạng. Đúng vậy, ta thua cuộc, nhưng nếu như ta cá là thắng, một ngày nào đó, các ngươi đều bị ta dẫm nát dưới chân. Ngươi làm sao có thể sẽ thắng? Hoàng An Bình cười nhạo, người từ vừa mới bắt đầu tựu đã chọn sai người. Được rồi, cho dù mế ngóa đức hắn không giết ngươi, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đâu này. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi đi theo hắn sẽ có cái gì tốt kết quả? Ngươi cùng SMMS đối nghịch có thể có tốt kết cục. SMMS, nghe được cái tên này, hứa giang lại một lần nữa bạo nộ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi cả đám đều hướng về SMMS? Nghe được tên của hắn giống như là giống như chuột thấy mèo. Ta không cam lòng, ta một chút cũng không cam lòng, mà ngay cả hắn, hứa giang nhất chỉ Trần Húc, hắn bất quá tự là SMMS một cái đồ đệ, kết quả các ngươi đâu rồi, đối với hắn như vậy cung kính. Ta xem không phục, cho nên ta mới nói ngươi ngu xuẩn, Hoàng An Bình xem thường nhìn xem hắn, ngươi liền thực lực của đối phương sâu cạn đều sờ không rõ ràng lắm, ngươi lại vẫn cho là mình khống chế toàn cục. Ta cho ngươi biết, trên cái thế giới này có một loại người, gọi là nhân vật chính, hắn hoặc là sự hiện hữu của bọn hắn, đem có thể thay đổi toàn bộ lịch sử, loại người này, người cho rằng chính là người ngày bình thường chiếm đoạt khi dễ những cái kia tiểu lão bản của công ty giống nhau sao. Nghe được câu này hứa giang khinh thường cười, nhưng Trần Húc lại sửng sốt. Bởi vì đây là Trần Húc tại mở ra tiểu mẫn tầng thứ nhất quyền hạn về sau, cháu của mình Trần Phỉ cùng hắn nói. Nhân vật chính hình thức, Hoàng An Bình lắc đầu nói, cho nên khó trách người hội thất bại. Người như vậy tính tình, người như vậy tính cách, người có thể thành công mới là lạ. Ta nói thiệt cho người biết a à? SMS đã sớm leo lên trung ương nội tham gia, xâm, người biết trong lúc này tham gia, xâm, trong là như thế nào ghi đấy sao? Được người này, đủ để thôi động quốc gia của ta khoa học kỹ thuật trình độ 40 năm. Người cho rằng cái này khoa học kỹ thuật trình độ 40 năm là cái gì khái niệm? Người cho rằng SMMS xuất ra những vật kia là tiểu đà tiểu nháo. Ta cho người biết, trải qua nghiên cứu, ngoại trừ máy vi tính phương diện kỹ thuật bên ngoài, cái kia chất lỏng áo chống đạt, thực phẩm kiểm tra đo lường nghi, trong đó chỗ bao hàm vật lý, sinh vật, hóa học cao đoan tri thức cũng rất xa vượt lên đầu toàn bộ thế giới. Đây là rất nhiều vẫn còn các quốc gia khai phát nghiên cứu hạng mục, nhưng SMMS nhẹ nhóm tự lấy ra thành phẩm, người cho rằng người như vậy, như vậy tổ chức sẽ là dễ trêu đấy sao? Hứa Giang biểu lộ một mặt đờ đẫn, Hoàng An bình tăng thêm khẩu khí, ta đã nói với người rồi, có ít người lừa bịp tự lừa bịp rồi, không có gì lớn, nhưng có ít người, người không thể trêu vào. SMMS có thể phát ra nổi tác dụng, xa xa so trong lịch sử bất luận cái gì một vị nhà khoa học mang đến cống hiến muốn đại, hắn không riêng gì mạng lưới chi thần, tại cái khác lĩnh vực bên trên tạo nghệ cũng là người căn bản là không cách nào tưởng tượng đấy. Người như vậy, người vậy mà mình lựa chọn đưa hắn biến thành địch nhân, ta không biết là nên bội phục dũng khí của ngươi còn là cười nhạo ngươi vô tri. Hoàng An Bình xoay đầu lại, nhìn xem Trần Húc, tốt rồi, bằng hữu của ta, hiện tại ngươi còn hoài nghi ta sao? Trần Húc bị hắn những lời này nói có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng buông thương. Cái kia, nói thực ra ta thật đúng là không biết ngươi. Cái này ngọc tỷ giá chỉ cao như vậy, thấy tiền sáng mắt người có lẽ rất nhiều. Nhưng không kể cả ta, Hoàng An Bình lộ ra hắn chiều bài thức mỉm cười. Ngươi nên biết ta kỳ thật cũng không thiếu tiến. Hơn nữa nếu như của ta quá nhiều tiền, ta sẽ có phiền toái đấy. Ta người này coi như thật là sao biết được đủ, cho nên so sánh thường vui cười. Trần Húc không có ý tứ cười cười, tiếp nhận hắn truyền đạt ngọc tỷ. Hoàng An Bình sắc mặt rất nghiêm túc, nói thực ra cái này Ngọc Tỷ cũng không phải ta không muốn muốn, mà là không dám muốn, vật này, ai cầm ai chết, tuyệt đối không có khả năng có lao động chân tay, trừ phi là quốc gia. Nói thật, ta thật sự rất bội phục ngươi, ngươi đã hao hết tâm huyết muốn tìm về cái này Ngọc Tỷ, nhưng lại không chút nghĩ ngợi tự muốn tặng cho quốc gia, điểm này lên, ta không bằng ngươi, xa xa không bằng. Làm sao ngươi biết, ngươi cũng cho ta trang máy nghe trộm, nhưng điều đó không có khả năng hà. Hoàng An yên ổn cười, hiện tại rất nhiều người đều quá ỷ lại công nghệ cao rồi, cho ngươi xem một vật. Hoàng An Bình đi qua một bên, theo thạch trong đống lấy ra một cái thùng gỗ nhỏ, thùng gỗ đằng sau còn trói lại một căn tuyến. a à, đây là xưa nhất máy nghe trộm, mà ta cái này người bằng hữu trời sinh tai lực tụ phi phàm, cho nên nghe được các ngươi nói chuyện, cũng chẳng có gì lạ. Trần Húc hít sâu một hơi, cái này Hoàng An Bình, quả nhiên không đơn giản. Trần Húc cảm thán chính là may mắn cái này Hoàng An Bình không phải là của mình địch nhân, cái này khẩu Phật tâm xa, mọi thứ bố trí như thế chu đáo chặt chẽ hơn nữa cẩn thận, tuy nhiên không dám nói sau này mình tựu thắng hắn không được, nhưng là tối thiểu tại hiện tại nơi này hình thức lên, nếu như hắn thật sự cùng chính mình là địch, như vậy có thể khẳng định chính là, chính mình chết chắc rồi. Dùng thằng này cá tính, tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút tình ý hãy bỏ qua một địch nhân đấy. Người xem hắn cùng hứa giang, hình như là từ nhỏ tự nhận thức, nhưng là đâu này. Hứa giang hiện tại mặc dù trọng thương, nhưng còn chưa chết, có thể hắn nhưng lại ngay cả một đinh điểm tiễn đưa hắn đi bệnh viện cứu giúp tâm tư đều không có. Hoàng An Bình giống như nhìn thấu Trần Húc tâm tư, cười nhạt một tiếng, đối với Trần Húc nói, ta cầu ngươi một việc được không nào. Nói, người này chết chưa hết tội, không chút nào đủ tiếc, nhưng là ta không muốn làm cho gia gia của hắn thương tâm. Gia gia của hắn là một vị tướng quân, mặc dù chỉ là thiếu tướng, nhưng là dù sao cũng là năm đó xuất sinh nhập từ một đám lão cách mạng. Chúng ta thế hệ này người biến chất, cùng bọn họ thế hệ trước không có một chút quan hệ, hơn nữa, theo lúc nhỏ hứa ra ra cũng rất chiếu cố ta, cho nên ta muốn hứa giang tử vong nguyên nhân, tự để ta làm công bố ra ngoài A. Dù sao lão nhân ra lớn tuổi, nếu là cho hắn biết hứa giang làm một chuyện, thân thể của hắn. Còn có hắn cả đời quang vinh lên, đều bịt kín chỗ bẩn. Trần Húc Minh bạch ý của hắn, hứa giang chuyện này, theo đại phương diện đến bảo hoàn toàn có thể xưng là phản quốc, bất quá đã Hoàng An Bình nói như vậy rồi, vậy hắn cũng không có gì phản đối ý kiến, dù sao hôm nay nếu như không phải Hoàng An Bình, cái kia mình cũng sẽ phá hủy. Như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, đáp ứng hắn cũng không sao. Nhưng Trần Húc lại hỏi, cái kia đã ngươi sợ ra ra của hắn thương tâm, ngươi vì cái gì không cứu hắn. Cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cứu hắn, Hoàng An Bình cười khổ lắc đầu, ta cùng hắn từ nhỏ nhận thức, biết rõ cái gì gọi là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Dùng lòng của hắn ngực, ta có thể khẳng định, dưới mắt hắn mặc dù sẽ đối với chúng ta cảm kích. Nhưng là khó bảo toàn ngày sau hắn cầm quyền sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Trần Húc, không phải ta nói ngươi, ngươi hay vẫn là mềm lòng. Ngươi còn như vậy mềm lòng xuống dưới, ngươi vĩnh viễn thành tựu không được đại sự nghiệp. Lúc này thời điểm hứa giang giật giật mồm mép, Hoàng An Bình nhìn xem hắn, hứa giang, nếu như ngươi còn muốn bảo tồn cuối cùng một tia tôn nghiêm. Không yêu cầu làm cho, ta biết rõ ngươi bây giờ rất thống khổ, một hồi ta sẽ cho ngươi thống khoái đấy hứa giang tự diễu nở nụ cười thoáng một phát, người cũng đừng quá coi thường ta, ta sẽ không hướng người cúi đầu địa phương. Bất quá, hay vẫn là cảm ơn ngươi. Hoàng An Bình biết rõ hắn cảm ơn chỉ chính là đối với gia gia của hắn giấu giếm địa sự tình, hắn thở dài, vẫy tay, một thủ hạ tới, Hoàng An Bình đối với hắn nói, vẫn quy củ cũ. Lại để cho hắn nhẹ nhõm điểm, sau đó tự lôi kéo Trần Húc đi nha. Trần Húc biết rõ hắn nói quy củ cũ là cái gì, tình hóa giáp ca. Loại này dược tề có thể làm cho người tại hai giây chung ở trong không có đau đớn tử vong. Hắn nhìn hứa giang một lần cuối cùng, hứa giang kêu lên, Trần Húc, ta không muốn đối với ngươi nói thật có lỗi. Nhưng là hôm nay bất đắc dĩ mê đi này ba nữ tử, là ta địa không phải. Ta đây tự khuyên ngươi một câu, người địch mọi người đã đem ngươi trở thành mục tiêu, bọn hắn hy vọng mượn nhờ lực lượng của ngươi tìm được SMMS, người một đệ tử thức sự quá nguy hiểm. Còn có, thế lực của địch nhân rất lớn, ta mới vừa nói, Bọn hắn muốn thống trị thế giới cũng không phải một câu chê cười. Bọn hắn thật sự có thực lực này, bằng không thì ngươi cho rằng ta thật sự rất ngu sao? Mấy câu tiểu theo bọn hắn, bọn hắn cơ sở chính địa tại Thái Bình Dương một cái trên đảo nhỏ. Cụ thể địa phương ta không biết, nhưng ta chỉ biết là một cái tin tức. Đó là thần thoại địa trung kết địa, thần thoại trung kết địa, ta chỉ biết là nhiều như vậy rồi, hứa Giang thanh âm hư nhược rồi xuống, hồi quang phản chiếu địa thời gian đã qua. Cho dù không tiêm vào tình hóa giáp ca, hắn cũng sống không lâu lâu rồi. Trần Húc, ngươi đừng tưởng rằng ta là ở đối với ngươi chịu thua. Mế ngóa đức phát hiện linh hồn, như vậy rất tốt, ta cũng hy vọng trên cái thế giới này có linh hồn. Như vậy ta kiếp sau, lại đến với ngươi hóa. chúng ta tiếp tục làm địch nhân. Được rồi, Trần Húc trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười, kiếp sau có cơ hội làm tiếp địch nhân A. Chỉ là đời này biểu hiện của ngươi, thật sự rất để cho ta thất vọng, hy vọng ngươi kiếp sau có thể cố gắng lên nói xong Trần Húc quay đầu đã đi, cái này hứa giang, nói như thế nào đây, hắn ngược lại là có như vậy một ít khí khái, chỉ là đáng tiếc à, tâm thuật bất tránh. Đem mê man tam nữ cho đưa lên xe, những cái kia châu báu, Trần Húc là không có ý tứ độc đắc, vì vậy đem ra, phân cho Hoàng An Bình còn có hắn mấy tên thủ hạ. Cái này Hoàng An Bình ngược lại là không sao cả khách khí, ha ha, đi ra một chuyến, có chút thu nhập doanh thu cũng không tệ, tốt rồi, Trần Húc tiên sinh khen thưởng đồ vật, các người tự thu hạ A, à, cũng không uổng công đến không Dubai một hồi. Đương nhiên Trần Húc cũng không phải đưa hết cho, hắn lưu lại một bộ phận lớn, liền dương hòm cùng một chỗ mang đi, những này châu báu nha, hắn muốn lấy không có ý nghĩa, xuất ra đi bán cũng đáng không được cái gì tiến. Tối thiểu Trần Húc chính mình không thiếu những số tiền này, lưu cho quản dịch các nàng, nữ hài tử nha, tự cùng long đồng dạng, ưa thích loại này lè lè sáng lên đồ vật. Truyền quốc ngọc tỷ Trần Húc ngược lại là một mực nắm trong tay, vút về cái này Phương Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ Trần Húc cảm khái ngàn vạn, nói thực ra lại để cho hắn hiện tại mang thứ đó giao ra đi, còn tưởng là thực sự chút ít không nỡ, dù sao cái này Ngọc Tỷ không riêng gì phí hết hắn một phen công phu, càng là thiếu chút nữa bồi bên trên tánh mạng à. Hoàng An Bình nhìn xem Trần Húc, giống như đọc đã hiểu hắn biểu tình cười nói, "A, à, cái này Ngọc Tỷ ngươi là ý định chính mình đưa lên đi hãy để cho ta đến tìm quan hệ. Hoặc là ta an bài cho ngươi một chút đi." Nói thực ra cái này Ngọc Tỷ giá trị hoàn toàn chính xác rất lớn nhưng là chính là bởi vì như thế, ta mới không đánh nó địa chủ ý. Ngươi nói đúng, cái này ngọc tỷ chỉ xứng đặt ở cố cung trong viện bảo tàng. Trần Húc gật đầu, dùng hoàng bố đem ngọc tỷ cho bao bên trên, nói nói của ngươi an bài a. Ta có lẽ đem cái này ngọc tỷ cho ai? Cái này khó bảo toàn không có thấy tiền sáng mắt đấy. Đúng vậy, Hoàng An Bình vỗ tay phát ra tiếng, ta thừa nhận ta tham, nhưng có nhiều thứ ta không dám tham. Thật có chút không để ý tới trí người chỉ muốn tham, gặp được người như vậy sợ đến là không sợ, nhưng dù sao cũng là một cái phiền toái rất lớn. Cho nên chuyện này nhất định phải kiêu ngạo, lại để cho cả nước cũng biết. Đương nhiên, ta hay vẫn là đề nghị ngươi trước đó đem cái này ngọc tỷ hảo hảo kiểm tra thoáng một phát, vạn nhất không là thực, lại là cái đồ giỏng, cái kia đến lúc đó cái này ô long tự bầy lớn hơn. Trần Húc gật đầu, Hoàng An Bình còn nói, tự lấy thật sự mà nói. Ý nghĩ của ta là, dùng ngươi vị kia lão sư SMMS danh nghĩa, đem đạt được ngọc tỷ sự tình trước công bố ra ngoài, công bố ra ngoài về sau, tạo thành cường sức ảnh hưởng lớn rồi, người lại chọn một thời gian, trước mặt mọi người đem ngọc tỷ chuyển giao cho cố cung nhà bảo tàng. Là cái phương pháp tốt, nhưng là như vậy ta có thể hay không quá rêu giao rồi hả? Dù sao ta chính là một cái đệ tử mà thôi, hay vẫn là người tới giao A, ta không muốn cho mình tạo thành lớn như vậy oanh động. Đừng đừng đừng, Hoàng An Bình cười nói, ta sao ngươi còn cần giấu ở truyền thông bên ngoài, Ngươi chừng nào thì bái kiến ta có leo lên truyền thông báo cáo. Hơn nữa nói thật, thứ này phóng ở chỗ này của ta, thật sự là cái giày vò, ta thật sự rất sợ ta sẽ cải biến chủ ý đem ngọc tỷ cho độc thôn. Cho nên hay vẫn là lưu ở chỗ của ngươi, mặt khác còn có một câu, ta phải muốn nói với ngươi, chính là ngươi hiện tại, đã không thể nói là cái một cái thuần túy đệ tử rồi. Vì cái gì, với tư cách SMMS đại đệ tử, kỳ thật ngươi có lẽ có loại này giác ngộ mới được là. Hoàng An Bình nói, Hiện tại người SMMS đổ đệ thân phận, tuy nhiên không phải thế nhân đều biết, nhưng là tối thiểu người có ý chí muốn điều tra, thật sự là dễ dàng đấy. Ta cứ như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tháng trước, tại ta và ngươi đi vào Dubai trước khi, quốc an cục tổng cộng bắt năm đám lẻn vào đến nội địa ngoại cảnh gián điệp. Hơn nữa đây chỉ là bắt lấy đấy. Nhiệm vụ của ả à bọn hắn là vì giám thị dịch thủy hàn, do đó tìm được SMMS, tự là ở đằng kia khoản phiên dịch ra mặt thế về sau. Cho nên, SMMS hiện tại đã khiến cho rất nhiều quốc gia chú ý. Ta tin tưởng bên cạnh ngươi cũng tuyệt đối có như vậy gián điệp, như vậy cái lúc này, nếu như ngươi hay vẫn là một đệ tử, ta cho rằng đây là đối với ngươi rất bất lợi đấy. Bởi vì ngươi một đệ tử thân phận, một cái SMMS đồ đệ thân phận, rất khó sẽ để cho những cái kia đối với ngươi dụng tâm kín đáo người sinh ra kiêng kỵ. Hoàng An Bình nói tiếp, thật giống như hiện tại Dịch thủy Hàn, trước kia hắn bất quá là cái bị Trương Bác muốn khi dễ tụ khi dễ đâu nhân vật nhưng là hiện tại đâu này. Ta có thể như vậy nói cho người biết, coi như là quân tình năm chỗ, CIA, KGB tổ chức gián điệp liên xô người, bọn hắn chỉ có thể dám thị dịch thủy hàn, mà không dám động hắn một sợi lông. Vì cái gì, cái này là dịch thủy hàn thân phận, hắn sinh ra quốc tế lực ảnh hưởng, người có thể ngàn vạn không thể xem thường cái này quốc tế lực ảnh hưởng, đã có cái này thân phận, một khi hắn bị sự tình gì, như vậy đây cũng không phải là tập kích một cái bình dân đơn giản như vậy tốt như lần trước mế ngóa đức tập kích ngươi, ngươi xem, ngươi lúc ấy chỉ có thể điều động, không, đây còn không phải là điều động, là xin. Xin cảnh sát đối với ngươi tiến hành bảo hộ, hơn nữa hay vẫn là bình thường cảnh sát. Ta không phải nói xem thường cảnh sát, nhưng ở trước mặt đối với mế ngóa đức như vậy trước nghiệp quân nhân thời điểm, cảnh sát kỳ thật tựu là chịu chết đấy. Mà ngươi một khi đã có cái thân phận về sau, như vậy quốc gia tựu sẽ ra mặt đối với ngươi tiến hành bảo hộ, ngươi phải biết rằng, không có bất kỳ một tổ chức cùng cơ cấu có thể cùng quốc gia thế lực chống lại. Lần trước Mễ Ngóa Đức liên hệ chính là cái kia hắc bang đầu lĩnh từ phát thành, một đám bọn cảnh sát điều tra không đi ra, nhưng là quốc an cục người chỉ cần thời gian một ngày có thể trực tiếp tìm được hắn ẩn thân địa điểm. Mà ngươi bây giờ, tự cần một cái thân phận như vậy, đây là của ngươi này Ô dù. Hoàng An Bình nhìn nhìn bên cạnh vẫn còn mê man ba nữ tử, nếu như ngươi đang còn muốn trong đại học móc xuống dưới. Nổi danh cũng là một loại bảo đảm tuy nhiên có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi một ít sinh hoạt tư nhân, nhưng lại yên tâm, truyền thông cái kia một khối ta sẽ chào hỏi, lại để cho bọn hắn tận lực không tại về sau sinh hoạt chính giữa ảnh hưởng ngươi. Nếu như ngươi muốn bảo vệ mình, hơn nữa bảo hộ người bên cạnh ngươi, còn không muốn rời đi trường học, ta cho rằng đây là một cái biện pháp tốt nhất. Trần Húc do so dự một chút, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, được rồi, thân phận gì? Thụ huân, năm nay hạ thiên, nhất định chính là một cái khó quên mùa hè. 2007 năm tháng 8 ngày 28, một cái trước không dính sau không dựa vào là thời gian, ban tổ chức một bộ tin tức tiếp âm cái kia ngày bình thường một mực bảy biện một chương nghiêm trang bài tú lơ khơ mặt nữ nhân vật chính cầm, rốt cục dùng một loại kích động biểu lộ nói, hiện tại thông báo thứ nhất trọng yếu tin tức. Mất đi hơn 600 năm hoa hạ dân tộc trí bảo. truyền quốc Ngọc Tỷ tái hiện nhân gian, nay Ngọc Tỷ hoàn toàn chính xác phi tần vương hướng thành lập lúc. Tần Thủy Hoàng tên thợ thủ công sử dụng truyền thế bảo ngọc hòa thị bích chế tạo trấn quốc chi bảo, Trung Quốc các triều đại đổi thay hoàng quyền biểu tượng. Đến nay đã có hơn 2.000 năm lịch sử, truyền quốc ngọc tỷ vi Trung Quốc cổ đại đế vương hoàng quyền biểu tượng, vây quanh khối ngọc này tỷ ngọc tỷ mà phát sinh câu chuyện nhiều vô số kể, mà ngọc tỷ tự minh triều về sau mất đi, cuối cùng hơn 600 năm biến mất tại mọi người tầm mắt chính giữa. Mà hôm nay, truyền quốc ngọc tỷ mất mà được lại, đáng nhắc tới chính là, tìm được truyền quốc ngọc tỷ người là một vị năm gần 20 tuổi thanh niên, tên của hắn gọi là Trần Húc. Căn cứ hắn theo như lời, lần này hắn tìm được truyền quốc ngọc tỷ, cũng là bởi vì cái kia vị thần bí lão sư đề điểm. Mà vị bạn học này tắc thì phi thường hùng hồn đem truyền quốc ngọc tỷ cái này trí bảo đưa tặng cho quốc gia. Xế chiều ngày mai ba điểm, trung ương một bộ, bốn bộ đồ, đem toàn bộ hành trình trực tiếp giao tiếp nghi thức. Cái này thứ nhất tin tức về sau, tự là đối với truyền quốc ngọc tỷ giới thiệu, theo hòa thị bích bắt đầu, mãi cho đến ngọc tỷ mất đi. Mà ở tin tức về sau, tất cả đại đài truyền hình, mạng lưới web portal, đều phía sau tiếp trước ban bố Ngọc Tỷ mất mà được lại tin tức. Không thể thiếu, Trần Húc trong vòng một đêm biến thành toàn bộ Trung Quốc, thậm chí là thế giới danh nhân. Tại đương kim xã hội, Ngọc Tỷ địa ý nghĩa đã không còn là phong kiến thời đại cái chủng loại kia hoàng quyền biểu tượng, mà càng nhiều nữa tác thì đại biểu một loại lịch sử ý nghĩa. Văn vật giá trị, ngay tại ở hắn lịch sử ý nghĩa. Hay vẫn là câu nói kia, ngoại trừ trong truyền thuyết địa thượng của hoàng đế xe chỉ nam, đại vũ cửu châu đình, chỉ sợ còn thật không có một kiện bảo vật có thể so với Truyền Quốc Ngọc tỷ muốn càng thêm có giá trị. Đây là thật sự vật báu vô giá, cũng hoàn toàn chính xác. Đối với rất nhiều dân mạng nhóm, đám bọn họ mà nói, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái này Truyền Quốc Ngọc tỷ đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Chính thức trả lời là vật báu vô giá, bất luận cái gì buôn bán Truyền Quốc Ngọc tỷ địa cử động đều là trái với pháp luật, ngọc tỷ không thuộc về bất kỳ một cái nào cá nhân, mà là thuộc về toàn bộ quốc gia cùng dân tộc. Đương nhiên Đối với Trần Húc Đồng học đang tìm đến Ngọc tỷ về sau có thể không chút do dự nộp lên cho quốc gia. Loại này tinh thần là đáng giá cổ vũ cùng học tập, cũng là đáng được quốc gia trọng điểm khen ngợi, cho nên quốc gia quyết định trao tặng Trần Húc Đồng học Ngân Tinh Kiệt Xuất Cống Hiến Huân Chương. Ngân Tinh Kiệt Xuất Cống Hiến Huân Chương, đương nhiên, cái này huân chương trong hiện thực tính là chân thật không làm đánh giá, là quốc gia ban phát cho vì quốc gia làm ra kiệt xuất, có thành tựu to lớn cống hiến huân chương. Ngân Tinh thượng diện còn có một khỏa sao kim chỉ là sao kim huân chương siêu nhiên tính chỉ có giải rác mấy người đạt được qua, như tạp sao lúa nước chi phụ viên Long Bình, lưỡng đạn nhất tinh đặng trồng trò đầu tiên chờ chút đã. Nhưng cho dù là ngân tinh, cũng đầy đủ rung động rồi. Ngân tinh huân chương địa người đoạt giải có thể mỗi tháng đến chính phủ nhận lấy bảo đảm, nửa đời sau áo cơm không lo. Còn có thể trực tiếp cùng Trung ương liên hệ, đề ra ý kiến của mình cùng đề nghị. Cái này tối thiểu tương đương với một cái cả nước đại biểu nhân dân toàn quốc thân phận. Đương nhiên, cái này huân chương đối ngoại mặt chắc chắn sẽ không nói cái gì cho trung ương gọi điện thoại à tìm người à các loại điện sự tình tại rất nhiều người xem ra cái này là một quả bình thường huân chương nhưng là đối với người biết chuyện mà nói cái kia ý nghĩa tự lớn hơn tuy nhiên thứ này không phải cái miễn tử kim bài nhưng lại tương đương với một bả thượng phương bảo kiếm bởi vì huân chương người đoạt giải có thể cùng trung ương tiến hành trực tiếp trò chuyện liên hệ có chuyên môn đặc công nhân viên đến nghe đề nghị của bọn hắn nghĩ như vậy muốn nhìn a à? này bằng với là hơn một cái đại hậu trường. Địa người, địa quan viên, có cái nào dám đắc tội khâm sai đại nhân? Mà người biết chuyện sĩ biết rõ, cái này huân chương cùng hắn nói là ban phát cho Trần Húc, chẳng nói là ban phát cho SMMS địa phương. Một cái truyền quốc ngọc tỷ giá trị tuy nhiên trọng yếu, nhưng khen thưởng thoáng một phát y tứ ý tứ là được rồi. Ai cũng biết Trần Húc phụ thân là kê đơn thuốc nhà máy đấy, cái kia chó dại khắc tinh dược vật hôm nay tại trên thế giới bán không muốn quá hỏa, dù sao lũng đoạn mới có thể mang đến lớn nhất tài phú, ngẫm lại xem, SMMS mấy thứ thứ đồ vật, cái kia chất lỏng áo chống đạn cũng không cần nói, hiện tại quốc gia phương Tây đã sớm nghe thấy được hương vị, chính mình nghiên cứu không đi ra liền nghĩ đến Trung Quốc mua. Quân đội mở đích giá cả cái kia gọi một cái hắc à. Còn có cái kia ba biệt tháp phiên dịch ra, 5.000 đô la. Vài vạn nhân dân tệ à, thành phẩm một chương đĩa CD bất quá hai khối tiến. a à, nói như vậy, Trần Húc là SMMS đồ đệ, như vậy cái này chó dại khắc tinh thật đúng là nói không chừng tựu là SMMS cho hắn đấy. Cho nên nói, quốc gia nếu quả thật muốn khen thưởng Trần Húc công lao, đối với Trần Húc phụ thân cái kia dược nhà máy cung cấp một ít chính sách lên, kinh tế bên trên bồi dưỡng cùng tài trợ cũng là đủ rồi, căn bản là không cần phải tốn công tốn sức đến thụ huân, cái kia làm như vậy ý tứ, tám phần tựu là đem làm Trần Húc là SMMS người phát ngôn rồi. Nhưng lại không phải một cái người phát ngôn, mà là một loại toàn quyền đại lý đã tìm không thấy SMMS, cái kia cũng chỉ có thể tìm Trần Húc nữa à. Hơn nữa, người biết chuyện sĩ cũng cũng biết, phần này ngân tinh huân chương, SMMS tuyệt đối là đem làm khởi đấy. Những thứ không nói khác, tự hướng về phía áo chống đạn cùng phiên dịch ra, hắn ngữ nói cái này ba cái sản phẩm, một cái là quân đội tha thiết ước mơ bảo bối, lưỡng bên ngoài hai cái thì là trực tiếp thôi động quốc gia phát triển thứ tốt. Dùng hắn hiện tại cái này lưỡng hạng phát minh, cầm sao kim huân chương tuy nhiên còn chưa đủ tư cách, nhưng ngân tinh nhưng lại hoàn toàn chính xác đã đủ rồi. Hơn nữa cái này huân chương chính giữa, còn có quân đội cùng công an hệ thống thừa nhận một bộ phận. Cái này đại biểu ý nghĩa tựu lớn hơn, dùng câu khuôn sáo cũ điểm mà nói, thấy vậy huân chương, như gặp SMMS đích thân tới. Đương nhiên rất nhiều người cũng không biết đây chỉ là Hoàng An Bình cho Trần Húc ra một cái chú ý, lại để cho hắn có thể có được tự bảo vệ mình năng lực chủ ý. Theo Trần Húc về nước mấy ngày nay bắt đầu, Đại lục ngành tình báo tự đối với Hòa Hải City triển khai một hồi càn quét, cái này càn quét cũng không phải là cái gì quét dọn nhà cửa đánh không phải, mà là nhằm vào ngoại cảnh gián điệp phần tử triển khai tìm tòi. Cuối cùng tổng cộng bắt được 72 người, phân biệt đến từ chính nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, còn có châu Âu một ít quốc gia. Cái này lại để cho Trần Húc rốt cuộc ý thức được hắn nguy cơ. Kỳ thật dùng hắn tình huống hiện tại đến xem, Trần Húc hoàn toàn chính xác không thích hợp lại ngốc trong trường học rồi vốn là hắn là muốn ít xuất hiện, nhưng là vì đủ loại có chuyện xảy ra, lại để cho hắn cuối cùng nhất xác nhận SMMS đồ đệ cái này thân phận lên. Hắn hôm nay, muốn ít xuất hiện cũng rất khó ít xuất hiện xuống, chỉ có thể dứt khoát cao điệu, đây cũng là một loại sách lược. Tuy nhiên như vậy sẽ đối với cuộc sống của hắn có chút ảnh hưởng. Nhưng nói thực ra, còn giận nhiều hơn không sợ cắn, hiện tại Trần Húc ở trường học chính giữa còn có thể ít xuất hiện sao. Từ khi võ đạo ra sự kiện về sau, Trần Húc cũng đã nhảy lên mà thành hợp hiệp đại học nổi danh nhất người, trên đầu lại thêm điểm quang quầng sáng, cái gọi là khoản nợ nhiều không áp thân. Chỉ cần Hoàng An Bình đem truyền thông cái kia khối quan hệ đánh tốt, không để cho bọn họ tới quấy rối Trần Húc, điều này cũng làm cho đã đủ rồi. Lúc này đây trình diện, ngoại trừ cố cung nhà bảo tàng quán trưởng bên ngoài, còn có Bắc Kinh thành phố thị trường, mặt khác còn có chúng hơn đại biểu nhân dân toàn quốc. Trên cơ bản đây cũng chính là lại để cho Trần Húc làm quen một chút người, như vậy về sau có chuyện gì có thể thuận tiện một ít. Cuối cùng đã tới Ngọc Tỷ lộ diện thời khắc rồi. Truyền quốc Ngọc Tỷ, Trung Quốc cổ đại chí cao hoàng quyền biểu tượng, từ khi Nguyên Triều Diệt Phong về sau đã đi xuống rơi không rõ, Trung Nguyên Trương còn bởi vì chuyện này thường xuyên bóp cổ tay thở dài, nghĩ thầm từ đạt làm sao lại không phải lý tĩnh đâu này. Năm đó đường Thái Tông Lý Thế Dân đăng cơ thời điểm cũng không có Ngọc Tỷ, Thái Tông chỉ có thể không có việc gì chính mình khắc mấy cái củ cải trắng chơi, nhưng là về sau Lý Tĩnh Thảo phạt đột quyết đem Ngọc Tỷ dẫn theo trở lại, Thái Tông lúc ấy mặt rồng cực kỳ vui mừng. Cho nên lúc này thời điểm tự có thể hiểu được Chu Nguyên Trương buồn bực. Xem cái này Ngọc Tỷ, tứ tứ phương phương bất quá năm thốn, thượng diện sắc lục như lam, ôn nhuận mà trạch, lưng phác ly nữ bàn, tại đây Ngọc Tỷ lên, phía dưới có Lý Tư vâng Mệnh với Thiên, đã thọ vĩnh xương, mà Ngọc Tỷ một bên tắc thì có khắc ngụy chỗ thụ hán truyền quốc tỷ, Ngọc Tỷ. Cái này là năm đó Tào Phi xưng đế thời điểm sai người tại Ngọc Tỷ trên có khắc, ý tứ tự là chỉ ta đại ngụy thành lập không phải phản nghịch, mà là hán đế truyền thừa đấy. Mà Ngọc Tỷ bên kia tắc thì có khắc thiên mệnh thạch thị, đây là trước công nguyên 329 năm, sau triệu thạch lạc diệt trước triệu hậu tại Ngọc Tỷ trên có khắc chữ. Chỉ là, thạch lạc hậu nhân cuối cùng bị hoa hạ đệ nhất anh hùng nhiễm mẫn giết chết, cái kia cái gọi là thiên mệnh, cũng không quá đáng chính là một cái chê cười mà thôi. Lần này giao tiếp nghi thức là công khai, có tối thiểu trên trăm gia truyền thông đến đây tiến hành đưa tin, hơn nữa mấy cái kênh tiến hành toàn cầu trực tiếp. Nghe nói quan sát Ngọc Tỷ giao tiếp nghi thức người có tốt 500 triệu đã ngoài, dù sao rất nhiều người đều muốn tận mắt nhìn thấy truyền quốc Ngọc Tỷ thực chính phong hái. Mà tại làm sao hơn màn ảnh trước, cố cung nhà bảo tàng quán trưởng nước mắt tuôn đầy mặt theo Trần Húc trong tay tiếp nhận Ngọc Tỷ lúc, toàn trường bạo phát nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Lão quán trưởng kích động cũng là hợp tình lý, sinh thời có thể nhìn thấy quốc bảo trở về, hơn nữa là truyền quốc Ngọc Tỷ, cái này đủ để cho Trung Quốc sở hữu tất cả văn vật công tác người, lịch sử công tác người điên cuồng rồi. Mặc dù nói quốc gia chính thức cũng cho thấy buôn bán quốc bảo văn vật là tội không thể thứ cho hành vi, nhưng thật sự muốn quán đến cá nhân đích trên người, không cẩn thận phát hiện một cái truyền thế chi bảo có thể đem cầm ở có mấy người. Đối với Trần Húc, lão quán trưởng là tuyệt đối lòng mang cảm kích, tại chỗ tựu nắm Trần Húc tay kích động mồm mép rút rút, không biết nên nói những gì. Bất quá tốt ở bên cạnh có quan viên cười đi lên hòa giải lúc này mới không có lại để cho hào khí cho cứng đờ. Giao tiếp nghi thức về sau, quan viên đọc diễn văn về sau, Trần Húc đã bị các phóng viên cho vây quanh rồi. Rất nhiều phóng viên cũng đều sớm đã nhận được tin tức, kế tiếp không muốn đi quấy rầy Trần Húc sinh hoạt hàng ngày, như vậy hôm nay không hảo hảo phỏng vấn thoáng một phát, sao có thể đúng đấy khởi chính mình. Hơn nữa, đây cũng là Trần Húc ý của bọn hắn, lúc này đây tạo thế, tự nhiên là muốn tạo hung một ít, cho nên Trần Húc đối với màn ảnh, cũng không luống cuống, cầm sớm liền chuẩn bị tốt lời kịch ứng phó những ký giả này nói trắng ra là lúc này đây phỏng vấn định nghĩa đều sớm bị các phóng viên định tốt rồi cái kia chính là không nhặt của rơi tốt thiếu niên mỗi người học giỏi tấm gương mặc dù nói trần húc đối với cái này loại giọng chính giống như đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng là trên mặt mũi lễ phép hay là muốn làm đủ đấy mà khi phỏng vấn hoàn tất về sau trần húc một thân mệt mỏi đi tới hậu đường lúc này thời điểm một người mặc quân trang cột điện bằng sắt đồng dạng hắc đại hán đi tới nói, chuyện của ngươi giải quyết xong rồi hả? Như vậy, hiện tại chúng ta có thể khởi hành rồi. Trần Húc cưỡi lấy quân dụng phi cơ trực thăng đi tới một cái dãy núi vần quanh chính giữa căn cứ quân sự. Lúc trước Trần Húc đem đạt được Ngọc Tỷ sự tình nói cho thượng cấp thời điểm, thì có lãnh đạo hỏi hắn, Tiểu Trần à, người cái này công lao lập thật sự quá lớn, chúng ta thật sự không biết nên dùng cái gì đến khen thưởng ngươi. Tự ngươi nói nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Húc ngay lúc đó trả lời là, ta muốn vào phương đông thần kiếm huấn luyện 3 tháng. Phương đông thần kiếm, phương đông thần kiếm là một phần của Bắc Kinh quân đội, Trung Quốc 7 đại bộ đội đặc trùng một trong tinh nhuệ bộ đội. Cả cái đại đội tuy nhiên chỉ có 3.000 người, nhưng lại đều là theo cả nước chọn lựa tinh nhuệ, là Trung Quốc bộ đội đặc trùng chính giữa hoàng bài bộ đội. Lúc ấy Trần Húc đưa ra yêu cầu này thời điểm những người lãnh đạo đều sửng sốt, bọn hắn không rõ Trần Húc tại sao phải đưa ra yêu cầu này. Ta muốn càng mạnh hơn nữa, Trần Húc nói, ta chọc phải một cái phi thường địch nhân đáng sợ, nếu như ta không dốc sức liều mạng đề cao thực lực của mình, như vậy ta sẽ cái chết rất khó coi. Một cái lãnh đạo cười lớn nói, tiểu chân à, cái gì có chết hay không đấy? Người phải biết rằng hiện tại quốc gia tại sau lưng ngươi chỗ dựa, nào có người dám động tới ngươi? Trần Húc lắc đầu, không phải vấn đề này, nếu quả thật có sát thủ muốn giết ta một viên đạn là đủ rồi, có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp hay sao? Đến lúc đó nếu như địch nhân thực động thủ, chỉ sợ quốc gia cũng chỉ có thể giúp ta báo thù rồi. Loại chuyện này ta không muốn phát sinh, những lời này nói những người lãnh đạo đều rất xấu hổ, nhưng là bọn hắn cũng cũng biết người trẻ tuổi này cũng không phải là học sinh bình thường. Chỉ cần tự một cái SMMS đồ đệ địa, địa thân phận, cũng đã lại để cho rất nhiều tổ chức đem hắn theo dõi. Cuối cùng nhất, Trần Húc leo lên tiến về trước phương đông thần kiếm võ trang phi cơ trực thăng. Đi phương đông thần kiếm cũng là Hoàng An Bình đề nghị, quân đội sở dĩ đồng ý cũng thực sự không phải là xem tại ngọc tỷ trên mặt mũi mà là xem tại smms trên mặt mũi đương nhiên trần húc đi thực sự không phải là phương đông thần kiếm đại đội trưởng địa chủ căn cứ mà là một cái dã chiến trụ sở huấn luyện bởi vì tuy nhiên mấy năm này trung quốc bộ đội đặc trùng có chút tư liệu bắt đầu tiết lộ nhưng là dù sao trên thế giới sở hữu tất cả quốc gia bộ đội đặc trùng đều là có nghiêm khắc giữ bí mật biện pháp đấy trần húc muốn đi huấn luyện đề cao mình cái kia dù là hắn là smms đồ đệ cũng không thể tùy tiện khai cái này cửa sau, dù sao quân đội là một cái giảng kỷ luật địa phương. Cho nên Trần Húc Tựu đã nhận được đặc biệt ưu đãi, có ba gã tinh nhuệ huấn luyện viên phụ trách chỉ đạo hắn, trong 3 tháng này giáo hắn chiến đấu kỹ xảo cùng với sinh tồn địa bản lĩnh. Quân đội sở dĩ biết làm cái này nhượng bộ cũng là bởi vì hắn là SMMS đồ đệ, SMMS chất lỏng áo chống đạn hôm nay đã đại lượng trang bị cảnh sát hệ thống cùng quân đội, nhận lấy cực cao khen ngợi cùng tiếng vọng. Tự vì vậy thiên đại nhân tình, quân đội cũng mới phá cái này lệ. Bởi vì này loại bộ đội đặc trùng cũng không giống như bình thường một ít cơ sở quân đội. Một ít thái tử đảng muốn đi vào hỗn tư lịch tổ tiến vào. Trần Húc tại sao phải tiến bộ đội đặc trùng huấn luyện? Bởi vì theo Dubai sau khi trở về, hắn cảm thấy một cổ trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Là, cảm giác nguy cơ, mễ ngóa đức tuy nhiên chết rồi, nhưng là hắn còn có một phân thân du đáng tại trên Internet, một cái đang tại phát triển chính giữa trí tuệ nhân tạo, cái kia hoàn toàn chính xác tự là Trần Húc vị này mạng lưới chi thần SMMS lớn địa nhất địch nhân cùng mục tiêu. Tối thiểu dưới mắt mà nói là như thế này đấy, mà thân phận của mình hôm nay đã bạo lộ, kỳ thật tự tương đương với bại lộ, đối với những cái kia đánh SMMS chủ ý địa người đến nói, SMMS đồ đệ nhất định là mục tiêu. Hơn nữa hứa giang lại nói, giống như có một cái rất lớn tổ chức tại mưu đồ cái gì chinh phục toàn bộ thế giới kế hoạch. Những vật này Trần Húc không xen vào, bọn hắn muốn muốn chinh phục toàn bộ thế giới cái thứ nhất muốn đối mặt khẳng định hay vẫn là nước mỹ đến lúc đó trung quốc mượn cơ hội này phát một số chiến tranh tài cũng rất có thể đây này nhưng là như thế này tổ chức thế lực sau lưng nhất định là kinh người địa phương cho nên trần húc cảm giác mình hiện tại muốn trở nên mạnh mẽ tối thiểu hắn phải có đầy đủ địa tự bảo vệ mình năng lực giả thuyết ảo cảnh chính giữa học tập đến chiến đấu kinh nghiệm dù sao cùng sự thật chính giữa vẫn có rất lớn tranh lệch đấy bởi vì giả thuyết ảo cảnh một cái rất lớn tai hại tựu là không thể rèn luyện thân thể, mà thân thể địa lực lượng thì là quyết định một người chính thức tố chất mấu chốt. Cho nên Trần Húc tự tự động xin đi giết giặc, hy vọng có thể đến bộ đội đặc trùng tiến hành rèn luyện. Ba tháng thời gian, nói lâu một chút đều không dài. Nhưng là tại ba tháng này, Trần Húc chỉ cần hiểu rõ đến huấn luyện phương pháp, như vậy hắn cho dù hồi tới trường học về sau, cũng sẽ biết kiên trì siêng năng rèn luyện đấy. Trần Húc huấn luyện viên có ba người ba người này toàn bộ đều là đã tham gia năm đó càng đánh tinh anh lão binh. Hơn nữa tự là năm đó bộ đội đặc trùng, đây chính là tự tay cùng Việt Nam bộ đội đặc trùng đã giao thủ hơn nữa toàn thắng đấy. Xem của bọn hắn lạnh lùng ánh mắt, Trần Húc biết rõ, đó là một loại coi thường sinh tử ánh mắt, chỉ có tại sinh trước khi chết bồi hồi tới người, mới có thể có loại này đáng sợ ánh mắt. Ba người này danh tự không có nói cho Trần Húc, bởi vì đó cũng là giữ bí mật điều lệ chính giữa một đầu, Nhiệm vụ của bọn hắn tự là tại kế tiếp 3 tháng thời gian chính giữa đem tự mình biết toàn bộ đều dạy cho Trần Húc, về phần có thể học bao nhiêu, tự là Trần Húc vấn đề của mình rồi. Đối với ba người này, bọn hắn chỉ nói họ, theo thứ tự là Trương, Vương, Tần. Đương nhiên cái này ba cái lão sư cũng không phải toàn bộ đều lưu lại 3 tháng, dù sao thời gian của bọn hắn cũng rất quý quý, dạy dỗ Trần Húc mỗi người một tháng là đủ rồi. Bất quá vừa mới bắt đầu Trần Húc đến căn cứ thời điểm, ba vị này lão sư tắc thì đều đã đi đến, đến xem cái này đi cửa sau đệ tử. Ta mặc kệ ngươi là thông qua đường gì tử vào, tại trên máy bay, đi Bắc Kinh tiếp Trần Húc chính là cái kia vương lão sư tựu lạnh như băng mà nói, trên mặt của hắn có một đạo mặt sẹo, xem phi thường lại để cho người không thoải mái, hơn nữa hắn nói chuyện cũng là lạnh như băng, lại tới đây, ngươi chính là một cái binh sĩ. Ngươi nhất định phải phục tòng mệnh lệnh, hư, nhìn dáng vẻ của ngươi, thân thể tuy nhiên so với người bình thường cường một điểm, nhưng cũng không quá đáng chính là một cái phế vật, nếu như ngươi kiên trì không đi xuống, như vậy tự thừa lúc sớm xéo đi. Không muốn lãng phí thời gian của chúng ta, giết huy bổng à, Trần Húc biết rõ ý của hắn, như bọn hắn loại này đẫm máu chiến đấu hăng hái đạt được chiến công quân nhân, xem thường nhất địa tự là những cái kia đi cửa sau thái tử đảng. Cho nên đối với hắn nói Trần Húc cũng một điểm cũng không tức giận, hơn nữa theo chân bọn họ so, thật sự của mình tính toán bên trên là cái phế vật rồi. Trước mắt, thế nhưng mà Trung Quốc tinh nhuệ nhất địa quân nhân, nhìn xem trần húc sắc mặt bình tĩnh vương huấn luyện viên sắc mặt cũng chậm lại một điểm quân đội không phải qua mọi nhà chúng ta hội dùng huấn luyện nghiêm khắc nhất tới yêu cầu ngươi đương nhiên sẽ không để cho ngươi chết nhưng là cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả nếu như ngươi xảy ra chuyện gì cũng không nên trách chúng ta muốn trách thì trách chính ngươi không biết tự lượng sức mình đón lấy khẩu khí của hắn mềm nhũn điểm bất quá ta hay là muốn cảm ơn ngươi cái vị kia lão sư cái kia chất lỏng áo chống đạn đối với chiến sĩ của chúng ta mà nói chẳng khác nào nhiều hơn một đầu tánh mạng điểm này ta đại biểu chúng ta sở hữu tất cả chiến sĩ hướng ngài lão sư tỏ vẻ cảm tạ thằng này cũng không phải chết như vậy bản sao bất quá chờ máy bay hạ cánh đã bắt đầu ngày đầu tiên huấn luyện lúc trần húc tự không nghĩ như vậy rồi trần húc hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là muốn rèn luyện thân thể tố chất cho nên ngày đầu tiên vương huấn luyện viên tựu cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ quấn thao trường chạy cự ly dài. Nhiệm vụ này xem cũng không có gì khó đấy, nhưng là đó cũng không phải chạy 500 mét hoặc là 1000 mét, mà là lại để cho Trần Húc lưng có một cái khoảng chừng 50 cân nặng phụ trọng bao tải chạy. 50 cân, người bình thường đề là không có vấn đề gì, nhưng là lưng phát tại trên thân thể cái loại cảm giác này nhưng thật giống như muốn đem cả người đè suy sụp rồi. Trần Húc cảm giác mình giống như một chỉ con rùa đen hoặc là ốc sên, hắn nhất định phải cúi đầu. Mới có thể bảo trì thân thể cân đối hơn nữa, chạy khoảng cách cũng không gần, như vậy một cái huấn luyện thao trường, trước chạy 20 vòng. Cái kia một vòng tựu là 300 mét à, chạy, người đây là chạy hay vẫn là đi. Trần Húc một mặt cắn răng ở phía trước kiên trì, huấn luyện viên kia không vội không chậm đi theo phía sau hắn, xem hắn hơi chậm một chút tựu là trước hết tử. Cái kia do trước khi hay vẫn là đánh vào giày đặc phụ trọng bao lên, nhưng là kế tiếp liền trực tiếp đánh vào Trần Húc trên mông đít rồi, tuy nhiên không phải rất đau. Nhưng là đánh chính là Trần Húc lại nhảy quỷ kêu, nhưng là con đường này là mình tuyển địa phương, nếu như ngày đầu tiên đã bị chạy trở về, cái kia mình cũng không cần lăn lộn. Trần Húc tự là có như vậy sự tàn nhẫn, hơn nữa hắn bản thân tố chất cũng đích xác không tệ, nhưng là 20 vòng. Nếu như là không phụ trọng trạng thái cái kia tự nhiên không có vấn đề, nhưng là một khi bỏ thêm cái này phụ trọng, cái kia thật sự là muốn mạng người rồi. Trần Húc chạy xong 10 vòng thời điểm, bước chân cũng đã bắt đầu rối loạn nhưng là hắn còn cắn răng kiên trì lấy. Tùy ý mồ hôi theo cái chán chảy xuống, chảy đến trong ánh mắt, xẹt qua trên mặt làn da. Hắn hiện tại trên thân thể cái kia kiện trang phục ngụy trang đã toàn bộ ướt đẫm. Cái lúc này Trần Húc vẫn còn cắn răng kiên trì, đại hơn phân nửa năm chạy bộ sáng sớm kiếp sống lại để cho hắn vô sự tự thông điện nắm giữ nhất định chạy bộ địa bí quyết. Ví dụ như bộ pháp tốc độ, hô hấp địa tiết tấu. Còn có, người tại sức chạy chính giữa không riêng hội tiêu hao thể lực, đồng thời cũng có thể chậm chạp khôi phục thể lực. Trần Húc mặc dù không có trải qua phi thường chuyên nghiệp địa chạy cự ly dài huấn luyện, nhưng là chạy hơn phân nửa năm tối thiểu hắn không ăn qua thịt heo cũng chỉ thấy qua heo chạy rồi, cho nên điểm này hắn làm cũng không tệ. Nếu như là một mặt man chạy, hắn hiện tại khẳng định đã trực tiếp ngã xuống. Nhưng là cái lúc này Trần Húc đã cảm giác mình đã đến cực hạt, phổi nóng rát, hô hấp không khí đều là nhiệt, đến trong phổi quả thực là một loại tra tấn. Nhìn xem Trần Húc chậm lại, lần này vương huấn luyện viên không lưu tình chút nào trước hết tử lắc tại cánh tay của hắn lên mắng mới chạy một nửa ngươi tự muốn buông tha cho sao nếu như ngươi là dễ dàng như vậy buông tha cho người vậy ngươi thừa lúc sớm xéo đi a à. ngươi bây giờ còn chưa tới cực hạn ngươi căn bản cũng không biết cực hạn ý tứ cực hạn cũng không phải ngươi mệt mỏi muốn ngừng mệt mỏi chẳng qua là nhân thể đối với mệt nhọc một loại phương thức xử lý một loại cảnh báo nhưng muốn rất nhanh phát triển nhất định phải muốn một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn tiếp tục chạy, cái này trước hết tử giúp Trần Húc nhe răng trợn mắt, nhịn không được tổ muốn cùng hắn trực tiếp làm bên trên một hồi, nhưng là nghe được hắn đằng sau, Trần Húc cắn răng, tiếp tục chạy về phía trước. Người đoán hắn còn có thể kiên trì vài vòng, tại thao trường bên cạnh, vẫn là một bộ mặt mỉm cười bộ dáng trương huấn luyện viên đối với mặt lạnh tần huấn luyện viên nói. Tối đa bốn vòng, thân thể của hắn cũng không tệ lắm, nhưng thì ra là cái thân thể không tệ nhị thế tổ mà thôi. Tần huấn luyện viên mí mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, thanh âm của bọn hắn tuy nhiên không lớn, nhưng là cái này trên bãi tập tụ bốn người bọn họ người, Trần Húc nhưng lại đã nghe được, không nhưng nghe đến hắn, còn nghe được hắn trong lời nói cái loại này khinh thường, người nói bốn vòng. Tốt, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, cũng cho ta chính mình nhìn xem. Cực hạn của ta ở nơi nào? Tại trước khi đến, Hoàng An Bình tự cùng Trần Húc nói. Tuy nhiên quân đội đều cảm thấy thiếu SMMS một cái nhân tình, cho nên lần này tính toán bên trên là đặc thù chiếu cố lại để cho Trần Húc đi vào huấn luyện. Nhưng là đồng thời, quân đội chính giữa những cái kia chính thức tinh anh các chiến sĩ, đối với cái này loại đi cửa sau ra hỏa có thể nói là xem thường nhất đấy. Bởi vì ngẫm lại cũng hiểu, có người có bản lĩnh, thông qua chính mình cố gắng mà thu hoạch được thành tích người, tâm cao khí ngạo một ít lại tự nhiên bất quá rồi, hơn nữa người ta cũng có tư cách kiêu ngạo. Xem thường các người những này cửa sau binh thật sự là rất bình thường một sự kiện, cho nên vừa lúc mới bắt đầu, nhất định sẽ cho mình đến ra oai phủ đầu cái này ra oai phủ đầu kỳ thật cũng không tính là cái gì chuyện gì quá phận trong quân doanh thực lực trí thượng thật giống như loại này phụ trọng huấn luyện đối với trần hút người như vậy mà nói có thể là quá mức điểm nhưng là đối với bọn hắn những cái kia quân nhân tinh nhuệ mà nói nhưng lại lại bình thường bất quá phương thức huấn luyện một chiêu này trên cơ bản tựu là cho người biết khó mà lui đương nhiên nếu như luyện xảy ra chuyện gì vậy cũng không thể nói là quân đội sai bởi vì đây chính là bọn họ bình thường huấn luyện tiêu chuẩn cho nên hoàng an bình đề nghị tựu là ngày đầu tiên huấn luyện vô luận như thế nào cũng muốn cắn răng kiên trì xuống thẳng đến thuyết phục huấn luyện viên bởi vì ấn tượng đầu tiên là trọng yếu phi thường đấy. Trần Húc hiện tại thân thể mặc dù không tệ nhưng là so về bộ đội đặc chủng mà nói còn kém rất nhiều nếu không hắn cũng không cần ba ba chạy tới huấn luyện rồi. Nhưng là ngày đầu tiên tại đây đốn diệt huy bổng trước mặt Trần Húc nhất định không thể mất mặt mũi nếu không kế tiếp huấn luyện viên sẽ phi thường xem thường hắn tại đâu đó ba tháng căn bản tựu không khả năng học được cái gì đó hơn nữa không cần hắn nói trần húc bản thân cũng chính là một cái rất quật cường rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt địa người nghe được cái kia tần huấn luyện viên dẫn theo miệt thị ngữ khí trần húc trong nội tâm một đoàn hỏa tại thiêu đốt người xem thường ta vậy được vậy hãy để cho các ngươi tới nhìn xem ta đến cùng có thể làm được một cái dạng gì trình độ người tiềm lực là rất lớn vốn trần húc đã cảm giác mình sắp không kiên trì nổi rồi nhưng là tại này cổ ý chí kiên trì xuống hắn lại cắn chặt răng, tiếp tục bắt đầu chạy. Một vòng, hai vòng, ba vòng, vương huấn luyện viên cái lúc này có chút động dung rồi. Bởi vì tại hắn xem ra, Trần Húc Kỳ thật có thể chạy xong 10 vòng, đã ngoài dự liệu của hắn, dù sao tên tiểu tử này năm nay mới 20 tuổi, thầy của hắn là đại danh đỉnh đỉnh SMMS. Tại trước khi đến bọn hắn khẳng định cũng đã nắm giữ Trần Húc toàn bộ tư liệu. Kỳ thật tên tiểu tử này căn bản không tính là cái gì nhị thế tổ thái tử đảng, trong nhà hắn mặc dù có tiến nhưng là đó cũng là chuyện sau đó. Kỳ thật dựa theo hắn địa thân thể mà nói, tại quân đội địa văn chức nhân viên bên trong đều thuộc về rất tốt được rồi, bọn hắn cũng biết tên tiểu tử này phát triển sân khấu khẳng định không phải trên chiến trường, bởi vì trong tư liệu có ghi đến, hắn máy vi tính trình độ rất không tồi, tuy nhiên khoảng cách hàng đầu còn kém rất nhiều. Nhưng là quan trọng hơn là, đã có SMMS lão sư này, tiến bộ của hắn là vô cùng cực lớn đấy theo tính cách bên trên xem hắn hay vẫn là một cái rất không tệ thanh niên, có kích tình. Có nghĩa khí, ý nghĩ cũng linh hoạt, hơn nữa có thể kiên trì rèn luyện, thân thủ cũng không tệ. Nhưng dù sao theo chân bọn họ những này tinh anh đặc trùng quân nhân không có so. Phụ trọng ngũ người cân chạy lên 3.000 mét, theo lý thuyết hẳn là cực hạn của hắn rồi. Nhưng là vương huấn luyện viên nói như vậy, cũng là hy vọng hắn có thể lại kiên trì thoáng một phát. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, lại kế tiếp chạy, liều đích cũng không phải là thể lực cùng thân thể tố chất rồi, mà là tinh thần, một cổ chấp nhất, không buông bỏ tinh thần. Trần Húc cắn răng, mặc kệ trên đầu địa mồ hôi tại con mắt chính giữa, cố gắng tiếp tục chạy về phía trước. Hắn hiện tại căn bản không biết chạy vài vòng, cũng căn bản không có đi nhớ, bởi vì là một cái người địa tư duy là rất kỳ quái đấy. Tiểu băng không biết các vị như thế nào, tiểu băng mình ở chạy 5.000m địa thời điểm năm đó, hiện tại 500m đều chạy không xuống tự là một lòng nghĩ đến, còn có vài vòng đi ra tới hạn rồi, còn có vài vòng đã đến. Mà một khi đã đến về sau, cái kia một lượng khí tự triệt để héo, thiếu chút nữa cùng bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất. Trần Húc hiện tại không thèm nghĩ nữa chạy vài vòng, tự là không thể để cho cái này cổ hết giận xuống dưới. Người kia nói hắn chỉ có thể chạy nữa bốn vòng, Trần Húc cảm giác mình cứ như vậy hít mắt tranh thủ thời gian chạy, chạy đến ngã xuống mới thôi, tuyệt đối không thể để cho hắn xem thường. Nhưng tần huấn luyện viên con mắt dù sao cũng là vô cùng độc ác đấy, Lúc trước hắn nói Trần Húc chỉ có thể chạy nửa bốn vòng, kỳ thật tự là nhìn đúng Trần Húc cuối cùng tiềm lực, đem làm Trần Húc thứ tư vòng chạy cho tới khi nào xong thôi, thật sự là hắn đã nhanh không được. Nếu như nói vừa chạy xong 10 vòng thời điểm Trần Húc còn một điều tiềm lực, như vậy hiện tại hắn liền điểm này tiềm lực cũng đã thiêu đốt. Có thể Trần Húc còn không có buông tha cho, vẫn còn chạy. Cái lúc này nói chạy, chẳng nói hắn là tại thất tha thất thiểu bước nhanh hành tẩu. Bởi vì trên lưng 50 cân sức nặng giống như một cái cự đại sát rùa đen, đem cả người hắn đều cho mang khống chế không nổi trọng tâm hòa bình nhất định, Trần Húc hiện tại đã không có thể lực rồi, hắn hoàn toàn tự là bằng ý chí tại kiên trì. Để thập tứ vòng chạy xong, Trần Húc vẫn còn kiên trì. Thứ 15 vòng thời điểm, Trần Húc rốt cuộc muốn không được, chạy thời điểm đột nhiên chân trái đá đã đến chân phải, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ba gã huấn luyện viên liếc nhau, cũng biết cái này chàng trai cái này thật sự đạt đến cực hạn rồi. 14 vòng nhiều, hơn 4.000 m, cái số này không coi là cái gì, nhưng là lưng phát một cái đằng trước 50 cân nặng bao tựu không giống với lúc trước. Một cái không có trải qua hệ thống quân sự hóa huấn luyện cùng thể năng huấn luyện người, thân thể này tố chất đã rất tốt. Không tin các vị có thể thử một chút, hơn nữa Trần Húc là lần đầu tiên như vậy chạy. Nhưng là coi như vương huấn luyện viên chuẩn bị đem Trần Húc dơ lên nói cho hắn biết trong khi huấn luyện dừng lại thời điểm. Trần Húc vậy mà chính mình cố hết sức theo trên mặt đất bò, tiếp tục gian nan đi phía trước chậm rãi chạy tới vừa rồi ngã thoáng một phát lại để cho hắn tráng váng đầu hoa mắt, nhưng là té trên mặt đất tối thiểu cũng nghỉ ngơi một hồi, lúc này thời điểm Trần Húc khôi phục một ít thể lực, mà ý chí của hắn còn không có tiêu tán, cứ như vậy bỏ tiếp tục cố gắng chạy về phía trước đi. Đối với bất luận cái gì một vị bộ đội đặc trùng mà nói, 50 cân phụ trọng chạy hơn 4.000 mế tự mệt mỏi không được điều này thật sự là kiện mất mặt sự tình, nhưng Trần Húc lại là lần đầu tiên chạy, đầu tiên trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là hắn còn không thích ứng loại cường độ này phương thức huấn luyện hơn nữa không có tập thể dục, không chuẩn bị, đổi lại ai cũng chịu không được. Huống chi, cái kia 50 cân bao tựu là cái xác rùa đen, nếu là ngày thường, lại để cho Trần Húc kiên trì 10 km chạy cự ly dài cái kia đều là chút lòng thành, nhưng hôm nay, hơn 4.000 mễ đem hắn cho mệt mỏi thảm rồi. Chứng kiến Trần Húc lại bắt đầu chạy về phía trước, vương huấn luyện viên ngừng động tác, yên lặng nhìn xem hắn, trong nội tâm hảo cảm tăng nhiều, tối thiểu cái này chàng trai không phải cái loại này gặp được điểm khó khăn tựu lùi bước người kế tiếp Trần Húc chạy thì càng cố hết sức rồi, nhưng cuối cùng cố hết sức, hắn còn tiếp tục chạy xong hai vòng nửa, tự tương đương với nhanh 17 vòng, 5.000 mét chiều dài. Mà cuối cùng một vòng, nói thật cái kia cũng không thể gọi chạy, hoàn toàn là một đường đi xuống đấy. Đi đến cuối cùng thật sự nhịn không được rồi, Trần Húc rốt cuộc lần nữa ngã trên mặt đất, lúc này đây thật sự tự hoàn toàn bỏ không đi lên. Vương huấn luyện viên vội vàng gỡ xuống hắn phụ trọng bao, lại để cho hắn đưa đến phòng điều trị vì phòng ngừa Trần Húc gặp chuyện không may cái trụ sở này chính giữa còn có một gã quân y, vì vậy căn cứ chỉ là tạm thời không cần, chờ đến mùa thu muốn nghênh đón một đám mới chiến sĩ, cho nên căn cứ chính giữa chuẩn bị đồ vật rất đầy đủ, mà Trần Húc chỉ là mệt mỏi thoát lực, cho nên cũng không có gì trở ngại. Tên tiểu tử này không tệ, sắc mặt lạnh như băng tần huấn luyện viên sắc mặt lộ ra một tia ấm áp, không sợ thực lực của hắn tranh lệch, chỉ sợ hắn không muốn phát triển, tên tiểu tử này làm rất tốt. Lão Vương, kế tiếp một tháng người hảo hảo dẫn hắn, tháng sau ta tới kiểm tra. Vương huấn luyện viên mặt thẹo bên trên cũng cố ra vẻ tươi cười. Nếu như cái kia biểu lộ có thể được gọi mỉm cười cho, yên tâm, giao cho ta tốt rồi. Trần Húc Khi, tỉnh lại trên cổ tay còn chát lấy một căn đường gluco cái chai, quân y đối với hắn nói hắn đường máu thấp, Trần Húc lúc này mới muốn chạy bộ trước khi chưa ăn cơm. Khi đó đều hơn 5 giờ, ngày hôm sau một sáng sớm, Trần Húc đã bị vương huấn luyện viên cho đề, ngày hôm qua biểu hiện của ngươi coi như được thông qua. Vương huấn luyện viên sụ mặt, nhưng là đây chẳng qua là bắt đầu, ngươi để cho ta thỏa mãn gần kề chỉ là ý chí của ngươi lực. Lưng cõng như vậy một cái bao cũng chỉ có thể chạy 5.000 mét, quả thực chính là một cái phế vật. Xế chiều hôm nay ngươi tiếp tục đi chạy, nếu như lúc này đây chạy không đến ngày hôm qua thành tích, ngươi cút ngay chứng A. Trần hút con mắt thoáng cái trận tròn, hắn hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử. Êm đẹp ngày hôm qua tại sao phải như vậy thể hiện à? Cái này thảm rồi, nhưng vương huấn luyện viên lại không có chút nào phóng nước cân nhắc, nhìn xem Trần Húc nói, người tiềm lực, chính là như vậy một lần lại một lần nghiền ép nặn đi ra đấy. Người chỉ có 3 tháng thời gian, nói như vậy 3 tháng thời gian huấn luyện một người hoàn toàn huấn luyện không đi ra cái gì. Nếu như ngươi không muốn lãng phí 3 tháng này thời gian, tự dốc sức liều mạng đi làm. Nếu như ngươi không muốn, cái kia hay vẫn là trước thời gian xéo đi tốt nhưng thân thể của ta hội không chịu đựng nổi. Trần Húc rốt cục phát ra hắn đi tới nơi này cái trong quân doanh câu đầu tiên kháng nghị, người thân thể là có nhất định sức thừa nhận, nếu như một mục tiêu hao người sẽ chịu không nổi đấy. Người có học vấn, vương huấn luyện viên giống như cười mà không phải cười, sau đó nghiêm sắc mặt, nhưng là tại trong quân doanh, chỉ có phục tùng. Về sau ngươi nói chuyện với ta, chỉ có hai câu nói. Câu đầu tiên tựu là là, huấn luyện viên. Câu thứ hai là minh bạch, huấn luyện viên. Đã hiểu sao, Trần Húc cố gắng hít một hơi, giống lớn nói: "Vâng, huấn luyện viên." "Thân thể phương diện ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta cho ngươi chuẩn bị một vật." Vương huấn luyện viên nói: "Tiểu tử ngươi vận khí, cũng là may mắn mà có ngươi vị kia lão sư, ngươi bây giờ mới có thể hưởng thụ đến loại này thứ tốt." "Thể năng bổ sung dịch, loại vật này là khẩu phục, có thể rất nhanh khôi phục thể năng." "Loại này nước thuốc thì ra là trước đó không lâu mới vừa vận nghiên cứu phát minh thành công, rất là đắt đỏ, nếu không là ngươi vị kia lão sư người cũng hưởng chịu không được đái ngộ như vậy. Thể năng bổ sung dịch, đây chẳng phải là thuốc kích thích đồng dạng đồ vật, cùng thuốc kích thích bất đồng, loại này nước thuốc có thể để hóa giải nhân thể mệt nhọc. Nhất là tại lúc nghỉ ngơi, có thể làm cho ngươi thể lực khôi phục tốc độ tăng lên gấp bội. Tốt rồi, hiện tại không nói vấn đề này, nghe nói, người tới nơi này huấn luyện mục đích là vì ngươi sợ chết. Trần Húc rất dứt khoát gật đầu, là, ta rất sợ chết. Vương huấn luyện viên trên mặt rút rút, mặt thẹo bên trên lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, bởi vì hắn tại bình thường hỏi binh sĩ thời điểm, nhất là bộ đội đặc chủng chiến sĩ lúc, hỏi hắn, có sợ chết không? Vậy khẳng định là trả lời, không sợ, hoặc là, vì tổ quốc hy sinh là vinh quang của ta. Cái nào muốn nói sợ, khẳng định tại chỗ một đại tát tai vung đi qua. Bất quá vương huấn luyện viên lại cũng không có nổi giận, bởi vì hắn biết rõ trước mắt tên tiểu tử này cũng không phải hắn có khả năng quản giáo cái đám kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển chiến sĩ, cho nên hắn tự hỏi Trần Húc vì cái gì nói như vậy. Trần Húc cười cười, mỗi người đều sợ chết à, kỳ thật cho dù chiến sĩ của chúng ta cũng thế. Dù sao tánh mạng là vô cùng quý giá, mỗi người chỉ có một lần. Nói đến đây Trần Húc liền không nhịn được nghĩ tới trước khi tìm được Ngọc tỷ về sau, hắn đến hỏi Tiểu Mẫn, tại sao phải xuất hiện như mễ ngóa đức tình huống như vậy. Linh hồn, cái kia chẳng lẽ nói, đem làm một người sắp cái chết thời điểm sử dụng tưởng tượng thiên đường cái này nguyễn kiện có thể đưa hắn linh hồn hít vào trong máy vi tính. Biến thành dùng số liệu hình thức tồn tại, đương nhiên Trần Húc mình cũng suy nghĩ, loại này phát minh là không thể nào, bởi vì nếu như như vậy, như vậy tương lai thế giới chẳng phải là rối loạn chụp vào. Tiểu Mẫn đối với vấn đề này cũng không cách nào trả lời, bởi vì tại tư liệu của nàng kho chính giữa căn bản cũng không có nên hỏi để đáp án. Mà chỉ có thể nói, đây là một cái ngoài ý muốn, Trần Húc dùng không đến ước một phần vạn xác suất chúng cái này giải thưởng lớn, hắn quả thực có thể đi mua sổ số rồi. Bởi vì dù là trong tương lai thế giới, từ khi giả thuyết ảo cảnh hệ thống sinh ra đời đến nay, cũng chưa từng có xuất hiện qua tình huống tương tự. Tiểu Mẫn theo kho số liệu trong điều tra đến tư liệu, lại trải qua Trần Húc phân tích. Được ra phía dưới địa kết luận, thứ nhất, mấy ngó đức chuyện kia là cái ngoài ý muốn, hẳn là thuộc về cái loại này cũng không thể đủ con người làm ra phục chế ngoài ý muốn nói cách khác là cái phi thường nhỏ xác suất thậm chí là linh xác suất sự kiện thứ hai cái gọi là linh hồn vừa nói hư vô mờ mịt coi như là trong tương lai cũng rất khó có thể đối với loại vật này làm ra cái gì có căn cứ phán đoán suy luận nhưng là có một thuyết pháp ngược lại là rất lưu hành cái kia chính là loại này cái gọi là linh hồn nhưng thật ra là một loại đã bao hàm số liệu năng lượng bởi vì vi trên cái thế giới này chỉ có vật chất năng lượng tổng số theo cái này ba loại tồn tại phương thức mà cái gọi là linh hồn kỳ thật đích thật là có lẽ tồn tại bởi vì người địa đại não chính giữa có rất cường đại lực lượng tinh thần căn cứ năng lượng thủ hàng địa nguyên tắc người đã chết về sau cổ năng lượng này không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất mà là biến ảo trở thành mặt khác một loại phương thức cái này phương thức tự là cái gọi là linh hồn đương nhiên loại này linh hồn không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy còn muốn xuống địa ngục hoặc là lên thiên đường hay là người chuyển thế đầu thai các loại địa phương cái này linh hồn rất dễ dàng tựu sẽ biến thành năng lượng mà bị thiên nhiên sở hấp thu. Cái này là thường nói, bụi quy bụi, đất về với đất. Mà nếu như cái này của lực lượng tinh thần đủ cường đại, như vậy tiếp theo làm cho một ít dị tượng. Ví dụ như cổ đại theo như lời tháng 6 phi xương, tất có oan tình. Căn cứ các khoa học gia nghiên cứu đại khái là hàm oan địa người tinh thần lọt vào kích thích, lực lượng tinh thần xa xa vượt qua thường nhân, thì ra là thường nói cái chủng loại kia chết không nhắm mắt. Có thể sẽ làm cho thời tiết dị thường. Đương nhiên, những vật này tạm thời đừng nói rồi. Trần Húc nghiên cứu ra đến kết quả là, mễ ngóa đức linh hồn. Rất có thể cũng là bởi vì trước khi chết bởi vì bất khuất làm cho lực lượng tinh thần đặc biệt cường đại, mà đồng thời tiểu mẫn lợi dụng tưởng tượng thiên đường đọc đến trí nhớ của hắn. Như vậy vừa lúc đó, xuất hiện một loại mà ngay cả giả thuyết ảo cảnh khai phát người đều không thể nghĩ đến sự tình. Mễ ngóa đức là linh hồn lại bị bảo tồn xuống dưới, hơn nữa theo hắn địa trí nhớ, biến thành một loại cùng loại với máy vi tính số liệu đồng dạng tồn tại. Điều này cũng làm cho có thể nói rõ vì cái gì mễ ngóa đức địa một bộ phận linh hồn có thể du đáng đến trên Internet. Bởi vì vì bọn họ vốn chính là nhất thể đấy, cho nên nói, loại này ngoại lệ trên cơ bản rất khó phục chế, hơn nữa đây rốt cuộc là một cái trường hợp đặc biệt hay vẫn là một cái phương pháp, Trần Húc cũng không biết, bởi vì hắn không có người tiến hành thí nghiệm, cũng không muốn, không có khả năng lại đi tiến hành thí nghiệm thậm chí mà ngay cả tưởng tượng thiên đường cái này nguyễn kiện, Trần Húc hiện tại cũng không muốn mở ra. Trần Húc nhìn xem vương huấn luyện viên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, mỗi người địa tánh mạng đều là phi thường quý giá, ta nhận thức vì tánh mạng của mình rất trọng yếu, tối thiểu không thể như vậy vô tình ý nghĩa tự mất đi. Cho nên ta đến huấn luyện, cũng là bởi vì ta không muốn chết. Bởi vì ta vẫn cảm thấy, dùng trước mắt hình thức đến xem, ta sống lấy, có thể sáng tạo giá trị càng lớn. Rất có ý tứ thuyết pháp, vương huấn luyện viên gật đầu nói kỳ thật ta cũng sẽ không biết muốn chiến sĩ của ta nhóm đám bọn họ đi chết dù sao đều là cha sinh nuôi dưỡng nhưng là đem làm bọn hắn nhất định phải đi cái chết thời điểm ai cũng ngăn không được mỗi một vị hy sinh chiến sĩ ta đều vì bọn họ kiêu ngạo bởi vì vì bọn họ cái chết có giá trị mà ngươi hoàn toàn chính xác ngươi hay vẫn là còn sống giá trị hội lớn một chút nhưng là ta không rõ ngươi một đệ tử ai hội muốn tới giết ngươi ta một đệ tử tự nhiên là gây không đến người nhưng là nếu như ta cùng SMMS nhắc lên quan hệ vậy thì khó nói. Không biết hiện tại tại có bao nhiêu người đem ta cho rằng SMMS đột phá khẩu, ngài tin tưởng sao? Có mấy cái năm nay vừa thi đậu hợp hiệp đại học, cố ý khảo thi đến khoa máy tính, mấy cái mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ, thậm chí đều là nước khác phái tới gián điệp. Mục đích đúng là vì tới gần ta, do đó nghĩ biện pháp đạt được có quan hệ lão sư ta tin tức. Ta minh bạch, nhưng là ta vẫn cảm thấy, người có thể tại bên người lưu cái bảo tiêu dùng SMMS đối với quốc gia làm ra cống hiến, còn ngươi nữa. Chàng trai, tối thiểu là ngươi đã tìm được truyền quốc ngọc tỷ, hơn nữa chúng ta cũng biết ngươi thiếu chút nữa vì vậy mà chết. Ta muốn ngươi hướng quốc gia xin muốn một cái bảo tiêu tuyệt đối là cũng được. Tại sao phải chính mình khổ cực như vậy? Trần Húc cười khổ một tiếng, nói thực ra, ta càng tin tưởng ta chính mình. Dù sao tự chính mình cũng có tự ẩn, ta cũng có khả năng một người lạc đàn lão sư ta đã từng nói qua lực lượng của mình cường đại mới thật sự là cường đại ta không thể đem cái mạng nhỏ của mình giao cho trong tay người khác tối thiểu ta phải có tự bảo vệ mình năng lực vương huấn luyện viên tuy nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút ý tứ nhưng vẫn cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to rồi nhưng hắn nào biết đâu rằng hơn nữa dùng hắn cấp bậc hiện tại còn không có khả năng biết rõ đã có một chi khổng lồ thế lực đối địch hiến trần húc hiện tại quân xanh cũng không phải cái gì các quốc gia địa đặc công mà là hứa giang lúc sắp chết trân trọng nói chính là cái kia, tại Thái Bình Dương, cái kia thần thoại chung kết địa phương. Chuyện này đã do Hoàng An Bình báo cáo cho quốc gia rồi, hơn nữa tính cả mễ ngóa đức một cái phân thân biến thành mạng lưới linh hồn sự tình. Quốc gia tại biết được có có thể đọc đến người đại não tư duy tin tức, thậm chí có thể đem sắp chết người là linh hồn ít vào máy tính kỹ thuật phi thường cảm thấy hứng thú, cũng tìm Trần Húc tiện thể nhắn cho SMMS. Quốc gia hy vọng có thể mua sắm cái này kỹ thuật nhưng là bị SMMS kỳ thật thì ra là Trần Húc cho cự tuyệt. Cự tuyệt địa lý do phi thường đường hoàng đường hoàng, bởi vì ngoại trừ mế ngõa đức loại này không phải biết trước sự kiện, cho nên hiện tại cái này kỹ thuật chính đang tiến hành kiểm tra đo lường cùng sửa chữa chính giữa. Tạm thời sẽ không đem một cái bán thành phẩm lấy ra. Đối với cái này, có quan hệ ngành là một chút biện pháp đều không có. Bởi vì vì bọn họ biết rõ cái này SMMS tính tình cổ quái, hơn nữa dùng cá tính của hắn. N, tâm lý các chuyên gia phân tích ra đến cá tính. Bởi vì hiện tại không có bất kỳ một cái công ty có thể lấy ra 100% hoàn mỹ địa tác phẩm. Thật giống như Microsoft thao tác hệ thống giống như, đều là miếng vá liền miếng vá, mọi người cũng cũng đã quen rồi, biết rõ trên cái thế giới này chưa xong mỹ đổ vật. Cái gọi là hoàn mỹ, cần nhờ mọi người cùng nhau cố gắng. Nhưng là cái này SMMS tắc thì bằng không thì, hắn lấy ra đồ vật này nọ, đều là một số gần như hoàn mỹ đấy bởi vì đến bây giờ vẫn chưa có người nào tìm được hắn mấy thứ sản phẩm chính giữa là bất luận cái cái gì lỗ thủng cho nên ra loại chuyện này smms cái này hoàn mỹ chủ nghĩa người tự nhiên là không chịu đem một cái tàn thứ phẩm lấy ra mất mặt mà bọn hắn mặc dù nói muốn giúp bề bộn nhưng là vấn đề là loại này kỹ thuật dùng hiện ở trong nước trình độ mà nói cánh cửa đều chui vào đàm gì hỗ trợ trần húc làm sao có thể đem loại này kỹ thuật cho lấy ra bởi vì nếu như ngày nào đó cái nào đó quan viên tâm huyết dâng trào kéo Trần Húc đi thử nghiệm thoáng một phát. Vậy hắn đại não đồ vật bên trong chẳng phải là toàn bộ đều giữ không được. Đây mới thực sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình đây này. Vương huấn luyện viên hỏi xong cái này mấy vấn đề về sau cũng tự không hỏi rồi, vỗ vỗ Trần Húc bả vai ý bảo hắn nay thiên địa huấn luyện bắt đầu. Bởi vì chỉ có 3 tháng thời gian, quân đội địa nhiệm vụ huấn luyện là như thế này đấy. Đầu tiên muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem Trần Húc thân thể tố chất đề cao một cái bậc thang, bởi vì đã không có thân thể, cái gì đều là bạch đàm. Mà tháng thứ nhất, phương huấn luyện viên cũng chỉ đến huấn luyện Trần Húc thân thể, trợ giúp hắn tại trong vòng một tháng thân thể tố chất đạt tới có thể đạt tới điểm cao nhất. Cho nên hiện tại, Trần Húc ngay tại lợi dụng tại đây tiên tiến rèn luyện khí giới tại tập thể hình, tại làm bên trên đẩy, tăng cường tay của mình lực. Quân đội chính giữa phương thức huấn luyện kỳ thật cùng bình thường rèn luyện phương thức cơ bản giống nhau, nhưng là có một điểm là Trần Húc ngày bình thường nhận thức không đến đấy, cái kia chính là nghiêm khắc chính mình nói chuyện ngược lại là rất hòa khí nhưng là vừa đến lúc huấn luyện tự thay đổi hoàn toàn khuôn mặt như vậy lại để cho trần húc muốn lười biếng đều trộm không được trần húc đối với chính mình phi thường rất hiểu rõ hắn biết rõ chính mình coi như là có nghị lực nhưng là hắn cũng biết chính mình nghị lực là có nhất định hạn độ nếu như nói đem làm thể lực của mình đạt tới nhất định được phụ tải như vậy tại không có người buộc dưới tình huống trần húc là rất khó kiên trì đấy cho nên hắn rất đồng ý loại này phương pháp huấn luyện duy nhất không biết, tự là huấn luyện viên theo như lời cái chủng loại kia thể năng khôi phục dịch đến cùng hữu dụng hay không. Người mỏi mệt là song trọng, loại này thân thể rèn luyện nhất là tiêu hao cơ bắp lực lượng, nhưng là cũng tiêu hao tinh lực lượng của thần. Tinh thần khôi phục rất đơn giản, bởi vì Trần Húc đem tiểu mẫn đã mang đến. Mang đến tiểu mẫn, ngược lại thật sự có phần phí hết một phen chắc trở. Bởi vì đối với mình cái này đài siêu cấp máy tính, Trần Húc là phi thường phi thường bảo bối, hắn lo lắng đem vật này giao cho bất luận kẻ nào cho nên tự tùy thân mang theo, mà hắn cũng biết, tiểu mẫn ở chỗ này rất lớn một cái tác dụng tựu là có thể trợ giúp hắn rất nhanh, hợp lý giấc ngủ, như vậy vật này không thể nói tùy tiện biến thành một cái tiểu đồ chơi mang tại trên thân thể. Bởi vì tại trong quân đội, bất luận cái gì vật phẩm trang sức đều là không cho phép mang theo, ví dụ như chiếc nhẫn, vòng cổ, đồng hồ chờ chờ. Như vậy vật này lại không thể mượn tay người khác người khác, làm sao bây giờ đâu này. Vì vậy Trần Húc sẽ dùng một cái tuyệt đối đần phương pháp hắn liền trực tiếp nói cho huấn luyện viên, cái này tai nghe. Bởi vì hắn chủ yếu dùng tiểu mẫn là gia tốc giấc ngủ, hơn nữa có thể tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa cũng huấn luyện, cho nên tự lại để cho tiểu mẫn biến thành tai nghe hình dạng hơn nữa trực tiếp nói cho huấn luyện viên, cái này tai nghe là có thể làm cho hắn rất nhanh tiến vào ngủ say, là SMS đưa cho hắn, cho nên hắn nhất định phải tùy thân mang theo. Một khắc cũng không thể ném, như vậy, huấn luyện viên cũng không thể nói gì hơn. Bất quá vương huấn luyện viên đối với vật này rất là kỳ quái, hắn thậm chí hiếu kỳ lấy tới chính mình dùng thoáng một phát, nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Trần Húc giới thiệu nói, bởi vì là lão sư tại chính giữa gia nhập ta địa não Potter Trinh, nói cách khác toàn bộ thế giới chỉ có ta một nhân tài có thể sử dụng vật này. Bất quá bởi vì đây là lão sư đưa cho ta, ta phải muốn hảo hảo đảm bảo, không thể mượn tay người khác người khác. Đối với cái này câu nói vương huấn luyện viên ngược lại là không có hoài nghi, bởi vì tư liệu chính giữa đều đã viết nha, cái này SMMS thần thông quảng đại. Bây giờ đang ở não vực bên trên nghiên cứu cũng vượt xa thường nhân, cái gọi là sóng não khóa lại không phải là không được. Mà ở một cái không huấn luyện thời gian chính giữa, vương huấn luyện viên tự cùng Trần Húc biểu đạt đối với loại này có thể làm cho người rất nhanh tiến vào ngủ say đạo cụ ao ước tươi đẹp, tiểu Trần, người sau này trở về. Có thể hay không hỗ trợ hỏi ngươi một chút vị kia lão sư. Phật này, N, có thể hay không đại lượng sinh sản, sản xuất. N. Trần Húc nhìn xem hắn, thứ này đối với quân đội cũng hữu dụng sao. Tác dụng lớn hơn, vương huấn luyện viên vỗ đùi, nhất là đối với những cái kia gác đêm, còn có giống như người vậy huấn luyện quá nặng đấy. Người không biết quân doanh trong túc xá, trời vừa tối tiếng lầm bẩm đều thực có thể đem người cho hù đến. Chúng ta tìm chuyên gia tới hỏi đã qua, chuyên gia nói, tiếng lầm bẩm đánh địa tiếng nổ, chẳng những không phải ngủ thuộc địa thể hiện, ngược lại là ngủ không tốt biểu hiện có đôi khi còn có người gác đêm, còn có ban đêm muốn luyện tập, các chiến sĩ cả đám đều mệt mỏi không được. Đã có vật này, ngược lại là có thể làm cho bọn hắn rất tốt địa giấc ngủ. Như vậy ban ngày huấn luyện cũng có thể có tinh thần. Hắn vừa nói như vậy, Trần Húc tự nở nụ cười, cái kia như vậy. Ta trở về cùng lão sư nói, N, kỳ thật ta ngược lại là có một ý kiến. Ta cảm thấy được quân đội cũng không nhất định cần muốn mua như vậy kỹ thuật. Bởi vì quân đội chính giữa nhiều người như vậy, mỗi người một thứ gì đội ở trên đầu, đây cũng là rất lớn một số chi tiêu rồi. Đương nhiên, quân đội như thế nào dùng tiền không liên quan gì tới ta, có thể ta cũng biết, hiện tại quốc gia chính sách tự là có thể tiết kiệm một chút tự là một điểm. Cái kia nếu là muốn cho các chiến sĩ hảo hảo ngủ, ta tại đây ngược lại là có một đơn giản có thể thực hiện phương pháp. À, ngươi nói một chút, chân hút trong mắt đi dạo, nói, kỳ thật ta cái này tai nghe tác dụng, ngay tại ở tai nghe là đặc thù chế tạo, kỳ thật bên trong cũng không có cái gì thứ đổ vật, Tự là có mấy bài hát khúc. Trước khi lúc tác thảm án ngươi nên biết a, à, nâng lên lúc tác thảm án, Vương huấn luyện viên trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói, cùng lúc tác thảm án có quan hệ gì? Lúc tác thảm án sử dụng chính là một loại có thể ảnh hưởng người tiềm thức ca khúc, chỉ là cái kia ca khúc quá mức bá đạo. Ta muốn ngươi cũng phải biết, sư phụ của ta ở phương diện này cũng có nghiên cứu, lúc ấy khắc chế cái kia thủ ác ma chi ca đấy, chính là ta lão sư khai phát, đồng dạng là ảnh hưởng người tiềm thức địa đại bi chú bất đồng chính là cái này lưỡng thủ tiềm thức ca khúc một thủ xúi dục người địa ác niệm một thủ đạo người hướng thiện mà lão sư khai phát xa không chỉ như vậy còn có một ít là bình thường trong sinh hoạt có thể sử dụng đến nói thí dụ như bài hát du con bài hát du con n bài hát du con hiệu quả tự so ra kém trước lưỡng bài hát khoa trương như vậy cơ hồ là dựng xào thấy bóng đấy nhưng cái này thủ bài hát du con đối với ý chí bạc nhược yếu kém hoặc là không dùng ý chí lực đi chống cự người hay vẫn là rất hữu hiệu quả đấy A, à, ta tham dự khai phát cái kia khoản Kim Dung bảy hiệp chuyện trò chơi chính giữa kỳ thật cũng thì có bài hát này là tiếu ngạo giang hồ bên trong một khúc thanh tâm phổ thiện chú có thể trợ giúp người tiến vào ngủ say giảm bớt mệt nhọc đấy. đương nhiên cái kia trò chơi chính giữa cái kia bài hát cũng không có phát ra nổi hiệu quả cũng không phải bởi vì ca không được mà là vì thiết bị loại này tiềm thức ca khúc cần dùng đặc thù phần cứng trang bị phát ra mới có thể có hiệu quả đấy ta sau này trở về lại để cho lão sư ta đem phương diện này kỹ thuật đưa cho quân đội, như vậy chỉ cần mấy đài radio là có thể lại để cho các chiến sĩ rất nhanh tiến vào mộng đẹp, hơn nữa ngủ một cái đằng trước tốt cảm giác rồi. Như vậy, vương huấn luyện viên chú ý tới Trần Húc dùng từ, hắn đang nói hắn tai nghe chính là cái kia kỹ thuật thời điểm, dùng chính là mua sắm, mà ở nói đằng sau cái kia tiềm thức ca khúc phần cứng yêu cầu lúc, dùng chính là tiến đưa, nói cách khác, hắn biết rất rõ ràng thứ này có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn lợi nhuận, nhưng lại lựa chọn một cái càng đơn giản, càng tiết kiệm tiền phương pháp, miễn phí đưa cho quân đội. Có lẽ loại phương pháp này kỹ thuật hàm lượng không sánh bằng chi lúc trước cái loại này, nhưng là tối thiểu người ta thì có cái tâm tư. Không tham các người quân đội tiến. Điểm này, tụ lại để cho vương huấn luyện viên lập tức đối với Trần Húc còn có phía sau hắn vị kia SMMS vài phần kính trọng rồi. Khả năng rất nhiều người đều có hiểu lầm, như vương huấn luyện viên loại này chiến sĩ chỉ là một cái giết chóc máy móc, đối với trên xã hội sự tình đều rốt đặc cán mai. Bởi vì dù sao quân doanh là theo xã hội tách rời đấy. Nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng là dù sao vương huấn luyện viên hơn mấy chục tuổi người rồi, rất nhiều chuyện hắn không có khả năng không biết. Hiện tại rất nhiều nhị thế tổ dựa vào cái gì đến kiếm tiền. Quân nhu, cái này khối thế nhưng mà một cái phi thường đại địa bánh ngọt. Một khi có phương pháp làm quân nhu sinh sản, sản xuất, tiền kia thật sự tự lợi nhuận không hết rồi hơn nữa chỉ cần không xuất ra cái gì đại chỗ sơ xuất không đem quân đội làm theo yêu cầu bông vải trong nội y bông đổi thành vải rách các loại vậy thì một đường vững vàng đương đương còn cùng quân đội phủ lên số người bình thường cũng không dám động đến bọn hắn thế nhưng mà tốt như vậy một cái cơ hội cái này trần húc nói là buông tha cho liền buông tha rồi hắn là còn trẻ không có biết hay không phương diện này giá trị hay vẫn là nói khác địa nhìn xem vương huấn luyện viên bộ dạng trần húc thật đúng là lý giải hắn ý nghĩ trong lòng Trân thành nói, vương huấn luyện viên, ba ba của ta trước kia cũng đã làm binh, chúng ta toàn ra đối với quân nhân đều là phi thường tôn kính đấy. Mặc dù nhưng thời đại này so sánh táo bạo, hòa bình niên đại nha, rất nhiều người đều đã quên nếu như không là quân nhân tại nước bị bảo hộ ra, chúng ta sao có thể vượt qua hiện tại ngày tốt lành. Nhưng là ta không có quên, rất nhiều người đều không có quên. 98 năm chống lũ, chúng ta địa quân nhân là như thế nào biểu hiện, ta tuy nhiên không tại tai khu, lúc kia còn nhỏ, nhưng ta cũng không thể quên được. Không phải điển thời kỳ, xông lên phía trước nhất cũng là quân nhân. Ta nói một câu chu tâm đại lời nói thật, xã hội này, người muốn ta đối với cái gì quan viên? Đối với cái gì lãnh đạo có cái gì tôn kính chi tâm? Đó là nói láo, có lẽ bọn hắn quả thực có người làm rất nhiều, nhưng tối thiểu ta biết rõ một câu nói không sai. Không quan không tham, được rồi, những lời này đã kích mặt quá quảng rồi. Không nói lời này rồi, nhưng là đối với quân nhân, chúng ta nhất định phải bảo trì tối thiểu tôn kính. Có thể không lợi nhuận quân đội tiến, tự tuyệt đối không lợi nhuận. Nói đến đây Trần Húc dừng thoáng một phát, bởi vì hắn cảm giác mình nói lời nói này quá đột một rồi, vội vàng bổ cứu nói, lão sư chỗ đó ta tin tưởng hắn cũng sẽ đồng ý, bởi vì hắn đã nói với ta hắn cũng rất tôn kính chúng ta quốc gia quân nhân, nếu không lão sư tự cũng không nhiều lần băng giúp quân đội nhiều như vậy bề bộn rồi. Một món đồ như vậy việc nhỏ, ta tin tưởng ta vẫn có thể lại để cho lão sư đồng ý địa phương. Nghe xong lời nói này, vương huấn luyện viên rất là cảm động, nhưng là kinh nghiệm sóng gió địa hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là gật gật đầu nói, vậy thì xin nhờ ngươi rồi, ta sẽ rất nhanh cho thượng diện ghi đưa tin. Tốt rồi, tiểu tử ngươi trì hoãn đã lâu như vậy, tranh thủ thời gian tiếp tục huấn luyện, chớ có biếng nhác. Câu nói sau cùng có chút ngoài mạnh trong yếu, Trần Húc ha ha cười cười, tự giác trên lưng phụ trọng bao hướng trên bãi tập chạy tới, mà ở quay đầu trước khi địa trong nháy mắt, hắn chứng kiến vương huấn luyện viên thỏ tay lau khóe mắt. Trần Húc không biết à, vương huấn luyện viên con trai duy nhất, tự là tại 98 năm chống lũ địa thời điểm hy sinh đấy. Mệt mỏi cho tới trưa, cuối cùng đã tới thời gian ăn cơm. Người là thiết cơm là thép, cái này không riêng chỉ là dừng lại, một chầu không ăn đói bụng đến phải sợ ý tứ, còn có tự là như Trần Húc kịch liệt như vậy vận động huấn luyện, tất nhiên muốn bổ sung đại lượng dinh dưỡng, bằng không thì thân thể nhất định là không chịu đựng nổi đấy. Bất quá may mắn, tại đây phân phối người này họ trương quân y, đồng thời còn là một vị quân đội đặc cấp dinh dưỡng sư. Dinh dưỡng sư tự là chỉ thông qua nghiêm khắc dinh dưỡng trụ cột lý luận học tập cùng chuyên nghiệp lâm sàng dinh dưỡng kỹ năng tu luyện có thể chỉ đạo mọi người tại ẩm thực dự phòng tật bệnh phụ trợ trị liệu dự phòng á khỏe mạnh khỏe mạnh quản lý trở lĩnh vực cũng có thể xếp đặt thiết kế tốt phương án cùng theo dõi phục vụ dinh dưỡng chuyên nghiệp nhân tài. Mà vị này trương sư phó tại quân đội nhiều năm hiện tại rất nhiều binh sĩ ẩm thực cách điều chế đều là hắn phụ trách cho nên xử lý khởi loại chuyện này quen việc dễ làm hắn biết rõ hiện tại Trần Húc cần có nhất bổ sung chính là cái gì. Bổ sung dinh dưỡng cũng là một môn học vấn, tài liệu như thế nào phối hợp, như thế nào lại càng dễ lại để cho người hấp thu, cái này tự nhiên cũng là phi thường chú ý đấy. Hơn nữa trương sư phó thân là dinh dưỡng sư, chủ nghệ cũng là đầu bếp cấp bậc, buổi trưa hôm nay thịt kho tàu lại để cho Trần Húc cái này không thế nào ưa thích ăn đầy mỡ ra hỏa cầm chén thẻ lưỡi ra liếm cùng bị cầu thẻ lưỡi ra liếm qua đồng dạng. Cái này cũng là bởi vì, trong quân doanh quy củ, ăn nhiều thiểu cầm bao nhiêu, không được lãng phí. Ăn được khiên khít, sau đó tàn một hồi bước bắt đầu ngủ trưa. Ngủ trưa một giờ, đối với Trần Húc mà nói tự tương đương với non nửa cái bình thường giấc ngủ rồi. Không thể không nói Trần Húc đãi ngộ vô cùng tốt, hắn bên này ngủ, trương sư phó còn đấm bóp cho hắn, như vậy giữa trưa một giờ giấc ngủ, trên tinh thần cùng trên nhục thể đều đã nhận được thật lớn thỏa mãn. Đã đến tỉnh, lập tức lại sinh long hoạt hổ, như Trần Húc như vậy huấn luyện, thực đúng là một ngày chống đỡ mà vượt ngày bình thường một tuần lễ. Đương nhiên, mệt mỏi là khẳng định mệt mỏi đấy. Loại này phương pháp huấn luyện tựu là đem một người sở hữu tất cả tiềm lực lách vào làm, sau đó khôi phục, như vậy khôi phục thời điểm tiềm lực sẽ so trước kia muốn lớn hơn nhiều. Buổi sáng huấn luyện nói thực ra rất nhẹ nhàng, bởi vì trọng đầu hí đều tại xế chiều, lần này Trần Húc ăn uống no đủ điều chỉnh tốt rồi, vậy mà một hơi chạy xong 18 vòng. Đương nhiên, cuối cùng cũng là ngã xuống bị dơ lên đi vào, nhưng là rất rõ ràng, sau ngày hôm qua muốn có tiến bộ rất lớn, điểm ấy lại để cho Trần Húc mặc dù mệt, nhưng lại rất hài lòng. Cầm trong tay lấy huấn luyện viên tiến đưa tới cái kia bình thể năng khôi phục dịch, Trần Húc trong nội tâm phạm lấy nói thầm, thứ này, thật sự có dùng sao? Nhìn chung quanh một chút không người, Trần Húc đổ một giò tại tiểu mẫn biến hóa tai nghe bên trên. Thuốc này dịch phân tích hàng mẫu cho thấy, nên nước thuốc có thể bổ sung nhân thể cần có vitamin B cùng nhất định lượng hoạt tính dưỡng, bảo trì hơn nữa gia tốc nhân thể cấu chuyên đau sót tuần hoàn, đồng thời có ức chế axit lactic bài tiết hormone kích thích, do đó tiêu trừ axit lactic, khiến cho tế bào sức sống gia tăng, xúc tiến sự trao đổi chất, đạt tới giảm bớt mệt nhọc, gia tốc thể lực khôi phục tác dụng. Nhưng là, tiểu mẫn kế tiếp một câu nhưng là lại để cho Trần Húc choáng luôn, bởi vì tiểu mẫn kế tiếp nói, loại này nước thuốc vật chất phi thường gần sát tại 21 đầu thế kỷ kỳ mấy hạng giảm bớt thể lực gánh nặng nghiên cứu thành quả, như T300 một phục dụng nước thuốc, BCI 203 tiêm thịt nước thuốc chờ chờ. Nhưng là những này nước thuốc đều có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ, trong tương lai thế giới chính giữa đã bị ngừng sản xuất. Trần Húc lại càng hoảng sợ, cái gì tác dụng phụ? Nhân thể sức miễn dịch chỗ thiếu hụt, trường kỳ phục dụng hội làm cho sức miễn dịch trên phạm vi lớn hạ thấp, nhân thể bởi vì ngoại bộ nguyên nhân cưỡng ép tiến hành sự trao đổi chất mà làm cho nhân thể miễn dịch hệ thống xuất hiện chứng ngại. Chủ yếu biểu hiện nguyên nhân ở chỗ, bởi vì loại này dược vật chủ yếu tác dụng là vì ức chế axit lactic bài tiết sinh ra, nhưng nếu như trường kỳ đại lượng ăn bản dược vật, hội làm cho thị đau sót hạt tế bào đã bị ức chế. Thị đau sót hạt tế bào là nhân thể miễn dịch hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận, chủ yếu tác dụng là thôn vệ cùng sát trùng. Thị đau sót hạt tế bào hư hao hội làm cho nhân thể sức miễn dịch hạ thấp, rất dễ dàng lây ác tính bệnh truyền nhiễm, như viêm phổi, viêm màng não, bệnh lao phổi chờ chờ. Bởi vì loại này dược vật thời kỳ ủ bệnh rất dài, hơn nữa cần đại lượng ăn sau mới có thể sinh ra thấy hiệu quả, cho nên tại vừa khai phát ra tới trong vòng 10 năm, rất khó sẽ phát hiện loại này dược vật tai hại, mà đợi đến lúc phát hiện thời điểm, tự trời đã tối. Nghiêm trọng như vậy, Trần Húc kinh hãi, cái kia nếu như nói, toàn quân đều trang bị loại này nước thuốc, như vậy chẳng phải là nói, đem làm toàn quân đều trang bị loại này nước thuốc về sau. 10 năm sau sở hữu tất cả chiến sĩ đều phế đi. Trần Húc lắc đầu, tiểu mẫn mới vừa nói hắn trên cơ bản đều nghe hiểu rồi, cái gọi là cấu chuyên đau sót tuần hoàn, kỳ thật chỉ đúng là đồ ăn thu hút nhân thể về sau, bị nước bọt cùng dạ dày phân giải thành đường gluco. Đường gluco bị chàng hấp thu về sau biến thành đường, kẹo nguyên. Chứa đựng tại cơ bắp cùng gan chính giữa, sau đó lại bị vận chuyển đến từng cái khí quan tiến hành thiêu đốt, phóng xuất ra nhiệt lượng. Cái này một trong quá trình sẽ tạo ra nước, carbon dioxide cùng aceton đau sót, Acetone đau sót là chính giữa kết quả, cuối cùng nhất tạo ra axit lactic cái này chính là một cái tuần hoàn, được xưng là cấu chuyên đau sót tuần hoàn, bởi vì axit lactic là trọng yếu mệt nhọc vật chất, tại cơ bắp chính giữa tồn tại quá nhiều, sẽ cảm giác được cơ bắp đau nhức. Cái này là bình thường mọi người rèn luyện địa thời điểm sẽ cảm thấy đau lưng nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại các quốc gia nhà khoa học đều tại nghiên cứu giải trừ, hoặc là giảm bớt mệt nhọc phương pháp, nhằm vào không ai qua được hai chủng. Một là hormone kích thích, kích thích tiềm lực thân thể con người, thứ hai tựu là rút củi dưới đáy nồi, giải quyết axit lactic chờ mệt nhọc vật chất. Hormone kích thích sản phẩm đã sớm xuất hiện, ví dụ như chúng ta thường có thể nhìn thấy địa Red Bull đồ uống, khát mệt mỏi uống Red Bull, đây chính là một câu rất nổi danh địa quảng cáo từ. Lại ví dụ như cà phê bởi vì như vậy, có thể kích thích đại não. Cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên giảm bớt mệt nhọc. Nhưng là hormone kích thích sản phẩm đối với nhân thể sinh ra kích thích dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa vật này là chị phần ngọn không chừng trị bản, cho dù lúc ấy hưng phấn. Có thể tiêu hao còn là nhân thể tiềm lực, loại này sản phẩm kỳ thật quân đội đã có rất nhiều rất mạnh rồi, theo Trần Húc biết thì có một loại nước thuốc. Có thể thời gian ngắn thiêu đốt nhân thể địa tiềm lực hoặc là nói. Sinh mệnh lực, khiến cho người có thể tại trọng thương dưới tình huống còn có thể quên đau đớn, miễn cưỡng ép động. Nhưng là cái loại này sản phẩm đối với nhân thể tổn thương đồng dạng rất lớn, nhớ rõ kinh điển mạng lưới tiên hiệp tiểu thuyết Chu Tiên Chính giữa tự xuất hiện một loại dược vật, gọi là ba ngày hẳn phải chết hoàn, Nói mặc kệ có lại lần nữa thương, chỉ cần ăn vào cái này hạt dược lập tức sẽ không sự tình, tối thiểu trong 3 ngày qua không có việc gì, nhưng là ba ngày sau đó, cho dù là đại la thần tiên cũng cứu không quả thực là. Tiêu đỉnh đại nhân Chu Tiên tuy nhiên là một bản huyền ảo tiểu thuyết, nhưng là hắn loại này dược đạo lý lại là phi thường minh bạch hơn nữa khoa học đấy. Tựa là có loại này dược vật, có thể đem người thể còn lại sinh mệnh lực cùng tiềm lực toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ, nhưng là đợi đến lúc tiềm lực thiêu đốt đã xong về sau cái kia mất đi sinh mệnh lực nhưng lại cái gì linh đan diệu dược đều bổ không trở lại được rồi, cho nên người tựu là hẳn phải chết địa phương. Lời nói mơ hồ chỉa xuống đất lời nói, cái này là thiên đạo quy tắc, đạt được một vật, nhất định phải trả giá tương ứng một cái giá lớn. Này đây, hiện tại các quốc gia tất cả tổ chức nghiên cứu phương hướng, hay vẫn là áp dụng ôn hòa phương pháp, dùng khoa học nghiên cứu địa mệt nhọc sinh ra nguyên nhân, đến nhằm vào nguyên nhân này đúng bệnh hốt thuốc, không cầu ngươi lập tức tự trở nên sinh long hoạt hổ, nhưng lại hy vọng có thể thông qua loại thủ đoạn này khiến người thể thể lực khôi phục tốc độ nhanh hơn. Nhưng là rất hiển nhiên, loại phương pháp này cũng ra sai lầm. Thông qua nên loại thất bại dược vật trường kỳ bổ sung người, hội trong người tạo ra một loại bị mệnh danh là SCIV virus, tụ sẽ từ từ. Đợi, chờ một chút, Trần Húc đột nhiên kêu lên, SCIV, cùng HIV có quan hệ sao? HIV là cái gì? HIV virus thế nhưng mà hôm nay trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh miễn dịch nhận được chỗ thiếu hụt tổng hợp chứng virus. Tên gọi tắt S, HIVS là SCIV ý -E tứ tự là mãn tính miễn dịch nhận được chỗ thiếu hụt tổng hợp chứng, chronic tự là mãn tính ý tứ. Trần Húc ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lúc trước hắn còn không nghĩ tới miễn dịch chỗ thiếu hụt chỗ lợi hại, nhưng là vừa nghe đến hai vết danh tự, vừa nghe đến loại này dược vật sinh ra kết quả có thể cùng hai vết không sai biệt lắm, Trần Húc lập tức là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn chính mình không có uống à, nghe qua Tiểu Mẫn giải thích, Trần Húc đã minh bạch, đại khái rất nhiều người đều có như hắn hiểu lầm, cho rằng hai vết là một loại phi thường đáng sợ virus, sẽ để cho người trí tử. Đúng vậy, hai vết là một loại rất đáng sợ virus, nhưng là lại để cho người trí tử lại không phải bệnh ếch, mà là bệnh ếch bệnh biến chứng. HIV virus lây là nhân thể tuyến dịch lympha tế bào, nhất là cường điệu công kích nhân thể T4 tuyến dịch lympha tế bào, do đó phá hư trong cơ thể con người miễn dịch cân đối làm cho nhân thể sức chống cự suy yếu, do đó rất dễ dàng lây mặt khác tật bệnh do đó sinh ra các loại hợp lại lây tử vong. Cho nên bệnh ít thời kỳ ủ bệnh rất dài, bình quân thời gian đều vi 12 đến 13 năm. Tại trong khoảng thời gian này chính giữa, bệnh ít độc tụ là tại phá hư nhân thể tuyến dịch lympha tế bào, khiến cho nhân thể miễn dịch hệ thống bị triệt để phá hư. Mà loại này nước thuốc, phá hư tuy nhiên không phải tuyến dịch pha tế bào, nhưng là cũng là trọng yếu phi thường một khâu tựu là nhân thể thị đau xót hạt tế bào hơn nữa hội sinh ra SCIV loại này hoàn toàn mới virus. Cái này loại virus hội lây bệnh sao? Xin yên tâm, loại này virus là sẽ không lây bệnh đấy. Tiểu Mẫn trả lời lại để cho Trần Húc thở dài một hơi, chuẩn xác mà nói, SCIV là vì trường kỳ phục dụng thuốc này vật mà làm cho thị đau sót hạt tế bào lọt vào ức chế cùng phá hư sau biến dị một loại loại virus tế bào. Nó cùng bình thường virus bất đồng, cùng bình thường tế bào cũng bất đồng, căn cứ tư liệu của tôi chính giữa còn không có có phát hiện SCIV virus lây bệnh án lệ. Sẽ không lây bệnh khá tốt, bằng không thì không phải chết phỉnh lên rồi hả? Nhưng là Trần Húc nhưng trong lòng thì nghi hoặc, đáng sợ như vậy đồ vật, quân đội làm sao có thể đưa cho các chiến sĩ uống? Bọn hắn trước khi sẽ không làm hảo hảo, triệt để nghiên cứu sao? Kỳ thật Trần Húc lời này ngược lại thật sự đã hiểu lầm. Như vậy sản phẩm mới, nhất là tương lai chuẩn bị trang bị quân đội sản phẩm, tự nhiên mà vậy, là cần một cái phi thường nghiêm khắc, thậm chí nghiêm khắc đến hà khắc kiểm tra đấy. Nhưng là Trần Húc bây giờ là trực tiếp chưa bao giờ đến đã nhận được tin tức, mà lúc này đây, cơ hồ không có người sẽ biết loại này nước thuốc mang đến chỗ hỏng. Bởi vì tại hiện tại y học giới, đối với thị đau sót hạt tế bào cùng thị tẩy rửa hạt tế bào nghiên cứu, vốn ngay tại một cái vừa nhập môn cánh cửa lên. Thăng kỳ thăng cái này ngay tại lúc này kỹ thuật không có đạt tới nguyên nhân rồi. Thăng sách thăng mọi người hiện tại gần kề chỉ là biết rõ, thị đau sót hạt tế bào tác dụng là thôn về cùng sát trùng, thị tẩy rửa hạt tế bào tác dụng là đã bị nhất định kích thích sau hướng ra phía ngoài phóng thích hắn bao gồm tổ chức án, dị ứng thị đau sót hạt tế bào xu thế hóa thừa số cùng dị ứng mãn tính phản ứng vật chờ hoạt tính thừa số, do đó khiến cho thở khó khe, đồ ăn dị ứng chờ thêm mẫn phản ứng bệnh trạng. Mà đối với cái này hai chủng hạt tế bào nghiên cứu, giới hạn không sai. Hơn nữa phải biết rằng, Loại này nước thuốc là trường kỳ phục dụng mới có thể làm cho nhất định bệnh trạng, thời kỳ ủ bệnh thế nhưng mà suốt 10 năm. Muốn nói một cái dược vật kiểm tra đo lường kỳ có thể dài đến 10 năm, làm sao có thể? Hơn nữa cái này dược vật tạm thời cũng chỉ là chút ít sinh sản, sản xuất, chút ít trang bị dùng quan sát hiệu quả, sao có thể nghĩ đến còn có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ? Không được, ta được tranh thủ thời gian nói cho Vương huấn luyện viên. Trần Húc lúc này thời điểm ở đâu còn có thể ngủ được? hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống vừa muốn đi ra thế nhưng mà ngay tại hắn muốn lúc ra cửa hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường vấn đề trọng yếu chính mình có tư cách gì nói lời này đừng quên hắn bây giờ là trần húc cũng không phải smms tại nơi này quân doanh chính giữa là không cho phép cho ngoại giới gọi điện thoại hơn nữa tiến hành thông tin cái kia đã như vậy hắn có tư cách gì có thể phát hiện loại này nước thuốc chính giữa chỗ tồn tại tác dụng phụ đem tiểu mẫn nói ra n là cái này tai nghe, nói đây là SMMS cho hắn thứ tốt, ngoại trừ khả năng giúp đỡ hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ bên ngoài còn có thể kiểm tra đo lường. Chớ ngu rồi, tốt như vậy thứ đồ vật người ta đủ không đến còn chưa tính, khả năng đủ đến, còn không nghĩ biện pháp cho sờ soạn nghiên cứu à. Trần Húc chỉ nói cái này tai nghe có thể giúp hắn chìm vào giấc ngủ, chính là vì làm nhạt cái này đạo cụ tác dụng, không cho người sinh ra ngấp nghé tâm tư, hơn nữa bình thường Trần Húc cũng lưu lại tưởng tượng. Lúc ngủ tựu mang thứ đó đeo lên, mà lúc huấn luyện, tắc thì đem tiểu mẫn biến thành vòng cổ đeo trên cổ, tuyệt đối không thể cho người thứ hai phanh. Như vậy, nên muốn một cái dạng gì đích phương pháp xử lý đâu này. Cái lúc này đang ngủ vương huấn luyện viên đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, lập tức cảnh giác từ trên giường nhảy xuống dưới, tự chứng kiến trương thầy thuốc vội vội vàng vàng chạy tới, kêu lên, vương huấn luyện viên, không tốt rồi. Trần Húc hắn uống nửa bình thể năng khôi phục dịch về sau, hiện tại gọi đau bụng, chính ôm bụng lăn qua lăn lại đây này. Cái gì? Trần Húc đây là trang đấy. N, kỳ thật trang còn rất giống, bởi vì tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa, cái kia độc nhãn huấn luyện viên đã dạy hắn một chiêu thuật ngụy trang. Loại này thuật ngụy trang lúc ấy Trần Húc học rất chân thành, bởi vì hắn lúc ấy muốn học được thứ này về sau lớn nhất một chỗ tốt là được. Về sau muốn xin nghỉ không lo không có lý do. Loại này thuật ngụy trang tựu là dạy người như thế nào trang phục các loại bệnh trạng, trong đó có một rất đơn giản không cần mượn nhờ đạo cụ là có thể hoàn thành đấy. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đầu đầy đại hãn, loại này ngụy trang không cần mượn nhờ đạo cụ, đơn giản một câu đến nói chi tựu là thôi miên. Mình thôi miên, mọi người đều biết, một người tại cực độ đau đớn thời điểm hội đau mặt mũi tràn đầy tái nhợt đầu đầy mồ hôi lạnh, cái kia đem chính mình thôi miên đến loại trạng thái này cũng rất dễ dàng tại bề ngoài xuất hiện ra loại này bề ngoài trinh bệnh trạng. Đương nhiên Trần Húc chính mình thôi miên công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, nhưng còn có tiểu mẫn à. Đối với đã có được giả thuyết ảo cảnh công năng tiểu mẫn mà nói, thôi miên thế nhưng mà nàng sở trường sống. Vì vậy Trần Húc là được hiện tại cái dạng này, ôm bụng nằm ở trên giường dầm gì. Mọi người đều biết kỳ thật bụng là cái phi thường dễ dàng mắc lỗi địa phương, bởi vì đại bộ phận nội tạng đều tại một mảnh kia, Trần Húc như vậy dầm gì gọi đau bụng, hắn cũng không nói rốt cuộc là lá lách hay vẫn là lá gan hay vẫn là dạ dày, dù sao tự một lập lờ nước đôi bụng. Cho nên trương thầy thuốc dùng tay đè cả buổi cũng không tìm được cụ thể đau ở địa phương nào, suy nghĩ đại khái là tại dạ dày một mảnh kia a. À. Có thể nhìn xem Trần Húc hiện tại sắc mặt tái nhợt còn có trên trán đậu nành đại mồ hôi, cái dạng này có thể thật sự dọa chết người, cho nên hết cách rồi, Trương thầy thuốc nghĩ thầm tiểu tử này có thể quý giá vô cùng, vạn nhất hắn ra cái không hay xảy ra chính mình vẫn không thể bị xử phạt. Cho nên dứt khoát tựu đi tìm Vương huấn luyện viên, vội vàng đem thằng này cho đưa đến quân đội bệnh viện đi. Vương huấn luyện viên đã đến xem xét Trần Húc bộ dạng cũng sừng sốt, thật muốn nói bọn hắn quân nhân đối với những này vết thương nhỏ tiểu đau nhức đều không để vào mắt, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Có thể Trần Húc lại nói là uống cái kia thể năng khôi phục dịch xảy ra vấn đề, người nói điều này có thể không cho vương huấn luyện viên để bụng sao. Vương huấn luyện viên cùng trương thầy thuốc hợp lại mà tính, nghĩ thầm không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu thật là cái này thể năng bổ sung dịch xảy ra vấn đề vậy làm phiền tựu lớn hơn, cho nên hay vẫn là tranh thủ thời gian đi quân đội bệnh viện. Như thế nào đây, ngồi phi cơ trực thăng, vốn hiện tại đã là buổi tối rồi, hơn nữa chỉ có vương huấn luyện viên một cái có thể thao túng máy bay, theo lý thuyết lúc này thời điểm là tốt nhất không muốn lái phi cơ, nhưng là không lái phi cơ căn bản là không có cách nào ly khai cái này địa phương quỷ quái. Cho nên vương huấn luyện viên cùng trương thầy thuốc vội vàng đem Trần Húc Sơ lên lên phi cơ cho hắn cột chắc dây an toàn về sau, hai người cũng đã đến trên máy bay. Đã phát động ra động cơ, xem hai người bọn họ vội vội vàng vàng bên ngoài Trần Húc trong lòng có chút áy náy, bất quá hắn rất nhanh tự chính mình bình thường trở lại. Ta đây cũng là vì mọi người khỏe, dù sao hai người bọn họ chỉ là mệt mỏi một mệt mỏi, nhưng nếu như mình không hỗ trợ. Cái kia rất nhiều người cả đời này tựu xong đời. Tại trên máy bay, Trần Húc chứa đau bụng đau nhức tốt rồi điểm bộ dạng, thở gấp nói, cái này thể năng khôi phục dịch trang bị bộ đội thời gian dài bao lâu. Nhân số nhiều không, vương huấn luyện viên cao mày nói, người thân thể không thoải mái tựu chứa nói chuyện, nhưng lại chưa chắc là cái này thể năng khôi phục dịch vấn đề ta cảm thấy rất đúng, Trần Húc bịa chuyện nói, ta là người thì có cọng lông bệnh. Đối với nước thuốc các loại thứ đồ vật mẫn cảm, có chút tật xấu ta đều có thể không thoải mái. Cái kia, ta có một thỉnh cầu, cái gì, cái này nước thuốc có lẽ hay vẫn là giữ bí mật cấp bậc A. Ta muốn biết một điểm hàng mẫu cho lão sư ta SMMS, xem bọn hắn có thể hay không tìm được cái gì. Trần Húc trong lúc vô tình nói đến rồi bọn hắn, vương huấn luyện viên quay đầu lại nói, SMMS không phải một người, Trần Húc nở nụ cười, nhưng thật ra là một người, nhưng là nói ra về sau ai sẽ tin tưởng. Nhiều như vậy bất đồng lĩnh vực đều lấy ra đỉnh cấp thành quả, nói là một người ai mà tin. Bất quá hắn cũng không có giải thích, mà là nói, lão sư tại y dược phương diện cũng là có nghiên cứu, hơn nữa trình độ rất cao, ta không biết các người có biết hay không. Năm nay cuối năm muốn đẩy, đưa ra địa thực phẩm kiểm tra đo lường nghi. Chính là ta lão sư sản phẩm, cho nên, vương huấn luyện viên, vật này đã có thể cho ta dùng, cái kia nói rõ giữ bí mật trình độ hẳn không phải là rất tài cao phải nếu như có thể hay vẫn là hy vọng các ngươi có thể đồng ý ta địa yêu cầu chuyện này ta không làm chủ được vương huấn luyện viên nhìn xem so sánh ý động nhưng là còn là dựa theo chương trình mà nói bất quá ta có thể giúp ngươi lên trên xin chỉ thị thoáng một phát vấn đề có lẽ không lớn nói thực ra hắn cười khổ một tiếng ta thật sự hy vọng không phải cái này thể lực khôi phục dịch vấn đề à bởi vì này thứ đồ vật đã trang bị chúng ta phương đông thần kiếm một tháng nếu quả thật có vấn đề gì. Đây không phải là hại huynh đệ chúng ta nhóm, đám bọn họ sao. Trần Húc cười khổ, một tháng, khá tốt, mới có thể tới kịp. Máy bay rất nhanh đã đến Bắc Kinh một chỗ quân đội bệnh viện, đã sớm nhận được tin tức địa y hộ nhân viên phi thường khẩn trương. Cái này khẩn trương cũng không phải bởi vì Trần Húc, mà là vì trong báo cáo nói là mới nhất xuất phẩm thể năng khôi phục dịch xuất hiện vấn đề, cho nên mặc kệ đến cùng phải hay không thực, trước kiểm tra thoáng một phát nói sau. Vì vậy Trần Húc đã bị cởi hết chống trơn địa bị áp đi kiểm tra rồi, kiểm tra thời điểm tự nhiên là không thể mang theo vật phẩm tùy thân, cho nên Trần Húc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tiểu mẫn trước tập trung, sau đó giao cho vương huấn luyện viên, trân trọng à. Khá tốt chờ Trần Húc kiểm tra đã xong về sau, theo vương huấn luyện viên trong tay tiếp nhận tiểu mẫn vụng trộm kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có vấn đề. Bất quá loại chuyện này hay vẫn là thiểu làm như rượu, Trần Húc cái lúc này tim đập. Tối thiểu 180 à bị đuổi về phòng bệnh thời điểm Trần Húc thiếu chút nữa khóc lên, bởi vì hắn bị kéo đi lại là siêu vi bê lại là thấu thị lại là rút huyết xét nghiệm, rằng có cái bị dày vò. Ai, còn không phải là vì đáng yêu chiến sĩ các đồng chí. Người như thế nào đem như vậy bản cho SMMS? Người có SMMS địa cụ thể địa chỉ, vương huấn luyện viên đem sự tình hướng bên trên báo cáo về sau, đến xử lý chuyện này hơn là một vị thượng tá, họ hoàng. Hiển nhiên hắn đối với như thế nào liên lạc với SMMS phi thường cảm thấy hứng thú nhưng là trần húc ở đâu không biết lòng của bọn hắn mắt dùng sớm liền nghĩ đến phương pháp nói ta có thể đủ thông qua mạng lưới liên lạc với thầy của ta nhưng là ta nhất định là không biết hắn ở địa phương nào địa phương nhưng là ta cũng có phương pháp tự là dùng biêu kiện a à, cái này là trần húc trước kia muốn cho dịch thủy hàn đem cái loại này đặc thù dày cho mình gửi tới phương pháp đem thứ này dùng biêu kiện gửi đi ra ngoài sau đó thông qua xâm lấn sửa chữa điện tử cuống như vậy lại để cho người triệt để tìm không thấy hơn nữa lúc này đây trần húc càng là không cần lo lắng cái này nước thuốc tùy tiện làm cái danh tự gửi đi ra ngoài là được dù sao smms là không thể nào thu được bất quá hắn vẫn làm nhắc nhở ta biết rõ quân đội rất để ý thầy của ta nhưng là ta tin tưởng lão sư sở dĩ không lộ diện tuyệt đối là có nguyên nhân điểm này cũng hy vọng các người có thể lý giải cho nên cái này biêu kiện trong bao ta không hy vọng làm trong sẽ có cái gì tín hiệu máy phát xạ hoặc là vệ tinh định vị trang bị các loại Nói thực ra những vật này đối với mạng lưới chi thần thật sự mà nói là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa một khi bị lão sư phát hiện, ta không biết lão sư hội có phản ứng gì. Những lời này nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại ý uy hiếp nhưng lại trần trụi, Hoàng thượng tá rất tốt tính tình cười cười, yên tâm. Chúng ta không có ngu xuẩn như vậy, thứ đồ vật gửi đi ra ngoài rồi, Trần Húc đeo lên tay nghe nằm ở săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh ngủ ai cũng không nghĩ ra, hắn nhưng thật ra là tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa thông qua khống chế tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính hoàn thành xâm lấn. Tự tại phía sau bọn họ phòng bệnh chính giữa, trải qua kiểm tra, Trần Húc đánh giám không có, thân thể không muốn quá khỏe mạnh, nhưng là xuống phi cơ thời điểm mọi người còn có thể chứng kiến Trần Húc không có huyết sắc bờ môi, nguyên một đám chỉ có thể trong nội tâm kỳ quái, bất quá đối với cái này loại thể năng khôi phục dịch. Ngược lại hay vẫn là trân trọng đưa trở về một lần nữa xét duyệt kiểm tra nhưng sao có thể kiểm điều tra ra cái gì đó à? Nếu có thể kiểm điều tra ra, còn không còn sớm tự kiểm điều tra ra rồi hả? Hiện tại chủ yếu còn không có bất luận cái gì thất bại ví dụ xuất hiện. Mà đợi đến lúc ví dụ xuất hiện làm tiếp tính nhắm vào lúc nghiên cứu, cái kia sẽ trễ. Tự cùng bệnh ết cùng bệnh chó dại đồng dạng, đợi đến lúc phát hiện địa thời điểm. Tự trị không được rồi, cho nên cái lúc này, chỉ có thể chờ vị kia SMMS tin tức. Kỳ thật đối với cái này một lần Trần Húc chuyện bé xé ra to hắn đau bụng nói không chừng là tiêu chảy nữa à trực tiếp hoài nghi đã đến thể năng khôi phục dịch lên vài tên phụ trách nghiên cứu loại này nước thuốc chuyên gia là phi thường phi thường bất mãn bọn hắn cho rằng trần húc đột nhiên địa đau bụng cùng loại này nước thuốc là hoàn toàn không quan hệ hắn thậm chí còn yêu cầu trần húc lại uống một lần nếu như còn đau bụng cái kia đã nói lên có vấn đề trần húc đánh chết không uống chê cười biết rõ đó là độc dược được rồi coi như là thật chậm tính độc dược thì như thế nào cái kia dù sao là độc dược à không có một người bình thường sẽ biết cái kia rõ ràng là độc dược còn đi uống đi. Đương nhiên, muốn tự sát hoặc là hút pin địa khác tính toán, heroin cũng là độc. Dù sao các chuyên gia là bị trần hút khí quá sức. Nguyên một đám tự đợi đến, nếu như SMMS làm không xuất ra cái gì cho. Vậy thì, hừ hừ, nói thật cũng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, người nói bọn hắn bọn này tóc trắng các chuyên gia còn có thể cùng một 20 tuổi hài tử đưa tức giận cái gì. Ngày thứ ba thời điểm, hơn nửa đêm, Trần Húc còn đang ngủ. Nhưng thật ra là tiến nhập giả thuyết ảo cảnh bắt đầu thao tác, dù sao SMMS tự là chính bản thân hắn à. Hắn tại nghiêm mật như vậy trông giữ hạ sao có thể lên mạng. Còn không phải được mượn nhờ Tiểu Mẫn, Trần Húc đang định đi tìm Hách Ái Quốc, nói cho hắn biết loại này nước thuốc là có hại trước khi, còn lại để cho Tiểu Mẫn đem có quan hệ cái này dược vật địa sở hữu tất cả tư liệu đều đều đi ra, như vậy mới phải có lý có cứ. Nhưng lại tại Trần Húc chuẩn bị kết nối vào Hách Ái Quốc địa thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn mắt thấy được một phần trên tư liệu văn tự, tiêu đề. Đối với 21 thế kỷ đại âm mưu, bảy kế địa nghĩ lại trong đó một đoạn lời nói là 21 thế kỷ nhất kinh thiên khoa học âm mưu, bảy kế, kỳ thật lai nguyên ở chúng ta đối với cái thế giới này nhận thức điện nông cạn cùng với chúng ta quá phận đi vào một cái cực đoan. Kỳ thật cái này cái gọi là âm mưu, bảy kế ngay từ đầu mệnh đề là đi thông một thế giới khác đại môn, chỉ là đáng tiếc chúng ta các khoa học gia vô cùng bất công rồi. Đối với thần linh nghiên cứu, đến cùng cái gì mới được là thần linh. Tại đã trải qua vô số thất bại cùng không biết nên khóc hay cười gân gà sản phẩm được xuất bản về sau, chúng ta mới đã được biết đến một điểm, thế kỷ đại âm mưu, bày kế, sở dĩ từ một cái mệnh để biến thành một cái âm mưu, bày kế, nhưng thật ra là bởi vì vì nhân loại tham nghiệp. Nhớ rõ có một cái rất cổ xưa câu chuyện nói như thế, có một người hắn có một cái phi thường kỳ diệu ngăn tủ, hắn có thể theo chính giữa biến ra cái gì một vật, hoàng kim, châu báu, rượu ngon, nhưng là biến ra đồng thời cũng nhất định phải bỏ vào một vật có thể có một ngày hai cái tặc xâm nhập nhà hắn bắt cóc chủ nhân hai cái tặc phát hiện cái này ngăn tủ huyền bí không để ý tới chủ nhân nhắc nhở dốc sức liều mạng từ bên trong cầm vàng mà không có bỏ vào bất luận cái gì đồ vật với tư cách trao đổi vì vậy cuối cùng ngăn tủ nổ tung hai cái tặc đều tạc chết rồi chủ nhân tiếc nuối nói cái chết của các ngươi không là vì ngăn tủ mà là vì lòng tham kỳ thật chúng ta nhân loại không phải là không như thế Thế kỷ đại âm mưu, bày kế, đối với thần học nghiên cứu, tự nói cho chúng ta một việc, muốn được cái gì, nhất định phải trả giá tương ứng một cái giá lớn. Kỳ thật loại này cảnh giác tại sinh hoạt chính giữa phi thường thông thường, chúng ta đã có tiên tiến phương tiện giao thông, phát đạt sức sản xuất, lại đối với địa cầu đã tạo thành không thể nghịch tổn thương, chúng ta dốc sức liều mạng muốn kiếm tiền, lại phát hiện mình đã mất đi một người bình thường xứng đáng khoái hoạt cùng thời gian. Chúng ta hy vọng trường xanh bất lão, lại trở thành không có có ý thức si ngốc, chỉ còn lại một cái cái xác không hồn, chúng ta hy vọng biến thành thông minh, học tập thứ đồ vật sẽ nhanh hơn, nhưng lại phát hiện cái loại này nuông chiều cho hư phương thức cuối cùng nhất đưa đến đối với đại não không thể nghịch tổn thương, chúng ta hy vọng mình có thể không cần nghỉ ngơi, như vậy là có thể có nhiều thời gian hơn đến công tác hoặc là chơi đùa, biến tướng kéo dài tuổi thọ. Nhưng là chúng ta lại phát hiện thân thể của chúng ta căn bản không chịu nổi. Chúng ta hy vọng đạt được thân thể cường tráng còn có như thần linh đồng dạng siêu cấp năng lực lại đưa đến chiến tranh bộc phát, đồng thời còn có những cái kia đáng thương, bị cải tạo mọi người. Nếu như bọn hắn còn có thể được gọi là người, chúng ta phá vỡ đạo đức luân lý, phá vỡ cái thế giới này xứng đáng quy tắc, chúng ta cho rằng khoa học có thể hoàn thành hết thảy, nhưng là tại chính thức khoa học trước mặt chúng ta mới phát hiện mình là nhỏ bé như vậy. Cái thế giới này, tối tăm chính giữa, có hắn quy tắc. Mặc dù lớn bộ phận nhà khoa học hay vẫn là không thừa nhận thần tồn tại, nhưng ta phải muốn nói, cái này có lẽ tự là thần tại sáng tạo cái thế giới này về sau lập thành đến, nghĩ đến đến bao nhiêu nhất định phải muốn giao ra bao nhiêu cái này là quy tắc ta xưng là thiên đạo chứng kiến đoạn văn này trần húc không khỏi kinh hãi lòng hắn kinh hãi cũng không phải là cái gì thiên đạo không thiên đạo như vậy hư vô mờ mịt đồ vật mà là bên trong cái kia câu chúng ta hy vọng mình có thể không cần nghỉ ngơi như vậy là có thể có nhiều thời gian hơn đến công tác hoặc là chơi đùa biến tướng kéo dài tuổi thọ nhưng là chúng ta lại phát hiện thân thể của chúng ta căn bản không chịu nổi cái này không phải là chỉ loại này thể năng khôi phục dịch sao? Chẳng lẽ nói, loại này sản phẩm là căn cứ vào cái kia kinh điển thế kỷ đại âm mưu, bày kế mà ra đời. Trần Húc biết rõ cái kia thế kỷ đại âm mưu, bày kế, hôm nay trên cái thế giới này chỉ có một mình hắn biết rõ. Đường đường thế giới đệ nhất ích tổ chức, tự là bị hắn cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế cho lừa gạt thần hồn điên đảo, cúi đầu xưng thần. Không nghĩ tới cái này dược vật cũng là như thế này đi ra, cái này lại để cho Trần Húc có chút ra ngoài ý định rồi. Là ngoài ý muốn, hay vẫn là nói, có cái gì đặc thù hàm nghĩa, vì vậy Trần Húc liên hệ với hách ái quốc, cái kia khoản thể năng khôi phục dịch nhất định phải lập tức đình chỉ sinh sản, sản xuất cùng trang bị, đồng thời các ngươi nhất định phải đem tham dự nghiên cứu cái này dược vật sở hữu tất cả chuyên gia đều làm kỹ càng điều tra, kể cả cái này dược vật là ai đưa ra, đột phá khẩu tại ai trên người, ta cần muốn kết quả này cộng hưởng. Nhất định phải nhanh, đây là quyết định toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong đại sự. Trần Húc lúc nói lời này trong nội tâm cũng một cái kính ở bồn chồn. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế, tiểu mẫn đối với thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa miêu tả cũng không rõ ràng lắm, bởi vì rất nhiều tư liệu mất đi khiến cho cái này trong tương lai thế giới ảnh hưởng đến suốt hai đời các khoa học gia, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới phát triển tiến trình đại âm mưu, bày kế nói không tỉ mỉ. Vốn Trần Húc nhận thức vì cái này thế kỷ đại âm mưu, bảy kế gần kề chỉ là một hồi cùng loại với trò đùa đồng dạng tồn tại, cùng lắm thì tự là lại để cho nhiều người phí một điểm công phu mà thôi. Cho nên hắn đưa cho ích tổ chức, cũng chỉ là hy vọng ích tổ chức đem chú ý lực chuyển di. Nhưng nhìn vừa rồi cái kia đối với 21 thế kỷ đại âm mưu, bảy kế nghĩ lại, cái này lại để cho Trần Húc trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ khó nói lên lời khủng hoảng. Chiến tranh bộc phát, phá vỡ luân lý đạo đức, phá vỡ cái thế giới này xứng đáng quy tắc. Trần Húc không biết những lời này đến cùng đại biểu có ý tứ gì, nhưng là đem làm hắn liên tưởng đến hứa giang lúc sắp chết theo như lời câu nói kia, một cái cường tổ chức lớn sinh ra đời, một cái thống một thế giới hoàng lương mộng đẹp. Thật sự hội bộc phát chiến tranh sao, tiểu mẫn tư liệu chính giữa không có, mà Trần Húc cảm thấy rất kỳ quái chính là, tại tiểu mẫn tư liệu chính giữa, có quan hệ loại khả năng này phát sinh chiến tranh, không là vì tư liệu không được đầy đủ, mà hình như là bị người tận lực bôi đi rồi. Trần Húc không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là cái lúc này đã có chút trông gà hóa quốc hắn cảm thấy bất luận cái gì coi chừng cũng không phải dư thừa đấy. Hai hái quốc chứng kiến SMMS sợ hãi kêu lên một cái, như thế nào? Nước thuốc có vấn đề, những cái kia nghiên cứu chuyên gia cũng có vấn đề sao? Những cái kia nghiên cứu chuyên gia có không có vấn đề ta tạm thời còn không biết, nhưng là nước thuốc là khẳng định có vấn đề đấy. Loại này nước thuốc chúng ta đã từng nghiên cứu qua, nhưng đã thất bại, các người tại đi chúng ta đường xưa bất luận cái gì ý đồ phá vỡ cái thế giới này quy tắc địa nghiên cứu đều là không cho phép, phía dưới là loại này nước thuốc tính nguy hại cùng với phân tích báo cáo. Ta lần thứ nhất hướng quý phương đưa ra thỉnh cầu, phải tất yếu đem chuyện này địa sở hữu tất cả nghiên cứu báo cáo hết thảy cho ta. Bởi vì chuyện này, chỉ sợ cũng không chỉ là quý phương đơn phương tham dự ở trong đó. Hai ái quốc không hỗ là làm chính trị, linh cơ khẽ động hỏi, ý của ngài là. Khả năng loại này nước thuốc là thế lực đối địch làm ra đến âm mưu ta không xác định, nhưng tốt nhất không phải, ta có một loại rất dự cảm bất hảo, náo động đã tới rồi, náo động, khách khái quốc không biết SMMS ý tứ, kỳ thật Trần Húc mình cũng không biết mình tại sao phải nói lời nói này. Không là vì hắn cố ý bày khốc, mà là trong lòng của hắn quả thực có loại cảm giác này. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế, mễ ngóa đức, mạng lưới u linh, hứa giang theo như lời cái tổ chức kia, thể năng khôi phục dịch, những vật này sâu chuối cùng một chỗ, Phảng Phất có một đầu lại để cho người nhìn không thấy sờ không được tuyến đồng dạng, có thể hết lần này tới lần khác không biết cái kia tuyến rốt cuộc là như thế nào đem những này nhìn như ngẫu nhiên sự tình sâu chuỗi, hơn nữa cũng không biết. Cái này đầu tuyến đến cùng vươn hướng nơi nào? Trần Húc lúc này thời điểm nghĩ tới một tổ chức, ích, tại đây đầu ẩn hình dây nối đất chính giữa, Trần Húc không thể không nghĩ tới một cái phi thường mấu chốt nhân tố. Ích tổ chức, cái này cái tổ chức có hay không bị liên lụy tới cái này đầu tuyến chính giữa? cái này cái tổ chức tại trên thế giới có cao như vậy uy vọng cùng lớn như vậy thế lực. Bọn hắn lại bị Trần Húc hướng dẫn tham dự đã đến thế kỷ đại âm mưu, bày kế kế hoạch kia chính giữa. Cái kia làm sao có thể không có phần của bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Trần Húc có liên lạc ích tổ chức, ngay tại Trần Húc liên hệ ích tổ chức thời điểm, hay ái quốc đang tại bố trí nhân thủ đem SMMS cung cấp những tài liệu này phát đến Trung Khoa Việt, mà lúc này đây chính hắn cũng nhìn thoáng qua phần này tư liệu. Thị đau sót hạt tế bảo bị hao tổn, nhân thể sức miễn dịch chỗ thiếu hụt, SCIV, hay ái quốc chứng kiến đoạn văn này thời điểm mặt mũi trắng bệch. Không riêng gì hắn, phàm là hiểu chút y học thưởng thức người chứng kiến phần này báo cáo về sau sắc mặt đều thay đổi. Mà vài tên tham dự nghiên cứu chuyên gia chứng kiến phần này báo cáo về sau sắc mặt cũng trắng rồi. Không phải dọa, mà là khí địa, chê cười, điều này sao có thể, các chuyên gia làm sao có thể không biết miễn dịch chỗ thiếu hụt bệnh địa lợi hại, cái này chẳng khác nào là lại để cho phục dụng loại này dược vật các chiến sĩ được hai vết hà. Tuy nhiên loại này HCIV lây địa cách cùng phát tác cơ chế đều cùng HIV virus bất đồng, nhưng là kết quả lại là đồng dạng, ngoại trừ không thể lây. Cái kia chính là sống sờ sờ địa bệnh ết, chỉ có thể chờ chết. Này làm sao có thể không lại để cho những này các chuyên gia kích động. Kích động đồng thời hơn nữa lại không có so khủng hoảng. Nếu như hắn nói là sự thật, cái kia chính mình há không phải là tội nhân. Đến đây thông chi hoàng thượng tá thở dài, mấy vị, trước không muốn sớm như vậy làm phán định. Nói thực ra chúng ta ai cũng không hy vọng phần này báo cáo là thực, nhưng là vị kia SMMS, còn là phi thường có phần lược, chúng ta nhất định phải tiến hành một lần phi thường kỹ càng, triệt để kiểm tra. Đây cũng không phải là là chúng ta không tin được các vị, mà là sự tình này thật sự là đang mang trọng đại. Một cái chuyên gia thở phì phì vỗ phần này đưa tin, hắn đây là đang vô hãm. Phu hãm chúng ta làm ra dược phẩm tại mưu giết chiến sĩ của chúng ta. Hừ, ta hiện tại tự uống một lọ, có hay không độc các ngươi nhìn xem sẽ biết. Nói xong, lão đầu tự muốn đi tìm thể năng khôi phục dịch hàng mẫu. Bị hoàng thượng tá thủ hạ hai cái binh sĩ bất đắc dĩ cho kéo lại. Đám này lão đầu tử, nguyên một đám tính tình thế nhưng mà bướng bỉnh được vô cùng. Bị giữ chặt chính là cái kia chuyên gia lão đầu vẫn còn nhảy, hắn SMS là mạng lưới chi thần. Phi, được rồi, coi như là a hắn một cái làm máy vi tính biết cái gì. Không trong nghề không biết tình hình nghề đó hiểu hay không. Lúc nào đến phiên hắn đến chỉ huy chúng ta, hoàng thượng tá bất đắc dĩ, bọn này lão gia hỏa nguyên một đám tư lịch đều rất cao, bổn sự cũng đại, tự nhiên là sẽ không nghe theo một cái người thường ý kiến. Hoàng thượng tá chỉ có thể nói, lý lão ngươi xin bất giận, đừng kích động như vậy. SMMS đến cùng phải hay không người thường, điểm ấy rất khó nói, bởi vì theo tư liệu của chúng ta biết, hiện tại trên thị trường lưu hành cái kia khoản, duy nhất có thể trị hết bệnh chó dại độc lây dược vật. Chó dại khắc tinh, 90% đã ngoài có thể là xuất từ bút tích của hắn. Thốt ra lời này, lão nhân kia tựu không nhảy rồi. Chó dại khắc tinh cái này dược vật bọn hắn làm sinh vật công trình tự nhiên là biết rõ, trên thế giới duy nhất một cái có thể trị hết bệnh chó dại độc lây dược vật. Nhân loại y học sử thường sự kiện quan trọng, cái kia chỉ là điểm này, cái kia SMS thì có tư cách chỉ lấy cái mũi của bọn hắn phê bình bọn hắn bọn hắn những này tư lịch lão, bổn sự đại chuyên gia, nhất chịu phục đúng là bổn sự so với chính mình càng lớn người. Những này chuyên gia thế nhưng mà cùng những ngày kia thiên xuất hiện tại truyền thông trước, ném ra ngoài một ít tìm đánh ngôn luận cái gọi là chuyên gia bất đồng, bọn họ là chính thức tiềm quyết tâm đến làm học thuật, bọn hắn quân chức cao, địa vị cao, nhưng là tại truyền thông chỗ đó căn bản tìm không thấy tên của bọn hắn. Những này mới thật sự là chuyên gia, mà như những cái kia cái gọi là chuyên gia, kỳ thật chỉ cần nhớ kỹ phía dưới khi nào là được rồi, điểm thứ nhất tựu là mặc kệ đối với sự tình gì đều trả lời cái này rất bình thường, do đó biểu hiện ra hắn kiến thức rộng rãi, cũng biểu hiện ra người khác hiếm thấy vô cùng. Ví dụ như có người hỏi, vì cái gì Trung Quốc bóng đá một mực không tiến tới? Càng đá càng cặn bã, hắn tựu nói, cái này rất bình thường, bởi vì sân bóng bên trên có rất nhiều không xác định nhân tố. Còn có, cũng không thể quang theo mọi người, còn cần biểu đạt ra không đồng ý với ý kiến, bằng không thì chuyên gia chẳng phải là tự là phụ họa theo đuôi đúng không? Nói thí dụ như có người hỏi, Trung Quốc giá phòng trướng quá cao, cũng mua không nổi phòng, chuyên gia tự nói, một chút cũng không cao, giá phòng như vậy là vì duy trì thành thị hộ khẩu nhân dân cao tố chất, có người hỏi, vì cái gì hiện tại giá hàng cũng cao như vậy, chuyên gia tự nói, một chút cũng không cao, bởi vì muốn xúc tiến tiêu phí, có người nói, Trung Quốc chuyên gia cái gì cũng đều không hiểu, suốt ngày chỉ biết ăn cơm, chuyên gia tự nói, không, ngẫu nhiên chúng ta cũng đấp cứt, Đương nhiên những này lão đầu cũng không phải là loại này chuyên gia, bọn hắn còn là phi thường chuyên nghiệp, đã đây không phải cái gì người thường chỉ huy thành thạo vấn đề, bọn hắn tự nhau nhau bận rộn, căn cứ SMMS cung cấp tư liệu tổng số theo từng cái hướng dược vật thí nghiệm chính giữa đi sử dụng. Loại này căn cứ đã có số liệu kiểm tra đo lường là phi thường trực tiếp hơn nữa trực quan, nếu như là đối với hạng nhất dược vật một mình tiến hành ước định, như vậy ngay tại ở mấy cái trọng yếu khảo thí giá trị, căn bản không có khả năng cân nhắc đến các mặt, nhất là thị đau xót hạt tế bào loại này bình thường hiểu rõ cũng không nhiều tế bào, càng là rất khó phát hiện hắn tai hại. Hơn nữa còn một điều rất trọng yếu nguyên nhân, nhất định phải đại lượng ăn này khôi phục dịch mới có thể sinh ra SCIV loại này nửa tế bào nửa virus kết quả, mà SCIV thôn vệ cũng là cần thời gian rất lâu đấy. Cái này thực không thể trách những này các chuyên gia, nhưng nhìn lấy SMMS cho tới văn bản tài liệu, phi thường kỹ càng khảo thí nói rõ, các chuyên gia mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều phần này văn bản tài liệu chính giữa chỗ ghi lại nước thuốc, cũng không phải như vậy một cái thể năng khôi phục dịch, nhưng lại là một cái cùng loại sản phẩm, sản phẩm phát tác cơ chế cùng nguyên lý đều là giống như đúc đấy. Tuy nhiên là tính nhắm vào kiểm tra đo lường, nhưng là cũng không có khả năng nói tựu là cả đêm thời gian là có thể ok đấy. Thế nhưng mà ngay tại sử dụng SMMS cung cấp tới trên tư liệu số liệu, tự lại để cho những này các chuyên gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì vì bọn họ phát hiện, phần này văn bản tài liệu 80% khả năng thật sự. Về phần cuối cùng nhất kết quả, khả năng đã đã chú định, Hoàng thượng tá thở dài, các vị, xem ra đã không sai biệt lắm, lúc này đây lại là vị kia mạng lưới chi thần thắng. Tốt rồi, từ giờ trở đi, bản phòng thí nghiệm tiến vào độ cao đề phòng trạng thái. Các vị giáo sư, thật xin lỗi, tạm thời ủy khuất các vị không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ, trước đêm cuối cùng nhất thí nghiệm kết quả xác định, sau đó chúng ta cần muốn hảo hảo điều tra thoáng một phát, cái này dược vật nơi phát ra. Đang ngồi đều là cao cấp nhân tài, làm sao có thể không biết ý tứ của những lời này. Nguyên một đám lập tức biến sắc, quân đội là hoài nghi chúng ta cố ý hạ độc. Không đúng không đúng, Hoàng thượng tá vội vàng giải thích, các vị đều là đức cao vọng trọng lão tiền bối, lần này sai lầm cũng không thể hoàn toàn quái mọi người. Nhưng là cái này dược vật tính nghiêm trọng mọi người hiện tại cũng không xê xích gì nhiều giải rồi, may mắn phát hiện kịp lúc, nếu không tạo thành đáng sợ hậu quả không cảm tưởng giống như. Cho nên loại này điều tra cũng là phải, thỉnh các vị lý giải. Hoàng thượng tá còn có một câu giấu ở trong lòng chưa nói. Nếu như chuyện này liên lụy tới ngoại cảnh thế lực, vậy làm phiền tựu lớn hơn. Audio điện tử võ tấn bền Trần Húc cùng ích tổ chức liên hệ cũng cũng không có lấy được cái gì tiến triển. Bởi vì dù sao Trần Húc tại ích tổ chức trước mặt cũng không có gì nói chuyện quyền, tuy nhiên ích tổ chức phái tới chính là cái kia cùng hắn người liên hệ đối với hắn như trước cung kính, nhưng là Trần Húc dù sao cũng không thể rất trực tiếp đến hỏi, này, các người hiện tại đang làm cái gì máy bay? Cho nên Trần Húc chỉ có thể căn cứ cái kia đối với 21 thế kỷ đại âm mưu, bày kế nghĩ lại một văn chính giữa, nói bóng nói gió vấn đề. Ví dụ như, các người hiện tại nghiên cứu kết quả chính giữa, đối với nhân thể thể năng nghiên cứu tiến triển như thế nào? Các người có hay không nghiên cứu đến đột phá nhân thể tuổi thọ phương diện, khai phát não vực dược vật tiến triển tình huống như thế nào. Những vấn đề này ít tổ chức đều nhất nhất trả lời, bởi vì vì bọn họ cũng cần đi trước một bước SMMS tại kỹ thuật bên trên có thể cho cùng bọn họ nhất định được trợ giúp. Theo nghiên cứu của bọn hắn kết quả nhìn lại, không hổ là nắm giữ thế giới khoa học kỹ thuật mạch máu ích, bọn hắn tại trần hút cái này mấy cái vấn đề bên trên đều làm ra thỏa mãn trả lời thuyết phục, ít tổ chức liên lạc người vô cùng hưng phấn mà nói, từ lúc trước không lâu, tổ chức các khoa học ra phát hiện một loại có thể kích thích đại não phương pháp, đang tại lợi dụng loại phương pháp này đến tìm một cái ổn định, đối với nhân thể vô hại sóng điện, như vậy, tại trên lý luận thì có thể mở ra nhân loại thượng đế cấm khu. Cái gọi là thượng đế cấm khu, chỉ đúng là nhân loại đại não cao tới 90% đã ngoài không khai phát khu vực. Nhân loại đại não, cả đời chỗ khai phát sử dụng phạm vi chưa đủ 10%, nếu như toàn bộ khai phát, như vậy các khoa học gia phỏng đoán, não vực khai phát đem mang đến một loạt phản ứng dây chuyền, một người chỗ tăng cường chưa hẳn tựu gần kề chỉ là não dung lượng, cũng không chỉ có chỉ là chỉ số thông minh cùng trí nhớ những vật này đơn giản như vậy, mà có khả năng có được tưởng tượng chính giữa địa siêu cấp năng lực. Nhìn đến đây Trần hút thở dài, hắn dùng một loại rất vi diệu phương thức hỏi ích tổ chức có hay không đem tạo thần kế hoạch địa nghiên cứu thành quả tiết lộ cho bất kỳ một cái nào tổ chức, trả lời là không có. Bởi vì ích tổ chức biết rõ những này sản phẩm đều là tại khảo thí giai đoạn, còn căn bản không có đạt tới chính thức hoàn mỹ cảnh giới cho nên bọn hắn rất lý trí đem nghiên cứu kết quả toàn bộ niêm phong cất vào kho, không có tiết lộ ra ngoài mảy may. Đối với tại nghiên cứu của bọn hắn, Trần Húc không lời nào để nói, nói thực ra đây chính là hắn tạo nghiệt. Tuy nhiên sắp tới đem phát sinh lịch sử chính giữa, ít tổ chức xác thực tự là 21 thế kỷ đại âm mưu, bày kế người đề xuất, nhưng là hắn, Trần Húc, lại đem lúc này nói trước tối thiểu 10 năm trở lên. Bọn hắn địa nghiên cứu, nhất định trở thành một hồi đã thất bại nhưng là cũng không biết bọn hắn trận này thất bại sẽ cho cái thế giới này mang đến cái gì nói thật trần húc hiện tại thật sự có chút ít đã hối hận hắn lúc trước cũng không có dự liệu được chính mình ngay lúc đó tạm thích ứng kế sách sẽ cho cái thế giới này mang đến cái gì hoặc là nói hắn nói trước một thứ gì đó như vậy loại vật này thật giống như pandora cái hộp mở ra về sau phóng xuất ra rốt cuộc là cái gì nhưng là bây giờ lịch sử địa bánh xe đã không phải là trần húc có thể ngăn cản được rồi hắn mở ra pandora cái hộp muốn có cái này giác ngộ ta lập lại một lần trần Húc đối với ích tổ chức người liên hệ nói như vậy chúng ta địa nghiên cứu là vì nhân loại sau này mà thực sự không phải là vì thỏa mãn chính mình hoặc là cái nào đó chính thể tư dục nếu như quý sắp loại này nghiên cứu kết quả đưa lên tại chiến tranh hoặc là dùng cho vô nhân đạo thí nghiệm như vậy tệ tổ chức cũng đem áp dụng hành động thậm chí không tiếc vận dụng lực uy hiếp vũ khí Trần Húc theo như lời lực uy hiếp vũ khí chỉ đúng là hắn lúc ấy mông đám người kia vệ tinh laser vũ khí, lúc ấy hắn phải dựa vào lấy cái này hư cấu địa vệ tinh laser vũ khí. Do đó hù đến ích tổ chức địa người, khiến cho được song phương địa vị lập tức đảo ngược, ích tổ chức địa người căn vốn không nghĩ tới hắn tại sao phải đột nhiên nói những lời này, tại sao phải đột nhiên nhớ lại một câu uy hiếp. Bọn hắn chỉ có thể rất nghi hoặc hồi đáp, xin ngài yên tâm, chúng ta cũng có chính mình địa đạo, mà nói đức điểm mấu chốt chúng ta thí nghiệm người đều là tự nguyện hơn nữa chúng ta cũng sẽ không biết đem có hại nghiên cứu sản phẩm dùng cho nhân loại trên người trước đó chúng ta đều là sử dụng động vật tiến hành thí nghiệm an toàn về sau lại dùng tại nhân thể chúng ta phi thường tôn trọng nhân quyền hơn nữa chúng ta cũng chán ghét chiến tranh trần húc đối với ích tổ chức ấn tượng rất phức tạp bọn họ là một cái trở ngại thế giới khoa học kỹ thuật tự do phát triển tổ chức nhưng đồng thời bọn hắn cũng là một cái giữ gìn người bất cứ chuyện gì đều là có hai mặt đấy Lần trước cùng quản dịch các nàng nói chuyện phiếm thời điểm Trần Húc cũng càng tiến một bước nhận thức đến cái thế giới này đối với lợi ích truy đuổi tàn khốc, thậm chí có thể nói, chỉ cần ích tổ chức đưa bọn chúng trên tay rất nhiều nghiên cứu thành quả lấy ra, cái kia đích thật là đủ để đem toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật tiến trình trọn vẹn sớm 10 năm thậm chí là 20 năm. Mà như vậy, ích tổ chức cũng thực sự không phải là không có lợi ích, trái lại chính là, ích lợi của bọn hắn ngược lại lớn nhất. Nhưng là bọn hắn vì giữ gìn cái thế giới này khoa học kỹ thuật có quy luật tính phát triển, cũng không có làm như vậy Theo điểm này đi lên nói Trần Húc đối với bọn hắn vẫn tương đối có hảo cảm đấy Tuy nhiên bọn hắn đối với những cái kia Không nghe lời ra hỏa áp dụng đích thủ đoạn Rất qua kích Nhưng có đôi khi Trần Húc khó tránh khỏi sẽ nhớ Nếu như khoa học kỹ thuật thật sự Xa vào đến một cái phi thường đáng sợ Phi tốc phát triển hoàn cảnh Hình như là nhị chiến World War 2 Cùng với chiến tranh lạnh thời kỳ như vậy Thậm chí so lúc kia đáng sợ hơn Bởi vì rất nhiều kỹ thuật cũng đã sắp hoặc là đã đạt đến bình cảnh mà ở vào đổi mới thời khắc thế nhưng mà một khi thay đổi triều đại như vậy đối với toàn bộ thế giới kinh tế khoa học kỹ thuật đã kích là phi thường to lớn đấy đơn giản đánh cho cách khác nói đúng là qua vô số lần nguồn năng lượng vấn đề ngẫm lại xem a à, nước mỹ hàng năm vì điểm này dầu mỏ phát ra bao nhiêu quân phí nếu như cái lúc này đánh cho cách khác trung quốc trung quốc đột nhiên phát minh ổn định khí có thể phương pháp sử dụng như vậy chẳng khác nào Trung Quốc tạp trụ toàn bộ thế giới nguồn năng lượng mạch máu như vậy kế tiếp đấy nhất định là một hồi chiến tranh trong mỹ tầm đó đều nói đánh không đó là bởi vì không có một cái nào chí mạng lợi ích xung đột đợi đến lúc lợi ích xung đột không thể điều hòa lúc trong mỹ tầm đó thế tất đem có một hồi siêu cấp đại chiến đã ích tổ chức nói bọn hắn không có làm Trần Húc cũng không thể lại hỏi tới rồi hỏi tới ngược lại sẽ lại để cho người cảm thấy có vấn đề bất quá Trần Húc trong nội tâm vẫn cảm thấy có một số việc không hề giống hắn chứng kiến đơn giản như vậy. Đáng tiếc chính là Trần Húc sinh hoạt kinh nghiệm hay vẫn là quá ít, có nhiều thứ. Không phải hắn cái này tuổi trẻ địa hài tử, bằng vào cái gọi là trí tuệ có thể nhìn thấu địa phương. Kinh nghiệm, kỳ thật tự là trí tuệ một bộ phận. Chuyện này Trần Húc tạm thời liền phóng hạ rồi, bởi vì xử lý đến bây giờ loại trình độ này đã không phải là hắn có thể lại cắm tay được rồi, hắn chỉ có thể lặng chờ tin tức. Đối với quân đội mà nói, chuyện này là một cái vô cùng đáng sợ chấn động. Bởi vì tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng, phương đông thần kiếm đại đội trưởng 3.000 người trang bị loại khả năng này sẽ để cho chiến sĩ được hai vết đáng sợ nước thuốc, cái này cho quân đội mang đến áp lực là vô cùng cường đại đấy. Phương đông thần kiếm đại đội trưởng tại biết rõ chuyện này về sau thiếu chút nữa tự sát tả tội. Bởi vì này loại nước thuốc là hắn dốc hết sức đề cử phương đông thần kiếm đại đội trưởng sử dụng địa phương. Bởi vì các chiến sĩ mỗi ngày cường độ cao huấn luyện thật sự là làm cho đau lòng người. Kỳ thật nói cho đúng là, loại này thể năng khôi phục dịch đã trải qua trùng trùng điệp điệp kiểm tra đo lường, có thể cho Phương Đông Thần Kiếm đại đội trưởng, đã nói lên đây là quân đội đã đã cho rằng hợp cách sản phẩm. Như vậy, đầu tiên tìm một chi quân đội tiến hành thí nghiệm xem hiệu quả cũng là tất nhiên đấy. Mà Phương Đông Thần Kiếm, cũng đích thật là phi thường có sức cạnh tranh đấy. Thế nhưng mà không nghĩ tới cầm trở lại dĩ nhiên là độc dược. Khó trách Phương Đông Thần Kiếm đại đội trưởng hội dưới sự kích động. Thiếu chút nữa tại chỗ rút súng tự sát khá tốt lúc ấy thì hành mệnh lệnh vài tên chiến sĩ trước khi đều đã làm tốt vạn toàn mà chuẩn bị, bởi vì vì bọn họ cũng là quân nhân, biết rõ rất nhiều quân nhân đều là nhiệt huyết, thẳng tính, cho nên tại đại đội trưởng rút súng lập tức tự chế phục hắn luôn rồi. Hơn nữa nói cho hắn biết, loại này thế năng khôi phục dịch nhất định phải trường kỳ sử dụng mới có thể đối với nhân thể tạo thành tổn thương, phương đông thần kiếm đại đội trưởng trang bị mới một tháng. Chắc có lẽ không có vấn đề, đương nhiên, hay là muốn tiến hành hệ thống kiểm tra mới có thể biết. May mắn chính là, khá tốt phát hiện sớm, căn cứ SMMS đặc biệt cung cấp kiểm tra thị đau sót hạt tế bào phương pháp. 3.000 tên phương đông thần kiếm địa chiến sĩ may mà không có có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì này lần Trần Húc ngay tại phương đông thần kiếm trụ sở huấn luyện chính giữa huấn luyện. Hơn nữa lúc này đây, mặc dù nói là SMMS phát hiện nước thuốc chính giữa địa trí mạng nhân tố. Nhưng là trước phát giác nước thuốc không đúng đích thật là Trần Húc. Nếu như không là vì Trần Húc cái kia như thần đến một số địa đau bụng, đến bây giờ các chiến sĩ vẫn còn ngốc không sướng sở cơ đem độc dược đem làm bảo bối đây này. Cho nên tại vương huấn luyện viên dưới sự dẫn dắt, Phương Đông Thần kiếm đại đội trưởng cùng vài tên đội phó đến đây trụ sở huấn luyện, đối với Trần Húc ở trước mặt nói lời cảm tạ. Tiểu Trần đồng chí, lúc này đây nếu như không phải ngươi, còn có thầy của ngươi, chúng ta toàn bộ Phương Đông Thần kiếm 3.000 huynh đệ tỉ muội tựu xong đời. Nếu đột nhiên được hai vết, chúng ta những thứ không nói khác, có ra có việc đi trở về cũng không tốt cùng người yêu của mình bàn giao, nhắn nhủ. Cho nên, thỉnh tiếp nhận chúng ta cúi chào, đồng loạt một loạt chào theo nghi thức quân đội đạt tôn kính, cảm tạ duy nhất phương pháp. Trần Húc dầu gì cũng là luyện qua, rất dứt khoát trở về một cái chào theo nghi thức quân đội. Đại đội trưởng lôi kéo Trần Húc tay nói, "Tiểu Trần, lần này thật là may mắn mà có ngươi rồi. Xem ra ta đời này chính xác nhất một cái quyết sách tựu là cho ngươi mở cái này cửa sau à. Hơn nữa ta nghe lão Vương nói, biểu hiện của ngươi rất không tồi, là vậy mới tốt chứ. Ngươi cái này tình, chúng ta những này đem làm đại binh không biết như thế nào mới có thể còn. Chúng ta phương đông thần kiếm, là có kỷ luật đấy. Chúng ta không có khả năng dùng chính thức hình thức đến trợ giúp ngươi cái gì. Nhưng là, tiểu trần đồng chí, ta nghe bọn hắn nói, người bây giờ rất cần bảo tiêu vậy sao? Gặp trần húc gật gật đầu, đại đội trưởng tự nói, chúng ta có một ít suất ngũ lão binh, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi đánh gọi điện thoại, bọn hắn có ít người hiện tại vừa vặn cũng không có việc gì làm. Trần Húc con mắt sáng ngời, phương đông thần kiếm xuất ngũ lão binh. Cái này nhưng đều là tinh anh chính giữa tinh anh à. Tuy nhiên tuổi đã qua đỉnh phong kỳ, nhưng là kinh nghiệm xác thực vô cùng phong phú đấy. Đã có người như vậy làm hộ vệ, cái kia có thể chính là một cái rất lớn bảo đảm à. Trần Húc người này trước sau như một không thích hiệu quả và lợi ích hóa, như loại này nước thuốc sự tình đã hắn gặp, hỗ trợ đó là khẳng định đấy nhưng là hắn cũng không muốn lấy muốn bọn này đại binh nhóm, đám bọn họ qua lại báo, nhưng là đột nhiên đạt được cái này niềm vui ngoài ý muốn. Trần Húc cảm thấy, người tốt muốn thường làm, có tốt báo đấy. Lúc này đây nước thuốc phong ba tạm thời dẹp loạn dưới đi, bởi vì căn cứ điều tra, cái này thể năng khôi phục dịch cũng không phải cái nào đó nhà khoa học nhất thời cao hứng kết quả, mà là đang rất sớm trước kia. Đủ để ngược dòng tìm hiểu đến văn cách sau đích cái kia đoạn thời kỳ, là quân đội trọng yếu một cái nghiên cứu hạng mục, trong đó không riêng gì thể năng khôi phục, đồng dạng còn có dinh dưỡng nhanh chóng bổ sung, hiệu quả nhanh cầm máu sinh cơ, bộ phận gây tê chờ chờ một loạt sản phẩm. Chỉ là những này sản phẩm nghiên cứu cũng không dễ dàng, mãi cho đến gần đây, thể năng khôi phục dịch mới có trọng đại đột phá. Vô luận là thành phẩm hay vẫn là kỹ thuật, nhưng là tại đột phá trên miệng, Trần Húc cũng làm cho người đi đã điều tra, điều tra kết quả là bởi vì một quyển sách nước ngoài quyền uy trên tạp chí luận văn. Gia tốc nhân thể cấu chuyên đau sót tuần hoàn giảm bớt nhân thể mệt nhọc, tuyên bố người v D. Smith, Harvard Viện Y học nổi tiếng giáo sư. Đây là trùng hợp còn là vì vậy Smith cũng là nghiên cứu thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa một thành viên. Có thể Trần Húc hỏi ích tổ chức, ích tổ chức tỏ vẻ Smith giáo sư thực sự không phải là tổ chức một thành viên, mà cái kia phần luận văn, Trần Húc nhìn, phát biểu thời gian là tại một năm trước, lúc kia mình mới vừa mới đạt được tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính, còn không có có gặp được ích tổ chức. Nói cách khác, cái này Smith hẳn là sạch sẽ đấy phần này luận văn tại quốc tế học thuật giới đưa tới mạnh phi thường chấn động, nhưng là đối với người bình thường mà nói căn bản là giải không được loại này nghiên cứu ý nghĩa. Mà đối với quân đội mà nói, phần này luận văn cũng là một phần băng giúp những này nghiên cứu các chuyên gia rửa sạch hiểm nghi tác phẩm, bởi vì này phần luận văn ủng hộ độ phi thường cao, thông qua rất nhiều nghiên cứu số liệu cho thấy loại phương pháp này đối với nhân thể là hoàn toàn vô hại. Cho nên rất nhiều tổ chức đều mượn nhờ phần này luận văn, đã bắt đầu đối với loại này rất nhanh khôi phục thể năng dược vật tiến hành nghiên cứu. Vì thế quân đội địa các chuyên gia còn phi thường khiêm tốn cố vấn SMMS, loại này rất nhanh khôi phục thể năng dược vật có hay không không tác dụng phụ khả năng bị quốc gia khác đi đầu nghiên cứu ra đến, đáp án dĩ nhiên là không có khả năng, bởi vì phàm là căn cứ vào gia tốc nhân thể cấu chuyên đau sót tuần hoàn. ức chế axit lactic bài tiết địa dược vật đều muốn hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến thị đau sót hạt tế bào. Cho nên loại này nghiên cứu là nhất định không có có kết quả đấy. Nhưng là lúc ấy còn không cách nào kiểm tra ra loại này nghiên cứu cường đại tác dụng phụ. Nếu không, người cho rằng thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính là như vậy đơn giản. Cái kia hủy diệt rồi gần hai đời nhà khoa học suốt đời tinh lực à. Bất quá trải qua cái này khởi sự kiện về sau, Trần Húc cũng không cần một người ổ tại cái đó trụ sở huấn luyện chính giữa cô độc huấn luyện rồi, hắn bị đặc phê có thể cùng Phương Đông Thần Kiếm các chiến sĩ cùng nhau huấn luyện. Vì vậy, tại Phương Đông Thần Kiếm đại đội trưởng chính giữa, xuất hiện một cái xem trắng trắng mềm mềm địa chàng trai kỳ thật huấn luyện phương thức đều là cơ bản giống nhau đấy nhưng là cùng nhiều người như vậy cùng nhau huấn luyện cảm giác lập tức tự không giống với lúc trước nơi này là quân doanh nếu như nói trên cái thế giới này còn có chỗ nào không có bị táo bạo xã hội hoàn cảnh chỗ ô nhiễm vậy cũng chỉ có quân doanh rồi tuy nhiên tại quân doanh chính giữa cũng có cùng loại với binh lính càn quấy một loại đấy nhưng là cái đó sợ sẽ là binh lính càn quấy đã đến trong quân doanh, là long ngươi được bàn lấy. Là hồ cũng phải đang nằm, thiết địa kỷ luật mang đến chính là làm bằng sắt địa doanh trải quân đội nước chảy binh, quân doanh chính giữa bất kể là ai, không có bất kỳ đặc quyền. Hơn nữa, Trần Húc cùng bọn này Trung Quốc tinh nhuệ binh sĩ cùng một chỗ huấn luyện còn có một lớn nhất chỗ tốt. Kích phát Trần Húc lòng cầu tiến, người, là cần thông qua so sánh mới có thể phát giác chính mình chưa đủ đấy. Trần Húc tự là như thế, hơn nữa Trần Húc tiểu tử này có một cái phi thường đáng quý phẩm chất hắn không chịu thua, dù là đối mặt chính là Trung Quốc tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng một trong. Tinh nhuệ nhất địa quân nhân, Trần Húc cũng không chịu chịu thua. Đương nhiên, trên thực lực địa tranh lệch cũng không phải vẻ này không chịu thua chơi liều là có thể gần hơn đấy. Tại khảo thí chính giữa, Trần Húc phi thường vinh hạnh bài danh toàn bộ đội đếm ngược đệ nhất. Bất quá không có người hội xem thường cái này chàng trai. Ngược lại, phương đông thần kiếm đại đội trưởng địa 3.000 tướng sĩ, nhưng trong lòng thì một cái kính ở bồn chồn bởi vì vì bọn họ thấy được, Trần Húc dựa vào vẻ này không chịu thua chơi liều, mỗi ngày đều là sớm nhất lên, giấc ngủ của hắn thời gian so thường nhân ngắn thì nhiều, cũng là cuối cùng một cái đi ngủ, tại người khác cũng đã lúc nghỉ ngơi Trần Húc vẫn còn liều mạng huấn luyện. Một ngày như thế, hai ngày như thế, một tuần lễ như thế, một tháng như thế, thiên tài là cái gì? Thiên tài tựu là 99% mồ hôi tăng thêm 1% linh cảm. Nếu như là tại khoa học nghiên cứu bên trên, cái kia một phần trăm linh cảm khả năng so 99% mồ hôi đều muốn trọng yếu, nhưng là tại loại này sân huấn luyện bên trên. Một phần mồ hôi một phần thu hoạch, ngẫm lại A, à, đối với những cái kia tinh nhuệ đặc trùng quân nhân mà nói. Trần Húc chẳng khác gì là một một tân binh viên, một cái cửa bên ngoài Hán. Cái kia lại để cho một cái cửa bên ngoài Hán lấy được đếm ngược đệ nhất cái này kỳ thật cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Mà ngay cả lòng tự trọng siêu cường Trần Húc mình cũng không biết là cái này mất mặt chỉ là đây quả thật là kích phát hắn tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu động lực. Nhưng là đối với phương đông thần kiếm đại đội trưởng 3.000 tướng sĩ mà nói cái này có thể tự không đơn giản như vậy. Thắng Trần Húc, có lẽ, nói nhảm, các ngươi là Trung Quốc tinh nhuệ nhất quân nhân, liền một cái con nít chưa mọc lông tử đều không thắng được, dứt khoát xéo đi về nhà A. À. Có thể nếu bị thua, vậy thì như lời vừa mới nói, cho dù không xéo đi về nhà, đó cũng là sỉ nhục à. Có thể thật sự vẫn thua không được sao, thật sự rất khó nói. Trần Húc vừa mới tiến phương Đông Thần Kiếm Đại đội trưởng lần thứ nhất khảo thí, tại nhất trực quan khảo sát thể năng hạng mục chính giữa, phụ trọng chạy Việt giã trong trận đấu, đem làm phương Đông Thần Kiếm Đại đội trưởng tất cả mọi người sau khi tới nửa giờ, Trần Húc lúc này mới hồng hộc đến điểm cuối. Mà ở một tuần lễ về sau lần thứ hai khảo thí chính giữa, lúc này rút ngắn suốt 5 phút đồng hồ. Lần thứ ba, kém 20 phút, mọi người hai mặt nhìn nhau, khá tốt Trần Húc huấn luyện thời gian chỉ có 3 tháng, nếu không thật muốn bị hắn đuổi kịp và vượt qua đi qua, vậy người này tựu ném lớn hơn. Cho nên, ngẫu nhiên cũng sẽ biết lười biếng các chiến sĩ cũng gấp rút huấn luyện, điểm này, vài tên đại đội trưởng, đội phó cùng các giáo quan nhìn ở trong mắt, trong nội tâm đều là một hồi buồn cười. Mà ở những này huấn luyện hạng mục chính giữa, để cho nhất người giật mình đúng là Trần Húc chiến đấu kỹ xảo rồi. Một đệ tử, nhiều nhất thì ra là cầm khối cục gạch hoặc là để cái chai bia ỉ vào sự tàn nhẫn lấy người ca bên trên một khung tối đa cũng cũng có chút vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến khí khái. Nhưng là Trần Húc chiến đấu kỹ xảo rất rõ ràng là luyện qua đấy. Hơn nữa, hắn thủ pháp xuất từ ở quân đội địa chiến đấu kỹ. Trần Húc tự là cùng độc nhãn huấn luyện viên luyện ra được à. Cái kia quân đội chiến đấu kỹ, ngắn gọn, công kích trực tiếp đối phương trí mạng vị trí, chủ yếu tác dụng tự là trong thời gian ngắn nhất giết chết hoặc là chế ngự, đồng phục đối thủ. Vô luận toàn bộ thế giới quốc gia nào địa quân đội chiến đấu kỹ đều là như thế, tuyệt đối không có bất kỳ sức tưởng tượng đấy. Mà Trần Húc, ngoại trừ thân thể của hắn điều kiện kém một chút, dùng vương huấn luyện viên mà nói, chính là của hắn nắm đấm không đủ mạnh, kháng đả kích năng lực không đủ cường. Nhưng là tại hắn phương pháp của hắn, Trần Húc cho dù so lão các chiến sĩ tranh lệch, thế nhưng không có kém hơn quá nhiều. Cái này không thể không khiến toàn bộ phương đông thần kiếm đại đội trưởng chật chật ngạc nhiên rồi. Hơn nữa, đây cũng là Trần Húc tại phương đông thần kiếm đại đội trưởng chính giữa, vì số không nhiều có thể chiến thắng địa hạng mục một, một trong nhớ rõ lần thứ nhất giáo trần húc chiến đấu kỹ xảo thời điểm lúc ấy đi lên cùng trần húc luận bàn cái kia tên chiến sĩ bị trần húc một cái xinh đẹp bắt chế ngự đồng phục thời điểm cả cái đại đội kinh hãi ánh mắt lúc kia nếu cầm cái cây chổi quét quét đoán chừng có thể quét ra trên đất ánh mắt đến sau đó tên kia chiến sĩ bị bọn chiến hữu trêu ghẹo thật lâu không khỏi cười mắng tên tiểu tử này thật sự quá không hiền hậu lão tử nào biết được hắn là cái luyện qua đấy nhưng là kế tiếp cũng không sao người chê cười tên kia chiến sĩ rồi tại toàn bộ đội địa luận võ giải thi đấu lên trần húc mười chiến bốn thắng sáu bại tuy nhiên không thể phủ nhận trần húc chiến thắng nguyên nhân có tương đương một phần là bởi vì vì người khác xem niên kỷ của hắn tiểu phản đối hắn ra tay độc ác nhưng là cái thành tích này cũng đủ làm cho người rung động rồi còn có một là được súng ống trần húc thương đùa coi như không tệ đấy điểm này sau trần húc chiến đấu kỹ xảo càng làm cho người kinh ngạc bởi vì chiến đấu kỹ hiếu học à tối thiểu có một nhân giáo là được rồi nhưng là thương pháp đâu này trung quốc dân chúng bình thường đừng nói dân chúng rồi mà ngay cả cảnh sát cả đời có mấy lần sở thương cơ hội nổ súng có thể trần húc tiểu tử này bất kể là không sáu thức súng ngắn hay vẫn là không năm sự suy thoái sông đùa không thể so với bình thường chiến sĩ phải kém phải biết rằng ủng có một thanh thương cơ hồ là từng nam hài tử trong lòng mộc trần húc tuy nhiên trong hiện thực làm không đến thương chỉ hợp pháp nhưng là tại giả thuyết ảo cảnh trong hắn sao có thể chưa đủ thoáng một phát chính mình địa dục vọng. Tăng thêm còn có độc nhãn huấn luyện viên địa tài bồi. Theo hủy đi thương đến xạ kích, Trần Húc tối thiểu có một vận động viên trình độ. Chính thức cầm thương chiến đấu, hắn khả năng còn không được, nhưng này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đừng nói thương rồi, cho dù cho hắn một cỗ xe tăng Trần Húc hiện tại cũng có thể khai chạy. Máy bay chiến đấu còn kém điểm, Trần Húc tại giả thuyết ảo cảnh trong ngã chết vài chục lần ngã phát nổ giá trị trên trăm ước đô la địa máy bay chiến đấu, ngã sợ, tạm thời còn không có dám cẩn thận đi huấn luyện. Bởi vì phải biết rằng, mỗi lần từ phía trên bên trên té xuống địa thời điểm, cái kia chân thật mất trọng lượng cảm giác, còn có ngã chết hơn nữa máy bay bạo tạc trong tích tắc, đầy đủ lại để cho Trần Húc khó chịu vài ngày. Nếu như nói trước khi tiếp nhận Trần Húc hay vẫn là căn cứ một loại báo ân tâm tư, như vậy hiện tại Trần Húc thông qua cố gắng của mình, thực lực của mình, giúp hắn thắng được tôn trọng của người khác, tối thiểu hiện tại, phương đông thần kiếm đại đội trưởng các chiến sĩ đã không lo Trần Húc là cái người ngoài, mà khi hắn là chiến hữu chiến hữu cái từ này, có thể không phải người bình thường có thể được, có thể được gọi là chiến hữu đã nói lên những này các chiến sĩ đã thừa nhận Trần Húc thực lực. Thừa nhận hắn là phương đông thần kiếm đại đội trưởng chính giữa một thành viên. Đây không phải là thường khó được đấy, ba tháng thời gian, nói trường thật sự không dài, rất nhanh đã trôi qua rồi. Ngay tại Trần Húc huấn luyện chấm dứt lúc, Phương Đông Thần Kiếm Đại đội trưởng các chiến sĩ chuyên môn cho hắn mở một cái ngắn gọn cáo biệt tiệc tối. Cái này lại để cho Trần Húc rõ ràng cảm nhận được quân doanh chính giữa chiến hữu tầm đó cái loại này đặc thù tình cảm. Mà khi Trần Húc ly khai quân doanh thời điểm, lồng ngực của hắn trên quần áo theo một cái dấu hiệu. Một thanh lợi kiếm, sau lưng là Trung Quốc địa đồ, mà ở lợi kiếm phía trên có bốn cái anh văn viết tắt DFSJ. Phương Đông Thần Kiếm tiêu chí CF-079 Hào M Diameter Súng Ngắn đây là của ngươi này cầm thương giấy phép. Chứng kiến Hoàng An Bình mỉm cười đưa qua một bả màu đen súng ngắn còn có một sách vở thời điểm, Trần Húc cao mày nói, ta muốn vật này làm gì vậy? Đương nhiên là phòng thân, người bây giờ thân phận đặc thù, có đem thương an toàn một ít. Đây chính là phương đông thần kiếm đại đội trưởng người bảo đảm ban phát cầm thương giấy phép, ngay cả ta đều làm không đến thứ tốt à. Người yên tâm, chỉ cần có người muốn tra thương của ngươi, người đem giấy phép lộ ra đến, trên cơ bản có thể dọa mất bọn hắn nửa cái mạng. Hoàng An Bình cười nói, còn có à, ta thật sự không nghĩ tới, người đến đâu ở đâu gặp chuyện không may, bất quá lần này Phương Đông Thần kiếm toàn thể cao thấp thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Chật chật, 30 tên xuất ngũ bộ đội đặc chủng binh sĩ à, trong đó hơn phân nửa là chơi qua Việt Nam chiến trường, từ đội trưởng một chiếc điện thoại, bọn hắn sẽ cùng ý đảm đương hộ vệ của ngươi, căn bản không đề cập tới tiền lương sự tình. Ta đã an bài 8 người đến hợp hiệp đại học đem làm bảo an, đây là tư liệu của bọn hắn, đi trở về ngươi có thể theo chân bọn họ liên hệ. Trần Húc có chút giờ khóc giờ cười, tám gã chơi qua Việt Nam chiến trường phương đông thần kiếm tinh anh chiến sĩ đi hợp hiệp đại học đem làm bảo an. Tốt nha, chỉ sợ không có cái nào đại học bảo an so hợp hiệp đại mạnh hơn. Hoàn toàn chính xác, mặt mũi của mình thật sự là to đến không hợp thói thường rồi. Hoàng An Bình trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, còn lại những này nha, ta tự nhiên cũng không thể buông tha, hắc hắc, dịch thủy hàn chỗ đó phái đi 12 tên, Tự chính mình lưu lại 10 tên, ai, an toàn của ta cũng rất trọng yếu à. Bất quá đa tạ ngươi, không là ngươi, như vậy cấp chiến sĩ khác ta căn bản thỉnh không đến. Người ta liền cha ta mặt mũi đều không để cho, chớ nói chi là của ta. Nhìn xem Trần Húc biểu lộ có chút bất mãn, Hoàng An Bình liên tục khoát tay, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta không phải lợi dụng ngươi. Chỉ là, ngươi xem một chút đi, những tài liệu này. Ta như vậy nói với ngươi, nói cho người hay, Trung Quốc tồn tại rất nghiêm trọng suốt ngũ quân nhân lại có nghiệp vấn đề. N, kỳ thật không riêng gì Trung Quốc, quốc gia khác cũng thế. Người phải biết rằng quân doanh là một cái cùng xã hội tách rời địa phương, xã hội bây giờ phát triển tốc độ nhanh như vậy, tại trong quân doanh ngây người vài năm sau đi ra chỉ sợ trở lại quê quán đều không nhất định có thể tìm được nhà mình ở đâu rồi. Hơn nữa những quân nhân này tương đối mà nói văn hóa trình độ muốn thấp một ít, người phải biết rằng, đầu năm nay sinh viên đều rất khó tìm đến công tác cho nên rất nhiều quân nhân chỉ có thể lợi dụng thân thể của mình ưu thế đi tìm một ít cùng loại với bảo an sống. Có chút lão binh chơi qua chiến trường đấy, trong thân thể khả năng còn có chút mảnh đạn, hoặc là trọng thương, cuộc sống của bọn hắn qua địa thật sự rất vất vả. Cái kia 10 vị chiến sĩ, đi vào ta cái này, một mặt là bởi vì người tình, một mặt là bởi vì ta khai giá cao. Đầy đủ nuôi sống người nhà của bọn hắn, còn có nhiều gia tiến đi chiếu cố những cái kia tàn tật chiến hữu, thậm chí là chết đi chiến hữu gia thuộc người nhà. Hắn vừa nói như vậy, Trần Húc cũng sừng sốt, đối với phương diện này, hắn thật sự không biết. Hoàng An Bình xem hắn một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dạng. Thở dài, tiểu Trần đồng học à, người với tư cách SMMS đồ đệ. Tự đã chú định ngươi cả đời này đem không phải người bình thường rồi. Như vậy của ngươi ánh mắt, không thể gần kề cực hạn tại máy vi tính phương diện một khối, đối ngươi như vậy phát triển là không có bất kỳ chỗ tốt địa phương. Ta thẳng thắn nói cho ngươi, những này phương đông thần kiếm xuất ngũ về sau chiến sĩ, hỗn được tốt, thì ra là ngay tại chỗ người võ bộ như vậy địa phương hỗn cái chức quan nhàn tản, xuất ngũ quân nhân mặc dù có phụ cấp, nhưng là dù sao những số tiền kia quá ít quá ít. Hơn nữa rất nhiều chiến sĩ trên người đều có thương, điểm nhẹ trong thân thể có mấy cái không có lấy ra mảnh đạn. Trọng đấy, có ít người đã bị chết, nhưng là bọn hắn thân thuộc còn sống. Mà có chút chiến sĩ, thân thể cũng đã không hoàn toàn rồi, bọn hắn những cái kia lão chiến hữu tầm đó, lẫn nhau tựu là dựa vào giúp nhau đến đỡ sống qua cuộc sống của bọn hắn điều kiện kỳ thật cũng không được tốt lắm dù sao quốc gia địa lực lượng có hạn hơn nữa hiện tại quân nhân địa địa vị cũng không cao đoạn thời gian trước siêu nữ cùng quân nhân sự kiện ngươi biết a à. nhưng thật ra là một gã cảnh sát vũ trang tại một tòa nhà lớn làm bảo an sau đó một cái siêu nữ muốn vào building địa thời điểm bị cảnh sát vũ trang ngăn lại làm cho nàng đưa ra giấy chứng nhận cái kia siêu nữ không mang có thể chẳng những không nên đi vào còn mắng tên kia chiến sĩ là chó giữ nhà, thậm chí muốn động thủ đánh tên kia chiến sĩ. Cái kia cái chiến sĩ khó thở phía dưới đẩy nàng một bả, vừa vặn đem mặt đụng vào trên mặt đất rồi, kết quả về sau hay là muốn tên kia tiểu chiến sĩ đi theo siêu nữ xin lỗi. Có chuyện như vậy, 07 năm tháng 6 28 số, nơi này có báo chí, hiện tại trên mạng nhau nhau địa xôn xao, bất quá bình luận trên cơ bản đều là ủng hộ chúng ta nhân dân đội quân con em đấy. Trần hút con mắt híp mắt một cái siêu nữ cũng dám như vậy càn rỡ rồi hả? Cũng chỉ có các nàng dám càn rỡ. Hoàng An Bình trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lang xê đi lên, không có điểm căn cơ, cũng không có điểm giác ngộ. Đương nhiên, cũng không có văn hóa, cái kia siêu nữ lại vẫn dám đánh cái kia tiểu chiến sĩ, chẳng lẽ nàng không biết, những cái kia chiến sĩ luyện phản tập kích chiêu thức đều là hạ tử thủ hay sao? Nàng còn thật không sợ chết, hư, lời nói thật nói, chúng ta thế hệ này thái tử đảng, tổ tông trên cơ bản đều là do binh, cho nên trong nhà căn bản quản giáo chúng ta không thể vong bản, cái đó sợ chính là một cái bình thường tiểu binh sĩ, chúng ta đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Chỉ có những cái kia không hiểu chuyện, cho là có một chút danh khí tựu cho là mình cao cao tại thượng ngu xuẩn mới có thể làm loại chuyện này. Cái kia về sau đâu này, cái kia tiểu siêu nữ cũng coi như có chút danh khí, bách tại áp lực, vị kia cảnh sát vũ trang chiến sĩ đi xin lỗi rồi. Còn có hay không thiên lý, Trần Húc một vỗ bàn, cố gắng hừng hực, chính cô ta không mang giấy chứng nhận, người ta chiến sĩ là làm như vậy hoàn toàn chính xác đấy. Đừng nói một ít tiểu siêu nữ, cho dù quân đội tổng tư lệnh cũng phải cầm giấy chứng nhận đi ra. Lại vẫn lại để cho chiến sĩ đi xin lỗi. Đương nhiên không phải, người đừng kích động. Hoàng An Bình cười nói, ta nói rồi, chỉ có cái loại này ngu xuẩn mới có thể đi gây quân nhân. Chuyện này lúc ấy náo vô cùng đại, khi đó người chính đang chuẩn bị đi Dubai, đoán chừng không sao cả chú ý những này trên mạng tin tức đem làm tên kia chiến sĩ xin lỗi về sau đưa tới sóng to gió lớn, về sau Hồ Nam Cảnh sát Phố Trang Trung đoàn biết rõ việc này về sau khí lợi hại, nghiêm túc phê bình vì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không đem sự tình náo đại mang cái kia tiểu chiến sĩ đi xin lỗi trung đội trưởng, cho người này tiểu chiến sĩ đại lực khen ngợi, hơn nữa nghiêm khắc thương lượng quảng điện tổng cục, muốn bọn hắn cho chuyện này một cái công đạo. Hừ, ta tự đã từng nói qua, cái kia siêu nữ là ngu xuẩn. Quân đội là bọn hắn chọc được nổi đấy sao? Quân đội cường ngạnh thái độ một lấy ra, cái kia siêu nữ chỉ có thể ngoan ngoãn đến xin lỗi, nhưng là nàng cả đời này cũng cứ như vậy rồi, về sau nàng đã chú định cũng chỉ có thể tại ngành giải trí bên trong tiểu đà tiểu nháo, hừ, cái này hay vẫn là quân đội hạ thủ lưu tình rồi, không có cùng nàng như vậy so đo. Biết rõ tin tức này, Trần Húc tâm tình khá hơn một chút, nhưng là sắc mặt hay vẫn là bình tĩnh. Được rồi, xem nét mặt của ngươi, trên cơ bản ngươi tự muốn nói cái gì công bình cùng không công bình các loại rồi hay vẫn là tuổi còn rất trẻ à, trên cái thế giới này nào có tuyệt đối công bình. Trần Húc vốn là nắm chặt nắm đấm, nhưng là nghe được hắn lời này về sau cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta muốn các người bọn này quan to đệ tử một bữa cơm biệt tiến tựu đầy đủ bọn hắn một năm chi tiêu rồi, không phải sao. Hoàng An Bình không có đã bị Trần Húc trong lời nói đâm ảnh hưởng, hay vẫn là cái dạng kia, nhạt cười nhạt nói, người nói không sai, ta cũng thừa nhận, cho nên cái này là một loại không công bình, nhưng là người biết chúng ta một bữa cơm có thể sáng tạo bao nhiêu giá trị quyền tiến giao dịch người châu á địa tập tục tụ là tại lúc ăn cơm giải quyết rất nhiều vấn đề a à, người không chỉ nói tiền này đến tặng bẩn đây là hiện tại thân thể to lớn xu thế nhưng nói thực ra đối với những cái kia xuất ngũ quân nhân nếu như ta biết rõ khả năng giúp đỡ ta đây cũng sẽ biết băng giúp một ít đấy trần húc lựa chọn mí mắt bố thí không phải bố thí hoàng an bình sắc mặt lần thứ nhất nghiêm túc ta tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng là trong nội tâm của ta nhưng cũng là nắm chắc tuyến đấy. Gia gia của ta tựu là quân nhân, cho nên ngươi không cần hoài nghi ta đối với quân nhân tôn kính. Lần đầu tiên nghe được Hoàng An Bình nói như vậy, Trần Húc ách thoáng một phát, thở dài, ta muốn giúp bọn hắn làm mấy thứ gì đó, ta tốt xấu coi như là nửa một quân nhân. Nghe được ngươi nói địa những này, trong nội tâm của ta thật sự không dễ chịu. Hoàng An Bình biết rõ bọn hắn chỉ chính là ai, thở dài nói, được rồi. Ngươi muốn như thế nào băng giúp, cải thiện bọn hắn địa sinh hoạt. Đúng vậy, Trần Húc gật đầu, ta hiện tại có tiền, hơn nữa ta không biết nên xài như thế nào tiến. Không phải chó dại khắc tinh, tiền kia là cha ta đấy. Nhưng là ngươi phải biết rằng, ba biệt tháp phiên dịch ra có 5% công ty cổ phần là của ta. a à, lão sư cho ta đấy, tuy nhiên chỉ có 5%, nhưng là phiên dịch ra bán hồng như vậy hỏa, 5% tiến cũng không ít. Hoàng An bình giật mình mà nói, Người có bà biệt tháp phiên dịch ra 5% công ty cổ phần. Kỳ thật Trần Húc có 95%, mặt khác 5% là dịch thủy hàn đấy. Bởi vì từ lúc phiên dịch ra đưa ra thị trường trước khi dịch thủy hàn tự thu mua s công ty chính giữa, Cisco System Company công ty chiếm đoạt địa 45% công ty cổ phần. Bởi vì lúc ấy Cisco System Company công ty chỉ dùng 3.000 vạn đô la tự chiếm được nhiều như vậy cổ, hơn nữa công ty cũng không có đưa ra thị trường. Nhưng là như vậy một cái đẻ trứng địa kim kê sao có thể tùy tiện lại để cho công ty ngoại quốc chiếm đâu này. Lúc trước Cisco System Company công ty gia nhập liên minh bất quá chỉ là vì băng, giúp dịch thủy hàn tạo thế, lời nói khó nghe lời nói, hiện tại bọn hắn địa giá trị lợi dụng đã đã xong. Hơn nữa Cisco System Company công ty làm như vậy cũng là bởi vì ích tổ chức bày mưu đặt kế, huống chi cái lúc này ba biệt tháp phiên dịch ra còn chưa có đi ra, S công ty lợi nhuận hạng mục cũng rất thông thường. Tuy nhiên Trần Húc không muốn bạo lộ đến dưới ánh mặt trời, nhưng là hiện tại đã đến không bạo lộ không được tình trạng rồi, một cái đồ đệ thân phận cũng có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tối thiểu, hiện tại Trần Húc có thể cho là mình bố trí một cái quang minh chính đại lý do, đem SMMS tiễn lấy ra dùng. Bằng không thì những số tiền kia đặt ở nơi nào chờ sinh nấm mốc sao. Nhưng là tại Hoàng An Bình trong mắt, Trần Húc chiêu thức ấy tự vô cùng lại để cho hắn giật mình rồi. Bởi vì hắn không nghĩ tới SMMS hội hào phóng đến trình độ này, 5%, thì ra là cùng dịch hủy hàn giống như đúc, này bằng với là tặng không đấy. Cái này rất đúng bao nhiêu tiền à? Trần Húc mặc dù nói hắn cũng tham dự ba biệt tháp phiên dịch ra khai phát, nhưng là hắn có thể làm ra điểm cái gì đó đi ra. Cái này cho 5%, Hoàng An Bình cảm thấy cái này SMMS thật giống như thần long đồng dạng, giấu ở mây mù chính giữa, như thế nào đều nhìn không thấu. 5% là rất lớn một món tiền, bất quá người có chứng minh sao? Hiện tại quản sổ sách thế nhưng mà dịch thủy hàn, hắn có thừa nhận hay không? Trần Húc nở nụ cười, dịch thủy hàn đã sớm thừa nhận qua đấy. Không thể không nói dịch thủy hàn người này hay là thật phi thường có nguyên tắc, Trần Húc dùng SMS thân phận nói với hắn thoáng một phát, hắn lập tức đáp ứng, nhiều như vậy tiến, hắn vậy mà một chút cũng không tham. Có tiền tựu dễ làm sự tình rồi, đầu năm nay có đôi khi là tiến không phải vấn đề gì, vấn đề là không có tiến. Hoàng An Bình khiếp sợ về sau rất nhanh khôi phục lại, cười nói, thành lập cái hội ngân sách như thế nào. Nhằm vào quân nhân, người muốn không có thời gian tự giao cho ta, thủ hạ ta có người đặc biệt mới, đương nhiên, ta cũng sẽ biết bỏ tiền, bất quá khẳng định với người không so được. Nhưng cũng sẽ không biết quá ít, ta ngay cả tiến thêm kỹ thuật ủng hộ nhập cổ phần. Người nói một chút à, người ý định lấy ra bao nhiêu? Trần Húc nghĩ nghĩ, kế tính toán một cái ba biệt tháp phiên dịch ra thu nhập tình huống, vươn hai ngón tay hai nghìn vạn, Hoàng An bình tự nhiên biết rõ Trần Húc đơn vị không phải trăm vạn, hai trăm vạn. Lời nói khó nghe chìa xuống đất, lời nói hai vạn trăm bây giờ đang ở thành phố lớn liền một phòng nhỏ cũng mua không nổi, lấy ra không mất mặt sao? Hai nghìn vạn, không nhiều lắm cũng không ít, hội ngân sách nha. Bước đầu tiên thành lập thời điểm luôn muốn từng bước một đến đấy. Không, Trần Húc lắc đầu, hai trăm triệu đô la. Phốc, Hoàng An yên ổn nước miếng phun tới, hai trăm triệu đô la. Cái này trên cơ bản ngay tại lúc này ba biệt tháp phiên dịch ra tại U Mỹ phát đạt quốc gia dùng 5.000 đô la giá cả bán ra khấu trừ đi thu thuế về sau, 5% toàn bộ rồi. Dù sao ba biệt tháp phiên dịch ra 5.000 đô la giá thật sự là đoạt tiền, nước ngoài tuy nhiên phi thường cần loại này nguyễn kiệt, nhưng là bọn hắn cũng không cam chịu tâm tiền của mình không công bị người châu Á cho kiếm đi. Hơn nữa có một ít ngoại quốc chính phủ tại quấy phá. Ngẫm lại a à, cái này rất bình thường, một bộ phiên dịch ra 5.000 đô la, một vạn bộ đồ tựu là 5.000 vạn, 10 vạn bộ đồ tựu là trọn vẹn 500 triệu. Tính toán đơn vị hay vẫn là đô la, 10 vạn bộ đồ, như vậy nguyễn kiện bất kỳ một cái nào quốc gia bán đi 100 vạn bộ đồ đều dễ dàng, đừng nói một quốc gia rồi, như London, New York như vậy địa quốc tế hóa đại đô thị, một tòa thành thì có thể ăn tươi nhiều như vậy. Nhưng là tiền kia đâu này, cao như vậy đích giá cả, rất nhiều quốc gia đối với cái này trưng thu 100% đã ngoài thuế quan, điều này sẽ đưa đến trừ đi một tí phi thường cần những này nguyễn kiệt, rất nhiều người đều không có mua. Tại đang đứng xem, cũng không tin, làm không xuất ra người sách lậu, nhưng là ai cũng biết loại làm này không cách nào lâu dài. Bởi vì toàn cầu 60 ức người à, hơn nữa bà biệt tháp phiên dịch ra cũng không phải tại sở hữu tất cả quốc gia đều mắc như vậy, tại một ít trung đẳng phát đạt quốc gia cùng thế giới thứ ba quốc gia. Phi thường tiện nghi, cho nên hiện tại phiên dịch ra chính là buôn lậu tình huống cũng rất nghiêm trọng. Bởi vì như mấy cái tiện nghi phát ra quốc, sử dụng rất nhiều lời nói cũng đều là anh ngữ, bồ đào nha ngữ chờ đại loại ngôn ngữ. Tại Nhật Bản bán tối đa, bởi vì Nhật Bản muốn làm buôn lậu đều làm không đến, muốn mua Nhật ngữ phiên bản đấy, phải chính mình mua. Cho nên nói càng về sau nước Mỹ liên minh châu Âu EU những này phát đạt quốc gia khẳng định hay vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng S công ty thỏa hiệp, bởi vì một khi S công ty đối với những cái kia trung đẳng phát đạt quốc gia số lượng có hạn lối ra, bọn hắn muốn đi tư đều buôn lậu không được những này lời ong tiếng ve tạm thời không đề cập tới. Hoàng An Bình thật không ngờ chính là Trần Húc đem hắn sở hữu tất cả tiến cơ hồ đều đem ra. Nhưng kỳ thật thì ra là 5%, còn có 90% tiến Trần Húc còn buồn lấy xài như thế nào đây này. Hoàng An Bình ngược lại hít một hơi về sau, chậm rãi bình phục cảm xúc. 200 triệu đô la, 200 triệu đô la tại nước Mỹ chỉ có thể đem làm 200 triệu đến hoa, nhưng là đến Trung Quốc lại có thể đem làm 15 ước đến hoa duy nhất một lần móc ra 1.5 tỷ, quả nhiên là đại thủ bút rồi, đã có nhiều tiền như vậy, rất nhiều suất ngũ quân nhân cuộc sống sau này có thể qua phi thường tốt. Trung Quốc hàng năm suất ngũ quân nhân thì có 100 vạn, bất quá cái này 100 vạn người chính giữa cũng không phải là đều cần khẩn cấp viện trợ. Ngồi tại trên vị trí này địa Hoàng An Bình tự nhiên là biết rõ, dư chi tại cá không bằng dư chi tại cá, hơn nữa cũng không phải sở hữu tất cả địa mọi người rất cần cứu trợ, cho nên, nhằm vào trọng điểm cứu trợ, đối với người bình thường triển khai huấn luyện an bài vào nghề. Thứ hai cũng không hao phí quá nhiều tiễn, chứng kiến Hoàng An Bình trong mắt chuyển động, Trần Húc hỏi, người đã nghĩ đến phương pháp. Có thể không dùng tiền địa phương tận lực không tốn, rất nhiều lão quân nhân nhức đầu nhất đúng là trên người địa thương, cho nên tốt nhất là có một đặc biệt hộ lý bệnh viện. Bệnh viện nơi này chất béo quá lớn, nếu như là tự chúng ta mở một nhà bệnh viện, không giống hiện tại bệnh viện đều là dùng để lợi nhuận đấy. Đầu tư cái bệnh viện chi tiêu tuy nhiên không nhỏ, nhưng là dùng trường viện ánh mắt đến xem, dùng dược đều dùng tính giá so cao nhất dược, không đắt, nhưng là hữu hiệu, mặt khác thượng vàng hạ cám dùng để kiếm tiền đồ vật đô thống thống không muốn. Như vậy người bệnh không hao phí cái gì tiến, cũng chẳng khác nào chúng ta không cần hoa cái gì tiến. Sau đó tự là gia thuộc người nhà phụ cấp, rất nhiều chiến sĩ đều là nghèo khó địa phương, nam người đã chết trong nhà tự không ai có thể làm việc, như vậy gia đình phải nghĩ biện pháp hảo hảo an trí thoáng một phát. N, còn có tự là hỗ trợ vào nghề, nói tóm lại tạm thời muốn cứ như vậy nhiều. Hoàng An yên ổn cười, may mà chính là, quân nhân so với người bình thường hồ sơ càng thêm đầy đủ hết, cũng không phải sợ cái gì vàng thau lẫn lộn đến ăn uống miễn phí, bằng không thì người cái kia 200 triệu đô la thật đúng là không nhất định đủ. Người ngẫm lại Trung Quốc có bao nhiêu người à? Trần Húc gật gật đầu, hiện tại hoàn toàn chính xác cũng có chút người nghĩ đến chiếm tiện nghi, bất quá quân nhân phương diện này tựu đơn thuần nhiều hơn, bởi vì quân nhân lý lịch đều là phi thường đầy đủ hết, lúc nào bị thương, lúc nào chảy qua huyết, những này đều có ghi chép đấy. Trần Húc dụng ý là vì lại để cho những cái kia vì quốc gia làm ra cống hiến quân mọi người có thể có được thích đáng an trí, nhưng là hắn cũng không hy vọng vì vậy cử động mà hiện lên ra một đám ký sinh trùng. Ngược lại là người của ngươi, Trần Húc nói, cái này hội ngân sách làm trở thành về sau, quân nhân phương diện nói thật ta thực không lo lắng, nhưng là người của ngươi tay, hội sẽ không xuất hiện ăn không tình huống đừng cầm tiền của ta, nuôi cho mập dưới tay ngươi một đám côn trùng có hại. Hoàng An Bình không có bởi vì Trần Húc lời này sinh khí, nhạt cười nhạt nói, yên tâm, ta biết rõ cái gì tiến có thể tham, cái gì tiến không thể tham, điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Nếu như ta tham ngươi số tiền kia, ông nội của ta nhất định đánh gãy chân của ta, từ nay về sau không nhận ta đứa cháu này. Người của ta mạch đều là ông nội của ta cho ta đấy. Đương nhiên, hiện tại tự chính mình cũng làm không tệ, nhưng là nếu như ông nội của ta không nhận ta, ta đây thì xong rồi. Hoàng An Bình nụ cười trên mặt trở nên tàn nhẫn, ta là người rất thức thời, cho nên ta tuyệt đối không làm những cái kia sẽ đem mình cũng bồi đi vào sự tình. Cho nên người có thể yên tâm, về phần dưới tay của ta, không thức thời vụ chẳng khác nào tại hại ta, mà hại người của ta, tuyệt đối sẽ không có một cái kết cục tốt đấy. Trần Húc lại xin một tuần lễ giả, lưu tại Thượng Hải xử lý cái này hội ngân sách sự tình. Dựa theo Hoàng An Bình thuyết pháp, cái này hội ngân sách chủ tịch tự nhiên là muốn Trần Húc đảm đương, vì vậy hội ngân sách nhằm vào chính là suốt ngũ quân nhân, nhất là tàn tật xuất ngũ quân nhân cùng bỏ mình quân nhân đàn bà quá ra thuộc người nhà chờ các loại. Tuy nhiên Trần Húc là căn cứ có tiền phải hoa cùng tôn trọng quân nhân nguyên tắc để làm, nhưng là Hoàng An Bình cái này không lợi không dậy nổi sớm thương nhân lại nói, đây là một cái cùng quân đội hài lòng củng cố quan hệ cơ hội tốt. Người nếu như tùy tiện tự lãng phí mất thật sự quá đáng tiếc. Người phải biết rằng ngươi làm như vậy, quân đội thế tất sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng, ta có thể cam đoan, cái này hội ngân sách một khi mặt thế, ngày hôm sau ngươi sẽ nhận được Trung Quốc bảy đại quân đội bộ tư lệnh mời. Đây là người bình thường cầu phụ thân cáo nãi nãi đều cầu không được đấy. Cái này hội ngân sách, chẳng khác nào bán cho toàn bộ quân đội một cái đại nhân tình, hơn nữa là bán cho ngươi Trần Húc, không phải xem tại ngươi vị kia lão sư mặt mũi. Ngươi biết ý của ta không? Hồng đỉnh thương nhân, cái này là quá khứ đích hồng đỉnh thương nhân, về sau chỉ cần có chuyện gì, ngoại trừ phản quốc, chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể giúp ngươi dọn dẹp những chuyện này. Sách, đây chính là 1.5 tỷ nhân dân tệ nhân tình à. Ngươi chẳng lẽ coi như ném trong nước rồi hả? Thế nhưng mà, Trần Húc nói, ta không muốn như vậy, như vậy sẽ để cho người cảm thấy ta giống như đồ bọn hắn cái gì đồng dạng, n, dụng tâm kín đáo. Xong rồi a, à, Hoàng An Bình khinh thường mà nói, dụng tâm kín đáo. Trung Quốc có mấy cái dụng tâm kín đáo thoáng cái ném ra đến 1 tháng 5 tỷ nhân dân tệ, nhưng lại hội thêm vào. Cho dù ngươi dụng tâm kín đáo rồi, nhưng là số tiền kia ở chỗ này, quân đội không thể không thừa ngươi tình. Hơn nữa số tiền kia nếu người bình thường nện cũng chưa chắc có thể tạo được cái này hiệu quả. Coi như là dùng ta địa danh nghĩa nện địa phương, cũng không tạo nên cái này hiệu quả. Dù sao ta làm rất nhiều chuyện, hắc, người có ý chí là không thể gạt được đấy. Nhưng ngươi lại bất đồng, người với người vị kia lão sư. Cũng coi là căn chính miêu hồng, là hiện tại quân đội địa sủng nhi à, người lại mượn lực đẩy lên như vậy một tay, như vậy đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Xem Trần Húc vẫn còn do dự, Hoàng An Bình thở dài, người thật sự là cái thế giới này khác loại, không biết có phải hay không là người tiến tới quá dễ dàng hay vẫn là làm sao vậy, nhiều tiền như vậy, đừng nói người bình thường. 99% đã ngoài người đời này đều lợi nhuận không đến tiến bị người tùy tiện văng ra, vậy mà một điểm hồi báo đều không muốn. Lời nói thật nói đi, cái này tiếp tục cho người thêm tạo thế, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi không ra mặt quân đội cũng không biết à nha. Lớn như vậy bút tài chính lưu động, ai cũng không thể gạt được đi à. Trần Húc bất đắc dĩ, đành phải gật đầu nói, vậy được rồi, tự theo như ngươi nói xử lý a. À. Nhưng là ta cũng muốn hồi trường học, cái này mắt gom góp lấy tự tháng 12 rồi, những cái kia xã giao địa sự tình, ta tự không muốn tham dự, bảy đại quân đội bộ tư lệnh, nếu ta nguyên một đám địa phương chạy tương đương chu du một lần cả nước. Ta cái này một năm học cũng đừng lên ngươi có thể trước nói rõ ràng đừng làm cho nhân ra hiểu lầm ta không để cho người ta mặt mũi hoàng an bình sửng sốt một chút thở dài nói khó trách smms chịu thu ngươi làm đồ đệ rồi của ngươi tính tình cùng vị kia smms hẳn là giống như đúc đấy hắc thi ân không nhớ báo à nói xong đơn giản có thể trên đời này có thể làm được lại có mấy người ngươi yên tâm đi như ngươi loại này tính tình là quân nhân thích nhất bọn hắn không thích cái loại này tâm nhãn quá nhiều người quân nhân tại ở phương diện khác so thương nhân muốn thật sự nhiều, cũng không có những cái kia thối quy củ. Ai, ông nội của ta nói không sai à, tính cách quyết định thành công, Trần Húc, trẻ sơ sinh lòng mang, tiểu tử ngươi tốt, rất tốt à. Trần Húc không nghĩ tới hắn đột nhiên hội bỗng xuất hiện một câu như vậy, lập tức có chút không có ý tứ. Nhưng là Hoàng An Bình lại vẻ mặt nghiêm túc thần sắc nói, ta đây không phải lấy lòng ngươi, trái lại, nếu như này cá tính cách đặt tại trên người của ta, không nói đến ta có thể hay không ngồi cho tới hôm nay vị trí này. Cho dù có thể ngồi vào, ta cũng ngồi không lâu, Hoàng An Bình khẽ thở dài một hơi, nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Nhưng là, chính ngươi cũng phải cẩn thận, lão binh quỹ từ thiện rất nhanh tựu thành lập, Trần Húc đảm đương cái này hội ngân sách chủ tịch. Bởi vì chủ tịch chức vị này cũng không có gì yêu cầu, cho nên đối với bên ngoài chỉ là tuyên bố Trần Húc cái này sinh viên đảm đương cái này chủ tịch chức, nhưng lại không có nói tới một mình hắn quyên đi ra 1.5 tỷ nhân dân tệ sự tình. Chỉ là, truyền thông không có đưa tin lại cũng không đại biểu những người khác cũng không biết. 1.5 tỷ địa tài chính lưu động là cái gì khái niệm? Quốc gia nhất định sẽ chầm chằm vào, cho nên quân đội cao cấp các tướng lính cũng biết cái này hội ngân sách là SMMS địa đồ đệ, cái kia đã tìm được truyền quốc ngọc tỷ, lại trong lúc vô tình phát hiện thể năng khôi phục dịch chính giữa cực lớn lỗ thủng cứu vất phương đông thần kiếm bộ đội đặc trùng, thậm chí là toàn quân quân nhân địa cái kia sinh viên. Ai nói hòa bình niên đại không chiến sự? chỉ có thể nói không chiến tranh mà thôi hiện tại quân đội hành động đều bị gọi vi không phải chiến tranh quân sự hành động ví dụ như chống lũ giải nguy quét sạch khủng bố tổ chức thứ hai cũng không cần nói tỉ mỉ rồi truyền thông bên trên tuy nhiên báo cáo tổ quốc hình thức một mảnh tốt nhưng trên thực tế phiền toái khá nhiều loại cho nên khi lão binh quỹ từ thiện thành lập địa tin tức truyền ra về sau truyền thông nhất trí cùng tán thưởng mà trần húc lại một lần nữa thò đầu ra cũng làm cho hắn đã trở thành hiện tại danh tiếng nhất kính sinh viên trước khi trà ngọc tỷ về sau trần húc lập tức an vị võ trang phi cơ trực thăng đi quân doanh rồi các phóng viên như thế nào đều tìm không thấy hắn cái lúc này hắn đột nhiên lộ diện tự đảm nhiệm như vậy một cái giá giá trị hơn 10 ức hội ngân sách chủ tịch cái này lại để cho mọi người nhịn không được đều muốn danh sư suốt cao đồ smms đệ tử tự là so người bình thường nghiêu khá hơn rồi trần húc tại dự họp hết thượng hải cắt băng nghi thức về sau lập tức an vị xe lửa về tới hòa hải city hôm nay đã đến tháng 12 sơ tính toán, cùng quản dịch các nàng ba cái cũng có 3 tháng không thấy rồi. Trước khi bởi vì một mực tại huấn luyện, trong quân doanh là không thể dùng điện thoại, chỉ có thể ngẫu nhiên thông qua quân doanh chính giữa cố định giữ bí mật điện thoại đánh đi ra ngoài, bởi vì so sánh phiền toái, cho nên cũng rất ít liên hệ. Mà lúc này đây Trần Húc trong lòng tưởng niệm vừa lên đến, hắn nên cái gì đều mặc kệ. Năm nay mùa đông thời tiết rất là khô giáo, độ ấm không tính quá thấp cũng không tính rất cao, hơi khô lạnh lạnh và khô giáo, không có gì Phong Trần Húc phát hiện mình phạm vào một sai lầm, hắn tại Thượng Hải chỗ đó tốt xấu coi như là cái bờ biển thành thị, độ ấm tương đối mà nói vẫn còn tương đối vững vàng, mà Hòa Hải City vừa rơi xuống một hồi đã lâu cuối thu vũ. Độ ấm rất thấp, vừa xuống xe chỉ mặc một kiện áo sơ mi địa Trần Húc nhịn không được đông lạnh địa có chút run rẩy. Ra nhà ga đã nhìn thấy ba cái xinh đẹp nữ hài tử đứng ở nơi đó, trông thấy Trần Húc đi ra, các cô gái trên mặt lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, nhiệt tình như lửa địa quản dịch trực tiếp đi lên cho hắn một cái sâu sắc ôm. Trần Húc có thể cảm giác được ăn mặc bó sát người áo lông nàng cái kia ôm mang đến kinh người thân thể co giãn. Dám đen quản dịch cố ý nhíu lại đáng yêu lông mày đánh giá Trần Húc bất quá đích thật là rắn chắc rồi. Tại trong quân doanh thời gian như thế nào đây? Cao hiểu tiết cùng Trạm Tinh lúc này thời điểm cũng đi tới quản dịch vẫn còn như một cây túi gấu đồng dạng địa động ở Trần Húc trên người. A à, cái này chàng diện có chút xấu hổ rồi bất quá hai nàng giống như không có một điểm phản ứng giống như, chạm tinh lạnh nhạt địa cười, hoàn toàn chính xác ổn trọng nhiều hơn. Quân doanh thật là một cái có thể rèn luyện người địa phương. Trần Húc nhìn về phía cao hiểu tiết, nhà đầu kia cười vẻ mặt không có tim không có phổi bộ dạng. Nhưng là trong ánh mắt hiện lên kích động nhưng lại che giấu không được. Trần Húc đi đến trước, một bà trùng trùng điệp điệp ôm lấy nàng, sau đó quay đầu, lại lần nữa trọng ôm chạm tinh thoáng một phát, ôm hết về sau Trần Húc mình cũng có chút choáng luôn, nghĩ thầm chính mình lúc nào lá gan biến thành lớn như vậy rồi hả? Hắn vội vàng che giấu nói, N, tranh thủ thời gian đánh xe taxi hồi trường học A. Cao hiểu tiết đã không phải là lần thứ nhất cùng Trần Húc như vậy thân mật tiếp xúc, nhưng là chạm tinh địa ánh mắt lại rõ ràng trừng tròn. Đây là nàng đời này lần thứ nhất cùng một người nam nhân như vậy địa thân mật. Chỉ có điều, Trần Húc như vậy công nhiên ôm, ngược lại là không có gì kiểu diễm y tứ mà là một loại bằng hữu thức ôm quản dịch ở bên cạnh xem vừa bực mình vừa buồn cười trong nội tâm cố nhiên là có chút ê ẩm nhưng lại cũng không nói gì cố ý chứa cái gì đều không phát hiện bộ dạng vỗ một cái trần húc nói không cần tìm ra thuê ta lái xe tới đấy trần húc sững sờ rất nhanh kịp phản ứng cười nói là hai mập đồng học thượng hải đại chúng quản dịch cười gật đầu chiếc xe này hiện tại trên cơ bản đã là nàng được rồi dù sao tráng niên sớm mập trạch nam một cái bình thường tự là đến tốt nhất khóa trường học còn chuyên môn cho hắn an bài trong trường học ký túc xá, căn bản không dùng được xe. Quản dịch bình thường cũng không cần, bất quá nữ hài tử luôn đi ra ngoài nhiều một chút, hơn nữa quản dịch ngẫu nhiên còn đi đón cái quảng cáo các loại, đến thành phố trong vùng còn là tự mình lái xe so sánh phương diện an toàn. Lên xe về sau Trần Húc ngồi ở trên ghế lái phụ, Cao Hiểu Tiết cùng Trạm Tinh ngồi ở xếp sau. Ba người vừa lên xe chuyện làm thứ nhất tựu là tranh thủ thời gian cột chắc dây an toàn, bởi vì quản dịch nữ nhân này lái xe n nếu như nàng chậm gì gì vẫn còn tốt chỉ khi nào biểu đi lên vậy thì không có yên lòng rồi bất quá giống như nàng cho tới bây giờ sẽ không xảy ra giao thông sự cố nhưng là hóa đơn phạt lại nhận được không ít kỳ thật xe của nàng nhanh chóng cũng không khoái nhưng tự ưa thích chơi hoa n nữ nhân như vậy có chút khủng bố bất quá hôm nay quản dịch không có khoe khoang chính mình kỹ thuật một đường mở đích bốn bể yên tĩnh trên đường thời điểm Trần Húc nói thoáng một phát chính mình tổ kiến này cái lão binh quỹ từ thiện sự tình. Đối với quản dịch các nàng, Trần Húc cảm thấy những chuyện này căn bản không coi là bí mật, không có gì không thể nói đấy. SMMS phân cho ngươi 5% ba biệt tháp phiên dịch ra lợi nhuận. Trời ạ, à, cái kia rất đúng bao nhiêu tiền à? Trần Húc ha ha cười nói, bằng không thì các ngươi đã cho ta nào có nhiều tiền như vậy đến Dubai đùa. Trạm tinh trầm ngâm nói, chuyện này ngươi làm tuy nhiên tiêu tiền như nước hơi có chút, nhưng là ta rất ủng hộ. Có thể lần trước tại Dubai, người thật giống như tốn không ít a, à, về sau có tiền không thể như vậy tiêu tiền như nước chi tiêu đấy. Đối với Trạm Tinh, Trần Húc trước sau như một là không dám phản bác, đập vào ha ha gật đầu lừa gạt tới. Ngược lại là quản dịch một mực không nói chuyện, một bộ chuyên tâm lái xe bộ dạng. Có thể trong lòng của nàng nhưng lại nhấc lên ngập trời gợn sóng. 5% ba biệt tháp phiên dịch ra lợi nhuận, quản dịch nhanh chóng tại trong lòng kế tính toán một cái, dựa theo trước mắt phát triển tình thế, trong vòng 5 năm cái này 5% giá chỉ có thể bão táp bên trên 3 tỷ đô la. 3 tỷ đô la, cái này thân gia đã rất khả quan rồi, nói cách khác, hắn thì có tư cách hướng chính mình cầu hôn rồi hả? Phải biết rằng 3 tỷ đô la là cái gì khái niệm, Trung Quốc nhà giàu nhất chiều cao vi cũng không quá đáng chỉ có 204 ức nhân dân tệ, nói cách khác, trong vòng 5 năm, Trần Húc có thể bằng vào cái này 5% tiền lời quang vinh trèo lên Trung Quốc nhà giàu nhất. Tối thiểu là bên ngoài Trung Quốc nhà giàu nhất. Đương nhiên so về thế giới nhà giàu nhất còn kém rất nhiều. Quản Dịch Tịnh không để ý Trần Húc có phải hay không Trung Quốc nhà giàu nhất, nhưng là nàng lại biết, nếu như Trần Húc có như vậy tài sản, chỉ cần thoáng dậy dỗ thoáng một phát, vậy hắn tự hoàn toàn chính xác có tư cách cùng gia tộc của chính mình cầu hôn. Như vậy chính mình trước khi lo lắng đều là dư thừa hay sao? Vốn đã lựa chọn nhượng bộ quản dịch, trong nội tâm lại một lần nữa nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nguyên lai, like, giữa chúng ta vẫn có cơ hội, 3 tỷ đô la, nói nhiều hay không? nói thiểu không ít, vừa vặn đủ tư cách này à? những người khác không biết quản dịch hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. cao hiểu tiết lúc này thời điểm nói, trần húc, người không biết hiện tại tại khoa máy tính mọi người nhớ ngươi muốn chết. trần húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nói, bọn họ là muốn ta chết hay vẫn là muốn chết ta à? một đám gia súc nghĩ tới ta làm gì vậy à? cao hiểu tiết cười nói, muốn ngươi giúp bọn hắn suốt đầu à? ra cái gì đầu? n, trước khi chưa cùng ngươi nói. Người biết năm nay khai giảng 3 tháng này đến nay, cái nào hệ nhất thuộc loại châu bò sao? Tánh mạng khoa học hệ, không thể nào, Trần Húc ngạc nhiên kêu lên, cái kia củi mục hệ. Dựa vào, như thế nào thuộc loại châu bò rồi hả? Cao Hiểu Tiết nói, cái này trước 3 tháng, trường học vì nghênh đón tân sinh, lại để cho hội học sinh làm một loạt trận đấu. Trong đó có võ đạo gia điện tử thi đấu thể thao, thi biện luận, trí lực vượt qua kiểm tra, còn có toàn bộ trường học tổng hợp cuộc thi toàn bộ bị tánh mạng khoa học hệ cầm thứ nhất. Trần Húc ngây ra một lúc, cười nói, ta cho là cái đại sự gì đâu rồi, tự những này. Những cái kia động não trận đấu, bọn hắn cầm quán quân rất bình thường à, tánh mạng viện khoa học chúng tuyển phân số cao như vậy, đó cũng không phải là chỉ dựa vào chết học có thể đi lên đấy. Người không gặp tánh mạng khoa học hệ 10 người chính giữa 9 cái nửa là cận thị, người ta đầu cũng không tệ. Trạm tinh lúc này thời điểm cười nói, người nói như vậy cũng đúng vậy, những thứ khác hạng mục bị bọn hắn cầm quán quân cũng thì thôi, nhưng là nhất lại để cho chúng ta hệ ở bên trong nam sinh khó có thể tiếp nhận chính là, bọn hắn liền võ đạo ra đều cầm quán quân. Bọn hắn nói là vì ngươi không tại, cái này gọi là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. a à, hiện tại cũng chờ ngươi sau này trở về đi đến đập quán đây này. Trần hút đổ mồ hôi thoáng một phát, hắn thật lâu không có chơi võ đạo ra rồi, không là vì nguyên nhân khác. Không có thời gian chơi, Bất quá Trần Húc cùng tánh mạng viện khoa học mấy cái gia súc đã giao thủ, thủ pháp của bọn hắn tại Trần Húc xem ra là rất cấp thấp, đối với võ đạo gia cái này trò chơi lý giải, Trần Húc cảm thấy không ai có thể so với hắn hiếu thắng, hắn cảm thấy mấy tên kia thiên phú tại đâu đó, dù thế nào luyện thành tích cũng thì có hạn, vì vậy Trần Húc tự hỏi có phải hay không tánh mạng khoa học hệ đã đến so sánh lợi hại tân sinh rồi hả? Không phải, Cao Hiểu Tiết trả lời, mấy cái so sánh thuộc loại châu bò gia súc đều là của người người quen biết cũ. Người cho lý lượng nham tiến sĩ đem làm trợ lý thời điểm, dưới tay người cái đám kia ra hỏa. Bởi vì hiện tại thời gian đúng lúc là buổi sáng 11 giờ, cho nên tan tầm giờ cao điểm thời điểm, trên đường dòng xe cộ tình huống có thể là phi thường chắn, cho nên cái lúc này kẹt xe thời điểm nhàm chán, mấy người tự trò chuyện nổi lên tánh mạng khoa học hệ mấy người kia cái này một năm khác thường cử động. Nói thực ra khai giảng thời điểm chúng ta cũng rất giật mình đấy. Cao Hiểu Tiết nói, tánh mạng viện khoa học những cái kia lũ ra súc chúng ta cũng biết. Muốn nói một cái nghỉ hè có thể mạnh nghịch thiên ai cũng không rõ ràng lắm. À, ngược lại là nghe nói bọn hắn cái này một cái nghỉ hè đều không có trở về, toàn bộ lưu trong trường học cùng lý lượng nham tiến sĩ làm việc, đến bây giờ cũng còn làm lấy đâu rồi. Có đồn đãi nói lý lượng nham tiến sĩ rất coi được bọn hắn, ý định tương lai trực tiếp dẫn bọn hắn đến nước ngoài phát triển đấy. Những này không phải trọng điểm. Trạm tinh thản nhiên nói, trọng điểm là hiện tại rất nhiều người đều tại đồn đãi, Nói là Lý Lượng Nham tiến sĩ phát minh một loại có thể làm cho người biến thông minh dược, bởi vì này loại dược mới khiến cho mấy người bọn hắn hiện tại chỉ số thông minh sâu sắc gia tăng. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình, Trần Húc lập tức kinh hãi nói, cái gì thông minh dược? Phải biết rằng, mấy ngày nay Trần Húc vẫn nghĩ đến cái kia thế kỷ đại âm mưu, bày kế sự tình, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế vốn thì ra là trong lịch sử nhất định phát sinh, mặc kệ có hay không sự hiện hữu của mình, đây đều là không thể tránh né cái kia đã như vậy, Trần Húc cũng cũng không cần có cái gì khúc mắc nghĩ đến là không phải mình đưa đến cái này đại âm mưu, bày kế, mà là có lẽ suy nghĩ, chính mình có lẽ như thế nào lợi dụng cái này đại âm mưu, bày kế. Tận khả năng bồi dưỡng khởi đến thế lực của mình đối kháng hứa giang khẩu trong cái kia thần bí tổ chức. Cho nên hiện tại, đối với bất luận cái gì ở đằng kia quyển sách đối với 21 thế kỷ đại âm mưu, bày kế nghĩ lại một văn trong xuất hiện đấy, hoặc là bắn lén đến phát minh chân Húc đều có một loại gần như tại tố chất thần kinh mẫn cảm. Mà ở ngày đó văn vẻ chính giữa, phi thường minh xác viết ra rồi, để cao người chỉ số thông minh, lại để cho người biến thành thông minh, đây cũng là thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa trọng yếu nghiên cứu địa một khâu. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế, là tối trọng yếu nhất một cái nghiên cứu phương hướng sai lầm tự là, những cái kia các khoa học gia tự nhận là, có thể đem người, biến thành thần. Trước khi nói, thế kỷ đại âm mưu, bày kế khởi điểm ở chỗ đối với trong truyền thuyết thần linh địa nghiên cứu, đối với trong truyền thuyết thần thoại hoàn toàn mới thuyết minh. Nhưng là, cái loại này nghiên cứu nguyên thủy nhất thủy nghĩ cách gần kề chỉ là vì khai sáng một cái mới đích mạch suy nghĩ, nhưng là theo cái này mạch suy nghĩ bị mở ra, nhân loại tham lam chúa tể nghiên cứu phương hướng bọn hắn, đã đã mất đi đối với thần kính sợ, mà là hy vọng mình cũng trở thành thần. Cho nên, thế kỷ đại âm mưu, bày kế lúc trước. Những cái kia đắm chìm ở này nhà khoa học địa trong miệng, Tên viết tạo thần kế hoạch. Như loại này đem người biến thành thông minh, khai phát đại não lĩnh vực. Những này còn gần kề ở vào tạo thần kế hoạch địa sớm nhất kỳ, nhưng đã đến hậu kỳ. Trần Húc cũng không biết hậu kỳ cụ thể là thế nào, tiểu mẫn tư liệu chính giữa phảng phất tận lực xóa bỏ có quan hệ thế kỷ đại âm mưu, bày kế tư liệu, nhưng là căn cứ một ít dấu vết để lại cho thấy, đã đến hậu kỳ, phảng phất liên lụy tới luân lý đạo đức cùng nhân luân đồ vật. Chứng kiến Trần Húc cả kinh một chợt bộ dạng, cao hiểu tiết nói, làm sao vậy? Tâm lý của người thừa nhận năng lực sẽ không kém như vậy a. À. Đây chỉ là đồn đãi, đồn đãi, nào có loại này dược à, thực có, cái kia trên cái thế giới này mỗi người tựu đều là thiên tài rồi. Mỗi người đều là thiên tài, cao hiểu tiết cái này một câu vô tâm, lại làm cho Trần hút ngây ngẩn cả người. Hắn trong lòng ẩn ẩn mà đem nắm đến một điểm gì đó. Hình như là có một cái ý nghĩ lập tức theo đầu óc của hắn chính giữa tránh tới, nhưng là muốn bắt ở cái kia suy nghĩ địa thời điểm nó đã không biết chạy đến địa phương nào đi, Trần Húc lắc đầu, nói, có lẽ thật là đồn đại a. À. Tối thiểu ta tại lý bác sĩ chỗ đó đem làm cái kia trợ lý địa thời điểm, cũng không có. Nói đến đây Trần Húc biến sắc, nói, khả năng thật sự có loại này dược. Cái gì? Tam nữ đều lên tiếng kinh hô, mà ngay cả đang suy nghĩ tâm tư quản dịch cũng nhịn không được nữa kinh hô. Khả năng thật sự có loại này dược, Trần Húc sắc mặt nghiêm túc, ta tự cấp lý bác sĩ đem làm trợ lý thời điểm, lúc ấy làm chính là một ít rất kỳ quái thí nghiệm, vì những ngày thí nghiệm lúc ấy cục công an vương cục trưởng còn chuyên môn đi tìm ta, đang ở đó thời điểm nhận thức hứa giang cái kia chán ghét ra hỏa. Lúc ấy quốc an cục đối với lý bác sĩ nghiên cứu cũng biểu đạt ra phi thường nồng hậu dày đặc hứng thú, vì vậy ta tự phụ trách giúp bọn hắn thu thập lý bác sĩ nghiên cứu tư liệu, cụ thể dược vật phân tích các loại. Cao hiểu tiết kêu lên, à, ngươi là gián điệp. Kích thích không, đừng làm rộn, chạm tinh vỗ nàng thoáng một phát, tiếp tục, Ta nhớ được ngươi đã từng nói, "N, để cho ta suy nghĩ một chút, là cho một ít tiểu động vật tiêm vào nước thuốc, sau đó khiến chúng nó qua mê cung một loại đấy." Hình như là tại kiểm tra chỉ số thông minh, quản dịch kêu lên, ta lúc ấy như vậy suy đoán ngươi còn nói ta ngu ngốc. "Đừng kích động, đừng kích động, nhìn xem phía trước, tranh thủ thời gian trấn an cái này phát điên nữ nhân, phải biết rằng hiện tại bốn người tánh mạng đều tại trong tay nàng à." Xem ra thật là không sai kết hợp lý bác sĩ trước khi nghiên cứu hơn nữa hiện tại lời đồn đãi là trọng yếu hơn là Trần Húc hiện tại trong lòng vẫn ở muốn có quan hệ thế kỷ đại âm mưu, bày kế sự tình, cho nên khó tránh khỏi liền nghĩ đến phương diện này, mặc kệ là thật là giả. Tuyệt đối là muốn điều tra thoáng một phát mới được, đã đến hợp hiệp đại học về sau, khó tránh khỏi tựu là một bữa cơm ván cục, dù sao người châu Á nha, sự tình gì đều ưa thích tại trên bàn cơm giải quyết, bất kể là gặp lại hay vẫn là tiến đưa, hơn nữa mọi người đều biết Trần Húc có tiền, làm thịt hắn dừng lại, một trầu chẳng phải là rất có lẽ. Bất quá địa điểm cũng không có tuyển nhiều quý địa phương, tự là tại căn tin lầu hai nhà hàng, thứ đồ vật coi như so sánh lợi ích thực tế. Bất quá khi thật sự là xảo, lúc ăn cơm, tại trong nhà ăn vừa vặn gặp Lý Lượng Nham tiến sĩ. Hắn đang tại cùng hắn mấy cái trợ lý nhóm, đám bọn họ cùng nhau ăn cơm, mà đám người kia chính giữa, đã có một cái trần húc không biết một cái phi thường dễ làm người khác chú ý, có rõ ràng áo con lai đặc thù nam sinh. Nam sinh kia tuổi không lớn lắm, có lẽ cùng Trần Húc bọn hắn không sai biệt lắm, chứng kiến Trần Húc về sau, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, sau đó nghiêng đầu cùng người bên cạnh giống như trao đổi thoáng một phát cái gì. Người bên kia thấy được Trần Húc, nguyên một đám cũng đều đứng, bất quá ngoại trừ Lý Lượng Nham tiến sĩ bên ngoài, những thứ khác mấy người trên mặt đều lộ ra một loại mang theo địch ý thần sắc. Địch ý? Trần Húc mới không có mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, mỉm cười cùng Lý Lượng Nham tiến sĩ chào hỏi, "Lý bác sĩ, thật lâu không gặp." Tiểu Trần à, Lý bác sĩ lộ ra phi thường không có cái giá đỡ, cười đi tới cùng Trần Húc nắm tay. Người tiểu gia hỏa này gần đây chạy đi đâu? Nghe nói ngươi xin ba tháng giả. A, à, như thế nào như vậy đen như vậy, chẳng lẽ chạy châu phi đi? Trần Húc cười cười, ánh mắt chuyển qua cái kia con lai nam sinh trên mặt. Lý bác sĩ chứng kiến nét mặt của hắn, vội vàng nói: nha, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. mấy vị này các người đều đồng sự qua, không cần ta nói thêm cái gì. Vị này Jimmy là tánh mạng khoa học hệ sinh viên đại học năm nhất. A, à, ngươi thấy được, hắn là cái con lai, like, Phần Lan tịch, tỷ tỷ của hắn tại nước Mỹ trước kia là trợ thủ của ta, tiểu Jimmy lần này cũng là với tư cách trao đổi dự thính từ nhỏ hợp hiệp đại học, làm trợ thủ của ta. Tiểu Jimmy, vị này chính là ta nói qua rất nhiều lần Trần Húc, a, à, chỉ sợ hiện tại Trung Quốc không nữa người nào dám ở trước mặt hắn nói mình còn trẻ thành công rồi. Trần Húc cùng cái kia con lai like Jimmy liếc nhau một cái. Trần Húc có thể nhìn ra trong mắt của hắn hiện lên một tia địch ý. Địch ý, tuy nhiên hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng lại không thể gạt được Trần Húc tòng quân doanh chính giữa huấn luyện ra được một thân nhạy cảm cảm giác. Hai người điềm nhiên như không có việc gì nắm tay, Trần Húc cười nói, ngài quá đề cao ta rồi, trước khi bởi vì việc vật quấn thân mà không có có thể tiếp tục của ta công tác, ta thật xin lỗi, không biết ngài hiện tại còn thiếu không thiếu người. Trần Húc muốn nhìn một chút có thể hay không lại trà trộn vào lý bác sĩ phòng thí nghiệm, cẩn thận điều tra thoáng một phát cái kia nước thuốc. Lý bác sĩ ngây ra một lúc, lắc đầu cười nói, tiểu chân à, người bây giờ là cái hơn người ức hội ngân sách chủ tịch, mới thật sự là người bận rộn đâu rồi, ở đâu còn có thời gian đi vào ta chỗ đó công tác à? À, công tác của người bây giờ là diêm nghi tại làm, cái này chàng trai cũng rất xuất sắc. Lời nói này trên thực tế tự là tại từ chối nhã nhận rồi, Trần Húc cũng không ngốc, tự nhiên nghe được ra hắn trong lời nói ý tứ, cười cười thôi. Lúc này thời điểm lý bác sĩ sau lưng mấy người đứng dậy, cầm đầu chính là lần trước cùng Trần Húc chủ động khiêu khích chính là cái kia gọi Hoàng Sông ra hỏa. Trần Húc, đã lâu không gặp, cũng đã lâu không có luận bàn đã qua, lúc nào tìm cái thời gian, mọi người đến chơi hai tay. Trần Húc cười cười, chơi cái gì? Lần trước chúng ta thua cái kia mấy thứ. Bại tướng dưới tay cũng cản rỡ đi lên. Trần Húc còn chưa nói lời nói, phía sau hắn khoa máy tính lũ gia súc đã có thể không muốn, nhao nhao kêu gào. Hoàng dập căn không nhìn bọn hắn, phảng phất những cái thứ này tựu là một đám om sòm con kiến hắn nhìn xem trần húc võ đạo gia não dung lượng chúng ta tới hảo hảo một lần từ chỗ nào té ngã muốn từ chỗ nào bỏ nha người nói có đúng hay không trần húc mỉm cười gật đầu được a à, người định cái thời gian a à. tự xế chiều hôm nay hoàng sông ngạo nghễ nói tan học về sau địa điểm tự ở trường học phòng máy trần húc mỉm cười có thể đang nói những lời này thời điểm trần húc chú ý tới lý bác sĩ một mực ở bên cạnh mỉm cười nhìn nói cái gì đều chưa nói, cũng là ý kiến gì đều không có biểu lộ. Cái này lão hồ ly, Trần Húc trong lòng biết đây nhất định là lý bác sĩ bày mưu đặt kế, N, cho dù không phải bày mưu đặt kế xem thái độ của hắn cũng là ngầm đồng ý, ngẫm lại chính mình trước khi còn rất tôn kính lý bác sĩ, nhưng hiện tại nhưng lại không thể không dùng một loại có sắc nhãn quang đến xem hắn, Trần Húc trong nội tâm tự một hồi thổn thức. Cái lúc này chàng diện cũng có chút phi diệu rồi, Trần Húc cảm thấy chàng diện xấu hổ, mỉm cười nói, tốt rồi, ta ta sẽ không quấy rầy các vị ăn cơm đi, buổi chiều gặp. Nói xong Trần Húc tự nghênh ngang ly khai, lúc này thời điểm đứng ở bên cạnh hắn chính là cái kia con lai like Jimmy nói khẽ, Trần Húc đồng học, nghe nói ngươi là SMMS đồ đệ. Ta cũng là một gã hacker, có cơ hội, chúng ta luận bàn thoáng một phát. Hacker, Trần Húc đồng tử co rút lại, tùy thời phụng bồi. Vốn Trần Húc trở lại rồi mọi người tụ thoáng một phát ăn bữa cơm là kiện rất không tệ sự tình, nhưng là vì gặp cái này mấy cái ra hỏa lộ ra có chút ngán, Bất quá ngô nguyên bọn hắn đối với Trần Húc thế nhưng mà có phi thường kiên định tin tưởng Trần Húc còn có thể thua. Trần Húc một bên phảng phất giống như không có việc gì người bộ dạng cười ứng phó trên bàn ăn uống linh đình, một bên trong nội tâm nghĩ đến sự tình vừa rồi. Tại quân doanh 3 tháng không phải bạch ngốc đấy, phải biết rằng Trần Húc chủ yếu huấn luyện nội dung là phòng ám sát. Tại phương diện này hắn chuyên môn tăng cường huấn luyện, một tháng cuối cùng Trần Húc cơ hồ sẽ không ngủ một cái đằng trước an ổn cảm giác, bởi vì hắn muốn tùy thời để phòng cái kia thiết mà tần huấn luyện viên tầng tầng lớp lớp ám sát thủ đoạn. Ngủ, ăn cơm, uống nước, thậm chí là đi nhà nhỏ WC. Tần huấn luyện viên huấn luyện, tựu là Trần Húc đối với nguy hiểm bản năng cảnh giác phản ứng. Muốn huấn luyện loại cảm giác này chỉ có một phương pháp xa vào đến thời khắc sinh tử. Bởi vì Trần Húc cũng không có chính thức chơi qua chiến trường, hắn tuy nhiên tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa có huấn luyện đến, nhưng là đây chẳng qua là một loại trụ cột giả thuyết bên trong đích cảm giác cùng trong hiện thực vẫn có nhất định tranh lệch, bởi vì giả thuyết ảo cảnh thực sự không phải là 100% hoàn mỹ. Tần huấn luyện viên phương pháp huấn luyện rất đơn giản, hắn sử dụng các loại thủ đoạn đến ám sát Trần Húc, hơn nữa Trần Húc về sau đã biết, tần huấn luyện viên là toàn bộ phương đông thần kiếm đại đội trưởng chính giữa tinh thông nhất ám sát người, năm đó trận kia đối với càng tự vệ phản kích chiến, người ZNV xuất động rất nhiều đặc trùng quân nhân, về sau người ZNV phi thường tàn nhẫn tập kích một cái chiến địa y việt đem chỗ đó thương binh, bác sĩ, y tá hơn trăm người tàn nhẫn đổ sát, trung ương trong cơn giận dữ xuất động bộ đội đặc trùng phản kích. mà lúc kia tần huấn luyện viên cũng đã là bộ đội đặc trùng tinh anh chiến sĩ rồi. cái kia một hồi chiến tranh chết ở tần huấn luyện viên trên tay Việt Nam đặc trùng quân nhân tối thiểu có ba vị mấy. Trung Quốc bộ đội đặc trùng tay quá nặng, chính là thời điểm truyền ra đấy. mà đối với Trần Húc tần huấn luyện viên tự nhiên không thể hạ nặng tay, bằng không thì bao nhiêu cái Trần Húc cũng đều chết cái dám rồi. Bất quá tần huấn luyện viên đã có một cái độc môn bí quyết, đây là mặt khác đặc chủng quân nhân đều không đạt được đấy, cái kia chính là sát khí. Ngàn vạn đừng tưởng rằng sát khí là một loại rất mơ hồ thuyết pháp, đó là giết nhiều hơn người về sau dùng tánh mạng của vô số người cùng mình ở sinh tử tồn vong giác ngộ chỗ sinh ra đến đấy. Rất nhiều chơi qua chiến trường, hai tay dính đầy địch nhân máu tươi mọi người có sát khí, nhưng là duy độc tần huấn luyện viên, sát ý nhất đậm đặc. Trần Húc là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ màn đêm buông xuống muộn hắn chính tại lúc ngủ, đột nhiên cảm giác được thân thể một cổ rét thấu xương băng hàn, trên cổ bị trên kệ một bả sắc bén dao găm, tại tần huấn luyện viên trên người cái kia làm cho người ta sợ hãi địa sát khí trước mặt, hắn thật sự cho rằng tần huấn luyện viên sẽ giết hắn. Trong nháy mắt đó, căn bản là không tồn tại huấn luyện diễn tập nghĩ cách rồi. Tự là cảm giác tử thần tựu đứng tại tự bên cạnh mình, chính mình có phải hay không một giây sau chung sẽ tắt thở. Tần huấn luyện viên đối với sát ý địa khống chế là rất cường đại, nghe phương đông thần kiếm địa đại đội trưởng nói có một lần tần huấn luyện viên cho mọi người làm mẫu như thế nào chế ngự đồng phục chó săn đối mặt một đầu hung mãnh chó ngao tây tạng tần huấn luyện viên tự hướng chỗ đó vừa đứng trên người sát ý cũng đã bị hoảng sợ hung ác liền gấu đen cũng dám cắn chó ngao tây tạng sợ hãi nằm xuống dưới hơn một tháng về sau mới khôi phục một chút huy phong cho nên ngay tại tần huấn luyện viên huấn luyện xuống trần húc cái kia một tháng đối với sát khí cảm giác trở nên vượt xa người thường nhạy cảm mà đang ở cái kia con lai like Jimmy theo bên cạnh hắn lúc đi qua, Trần Húc tinh tường cảm thấy trên người hắn lóe lên tức thì sát khí. Người này tuyệt đối không đơn giản, xem ra chính mình vẫn không thể lười biếng à, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hợp hiệp đại học, vậy mà như vậy tàng long ngọa hổ. Lý bác sĩ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Bởi vì buổi chiều tan học về sau Trần Húc còn nếu so với thi đấu. Cho nên giữa trưa mọi người sẽ không rót hắn rượu rồi, tùy tiện uống lưỡng cốc bia ứng phó rồi thoáng một phát nhưng hồi lâu không có uống rượu Trần Húc vẫn có chút tráng váng đầu, lại để cho tiểu mẫn đem hắn dẫn vào mộng đẹp. Ngủ chưa địa thời gian nửa giờ tụ đủ Trần Húc khôi phục. Mà tỉnh lại về sau lại phát hiện phòng ngủ lũ gia súc đều đang ngủ, vì vậy Trần Húc ngẫm lại, hãy tiến vào giả thuyết ảo cảnh. Vừa mới đi vào, tiểu mẫn tự nhắc nhở nói, căn cứ kiểm tra đo lường, ngài địa thân thể tố chất đã đạt tới chân thật chiến đấu chính giữa cấp độ C tiêu chuẩn, xin hỏi ngài là hay không muốn thông qua khảo hạch. Khảo hạch, Trần Húc sững sờ, lập tức muốn, đây là siêu cấp máy tính đệ nhị cấp quyền hạn cần có khảo hạch. Một cái là thông qua hệ thống mô phỏng chính giữa chân thật chiến đấu địa cấp độ C cuộc thi, còn có một tựu là đột phá tiểu mẫn thiết chí 128 vị mật mã. Đệ nhất trọng quyền hạn khiến cho Trần Húc biết rất nhiều chuyện bí ẩn tình, cũng đã nhận được rất nhiều thứ. Chân thật chiến đấu chính giữa kéo dài vươn ra súng ống thậm chí là xe tăng máy bay mô phỏng điều khiển, tựu là từ nơi này đến, còn có lần sóng âm vũ khí. Như vậy đệ nhị trọng quyền hạn sau lưng, lại có đồ vật gì đó đâu này. Trần Húc tiến nhập chân thật chiến đấu hệ thống, lúc này đây ra hiện ở trước mặt hắn không phải cái kia độc nhãn huấn luyện viên rồi, mà là một cái đen nhánh á châu người, trên tay cột băng bó. Người này cũng không lắm cao lớn cùng hùng tráng, hình thể cùng Trần Húc không sai biệt lắm, nhưng thân thể cơ bắp hình dáng cũng rất rõ ràng, tiểu mẫn thanh âm vang lên, vị này chính là 2034 năm Thái Lan sinh viên Thái quyền thi đấu vòng tròn quán quân đoán man, cấp độ C tuyển thủ. Ngài nếu như đánh bại hắn như vậy là có thể thông qua lần này khảo nghiệm. Thái quyền cao thủ, Trần Húc hiện tại mới không sợ đâu rồi, hắn gật gật đầu nói, đến đây đi. Thái quyền là khổ luyện nhất phái, chú ý cận thân tác chiến, ra tay tàn nhẫn, dùng khuỷu tay, đầu gối những người này trên thân thể cứng rắn nhất địa phương đi công kích đối phương, là chiến đấu kỹ chính giữa phi thường thành thục một chi, mà hắn rất nhiều chiêu thức, cũng bị sắp xếp quân đội chiến đấu kỹ, bởi vì vi chiêu thức của bọn hắn phi thường đơn giản thực dụng. Bởi vì thái quyền ra tay quá mức tàn nhẫn, cho nên căn cứ muốn luyện đánh người, trước luyện bị đánh đạo lý, thái quyền đám tuyển thủ phổ biến thân thể tố chất đều tương đối cao quả thật là bị đánh đi ra, hơn nữa tay của bọn hắn khuỷu tay, đầu gối những địa phương này đặc biệt huấn luyện qua, đều phi thường trọng, người bình thường lần lượt truy cập trên cơ bản thì không chịu nổi. Trần Húc bày ra bát quái trưởng thức mở đầu, trong lòng của hắn là tuyệt đối không dám xem thường cái này tương lai sinh viên quán quân, phải biết rằng, thái quyền tại Thái Lan là phi thường lưu hành, tục ngữ có nói, 10 cái nam nhân, 9 cái đánh quyền, có thể thấy được tại Thái Lan, luyện quyền làn gió là cỡ nào cường thịnh. Mà tiểu mẫn giới thiệu cái này đoán man, càng làm cho Trần Húc không dám coi thường. Vì vậy đoán man sinh ra hương giã, chỗ đó người càng thêm thuần phát, không giống đồ thị táo bạo hào khí cùng thương nghiệp hóa phía dưới, quyền đàn bầu không khí mục nát, đạo đức lưu lạc. Mà đoán man tựu là sanh ra ở một cái thái quyền thế gia, bị Thái Lan truyền thông nhóm, đám bọn họ xưng là chính thức quyền thủ. Tiểu mẫn tuyên bố bắt đầu, đoán man lập tức tự hành xông lên, một cái hung ác địa đấm thẳng bay thẳng Trần Húc mặt. Trần Húc nghiêng đầu né tránh, đuổi kịp một cước công đối phương hạ bàn. Nào biết được đoán man không tránh không né, ngạnh kháng Trần Húc một cước này, tận lực bồi tiếp một hồi cuồng phong mưa rào công kích. Trần Húc trong nội tâm âm thầm kêu khổ, loại này chiến đấu cũng không phải là trên lôi đài cái loại này luận võ. Không tồn tại cái gì phạm quy, cái gì hạn chế, duy nhất mục đích đúng là đả đảo đối thủ. Mà Trần Húc vừa rồi một cái quét chân, trên thực tế là hư chiêu. Lực đạo chi dụng 5 phần, vốn là buộc hắn phòng thủ, nhưng nào biết được thằng này không tránh không né, ngạnh kháng chính mình sao thoáng một phát, sau đó xông lên tựu là một hồi tấn công mạnh. Lúc này thời điểm Trần Húc cũng không biết mình dùng chính là cái gì quyền rồi, một mặt phòng thủ lấy, nói đến bát quái trưởng, cái này du thân phương pháp cố nhiên là thái quyền cận thân tác chiến khắc tinh, có thể Trần Húc luyện địa thật sự không quen, như vậy bối rối phía dưới. Có thể xử được đi ra mới là lạ, trên cánh tay nóng rát đau đớn, Trần Húc cảm giác xương cốt của mình đều muốn đã nứt ra. Loại này chiến đấu cũng không giống như hiện tại tiểu thanh niên đánh nhau, ỷ vào chính mình quyền đầu cứng thân thể tốt là được rồi. Cái kia đoán man mỗi một quyền đi lên, Trần Húc cũng có thể cảm giác được xương cốt của mình một hồi chấn động. Bọn hắn loại này luyện quyền địa người nắm đấm đều phi thường địa ngạnh, người bình thường một quyền đánh vào người. Đau chính là thịt, bị bọn hắn một quyền đánh trúng, cái kia đau chính là xương cốt. Quả nhiên là đau nhức thấu xương tủy khá tốt Trần Húc trong lúc bối rối biểu hiện địa cũng không tệ, tối thiểu chưa cho đoán man cận thân cơ hội, bởi vì nắm đấm so về khuỷu tay cùng đầu gối mà nói còn kém một chút, nếu như bị hắn dùng hai thứ này địa phương cho trọng kích đã đến, Trần Húc xác định vững chắc đã bị phế đi. Lần này công kích cũng nhanh, Trần Húc nhìn chuẩn một cái trục bánh xe biến tốc ngay tại chỗ lăn một vòng, ngã xuống đất thời điểm đối với đoán man trước mặt cốt tựu là một cước. Lần này Trần Húc cũng không lưu khí lực, một cước trùng trùng điệp điệp đá vào đoán man trước mặt cốt lên, lập tức đem đoán man đạp đã mất đi cân đối, Trần Húc ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó một cái lý ngư đã đính nhảy về sau, trực tiếp một cái xinh đẹp không chung quay người, một cái đá ngang hướng trên mặt đất đoán man đập tới. Cái kia đoán man cũng không phải tên soàng xính, cũng là lăn một vòng tránh qua, tránh né Trần Húc công kích, nhưng là Trần Húc lại không thuận theo không buông tha, ngã xuống đất về sau mạnh mà trên mặt đất khẽ trống, giống như lò xo so đồng dạng lại từ trên mặt đất bắn đi ra, hai đấm đánh vào vừa mới đứng lên địa đoán man trên bụng, lần này đánh chính là ngoan độc, trực tiếp đem đoán man đánh địa rút lui vào bước. Phải biết rằng, bụng là nhân thể mềm mại nhất địa phương, cho dù là những này quyền thủ luyện địa cơ bụng ngạnh giúp đỡ, nhưng là tại không có phòng bị bóng chốc bị trùng trùng điệp điệp đánh chúng, cũng là phi thường khó chịu đấy. Bởi vì bụng còn cùng địa phương khác không giống với, dưới bụng mặt nội tạng rất nhiều, bị trọng kích về sau, nội tạng khiến cho phản ứng dây truyền hội làm cho buồn nôn, nôn mửa chờ các loại, còn cùng bình thường đau đớn không lắm giống nhau giả thuyết ảo cảnh là một cái phi thường rất thật trò chơi cho nên đối với tay lọt vào công kích tự nhiên cũng sẽ có như sự thật chính giữa phản ứng trên thực tế tuyệt đại bộ phận thời điểm tại giả thuyết ảo cảnh nội trần húc đều cho là mình tại sự thật chính giữa bởi vì quá giống như thật trần húc cùng đoán man riêng phần mình lui ra phía sau vài bước vừa rồi giao thủ trần húc trong lúc vô ý ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ nhưng là đoán man cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi trần húc trường thở ra một hơi lần nữa kéo ra bát quái trường thức mở đầu lúc này đây Trần Húc là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, nếu như Nam Cung Lam ở bên cạnh, nhất định sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì Trần Húc chỉ là như vậy vừa đứng, cũng đã có vài phần chính phái tư thế rồi. Nam Cung Lam cũng không biết phương đông thần kiếm đại đội trưởng, Trần Húc thứ hai giáo viên huấn luyện, cái kia cả thiên cười tùm tìm trương huấn luyện viên kỳ thật cũng là bát quái trưởng mọi người. Cái này kỳ thật rất đơn giản, Trung Quốc quân nhân, có rất nhiều đều gia nhập quân đội, hơn nữa quân đội chính giữa chiến đấu kỹ nghiên cứu, rất nhiều cũng là do những này võ mọi người để hoàn thành đấy Năm đó đối với càng tử vệ phản kích thời gian chiến tranh Trung Quốc bộ đội đặc trùng trong thì có rất nhiều võ lâm cao thủ Trong đó một vị được xưng thiết chân tử thần là đàm chân mọi người Nghe nói hắn từng tại lập tức ba chân tựu đánh chết ba gã Việt Nam đặc công Thiết chân tử thần ngoại hiệu, danh bất hư truyền Trần Húc cùng Nam Cung Lam đằng sau học chính là Gia Long cùng nhập môn Nhưng là cùng vị này trương huấn luyện viên đã học được không ít nhất là bát quái trưởng là tối trọng yếu nhất trụ cột mỗi ngày luyện tập bộ pháp, thì ra là tục xưng chuyến bùn bước. Bộ pháp là bát quái trưởng tinh túy, bát quái trưởng lại xưng là du long bát quái trưởng, trọng điểm ở này cái du chữ. Chuyến bùn bước có thể làm cho người học hội chân gân lực cùng cân đối tính, cùng trưởng phối hợp đạt tới chuyển đánh công phu, cái gọi là lực theo địa lên. Đây là cơ bản quy tắc, công phu gì thế đều là như thế trần trân tại trong thực chiến phát lực cùng cân đối tính quyết định vận đánh trong quá trình nhận thức nắm giữ cân đối phát lực tầm quan trọng trần húc ở phương diện này xem như rất có thiên phú tuy nhiên chỉ luyện một tháng nhưng vậy mà mơ hồ địa có thể cảm nhận được một ít chính giữa ý tứ hàm xúc trần húc như vậy bộ pháp đi đoán man mấy lần thăm dò tính tiến công đều không thể cận thân không thể không nói bát quái trưởng bộ này bộ pháp chuyên khắc thái quyền như vậy thiếp thân đoàn đả chiến đấu chiêu thức bất qua cái này cũng phải nhìn ai đến dùng vịnh xuân cũng là đoàn đả nhưng là uy danh cũng không tại bát quái trưởng phía dưới. Đoán man lại một lần nữa xông lên ý đồ dùng đầu gối mãnh liệt dập đầu lúc, Trần Húc một cái du thân quấn mở đi ra, sau đó trở tay một trưởng vỗ vào cái hông của hắn. Phần eo cũng là nhân thể yếu ớt bộ vị, tục ngữ nói eo là nam nhân vận mệnh. Trần Húc một trưởng này đập vô cùng ác độc, lực đạo thông qua lòng bàn tay trực tiếp khác ở đoán man địa cột sống lên, lập tức đoán man bị đánh đích đi phía trước bổ nhào về phía trước. Thật vất vả ổn định thân hình, nhưng là cái tiếp động tác xác thực trì hoãn. Kỳ thật Trần hút một chiêu này cũng là lão đại không có phúc hậu, bởi vì tại chính thức trận đấu hoặc là địa luận bản chính giữa đều là không thể sử dụng khom lưng, còn có đảo mắt, khóa cổ, trêu chọc âm những này chiêu số địa phương. Bởi vì những địa phương kia đều là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, đụng đụng tiếp theo gặp chuyện không may. Nếu dùng để chảo eo, cái kia cùng trêu trọng âm kỳ thật không có gì khác nhau, ỷ thiên đồ long ký bên trong phái võ đang chẳng phải có môn công phu nha gọi hổ trò tuyệt hậu tay. Cái này tuyệt hậu, chính là như vậy đến đấy. Bất quá đây là đang giả thuyết ảo cảnh, không có nhiều như vậy địa chú ý. Trần Húc một chiêu đắc thủ về sau, lập tức thân như du long. Cùng đoán man triển khai chiến đấu, đoán man vốn tự bị thương, phần eo chính là là nhân thể trọng yếu bộ vị, hắn cái này bị thương không nhẹ, còn chưa kịp điều chỉnh, hòa hoãn thoáng một phát, Trần Húc cũng rất âm hiểm chiến đấu đi lên, lại để cho hắn liền nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian đều không có. Nhưng là cái kia Đoán Man cũng vô cùng hung hãn, né mấy lần muốn lôi ra một cái khe hở lại để cho chính mình khôi phục thoáng một phát thất bại về sau, dứt khoát buông tha cho nghỉ ngơi, hướng phía Trần Húc mãnh liệt nhào lên, xem bộ dáng kia của hắn, là ý định tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết Trần Húc. Hắn như vậy mưa to gió lớn công tới, Trần Húc muốn tránh cũng trốn không thoát, bởi vì này Đoán Man tựu căn cứ thả rằng chịu lên Trần Húc vài cái, cũng muốn đả đảo đối phương lưỡng bại câu thương nghĩ cách bát quái trưởng bộ pháp lại tinh diệu, chống lại như vậy địa địch nhân cũng là không tốt. Trần Húc liên tục cho đoán man hai cái trọng kích, rốt cục bị hắn cho chắn đi lên, một bả phải bắt đến Trần Húc địa đầu. Trần Húc nghiêng đầu tránh đi, nhưng là hay vẫn là bị hắn cho cận thân rồi, đối với cái này loại không muốn sống đấu pháp, Trần Húc cũng là một chút biện pháp đều không có địa phương. Chỉ có thể cùng hắn ngạnh kháng, lúc này thời điểm Trần Húc tự nhiên không biết sử dụng du long bát quái trưởng rồi, dù đều không có cách nào du, bàn tay uy lực tự nhiên là so ra kém nắm đấm. Mặc dù nói Trần Húc Địa thân thể yếu nhược tại đoán man, nhưng là dù sao hiện tại đoán man bị thương, trước khi eo thương, còn có vừa rồi lại bị Trần Húc liên tục tại hậu tâm cùng dưới nách ấn một trường, hành động tự nhiên cũng là chịu lấy đến trở ngại, thân thủ tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là thường thường vai phải phát lực thời điểm sẽ dính dấp đến vết thương, ra chiêu tốc độ dĩ nhiên là không có nhanh như vậy cũng không có như vậy hung mãnh bất đắc dĩ lưu lại ba phần khí lực. Trần Húc lại cùng hắn đi thẳng lên 20 chiêu mới phát hiện vấn đề này, đây cũng là Trần Húc kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, vì vậy Trần Húc sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Nhằm vào hắn sườn phải triển khai tiến công, Trần Húc sớm nhất luyện đúng là cận thân chiến đấu, cho nên đối mặt đoán man hắn không sợ chút nào, bởi vì thời gian dài như vậy giao thủ lại để cho Trần Húc đã nhìn ra, người này tuy nhiên là cái thái quyền cao thủ, nhưng là nhược điểm của hắn cũng ngay tại ở hắn là một cái thái quyền cao thủ. Hắn ra tay quá quy củ, phải biết rằng, như Đoán Man loại này luyện Thái quyền, chủ yếu mục đích không phải cường thân kiện thể, mà là vì trận đấu. Đã nếu so với thi đấu, vậy thì có rất nhiều quy củ đương nhiên là chính quy trận đấu, nếu như là dưới mặt đất hắc quyền, cái kia cuối cùng ai còn sống người đó là quy củ. Cho nên Đoán Man ra tay tuy nhiên hung ác, đánh vào người cũng quả thực đau, nhưng là hắn lại không công kích Trần Húc chỗ hiểm. Trái lại, Trần Húc luyện tập du long bát quái trưởng cùng quân đội chiến đấu kỹ, một cái là quốc thuật một cái là thoát thai với đất nước thuật quân nhân vũ kỹ, cái này hai cái đều là truy cầu không nhắc tới diễn, chỉ giết địch đấy. Cho nên cái này hai chủng công phu mục đích đúng là vì khắc địch chế thắng, đó là chiêu chiêu không rời đối phương chỗ hiểm. Cho nên đoán man đánh vào Trần Húc trên người nắm đấm tuy nhiên muốn nhiều, nếu như là cái điểm số nhất định là hắn thắng, nhưng là hết lần này tới lần khác trận chiến đấu này là ai cuối cùng đứng đấy ai thắng, cho nên Trần Húc tự chiếm được lớn lao tiện nghi. Nghĩ tới đây, Trần Húc lập tức cũng dán lên đi lên vốn là đoán man vì phát huy ra thái quyền chính giữa ưu thế. Lựa chọn thà rằng lần lượt Trần Húc hai cái cũng muốn cùng hắn cận thân tác chiến, mà bây giờ lại lập tức phản đi qua, tựu là Trần Húc thà rằng lần lượt hắn hai cái cũng muốn cho hắn thoáng một phát hung ác địa. Trần Húc thầm mắng mình đồ đần, như vậy rõ ràng sơ hở, hắn đã sớm nên phát hiện. Chịu lên đoán man hai cái, tối đa đau nhức thấu xương tủy, nhưng lại còn có sức chiến đấu, nhưng là đoán man chịu lên chính mình thoáng một phát, vậy thì đủ hắn chịu được. Vì vậy đem làm đoán man kế tiếp đấm móc hướng Trần Húc trên mặt đánh chính là thời điểm. Trần Húc hơi nghiêng thân, đơn giản chỉ cần dùng bả vai bị thụ hắn thoáng một phát, nhưng là tay phải của hắn cũng đã đắn đo tại chỗ đứng trung bình tấn. Lập tức phát kinh, nặng tay, một chiêu này tựu là Trần Húc cùng Nam Cung Lam học nặng tay. Cái này nặng tay tại chiến đấu chính giữa không lắm thực dụng. Bởi vì thổ nạp khí tức, đóng tốt trung bình tấn, tối thiểu là muốn 2 3 giây thời gian. Đừng nói cao thủ giao đấu, tranh thủ thời gian coi như là bên đường đám côn đồ đánh nhau, người đứng chỗ đó 3 giây bất động thử xem. Cam đoan một cái chai bia hoặc là tựu là một thanh đao chọc đi qua. Nhưng Trần Húc ngạnh lần lượt hắn thoáng một phát, cái này một cái nặng tay trực tiếp đánh vào hắn trái bên trên phần bụng. Phanh một tiếng trầm đục, đoán man cả người bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. Trần Húc có thể vững tin, tuy nhiên hắn tại vội vàng tầm đó phát lực cũng bất hoàn mỹ, nhưng là nếu như là tại trong hiện thực, một trường này đánh vào đoán man trên người, tối thiểu hắn muốn hơn nửa năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa khôi phục không khôi phục địa hoàn toàn còn không nhất định. Nếu như không phải đoán man loại này thường xuyên tiếp nhận bị đánh huấn luyện. Luyện một thân nửa hoành luyện công phu đấy. Một trường này nếu là đánh vào người bình thường trên người, nhẹ thì trọng thương nằm việt. Nặng thì nội tạng vỡ tan, xuất huyết nhiều đi đời nhà ma. Bởi vì Trần Húc một trường này, đánh chính là không phải địa phương khác, là người địa lá lách. Lá lách là một loại phi thường dễ dàng bị hao tổn khí quan còn nhớ rõ Trần Húc vừa lấy được siêu cấp máy tính không lâu sau gặp được chính là cái kia ngô trung sao. Hắn chẳng qua là không cẩn thận bị xe đụng một cái, lá lách tự vỡ tan rồi, chỉ có điều phá hơn là một cái lỗ hồng nhỏ, nhưng là tự như vậy tạo thành suất huyết bên trong nếu như không kịp sớm chậm trễ cứu chữa đều là một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Huống chi Trần Húc chiêu này nặng tay, quả nhiên là lực thấu nội tạng, nếu như là người bình thường, một trường này xuống tất nhiên đánh chính là lá lách phạm vi lớn chảy máu, không chừng không có đưa đến bệnh viện liền mèo rồi coi như là đoán man chịu lên một trường này khẳng định cũng có suất huyết bên trong cho nên tại sự thật chính giữa không phải vạn bất đắc dĩ trần húc là tuyệt đối không thể dùng một chiêu này đấy trần húc nhìn xem đoán man thân ảnh thời gian dần qua hóa thành quang điểm biến mất trong nội tâm tự nhủ một tiếng xin lỗi ta không có cách nào lúc này thời điểm tiểu mẫn đi ra mỉm cười nói chúc mừng ngài thuận lợi thông qua được cấp độ c chiến đấu khảo hạch dùng ngài thực lực bây giờ có lẽ thuộc về cấp độ C thượng vị, tiếp tục cố gắng, ngài đem rất nhanh có thể đạt tới cấp độ B, tất cả đại quốc nhẹ lượng cấp quyền vương cùng với tán đả quán quân địa cấp đừng. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, cấp độ B hắn là không trông cậy vào rồi, hắn biết rõ chính mình mới vừa rồi là chiếm được may mắn. Bất quá lại nói trở lại, nếu như dùng loại này may mắn phương pháp, đừng nói cả nước cấp, thế giới nhẹ lượng cấp quán quân đã đến nói không chừng đều được đưa tại trên tay hắn. Hết cách rồi, ai bảo Trần Húc không theo quy củ ra bài đâu này. Đánh xong trận này trận chiến, Trần Húc mình cũng toàn thân đau bút nhức. Tại chị hết bạch quang chính giữa trị liệu thoáng một phát loại này chị hết bạch quang Trần Húc hỏi qua tiểu mẫn rồi, coi như là trong tương lai khoa học kỹ thuật chính giữa cũng không có khả năng xuất hiện. Dù sao sự thật hay vẫn là sự thật, rất khó làm ra này chủng loại giống như huyền ảo tiểu thuyết chính giữa giáo hội địa quang minh hệ trị liệu pháp thuật, nhưng lại nâng lên một loại tế bào chữa trị dịch, loại này tế bào chữa trị dịch là cùng loại với người tại hài nhi thời kỳ lúc cái loại này nước ối đem người toàn bộ phao ngâm ở bên trong, lợi dụng dưỡng khí quản hô hấp, trên cơ bản trên nhục thể thương lại nghiêm trọng địa cũng có thể khôi phục. Loại vật này cũng không phải là thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa đồ vật rồi, mà là xác thực không tác dụng phụ đấy. Bất quá trên tinh thần trị liệu cũng là cần, nếu không người tiềm thức cũng sẽ biết sinh ra tổn thương trong tương lai xã hội giả thuyết ảo cảnh vừa đi ra, tương quan pháp luật điều vẫn chưa hết thiện thời điểm, thì có loại tình huống này, có chút cực đoan trò chơi kẻ yêu thích lợi dụng giả thuyết ảo cảnh khai phát rất khủng bố trò chơi hoặc là tràng cảnh, hoặc là chính là loại rất tàn nhẫn huyết tinh, tổn thương thân người thể cái chủng loại kia. Cuối cùng làm cho rất nhiều người bị sợ tinh thần thất thường thậm chí tại chỗ bị hù não tử vong, cũng có tại trò chơi chính giữa bởi vì chân thật cảm giác quá mạnh mẽ, làm cho bị thương về sau tự tiềm thức cho rằng chỗ kia bị thương, đã đến sự thật thế giới còn không có phát triển biến tốt đẹp người. Loại này bạch quang, tự là nhằm vào tiềm thức, miễn trừ mọi người tại giả thuyết ảo cảnh trong bị thương ý thức ảo giác. Rốt cục giải quyết cửa thứ nhất, như vậy kế tiếp, tự là cửa thứ hai. Phá giải 128 vị mật mã. 128 vị mật mã, phải nói, là 128 vị mật thìa. Cái này mật mã chỉ cũng không phải mật mã chiều dài tổng cộng có 128 vị, mà là từng cái mật mã bài có 128 chiều dài. Tại đây tự liên lụy tới một loại phép tính, nói thí dụ như, ta bình thường đưa vào mật mã, đơn cử đơn giản nhất ví dụ 123 ABC, như vậy, cái này vô cùng đơn giản 6 vị mấy là người người sử dụng đưa vào, nhưng là trên thực tế tại server mật mã nghiệm chứng cảng, đây cũng không phải là 6 vị con số đơn giản như vậy, mà là trải qua đặc biệt phép tính mã hóa vi 128 vị. Muốn phá giải, chỉ cần thông qua suy đoán 6 vị mấy là không thể nào hoàn thành, cụ thể muốn giải thích rất phức tạp, cho nên nói như vậy, muốn phá giải loại này đặc thù mã hóa phép tính cấu thành 128 vị mật thiệt, đầu tiên chính là muốn nghiên cứu loại này phép tính. Bởi vì vi lệ quốc tế, phép tính cũng là muốn công khai, bởi vì phép tính nếu như mật, rất khó phát hiện phép tính chính giữa sai lầm. Cái này phép tính tựu không đủ hoàn mỹ, nhưng là rất rõ ràng, tiểu mẫn cũng không có đem loại này phép tính hàm số cho công bố ra, cho nên Trần Húc chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Đầu tiên muốn làm, tựu là tìm ra loại này phép tính hàm số 128 vị mật thìa kỳ thật cũng không tính rất khó, hiện tại rất nhiều trình duyệt chính giữa cũng bắt đầu sử dụng loại này cấp bậc tính toán phương thức rồi. Khó tự khó tại đối với phép tính phá giải bên trên. Bởi vì căn cứ đã biết phép tính, như vậy rất dễ dàng làm ra tương ứng, có tính nhắm vào phá giải phương thức, nhưng là nếu như cái này phép tính là giữ bí mật, vậy thì rất phức tạp rồi. Trần Húc hiện tại điều động hắn sở hữu tất cả thịt gà, cùng một chỗ tham dự tính toán theo công thức. Trần Húc sử dụng phương pháp tự là thường dùng nhất địa thuật toán phân tích, bởi vì phép tính luôn cố định, cần phải có cố định công thức cùng hàm số. Đơn giản đánh cho cách khác giống như là hai nguyên một lần phương trình, chỉ cần hai tổ con số sử dụng thoáng một phát đã biết rõ công thức rồi. Đương nhiên chính thức mã hóa hàm số khẳng định so hai nguyên một lần muốn mạnh hơn nhiều. Đây cũng chính là vì cái gì nói, rất nhiều máy vi tính cao thủ đồng dạng cũng là toán học cao thủ nguyên nhân, cao cấp hàm số đối với máy vi tính lập trình mà nói cũng là trọng yếu phi thường đấy. Cho nên, muốn phá giải cái này hàm số, nhất định phải muốn tuyên truyền nhiều đài máy vi tính đồng thời tiến hành mô phỏng, đương nhiên một đài máy vi tính cũng thành, chỉ là cái kia phải đợi đến bao giờ. Trần Húc toán học trình độ cũng là rất mạnh, tối thiểu hiện tại hắn đủ để tham gia cái sinh viên áo mấy một loại được rồi. Trần Húc tại trường cấp 3 địa thời điểm tự thiên khoa học tự nhiên, cũng từng tham gia áo mấy cầm qua thứ tự, cho nên toán học học hay vẫn là rất nhanh đấy hiện tại hắn tự biên soạn một cái chương trình, không ngừng phát ra số liệu đến tìm loại này phép tính quy luật. nhưng là Trần Húc lại phát hiện chính mình địa thịt gà số lượng hay vẫn là quá ít. Kỳ thật muốn nói thiểu, thật sự không ít. Trần Húc lần trước cho Liam công ty cái kia khoản thịt gà bức tường lửa. tại Fabiano bán bảo hiểm sách lược xuống, bán ra địa phi thường thành công. hơn nữa Trần Húc ngày bình thường ít như thế nào sử dụng những này thịt gà. tự là tại hacker đại chiến thời điểm mới dùng thoáng một phát mà cái này bức tường lửa tính năng xác thực phi thường cường đại đấy, này đây hiện tại cũng đã cho Liêm công ty đã mang đến không thua 10 vạn người cố định người sử dụng quần thể. nhưng vấn đề là hiện tại Liêm công ty kế hoạch còn giới hạn tại In lần và quanh thân khu, cho nên trừ đi một tí server trang web bên ngoài, gia dụng máy vi tính ở thời điểm này rất nhiều đều là ở vào tắt máy trạng thái. đương nhiên Trần Húc có thể đợi đến tối, thì ra là In lần thời gian công tác lúc tính toán mật mã, nhưng là Trần Húc nhưng bây giờ có chút đã đợi không kịp nếu lúc trước, nói tới tinh khiết phá giải một cái 128 vị mật mã. Quả thực có thể làm cho Trần Húc cảm thấy đây là một việc trên cơ bản không cách nào hoàn thành sự tình, nhưng là hiện tại. Đem làm Trần Húc kỹ thuật tăng lên tới loại trình độ này về sau, hắn cũng tự cũng không biết là cái này 128 vị mật mã được coi là cái gì nan đề rồi. Cái này là một tầng một tầng đi lên trên cấp, đứng tại chân núi thời điểm cảm thấy đỉnh núi xa không thể chạm, nhưng là thực đem làm leo đến trên đỉnh núi về sau, cũng đã đang ngó chừng mặt khác một tòa cao điểm rồi. Căn cứ những này tính toán sở được đến cụ thể số liệu, Trần Húc phát hiện loại này phép tính kỳ thật cũng không phải độ khó lớn đến một loại xa không thể chạm trình độ. Đương nhiên, kỳ thật Trần Húc hiện tại tính toán tốc độ cũng không chậm, muốn mặc dù biết hiện tại in lần khu hay vẫn là hắc ám, nhưng dù sao con cú cũng là tồn tại địa hơn nữa số lượng cũng không ít, tối thiểu có hơn 1.000 đài máy vi tính đồng thời đang giúp Trần Húc tiến hành tính toán, cái này chính là một cái không tính chậm tốc độ. Trần Húc cảm thấy nếu như lúc này thời điểm lại đem tính toán địa máy móc lật lên gấp 2, như vậy hắn tại xế chiều hôm nay địa thời điểm là có thể phá giải cái này phép tính. Về phần cùng Hoàng Sông đánh bạc đấu, Trần Húc đã sớm không hề để tâm rồi. Lời nói không dễ nghe, hắn tính toán cái thứ gì? Dựa vào cái gì cùng chính mình đọ sức, cho nên hiện tại Trần Húc một bên lại để cho thịt gà nhóm, đám bọn họ tiếp tục tính toán, mà một bên tắc thì biên soạn một cái kịch bản gốc dấu hiệu. Bắt được thịt gà, lần trước hồng khách liên minh như vậy hacker đại chiến thật là lại để cho trần húc đã học được không ít đồ vật mà loại này học tập cũng không phải là gần kề tựu là tại hacker đại thời gian chiến tranh tài học đến nhưng lại có tại hacker đại chiến về sau trần húc lại một lần nữa nghĩ lại ngay lúc đó chiến đấu nghĩ lại lúc kiệt thiếu sót của mình chính mình cần cải tiến địa phương sau đó tính nhắm vào trọng điểm học tập mà lấy được hacker là một loại chiến đấu kiểu chức nghiệp chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể hiểu rõ thiếu sót của mình một mặt bế môn tạo xa cũng không là một chuyện tốt. Trần Húc hiện tại biên soạn mệnh lệnh phi thường đơn giản hơn nữa thực dụng, hắn chỉ là lợi dụng IP một cái hạch tâm lỗ thủng, tại trao đổi số liệu thời điểm tự động ở phía sau đài download một cái chương trình sau đó vận hành, hơn nữa đem vận hành kết quả gửi đi đến chỉ định server bên trên quy nạp. Bởi vì Trần Húc lúc ấy William công ty cung cấp bức tường lửa cũng không riêng gì châm đối với gia dụng cơ, còn có tự là châm đối với server, mà server là nhất định phải cam đoan nhiều năm khởi động máy, cho nên cái lúc này Trần Húc dùng tối đa thì ra là mấy đài châu U server. Những này server chính giữa, thì có một ít là châu U rất nhiều cỡ lớn trang web sử dụng server, cho nên Trần Húc muốn ở phía trên treo cái cửa sau chương trình, thật sự là rất đơn giản. Rất nhanh, Trần Húc thịt gà số lượng tự báo tố lên tới 3.000 đã ngoài, mà lúc này đây đã đến buổi chiều 3 điểm. Ngô Nguyên bọn người ngủ trưa đã sớm tỉnh lại, chứng kiến Trần Húc tại thao túng máy vi tính không biết làm cái gì đó, cả đám đều rất ngạc nhiên nhưng là cũng không có hỏi nhiều, mà Trần Húc tắc thì đắm chìm tại một cái cảnh giới vong ngã chính giữa. Trong mắt hắn, chỉ có những cái kia dườm ra đấy, phức tạp số liệu kết cấu, căn bản là đã quên mình bây giờ vẫn còn phòng ngủ. Tổ một số liệu nghiệm chứng thành công, tổ hai số liệu nghiệm chứng thành công, Trần Húc trên trán tràn ra mồ hôi, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, không riêng gì bởi vì mệt mỏi, cũng là bởi vì hưng phấn. Bởi vì đây là hắn hoàn toàn không có mượn nhờ tiểu mẫn hỗ trợ, mà sắp thông qua được tiểu mẫn một hồi khảo nghiệm. Đệ 128 tổ số liệu thành công, tìm được phép tính rồi. 128 tổ số liệu, mấy ngàn đài máy vi tính đến chưa tính toán. Trí tuệ của nhân loại đã sáng tạo ra thuận tiện nhân loại công cụ, nhưng là công cụ vĩnh viễn chỉ là công cụ. Ai cũng không biết Trần Húc đang tìm kiếm cái này 128 tổ số liệu thời điểm hao phí bao nhiêu tâm lực. Nhưng là Trần Húc hiện tại một chút cũng không có có cảm giác đến mệt mỏi, bởi vì hắn đang đứng ở một loại phi thường phấn khởi trạng thái. Loại này phấn khởi lại để cho tinh thần của hắn 10 phần, về phần buổi chiều còn có trận đấu, Trần Húc đã sớm quên được không còn một mảnh rồi. Phép tính đã đã tìm được, nhiệm vụ kia cũng đã hoàn thành một nửa. Tìm được phép tính cũng không có nghĩa là là có thể phá giải mật mã. Nhưng là phá giải mật mã điều kiện tất yếu, phải biết rằng nếu như là bạo lực phá giải, tự là lợi dụng nguyễn kiện nguyên một đám địa đi đưa vào mật mã. Đơn giản chỉ cần dựa vào mông phương thức đến phá mật mã một khi mật mã chiều dài đạt tới ngoài 10 vị, cái kia cơ hồ tự là nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi. Cho nên hiện tại phá giải mật mã, rất nhiều đều là theo phép tính bắt đầu bắt tay, bắt đầu, tìm được mật mã địa quy luật chỗ đây mới là phá giải mật mã vương đạo. Trần Húc hiện tại đã tìm ra phép tính, hơn nữa đã nhận được đưa vào mật mã căn cứ cái này phép tính địa diễn biến hình thức, như vậy hắn tự có lòng tin tìm được tương ứng mật mã rồi. Từ nơi này cái phép tính chính giữa Trần Húc đã nhìn ra bố trí cái này phép tính người đến cỡ nào âm hiểm, cái này phép tính tuy nhiên không tính là có nhiều cao cấp, nhưng lại đích thật là một cái phi thường âm hiểm xảo trá phép tính. Vô cùng đơn giản, mật mã cấu tạo chủ yếu tự là 26 cái chữ mẫu cao cấp mật mã phân chia chữ hoa hai thường. Sau đó tự là 10 cái đo đếm chữ, còn có tự là một ít đặc thù ký tự. Rất nhiều mạng lưới cao thủ sử dụng mật mã chính giữa, đặc thù ký tự chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Những này đặc thù ký tự cũng không phải trên bàn phím địa dấu phẩy, dấu ngoặc kép một loại mà là một ít cùng loại với giống ruột ngôi sao năm cánh các loại địa cần đặc thù thủ đoạn mới có thể phát ra ký tự. Đơn cử đơn giản nhất địa ví dụ, năm đó chơi truyền kỳ thời điểm, rất nhiều đối với an toàn bảo hộ có chút hiểu rõ địa người chơi. Lợi dụng trí tuệ nhân tạo ABC chính giữa về khóa, thì ra là ký hiệu khóa cho mình tài khoản bỏ thêm một tầng bảo hộ. Nhớ rõ trí tuệ nhân tạo ABC chính giữa V11, có thể đánh đi ra một cái nhìn không thấy phím cách. Cái kia nhưng thật ra là một cái đặc thù ký tự, chỉ có điều nhìn không thấy, nhưng là lại cùng phím cách không giống với Phím cách thì không cách nào với tư cách mật mã đưa vào Nhưng là cái kia V11 nhưng lại có thể được hệ thống chỗ thừa nhận đấy Như vậy, ví dụ như trước khi mật mã là 123 ABC Nhưng đánh lên cái này V11 khoảng trắng Về sau, mật mã tự là 7 vị mấy Mà trộm nick người chứng kiến mật mã 123 ABC lúc Vô ý thức tự cho rằng là 6 vị mấy Bởi vì vì bọn họ nhìn không tới đằng sau cái kia khoảng trắng Đương nhiên, về sau rất nhiều trộm nick cũng biết Bất quá tại một lần truyền kỳ trọng đại sai lầm chính giữa, một chiêu này thế nhưng mà trợ giúp rất nhiều người chơi vãn hồi rồi tổn thất. Lần kia là long trọng truyền kỳ server bị người cho xâm lấn rồi. Sau đó hacker đem sở hữu tất cả tài khoản mật mã đều phát đã đến trên mạng, không ít người bởi vậy tổn thất thảm trọng, mà những cái kia tại mật mã đằng sau tăng thêm V11 khoảng trắng người tắc thì may mắn đã tránh được một kiếp. Mà bây giờ Trần Húc sở muốn công phá chính là cái kia mật mã, hắn phép tính biến thái ngay tại ở, không riêng gì đã có loại này đặc thù ký tự, nhưng lại gia nhập song vị mấy phán đoán. Cái gọi là song vị mấy phán đoán, tự là vượt lên đầu thời đại hạng nhất kỹ thuật. Mọi người đều biết hiện tại mật mã yêu cầu, không ai qua được 26 cái chữ mẫu cùng 10 cái đo đếm chữ hơn nữa một ít đặc thù ký tự, nhưng là loại này song vị mấy phán đoán, đơn giản nêu ví dụ tự là, tại đưa vào mật mã thời điểm, nếu như là bạo lực phá giải, cái kia chính là một cái con số một cái số lượng phá giải, nhưng là loại này xong vị mấy phán đoán nhưng lại hai cái con số mới được là một cái mật mã tổ. Nói đơn giản, 123 ABC cái này tổ mật mã, tại xong vị mấy phép tính cơ chế xuống, 12 là một cái mật mã tổ, 3A là một cái, B cũng là một cái. Cái này hạ muốn bạo lực phá giải người sẽ chờ chết đi, phá giải cả đời cũng làm không được như vậy hèn mọn bị ổi mật mã à. Nhìn loại này phép tính về sau, Trần Húc rất may mắn chính mình trước phá giải loại này phép tính. Nhưng là đồng thời hắn cũng biết, là tương lai cháu trai thiết hạ cái này bẫy dập thời điểm có chỗ giữ lại, cũng không có cho mình làm quá lớn, ít khả năng hoàn thành độ khó. Bởi vì này loại phép tính chẳng những có thể dùng xử lý xong vị mấy, đồng thời cũng thích ứng tại đơn vị mấy, rất rõ ràng, đơn vị mấy là một cái rất lớn lỗ thùng, chỗ sơ hở này tồn tại khiến cho xong vị mấy mã hóa trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì chỉ cần hacker lợi dụng đơn vị mấy phá giải cái này phép tính, cặp kia vị mấy mã hóa tự lại có thể thế nào đâu này. Hơn nữa Trần Húc cũng đã nhìn ra, chỗ sơ hở này hẳn là cố ý lưu lại, bằng không thì trực tiếp đem đơn vị vài chỗ lý cho che đậy rồi, mình coi như vận dụng toàn bộ thế giới máy vi tính, tại không rõ ràng lắm loại này phép tính điều kiện tiên quyết thời điểm, cũng không có khả năng phá giải loại này phép tính hàm số. Xem ra, cháu của mình quả nhiên cũng không phải cố ý cùng chính mình đối nghịch, mà là đốc xúc chính mình cố gắng để cao máy vi tính kỹ thuật. Hoặc là, đây cũng là tương lai chính mình cho mình bây giờ một loại thúc dục A đã biết loại này phép tính nguyên lý, Trần Húc mà bắt đầu một chút hướng bên trong sử dụng. Bởi vì không biết cái này mật mã chiều dài, Trần Húc chỉ có thể theo một vị mấy bắt đầu thí nghiệm. Trần Húc lúc này thời điểm nghĩ thầm cái kia danh con nếu cho lão tử thiết lập một cái 128 vị chiều dài mật mã, cái kia cả đời cũng phá giải không được. Bất quá khi Trần Húc khảo thí đã đến 6 vị đếm được thời điểm, tiểu mẫn cái kia ôn nhu thanh âm tự tiếng nổ, chúc mừng ngài đã lấy được đệ nhị cấp quyền hạn mật mã. Trần Húc nhìn xem bẻ khóa software bên trên biểu hiện cái kia xấu vì con số, lập tức hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Bởi vì thượng diện con số xếp đặt phi thường phi thường đơn giản, đơn giản đã đến một cái không cách nào tưởng tượng trình độ cái này tổ con số thật sự là lại để cho Trần Húc phun huyết. Nhưng kỳ thật, cho dù Trần Húc sáng sớm thật sự đưa vào 123.456 cũng là không thể nào tiến vào quyền hạt, bởi vì này tựu là xong vị mấy mã hóa chỗ tốt, 123.456 nhưng thật ra là 12, 34, 56, hơn nữa căn cứ cái này phép tính, Trần Húc có thể nhìn ra, cái này còn có càng sâu kéo dài, ví dụ như, đệ nhất vị cùng vị thứ tư là một tổ, vị thứ hai cùng thứ sáu vị là một tổ. Vân vân, cho nên đưa vào mật mã thời điểm, nếu như là đơn thuần đưa vào 123.456 là mở không ra, cho nên Trần Húc giờ khắc này phi thường minh bạch tương lai ý nghĩ của mình. Hắn cũng không phải yêu cầu mình đến phá giải một cái mật mã, mà lại yêu cầu mình đến phá giải cái này phép tính. Cái này phép tính, hơi chút ra công thoáng một phát là có thể tại quốc tế trên thị trường bán đi giá trên trời đến. Bởi vì này loại phép tính đã phi thường thành thục, Trần Húc tin tưởng tiểu mẫn mang cho tương lai của mình khoa học kỹ thuật phép tính đều là phi thường thành thục, mà phép tính mật lại đem đơn vị mấy nghiệm chứng cho xóa, cái kia trên cái thế giới này chỉ sợ tự không ai có thể phá giải loại này phép tính. Tối thiểu mấy năm gần đây là như thế đấy. Bất quá hiện tại Trần Húc cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ quá nhiều, hắn lại một lần nữa tiến nhập giả thuyết ảo cảnh. Vì vậy thời điểm, hắn tự muốn nhìn đệ nhị cấp quyền hạn chính giữa, đến cùng có chút gì đó này nọ. Chúc mừng ngài đạt được đệ nhị trọng quyền hạn, tiểu mẫn âm thanh thiên nhiên giống như mềm nhẵn thanh âm tại Trần Húc vang lên bên tai, đầu tiên, có một đoạn đến từ tương lai đối thoại, là ngài cháu trai Trần Phỉ Lưu cho ngài, đoạn đối thoại này rất trọng yếu, xin ngài cần phải cẩn thận nghe. Tại Trần Húc bên người, xuất hiện một người ảo ảnh, cùng tiểu mẫn đồng dạng, nhưng là bộ dáng nhưng lại Trần Húc lần trước nhìn thấy, chính mình tương lai cháu trai, Trần Phỉ. Ha ha, ra ra tốt, Trần Phỉ cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu lại gặp được ra ra á, ha ha, hẳn là ra ra lại gặp được ta rồi, hôm nay, ta xem nhìn thời gian, à, 2007 năm tháng 11-16 trời ạ, ra ra người thật sự tốc độ rất nhanh, mấy tháng thời gian mượn đến đệ nhị trọng quyền hạn rồi, nhưng lại không tới năm 2010, cái này thật sự là quá tốt rồi, không hổ là ông nội của ta à, cũng chỉ có gia gia tốt như vậy gen, cháu trai ta mới thông minh như vậy lanh lợi à. Trần Húc giờ khóc giờ cười, nhưng là nhưng trong lòng thì ngạc nhiên, như thế nào, giống như có chút kỳ quái. Trần Húc lập tức tự suy nghĩ cẩn thận vì cái gì kỳ quái như thế rồi. Bởi vì hai lần trước nhìn thấy Trần Phỉ thời điểm, đều là tại PC trên sân thượng, lúc ấy Trần Phỉ chỉ là để lại một cái hình ảnh mà lần này, Trần Phỉ tiểu tử này nhưng lại giống như mặt đối mặt ở cùng chính mình nói chuyện với nhau. Trần Húc nhịn không được hỏi, ngươi, ngươi sao có thể như vậy cùng ta nói chuyện với nhau hay sao? Nào biết được Trần Phỉ khoa trương vỗ chán một cái, ra ra à, ngươi có phải hay không ăn gian mới đạt được đệ nhị trọng quyền hạn đó a? À? Như thế nào liền cái này đều không thể tưởng được, ta là tôn tử của ngươi tiểu phỉ, nhưng lại không hoàn toàn đúng, bởi vì ta chỉ là Trần Phỉ ở lại máy vi tính chính giữa một đoạn trí nhớ chỉnh hợp chương trình mà thôi, Đừng nhìn ta như vậy nhân tính hóa. Kỳ thật ta cùng tiểu Mẫn đồng dạng, bất quá là cái ngụy trí tuệ nhân tạo chương trình mà thôi, nhưng là ta lại có thể xử lý rất nhiều thứ. Bởi vì quang ảnh lưu niệm như, rất nhiều chuyện bàn giao, nhắn nhủ không rõ ràng lắm à. Nguyên lai like là như vậy, khó trách cảm giác của hắn cùng chân nhân đồng dạng, nếu như tiểu Mẫn không phải tình cảm phán đoán cơ chế bị thủ tiêu rồi, trả lời vĩnh viễn là như vậy cơ giới hóa, nàng cũng cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Kỳ thật nói thật Trần Húc cũng vẫn không có đem làm tiểu mẫn là cái chương trình, tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, Trần Húc đều đem làm nàng là một người bình thường đồng dạng đối đãi. Nhưng Trần Húc lập tức tự lại nghĩ tới một vấn đề. Lập tức hỏi, người nói trí nhớ chỉnh hợp chương trình. Trí nhớ có thể như vậy chỉnh hợp thành chương trình sao? Cái kia mế ngóa đức sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Húc đem mế ngóa đức lúc sắp chết, chính mình dùng mộng tưởng thiên đường đọc đến trí nhớ của hắn, lại không nghĩ rằng lại để cho mế ngóa đức khởi tử hồi sinh, thậm chí còn có một bộ phận linh hồn phân đã đến trên internet đã trở thành một cái mạng lưới u linh. Trần Húc trong khoảng thời gian này cũng một mực tải trên mạng chú ý cái kia mạng lưới u linh hạ lạc, hạ xuống. Nhưng là tự ngế ngóa đức chết về sau, tụ lại cũng không có cái gì nhầm vào SMMS địa công kích, giống như người kia cũng đi theo chết đồng dạng. Có loại chuyện này, Trần Phi cầm lấy đầu, không có khả năng hà. Giả thuyết ảo cảnh đi ra đã lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại chuyện này phát sinh à. Ngươi muốn nói tại giả thuyết ảo cảnh trong tử vong? Chớ trêu đại ca, à không ra ra, ngài không biết, giả thuyết ảo cảnh vừa lúc đi ra, bởi vì pháp luật điều chưa xong thiện, chết ở giả thuyết ảo cảnh chính giữa người không có một ngàn cũng có tám trăm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mạng lưới u linh vừa nói như vậy, còn mượn xác hoàn hồn đây này, mê tín. Trần Húc khí một cái tát vỗ vào cái này danh con địa cái ót lên, dù sao tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa, Trần Húc mình cũng là chương trình, cho nên lần này thật đúng là đánh chúng rồi trần phỉ ôi một tiếng ôm đầu ủy khuất nói ra ra ta nói là lời nói thật à trần húc liếc mắt nhìn xem cái này tiểu vương bát đản nói cái kia chuyện này ngươi có thể giải thích sao một người chết về sau đột nhiên biến thành máy vi tính số liệu càng khoa trương chính là hắn còn có thể mượn xác hoàn hồn thực muốn như vậy người nọ chẳng phải là đều sẽ không chết làm sao có thể trần phỉ khoa trương kêu một tiếng tối thiểu ta không biết có loại vật này như vậy ngươi thì sao trần húc hồ nghi nhìn xem hắn ngươi thật giống như cũng là một cái cao trí tuệ nhân tạo đồ vật a à, tối thiểu cảm giác cùng chân nhân không sai biệt lắm cái kia nếu như ngươi chạy đến trên internet nữa nha có thể hay không cùng hắn thành làm một cái mạng lưới u linh hoặc là nói nếu như cho ngươi một cái thân thể ngươi có thể chiếm cứ thân thể kia thành vì nhân loại sao đương nhiên không có khả năng trần phỉ quái khiếu mà nói ra ra người khoa học viễn tưởng tiểu thuyết đã thấy nhiều a à. ta là chương trình tuy nhiên cao cấp một ít nhưng là cũng không có đến rất cao cấp, nói đơn giản, ta cùng tiểu mẫn đều là ngụy trí tuệ nhân tạo chương trình. Cái gọi là ngụy trí tuệ nhân tạo, tự là cũng không phải hoàn toàn trí tuệ nhân tạo, chỉ là chúng ta nhân cách hóa độ tương đối cao mà thôi. Người nói chúng ta có thể hay không đến trên Internet, làm cái mạng lưới u linh, lời nói thật nói, có thể, nhưng này không có ý nghĩa à. Người biết chúng ta hạch tâm chương trình có bao nhiêu không? Dùng xong ninh ốc kết cấu chúng ta hạch tâm chương trình đều có 100 cái GB. Nếu như đổi lại là hiện tại loại này chương trình phương thức, đương nhiên, tạo không tạo được ra chúng ta tạm không nói đến. Cho dù tạo đi ra, ra ra, người cảm thấy điều này cần bao nhiêu địa không gian. Mạng lưới giải thông mới nhiều chật vật một điểm à, có thể lại để cho chúng ta tự do tại trên Internet hành động sao? Về phần phụ thể đến nhân loại trong thân thể, vậy thì càng chớ trêu làm sao có thể mà. Nhân loại là linh hồn tại ta thời đại kia đều không có nghiên cứu ra đến, vô số nhà khoa học giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bỏ hung phúc cái kia tựa như hướng bên trong phúc, kết quả một cái hai cái lãng phí cả đời thời gian đều không có làm ra cái như thế về sau. Nhưng là có một điểm có thể xác nhận, máy vi tính chương trình cùng nhân loại linh hồn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trần Húc đã hiểu, cái này xác thực tựu là ngụy trí tuệ nhân tạo trả lời. Bởi vì chuyện này là Trần Húc tự mình kinh nghiệm, nói cách khác chuyện này là Trần Húc đã xác định thành lập đấy. Hắn hiện tại cùng cái này danh con thảo luận là sự tình này vì cái gì thành lập, mà không phải thảo luận chuyện này có thể hay không thành lập. Nếu là có tên tiểu tử trong hiện thực cũng nói như vậy, vậy khẳng định là quá sẽ không làm người rồi, nhưng nhìn tại hắn gần kề chỉ là một tổ cao trí tuệ nhân tạo chương trình phân thược, Trần Húc cũng không cùng ngươi hắn không chấp nhặt rồi. Bất quá hay là muốn rút lưỡng bàn tay, đánh cháu mình, vậy thì có sao, vậy thì sao khách khí hay sao? Bất quá rất rõ ràng, đây là một lần chuyện ngoài ý muốn phát sinh cái này sự kiện xác suất nhỏ, ít hơn ước một phần vạn, nhưng là không nghĩ tới bị Trần Húc cho đụng phải, dù là trong tương lai xã hội. Đều không có xuất hiện qua những chuyện tương tự, bị rút vài cái địa Trần Phỉ rất ủy khuất, biểu môi nói, ra ra người thực bạo lực, chứng kiến Trần Húc vừa muốn đưa tay. Hắn vội vàng nói, đương nhiên, cái này khả năng cùng ra ra ngài bá vương khí có quan hệ. Người tài vương tám đây này, Trần Húc mắng, người cái tiểu vương bát đàn, Trần Phỉ vẻ mặt cười đùa tí tửng, ta nếu tiểu vương bắt đàn, ngài là ông nội của ta, không phải là lão rùa biển rồi hả? Chứng kiến Trần Húc đưa tay vừa muốn đánh, hắn vội vàng đổi giọng, ta cái này có thể thật không có trêu chọc ngài. Nhớ rõ lần trước ta đã nói với ngươi qua địa chủ giác góc lý luận sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Trần Phỉ nghiêm túc biểu lộ, căn cứ tư liệu của tôi, đã xảy ra loại này tuyệt đối tiểu xác suất sự kiện, hơn nữa là tuyệt đối vượt ra khỏi lịch sử quỹ tích sự tình. Rất có thể cũng là bởi vì ra ra ngài nhân vật chính thân phận nói láo, nhân vật chính sẽ bị ngược đãi à? Cũng không phải ý tứ này, ra ra ngài hiện tại cũng có thể hiểu được một ít có quan hệ với thế kỷ đại âm mưu, bày kế sự tình a. À. Gặp Trần Húc gật đầu, Trần Phỉ thở dài, nói thực ra, đám kia nhà khoa học đều là một đám người đáng thương. Tuy nhiên là thế kỷ đại âm mưu, bày kế, nhưng là một cái âm mưu, bày kế nhốt chặt suốt hai đời nhà khoa học, lại để cho bọn hắn bỏ ra cả đời tâm huyết, cái này đã nói lên cái này âm mưu, bày kế nhưng thật ra là không có đơn giản như vậy kỳ thật bọn hắn điểm xuất phát vốn chính là tốt rồi. Cũng đúng, cái này nghiên cứu, vốn chính là muốn cải biến cả nhân loại xã hội cách cục đấy. Cái gì, Trần Phỉ bất đắc dĩ cười khổ một cái, rất ngạc nhiên a. À. Trong tương lai địa lịch sử sách giáo khoa ở bên trong, đem cái này xưng là thế kỷ đại âm mưu, bày kế, mà ở lầu năm góc một phần tình báo chính giữa, tắc thì đưa hắn xưng là. Trần Phỉ nhìn thoáng qua Trần Húc, một chữ dừng lại, một trầu, lại một lần nữa thất bại ba biệt tháp. Trần Húc Địa đồng tử lập tức co rút lại. Hắn đương nhiên biết rõ ba biệt tháp ý tứ, trước khi hắn tuyên bố ba biệt tháp phiên dịch ra tụ đầy đủ lại để cho người minh bạch ba biệt tháp đại biểu hàm nghĩa rồi. Cái kia là nhân loại đối với thiên thần một loại phản kháng. Nhưng là đối với thiên thần mà nói, đó là một loại khinh nhờn, một loại tà ác, cho nên bọn hắn muốn phá hủy loại này tà ác. Người nói là, cái thế giới này khả năng thật là có hắn quy tắc đấy. Trần Phỉ cười khổ, đây là thế kỷ đại âm mưu, bảy kế thất bại mang cho chúng ta một cái máu tươi đầm đìa giáo huấn. Đương nhiên, thế kỷ đại âm mưu, bảy kế thất bại, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vì nhân loại địa lòng tham. Đây cũng là không thể phủ nhận đấy, nhưng là mọi thứ không có tuyệt đối. Rất nhiều nhà khoa học, phẩm đức đều rất cao thượng. Bọn hắn không cầu danh lợi, chỉ cầu vì nhân loại địa phát triển mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Nhưng là bọn hắn đã thất bại, nhân loại kiến tạo địa thứ hai tòa thông thiên chi tháp, lại một lần nữa ngã xuống thần linh trước mặt. Trần Húc nhíu mày, cái thế giới này thật sự có thần linh. Có, Trần Phỉ rất nghiêm túc nói, nhưng cũng không phải là các ngươi suy nghĩ giống như, cũng thực sự không phải là thần thoại trong truyền thuyết những cái kia thần linh. Tại thần thoại chính giữa, kỳ thật thần linh tựu là người, chẳng qua là có được càng lực lượng cường đại người. Đương nhiên, rất nhiều thần thoại cũng có khoa trương địa phương. Nhưng là, ta nói như vậy, đây là tuyệt đối độ cao cơ mật. Tại các người thời đại kia là, Tại chúng ta thời đại này cũng là. Trần Húc nhìn mình cháu trai ảnh hưởng, hắn cảm thấy hô hấp đều có chút gian nan rồi, bởi vì Trần Húc cảm thấy, Phảng Phất có một cái đại bí mật chính tại cùng đợi chính mình đi vạch Trần hắn thần bí cái khăn che mặt. Trần Phi quay đầu, thò tay vừa sờ, trước mặt của hắn cũng rất huyền huyễn đi ra một cái lập thể hình ảnh, đương nhiên, đây là đang giả thuyết ảo cảnh chính giữa, mặc dù nhưng động tác này làm đủ huyền huyễn, nhưng là Trần Húc cũng không có gì kinh ngạc. Ảnh hưởng bên trên xuất hiện một đám khảo cổ công tác người thân ảnh còn có một chút rất quen thuộc kiến trúc, ví dụ như Ai Cập Kim Tự Tháp, Maya Thần Miếu, lễ phục sinh ở trên đảo Tượng Thần. Còn có, một ít con mắt lỗ tai rất lớn thanh đồng như. Cái kia thanh đồng như phong cách Trần Húc nhận thức, là N thương thời kỳ bộ dáng, còn có quảng hán tam tinh trồng chất cổ văn minh pho tượng. Chúng ta khảo cổ công tác người nghiên cứu phát hiện, tại chúng ta cái thế giới này trước khi, tồn tại cao trí tuệ bên trên một thế hệ loại văn minh. Trần Phỉ nghiêm túc nói, lúc kia nhân loại đi chính là mặt khác một loại phát triển lộ tuyến, cùng loại với chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh nhưng lại rất không giống nhau, lớn nhất một cái đặc điểm tựu là, bọn hắn ít sử dụng sinh vật có thể. Hơn nữa cái kia văn minh, nhân số rất ít, không sử dụng sinh vật có thể điểm này trần húc minh bạch, bởi vì như dầu mỏ, mỏ than chờ các loại, những này khoáng sản đều là hơn 10 vạn mấy trăm vạn năm tích lũy lắng động biến thành, nếu như bên trên một đời văn minh dùng. Như vậy còn có bọn hắn hiện tại sử dụng bìa cơ hội sao? nhưng là nhân số rất ít. Vì cái gì, chúng ta căn cứ đủ loại tư liệu ghi lại, cái kia một thế hệ, năng lực sinh sản rất kém cỏi. Trần Phỉ nói, bởi vì vì bọn họ năng lực cá nhân quá mạnh mẽ. Cường, có ý tứ gì, Trần Phỉ chỉ vào bên cạnh xuất hiện địa một chương trở lại như cũ hình ảnh nói, trước khi đến cùng có bao nhiêu đời thay văn minh. Từng văn minh lại là như thế nào, điểm ấy chúng ta không biết. Nhưng là có thể khẳng định chính là, chúng ta bên trên một đời đại khái tại 8.000 đến một vạn năm trước, trên địa cầu đã có nhân loại rồi, hơn nữa đã đã có được phi thường cường đại văn minh. Thậm chí, chúng ta đã làm mô phỏng suy diễn, nếu như chúng ta thế hệ này, ta là chỉ ta thế hệ này, 21 thế kỷ 80 niên đại. Dùng chúng ta thế hệ này toàn bộ thế giới lực lượng cùng bọn họ chiến đấu. Kết quả là, lưỡng bại câu thương, duy nhất kết cục. Tự là song phương toàn bộ diệt vong, không thể nào. Trần Húc thật sự giật mình rồi, hiện tại văn minh có tỷ lệ phát sinh cao đạt, chiến tranh lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu hắn tự nhiên là biết rõ, mà 80 năm sau văn minh. Hắn cũng có thể có một ít đoán được, như vậy văn minh đều chỉ có thể tạo thành cộng đồng diệt vong địa kết quả, cái kia tiền sử văn minh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trần phỉ rũi ra ngón tay, ra ra, người biết chúng ta một cái đằng trước văn minh. Toàn bộ thế giới miệng người có bao nhiêu sao, không đều Trần Húc trả lời, hắn tự vươn ba cái ngón tay. Ba tỷ, ách, ba trăm triệu, Trần Phỉ cười cười, 30 vạn, không thể nào đâu, hiện tại cầu miệng người đã tới gần 7 tỷ, một cái tiểu thành thị đều không ngớt 30 vạn người. Lúc này thời điểm Trần Húc cũng thoáng cái giật mình rồi, vì cái gì một mực chưa nghe nói qua tiền sử văn minh, ngoại trừ do chính phủ các nước tại giấu giếm bên ngoài, còn một điều là được. Người của bọn hắn quá ít, 30 vạn, trải rộng toàn bộ địa cầu, ngẫm lại a, à, một miếng đất ra mới có thể có mấy người. Lại qua hơn 8.000 năm, cái kia văn minh có thể còn lại cái gì đó mà Trần Húc lại cảm thấy áo ba lỗ sau lưng lạnh cả người. 30 vạn người, cho dù là Hàn Quốc địa quân đội cũng không chỉ như vậy một điểm. Nhưng người muốn Hàn Quốc cùng toàn bộ thế giới lực lượng quân sự liều cái đồng quy vô tận thử xem. 30 vạn người, khiêu chiến 7 tỷ người, tương xứng, Trần Húc đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt vấn đề. Hoảng sợ nói, người nói bọn hắn năng lực sinh sản nhược. Trần Phỉ gật gật đầu, không hổ là ra ra, nhanh như vậy sẽ đem nắm toàn bộ mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, chúng ta bên trên một đời văn minh, những nhân kia đã có được phi thường lực lượng cường đại. Ở trên cái thời kỳ cuối thời điểm, vài tên Thụy Điển thám hiểm giả nghe tại Scandinavia Sơn Mạch đã tìm được một cỗ đóng băng lấy địa thi thể. Về sau bọn hắn đối với thi thể tiến hành hiểu rõ mổ, người đoán bọn hắn phát hiện cái gì? Không đều Trần Húc trả lời, cũng không có trông cậy vào Trần Húc trả lời. Cái kia thi thể, người kia thân cao chừng 2m3, trên tấm hình hiện ra một cái hình ảnh. Trần Húc chứng kiến, đó là một cái hơn 2 mét cao điểm cự nhân, đầy người lông mềm như nhung, dâu ria cùng tóc đều phi thường điện nồng hậu dày đặc, nhưng không phải người vượt, mà là lông mọc trên thân thể phi thường trọng, trải qua giải phẫu, các khoa học gia ngạc nhiên phát hiện. Trần phỉ thanh âm rất đắng chát, trái tim của hắn, trái tim của hắn khoảng chừng nhân loại bình thường gấp 3 lớn nhỏ. Trần Húc dù sao cũng là học qua một điểm y thuật, lập tức sẽ hiểu Trần Phỉ ý tứ. Gấp 3 lớn nhỏ, làm sao có thể, Trái tim là nhân thể là tối trọng yếu nhất khí quan một trong, trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động khiến cho huyết dịch có thể chảy khắp nhân loại toàn thân, mang cho nhân thể dưỡng khí cùng dinh dưỡng. Theo trên lý luận mà nói, trái tim càng lớn, đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động lại càng hữu lực, người lại càng cường tráng. Nhưng là, cái này đại cũng là cũng có hạn độ đấy, như lớn nhỏ như vậy trái tim, cái kia phát ra công suất quả thực tựu là siêu người cấp bậc rồi. Gấp ba lớn nhỏ, cái kia công suất có thể không ngớt gấp 3. Nhưng vấn đề là, cũng không phải càng lớn lại càng tốt. Thật giống như cho một cỗ cherry ứng dụng kêu kêu cài đặt Ferrari F1 động cơ, cái kia xe có thể chịu được sao? Nếu như nhân loại bình thường có được như vậy trái tim, như vậy chỉ có một kết cục. Bạo thể mà vong, chân phỉ thanh âm rất đắng chát, còn có những thứ khác nội tảng kết cấu, đều so nhân loại hiếu thắng cường tráng nhiều, điểm ấy ta tự không đồng nhất một giải thích. Căn cứ các khoa học gia phân tích, người này còn sống thời điểm, lực lượng của hắn có thể nhẹ nhõm dơ lên 1.200 cân đã ngoài đồ vật. Phải biết rằng thế giới cử tạ ghi chép, cao nhất bất quá chỉ có 263 kg, mạnh gấp đôi nhiều. Mà hắn chạy nhanh tốc độ có thể nhẹ nhõm tiến vào 7 giây. Cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ nhất chính là... Ra ra, người biết cỗ thi thể này là như thế nào giải phẫu đấy sao? Dùng chính là laser, bởi vì bình thường dao giải phẫu, căn bản liền da của hắn đều cắt không phá. Trần Húc ngược lại hít một hơi hơi lạnh, da dày như vậy, đao giải phẫu có nhiều sắc bén, nhưng là giải phẫu một người cần dùng đến laser, cái này thật bất khả tư nghị, nhưng là căn cứ chúng ta lấy được tin tức, người này gần kề chỉ là một cái đằng trước văn minh cấp thấp chiến sĩ. Một cái đằng trước văn minh, bọn hắn thân thể thực lực dị thường cường đại, thậm chí khả năng còn có được một ít trong truyền thuyết dị năng, những này chúng ta đều là tại trong phạm vi toàn thế giới lấy được tư liệu chỉnh hợp mà thành đấy. Hơn nữa, Bọn hắn cái này văn minh đáng sợ nhất chính là bọn hắn lợi dụng năng lượng hạt nhân kỹ thuật phi thường cao, cao đã đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Năng lượng hạt nhân, đúng vậy, vũ khí của bọn hắn đều là bổ sung năng lượng hạt nhân uy lực, cái loại này vũ khí kiểu dáng cùng chúng ta bây giờ vũ khí cũng không giống nhau, vũ khí của bọn hắn đều cùng loại với vũ khí lạnh đồng dạng, nhưng là trên binh khí lại có được phi thường năng lượng cường đại. Tựa như thần thoại, bọn hắn tựu là chúng ta bây giờ truyền lưu thần thoại chính giữa thần linh làm sao có thể đây là lời nói thật trần phỉ cười khổ một cái đối với tại chúng ta cái này văn minh mà nói bọn hắn tự là thần linh ra ra ngài biết rõ scandinavia sơn mạch là địa phương nào sao chỗ đó là bắc u thần thoại phát nguyên địa kỳ thật rất nhiều thần thoại câu chuyện đều là do chúng ta thế hệ này nhân loại tổ tiên truyền thừa trong đó có lẽ có chút hít khoa trương nhưng lại cũng không phải là lăng không xuất từ ở tưởng tượng giống như từng cái thần thoại chính giữa đều ghi lại đại hồng thủy cái kia chính là trước đó lần thứ nhất kỷ băng hà mạt, toàn cầu biến ấm, sông băng hòa tan chỗ tạo thành đấy. Nhưng là, bọn hắn nhưng thật ra là người, cùng chúng ta một người như vậy. Chúng ta bây giờ nghiên cứu biết được, bọn hắn những người này, tại DNA bên trên cùng chúng ta cơ bản tương tự, chỉ có một chút điểm bất đồng, đây cũng là thế kỷ đại âm mưu, bày kế cuối cùng biến thành một đám điên cuồng các khoa học gia đang làm tạo thần kế hoạch nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn muốn lợi dụng hiện tại kỹ thuật, tạo ra trước văn minh thần Trần Phỉ cười khổ một tiếng, nhưng là bọn hắn không biết, một cái đằng trước văn minh, bọn hắn cũng là người, không phải thần, chính thức thần, là chúng ta nhìn không tới đấy. Vừa rồi ra ra người cũng phát hiện, bên trên một đời văn minh người năng lực sinh sản rất yếu, bọn hắn đỉnh phong thời kỳ chỉ có 30 vạn người, toàn bộ thế giới 30 vạn người. Đây là vì cái gì? Cái này cũng là bởi vì thần chế ước, Trần Phỉ một chữ dừng lại, một trầu, chính thức thần, là quy tắc. Là cái thế giới này quy tắc, Chúng ta cũng biết thực vật liệu kim tự tháp kiểu thực vật liệu ở vào đáy tháp sinh vật số lượng nhiều, nhưng năng lực yếu nhất. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm luộc, cái này cân đối một khi bị đánh phá, vậy thì sẽ khiến không thể biết trước hậu quả. Mà phải biết rằng, trước văn minh người thực lực cường đại như vậy đáng sợ, bọn hắn sao chúng ta còn muốn đứng ở cái thế giới này thực vật liệm đỉnh cao nhất. Chúng ta người của thế giới này loại có 70 ức, nếu như không phải. Được rồi, sự phát hiện này tại ta không thể nói cho ngươi nhưng là trước văn minh người nhất không hơn được nữa chỉ có 30 vạn. Có thể nghĩ bọn hắn địa độ cao, so chúng ta cao hơn ra bao nhiêu, 7 tỷ, 30 vạn, tương đương với một cái trước văn minh người đính đến bên trên hiện tại hơn 200 vạn người. Trần Phỉ đắng chắc nói, thời đại này nhân loại cũng đã vượt qua toàn bộ địa cầu địa thừa nhận năng lực, cũng chẳng khác gì là vượt ra khỏi quy tắc. Chúng ta rất nhanh tự bị báo ứng, đó là một loại quy tắc. Một loại thiên đạo, không thể vi phạm thiên đạo, Hắn sử dụng trùng trùng điệp điệp phương pháp đến duy trì cái thế giới này quy tắc. Nhân loại, một mực chơi với lửa, như trước văn minh nhân sinh dục năng lực thấp tựu là nguyên nhân này. Đúng vậy, cái này là quy tắc, cái này là chính thức thần. Trần Phỉ nói, cử động quá thâm ảo ví dụ ra ra người nghe không hiểu, đơn giản dùng các người thời đại kia một vật đánh cho cách khác a. À. Một bộ rất cổ xưa địa điện ảnh, Tử Thần tới. Ra ra xem qua sao? Trần húc gật đầu, Tử Thần tới cũng coi là một bộ kinh điển phim kinh dị nói rất đúng một thiếu niên có được kỳ dị địa đoán được năng lực, hắn dự thấy hắn ngồi máy bay hội bạo tạc. Cho nên trước thời gian máy bay hạ cánh, nhưng là tử thần ở đâu có dễ dàng như vậy bị thoát khỏi hay sao? Bọn hắn vốn đều là tất người chết, nhưng lại đã tránh được một kiếp này, tại là tử thần tự lợi dụng đủ loại phương pháp thu hồi tánh mạng của bọn hắn cái gọi là diêm vương lại để cho người canh ba chết. Ai dám lưu người đến canh năm, mà đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên phim nhiều tên gọi là tử thần tới, nhưng là cả bộ phim nhựa chính giữa không có xuất hiện từ thần cái này thần thoại chính giữa nhân vật. Trong phim tất cả mọi người chết đều là ngoài ý muốn. Đủ loại trùng hợp đã đến lại để cho người sởn hết cả gai ốc ngoài ý muốn. Người nói là quy tắc chế tạo ngoài ý muốn, có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng là so tử thần tới cái này bộ phim muốn ẩn nấp nhiều. Trần Phỉ nói, cái này là một loại quy tắc, ví dụ như bên trên một đời văn minh người thực lực quá mạnh mẽ, quy tắc tự lại để cho bọn hắn sinh dục năng lực hạ thấp. Mà những cái kia hy vọng lại một lần nữa kiến tạo ba biệt tháp đi thông thiên giới, thì ra là muốn lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tạo thần địa mọi người mà không thể không thất bại. Nói nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, thế kỷ đại âm mưu, bày kế sở dĩ cuối cùng bị xương to lớn âm mưu, bày kế là vì bọn hắn nghiên cứu ra đến đồ vật này nọ toàn bộ đều là gân gà. Căn bản chính là lợi nhiều hơn hại đồ vật, ví dụ như có thể đề cao người chỉ số thông minh địa dược, loại này dược chỗ đáng sợ ngay tại ở hắn tuy nhiên có thể tải trong thời gian ngắn để cao người địa chỉ số thông minh thậm chí có thể đem một người ngu ngốc biến thành thiên tài nhưng là loại này dược hội lại để cho nhân thể sinh ra đáng sợ tính ỉ lại hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định là phi thường có hạn đấy một khi dược hiệu đi qua người chỉ số thông minh chẳng những sẽ trả nguyên đến trước khi tiêu chuẩn nhưng lại hội giảm xuống phục dụng trường về sau hậu quả là được biến thành ngu ngốc chân hút hít một hơi lãnh khí hắn nghĩ tới lý bác sĩ cùng dưới tay hắn nghiên cứu đoàn đội. Đủ loại đủ loại, Trần Phỉ Bi Ai lắc đầu, bọn hắn cho rằng có thể thông qua khoa học đích thủ đoạn đến cải biến hết thảy Nhưng lại phát hiện nhân loại trên đầu vô hình chính giữa tự có một thanh khóa, cái thanh này khóa làm cho nhân loại tại đã nhận được một ít gì đó thời điểm lại đã mất đi thêm nữa. Cái này là quy tắc, nhân loại không cách nào vi phạm quy tắc, vốn, tại 21 thế kỷ trung kỳ, đương thời kỳ đại âm mưu, bày kế tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, đã có người phát hiện điểm này, đưa ra quy tắc này. Nhưng là bị lúc ấy cuồng nhiệt học thuật giới diễu cợt vì buồn lo vô cớ, nhưng là kỳ người cuối cùng thắng lợi rồi, ai cũng thật không ngờ điểm này. Cái kia các ngươi làm sao biết quy tắc hay sao? Bởi vì thời không cơ phát minh, Trần Phỉ rất nhanh hồi đáp, máy thời gian cũng là một loại rất nghịch thiên đồ vật, theo trên lý luận mà nói, một đài máy thời gian chế tạo về sau trở lại quá khứ, sẽ sửa ghi toàn bộ lịch sử cho nên mấy thời gian cũng là nhận lấy quy tắc hạn chế, mà bởi vậy, chúng ta phát hiện cái kia cái gọi là nhân vật chính lý luận. Trần Phỉ biểu lộ trở nên vô cùng cuồng nhiệt, cái thế giới này vĩnh viễn không có tuyệt đối hoàn mỹ quy tắc. Coi như là cái kia cái gọi là thiên đạo, cũng là có lỗ thủng có thể toàn chui vào đấy. Thật giống như chúng ta phát hiện nhân vật chính lý luận. Đem làm một người có tư cách có thể thôi động toàn bộ thế giới phát triển tiến trình lúc, vậy hắn tự là nhân vật chính. Mà nhân vật chính lực lượng, thì là đã vượt qua thiên đạo quy tắc đấy. Không phải đâu, như vậy như bức, đương nhiên, một người có phải là thật hay không chính nhân vật chính, cái này muốn do đời sau đến bình luận. Ra ra, tại chúng ta xem ra, ngài tựu là nhân vật chính, mà ngài nhân vật chính thân phận, tắc thì ảnh hưởng thiên đạo. Như vậy căn cứ thời không quy tắc, thiên đạo nhất định sẽ tại bên cạnh ngài chế tạo ra đủ loại phiền toái. Ví dụ như ngài mới vừa nói, đột nhiên có người chết lại trở thành mạng lưới u linh. Ta có thể khẳng định, cái này là thiên đạo quy tắc tại quấy phá. Đây tuyệt đối không phải cái gì ước một phần vạn xác suất mà là thần, thần từ cấp ngươi xử ngáng chân, nghe nói như thế Trần Húc dùng mình một cái, ngoan ngoãn lòng địa đông, đáng sợ như vậy. Thần ai, đối thủ là thần à, đây là ngài nhất định phải kinh nghiệm, Trần Phỉ nghiêm mặt nói, theo ngài lấy được máy tính một khắc này lên, tự đã chú định ngài đứng ở thiên đạo quy tắc mặt đối lập. Thiên đạo thật là đáng sợ, nhưng là đối với nhân vật chính, thiên đạo cũng không có gì quá tốt địa biện pháp. Ta nói rồi, thiên đạo, thì ra là thần, thực sự không phải là truyền thống trên ý nghĩa uy lực kia cường đại người, mà là một loại quy tắc, hắn hội chọn dùng rất nhiều phương pháp vội tới ngài chế tạo chướng ngại. Nhưng là không sẽ trực tiếp đối với ngài ra tay, bất quá có một điểm, bởi vì ngài là mượn nhờ ngoại vật, thì ra là cái này đài đến từ tương lai máy tính mới trở thành nhân vật chính. Cho nên một khi ngài lợi dụng cái này máy tính làm ra quá nhiều quá lớn, ảnh hưởng đến lịch sử tiến trình sự tình. Thiên đạo phản kích tựu càng mãnh liệt, không, không phải đâu, Trần Húc có chút sợ, dù sao đối với tay là thần à. Là thiên đạo quy tắc à, cái này không để cho hắn không sợ, nhưng là chúng ta cũng có biện pháp giải quyết, ra ra ngươi không muốn như vậy kinh sợ được không? Trần phỉ lộ ra giở khóc giở cười biểu tình, người thực treo rồi ta đây cũng không treo rồi. Ta đem máy tính gửi hồi đến cấp ngươi là vì tự sát à? Hắn nói như vậy Trần Húc mới tốt nửa điểm, cường chống nói, ai sợ à? Trần Phỉ nói tiếp, kỳ thật nhân vật chính bản thân tựu là thiên đạo quy tắc một bộ phận ngài biết không? Cái này là thiên đạo quy tắc địa lớn nhất lỗ thủng. Hắn thiết lập nhân vật chính hình thức, tựu đính ra rồi nhân vật chính là lớn nhất, nhân vật chính là sẽ không chết hơn nữa cuối cùng có thể lấy được thành công đấy, nhưng là nếu như cái này nhân vật chính cưỡng chế tính vô cùng sử dụng ngoại lực sẽ làm cho thời không quy tắc đối với hắn tiến hành trừng phạt. Đây thật ra là một cái phi thường mâu thuẫn đồ vật, nhưng là chính là bởi vì loại này mâu thuẫn, cho nên chúng ta là có thể lợi dụng bởi vì ngươi là nhân vật chính cho nên thiên đạo cho ngươi tìm gốc giả có chút thời điểm chẳng những sẽ không hại ngươi ngược lại sẽ cho ngươi đạt được một ít chỗ tốt mà ra ra ngươi phải nhớ kỹ là tối trọng yếu nhất một điểm ngài muốn trở thành chính thức nhân vật chính cái gì trần húc gọi ngươi không phải nói ta đã là nhân vật chính sao vì sao kêu chính thức nhân vật chính ngươi chơi ta đúng không trần phỉ gãi gãi đầu không có ý tứ cười cười cái kia ra ra ta chưa cùng ngài nói rõ ràng Kỳ thật ngài chỉ là nhân vật chính một cái dự bị mà thôi, còn cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa tuyệt đối nhân vật chính. Chứng kiến Trần Húc Địa sắc mặt âm xuống dưới Trần Phỉ vội vàng nói, ra ra ngươi nghe ta giải thích hả? À? Ngài phải biết rằng, nhân vật chính thường thường cũng không phải là chỉ có một, hoặc là nói. Có thể trở thành nhân vật chính địa người đi hướng không chỉ một cái. Nói thí dụ như, tần triều những năm cuối thời điểm, không có lưu bang hạng vũ, cái kia tần triều tự cũng không vong sao. Làm sao có thể? Cho dù không có Lưu Bang Hạng Vũ, nhưng là lúc ấy đó là đại thời đại chỗ xu thế, cũng là thiên đạo địa quy tắc, tổng có một người hội đả đảo bạo tần trở thành kế tiếp hoàng đế đấy. Mà nếu như Ngô Tam Quế không khai sơn hải quan, thanh binh không thể nhập quan sao? Cũng không có khả năng, tổng hội cho hắn chế tạo một cái cơ hội lại để cho thanh binh nhập quan địa phương. Mà có người tác thì cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa nhân vật chính, như vậy kết quả của hắn tựu nếu mà biết thì rất thê thảm. Nói thí dụ như Alexander đại đế hắn thống nhất một cái cơ hồ là trong lịch sử lớn nhất quốc gia, nhưng là hắn lại đột nhiên treo rồi, là bệnh chết, hơn nữa rốt cuộc là như thế nào bệnh chết cũng không biết. Cái này là thiên đạo, bởi vì hắn cũng không phải ngay lúc đó chính thức nhân vật chính. Nhưng là ra ra người không giống với, bởi vì hay vẫn là cái này máy tính. Người chuẩn bị thời đại này nhân vật chính tính chất đặc biệt. Kỳ thật nói trắng ra là, nhân vật chính chính là muốn làm một sự tình mới có thể gọi nhân vật chính à, mà thời đại này nhân vật chính, cũng là có chính mình một ít nhiệm vụ, cũng tỉ như nói, tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính phát minh, máy thời gian phát minh. Những điều này đều là hoàn thành lúc này tiết điểm điều kiện tất yếu, mà còn có một chút nhiệm vụ, chỉ cần ra ra người đem nó cho hoàn thành, vậy thì đại công cáo thành rồi, cái kia đã nói lên, ngài là nhân vật chính. Kỳ thật thẳng thắn nói một điểm đúng là, nhân vật chính, tự là cho thiên đạo làm việc đấy. Nói đến đây Trần Phỉ cười hắc hắc, cho nên nói ra ra, ngài minh bạch ý tứ của ta a à. Siêu cấp máy tính gửi trở về cho ngài, mặc dù sẽ tạo thành thời không quy tắc đến cùng ngài khó xử, nhưng là đồng dạng, khi ngài làm đi một tí nhân vật chính việc cần phải làm về sau, Thiên đạo tự không thể không căn cứ nhân vật chính định luật tới chiếu cố ngài. A, à, nhưng nếu như ngài làm thiên đạo khó chịu sự tình, cái kia thiên đạo tự lại sẽ đến chèn ép ngài. Cái này chính là một cái rất lớn mâu thuẫn. Trần Húc rốt cuộc đặt câu hỏi, cái kia sự tình gì là thiên đạo đồng ý hay sao? Sự tình gì là thiên đạo khó chịu hay sao? ngươi nói với ta ta đây chẳng phải vô tư sao đã biết rõ ngài nếu như vậy hỏi trần Phỉ rất dứt khoát liếc mắt bất quá ta sẽ không nói cho ngài đấy đừng đánh đừng đánh bởi vì nếu như ngài đã biết lịch sử vậy đối với ngài càng là bất lợi hơn nữa bởi vì nào đó quy tắc ta cũng không thể đem những vật này cho nói ra trần húc cũng liếc mắt ngoá vậy lão tử cái gì đều không làm đi a à. dù sao hiện tại tiền kiếm được cũng đủ lão tử mau mau tươi sống hoa cả đời khó mà làm được, Trần Phỉ nói, ra ra ngài như là đã đi lên con đường này. N, cái này đầu không đường về à, ta đến xem ra ra ngài tư duy à, N, chó dại khắc tinh, phiên dịch ra, thực phẩm kiểm tra đo lường nghi. Rất tốt, rất tốt, ra ra, những thứ không nói khác, phiên dịch ra cái này nguyễn kiện thế nhưng mà trong lịch sử một đại cực phẩm à. Ngài biết không, cái này nguyễn kiện người sáng lập trực tiếp đã trở thành thứ hai Bill Gates. Cái kia còn là vì phiên dịch ra về sau có sách lậu nguyên nhân nhưng là ngày thời đại kia, lời nói khinh bỉ các người thời đại kia khoa học kỹ thuật à, 2007 năm, tiếp qua 30 năm đều khó có khả năng đi ra sách lậu đấy. Người ngẫm lại người có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền, Trần Húc mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lợi nhuận nhiều hơn tiến cũng không được. Nói nhảm à, Trần Phỉ nói, cái kia vốn không phải thuộc về đồ đạc của ngươi à. Hơn nữa hay vẫn là nói trước bao nhiêu năm xuất hiện trên thế giới này hay sao? Làm sao có thể không mang theo đến điểm tác dụng phụ? chính ngươi ngẫm lại a à, ba biệt tháp phiên dịch ra ai ba biệt tháp à đây chính là thiên đạo kiêng kỵ nhất đồ vật à cái tên này cũng không phải là nói không đấy ta xem chừng lần này cái kia mạng lưới u linh khả năng thì ra là vì vậy nguyên nhân bất quá ngài cũng đừng sợ nói thật ngươi phải chết đã sớm chết rồi cái kia khai phát phiên dịch ra ra hỏa ngay tại ba biệt tháp phiên dịch ra đem bán thị trường một tháng sau rơi cơ rồi về phần là quải điệu hay vẫn là khen thưởng hắn xuyên việt đến một thế giới khác cái này cũng không rõ ràng rồi đời này không bao giờ nữa ngồi phi cơ rồi nhìn xem trần Húc bộ dạng trần phỉ buồn cười nói ra ra ai diêm vương cho ngươi canh ba chết ai dám lưu ngài đến canh năm à ngươi không ngồi phi cơ là được rồi à ngẫm lại tử thần tới a à, trần hút vẻ mặt khóc dạng ta đây nên làm cái gì bây giờ à cho nên nói ngài tựu là nhân vật chính nha nhân vật chính nào có như vậy tỏa hay sao phải chết ngài đã sớm chết rồi cuối cùng không hay vẫn là biến nguy thành an trần phỉ nói bởi vì ngài làm một kiện lại để cho thiên đạo thỏa mãn sự tình, cho nên thiên đạo không có khả năng cho ngươi chết. Sự tình gì, thế kỷ đại âm mưu, bày kế. Ta trước khi đã từng nói qua nhân vật chính hình thức, cái kia chính là, nhân vật chính tự là tại một cái thời gian đoạn chính giữa làm ra thuận theo thiên đạo quy tắc sự tình, N, hoặc là nói, hẳn là nhân vật chính tại chuyện này chính giữa làm ra cường đại đẩy mạnh tác dụng. Bởi vì trên cơ bản, ngoại trừ như Newton Watt Einstein loại này khoa học nhà nghiên cứu, mặt khác quan hệ đến toàn bộ lịch sử thời đại đại sự, lại có mấy cái là một người có thể làm thành công hay sao? Chúng ta nghiên cứu thoáng một phát, theo năm 2010 đến 2060 năm cái này 40 năm thời gian, chính là một cái cần nhân vật chính thời gian đoạt, mà cái này nhân vật chính muốn làm, tự là ngăn cản thế kỷ đại âm mưu, bày kế, hoặc là nói, là đem nhân loại phát triển phương hướng dẫn đạo đến chính đổ chính giữa. Trần Húc nhíu mày, người một mực hỏi ta có hay không đến năm 2010, có phải hay không tựu là nguyên nhân này. Đúng vậy, Trần Phỉ nói, cơ vì loại nào đó quy tắc, ta cũng không thể đem tương lai sự tình nói cho ngài, chỉ có thể thông qua một ít nói bóng nói gió phương pháp. Năm 2010 Tết Nguyên Đán, người nào đó tuyên bố thiên thứ nhất về thần học luận văn, bị học giả nhóm, đám bọn họ coi là là thế kỷ đại âm mưu, bày kế bắt đầu. Sau này sự tình, ta không thể nói, ngài cũng không nên hỏi, bởi vì có một số việc biết đến quá sớm đối với ngài không có bất kỳ chỗ tốt. Trần Phỉ thở dài, thiên đạo quy tắc cường đại là ngài căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. Nếu không thế kỳ đại âm mưu, bầy kế tự không gọi đại âm mưu, bầy kế, mà là lần thứ hai ba biệt tháp tu kiến, nhưng là kết quả là giống nhau. Nếu như quá phận ngỗ nghịch thiên đạo, như vậy mang đến hậu quả đem là phi thường đáng sợ hơn nữa khủng bố đấy. Cái này không là chúng ta người nhát gan vấn đề. Chúng ta thông qua phiên dịch một ít tiền sử văn minh lưu lại văn tự tư liệu biết được, bọn hắn cũng hiểu được cái gì là thiên đạo, mà tiền sử văn minh hủy diệt, tự là bị thiên đạo chỗ triệt để gạt bỏ đấy. Không thể nào, ngươi không muốn cho rằng thiên đạo chỉ nói là lấy chơi mà thôi. Đó là một loại nhìn không thấy sờ không được, nhưng là tự tại bên người địa quy tắc, theo huyền huyễn một điểm mà nói ngũ hành tương sinh tương khắc, theo khoa học góc độ mà nói cơ học tam đại định luật, thuyết tương đối, chúng ta sinh hoạt hợp lý bên trong đích hết thảy hết thải tựu là tuân theo một loại quy tắc. Chỉ là cái này quy tắc cường đại tính căn bản nhìn không tới, hơn nữa cũng không thể nào thấy được, bởi vì chứng kiến người đều chết hết. Ba biệt tháp địa kiến tạo tuy nhiên hủy diệt, nhưng là cái kia dù sao chỉ là hy sinh một số nhỏ người. Thế nhưng mà nếu như ba biệt tháp kiến tạo thành công nữa nha, thiên đạo sẽ lợi dụng năng lực của nó, đem chọn cái văn minh gạt bỏ. Thẳng đến tiếp qua mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm mấy trăm vạn năm, một lần nữa sinh ra đời mới đích văn minh. Kỳ thật, thiên đạo nói mơ hồ, nhưng cũng không quá đáng tựu là theo một quy tắc. Ra ra người có lẽ cũng biết, nhất đạo lý đơn giản, quá độ sử dụng trên địa cầu tài nguyên đã tạo thành đại khí ô nhiễm, toàn cầu nhà ấm hóa. Khí hậu dị thường chờ chờ, cái kia đem làm những này lại phát triển đến mức tận cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ra ra, ngày bây giờ là tại 2007 cuối năm, như vậy, ngài tự mở to mắt xem một chút đi. Nhìn xem tương lai mấy năm này đến cùng có cái gì đặc thù sự kiện phát sinh. Trần Húc mơ hồ bắt đến hơi có chút, cao mày nói, người nói là hai năm qua sẽ phát sinh đại thiên tai cũng có con người làm ra địa nguyên nhân, nhưng là người nào ta không thể nói. Song Phương trầm mặc lại, Trần Húc nghĩ nghĩ, hỏi, nói cách khác, ta đem thế kỷ đại âm mưu, bày kế sự tình cho xử lý tốt, như vậy thiên đạo tựu cũng không tìm ta phiền toái. Trần Phỉ cười cười, ra ra, ngài không cần khẩn trương như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Trần Húc sững sờ, lời này có ý tứ gì? Trần Phỉ cười nói, kỳ thật ta đã sớm chứng kiến ngươi tại Thụy Sĩ trong ngân hàng lưu tờ giấy kia đầu rồi, lúc kia máy thời gian hình thức ban đầu cũng đều đã làm cho đi ra, có thể máy thời gian loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như không phải đã có vạn toàn mà chuẩn bị, ta như thế nào hội đi hiểm đem máy tính cho ngươi gửi tới. Bởi vì ngươi vừa sử dụng cái này đài đến từ tương lai siêu cấp máy tính, ngươi cũng sẽ bị thiên đạo chỗ bài xích, vạn nhất ngươi treo rồi. Cái kia cháu trai ta chẳng phải là cũng không có. Ách, lời này cũng có đạo lý, nếu như ngươi chỉ cần một đài bình thường máy tính ta đây cũng có thể hoàn toàn cho ngươi một đài 21 đầu thế kỷ, cho ngươi cái này đài tại chúng ta thời đại kia đều xem như đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật địa thứ tốt. Chẳng lẽ ta tự đoán không được ra ra ngươi hội lạm dụng máy tính chính giữa tư liệu cùng kỹ thuật sao? Nếu như không phải như vậy, cái kia cũng không phải ngươi rồi. Ngươi mới lạm dụng, Trần Húc mạnh miệng phản bác một câu, nhưng là nhưng trong lòng cũng nhận đồng, đã có như vậy một đài đến từ tương lai công nghệ cao máy tính, muốn lại để cho hắn tiếp tục bình thường, không sử dụng siêu thời đại năng lực đó là không có khả năng sự tình Cho nên ra ra, ngài cũng bị gạt bỏ sớm đã bị tàn phá Cái đó dùng được lấy trở tới bây giờ à Trần phỉ cười nói Hơn nữa, ta còn không biết ngài sẽ dùng cái này máy tính đến kiếm tiền à Ngài nếu là thật vi phạm thiên đạo đạt đến bị gạt bỏ trình độ Ta cho ngài đem máy tính gửi cũng không có gì không phải a lại để cho ngài tự sát Nói như vậy đến lúc đó cũng có nhất định được đạo lý Trần hút kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận nói vừa rồi những lời kia ngươi đều là mông ta sao không đúng không đúng trần phỉ tranh thủ thời gian khoát tay những cái kia đều là đại lời nói thật thật là có thiên đạo quy tắc địa phương nhưng là ta không phải nói nha thiên đạo quy tắc có lỗ thủng chỉ cần lợi dụng hắn ống thoát nước động là được rồi có ý tứ gì trần húc đột nhiên kịp phản ứng cao hứng bừng bừng nói đúng rồi ngươi chỉ muốn nói cho ta sự tình gì có thể làm sự tình gì vi phạm quy tắc không thể làm không được sao trần húc cho là mình thật sự là quá thông minh nhưng nào biết được trần phỉ lại nói ra ra cái kia ngươi cảm thấy ngươi như vậy còn sống còn có ý nghĩa sao trần húc sững sờ yên ba xuống dưới đúng vậy a à, sự tình gì đều muốn tương lai địa người tự nói với mình cái gì có thể làm cái gì không thể làm cái kia chính mình muốn cái này đài siêu cấp máy tính làm gì vậy nhân sinh của mình lộ tuyến đều bị quy hoạch tốt rồi cái kia còn sống còn có ý gì vậy làm sao bây giờ à trần phỉ cười nói ra ra ngươi đừng như vậy trách ta trước khi không có nói rõ ràng chính ngươi cũng muốn muốn nếu như có một số việc không thể làm ta đây không phải sớm nhất thời điểm nên nhắc nhớ trước ngươi rồi hoặc là dứt khoát đem ngươi những cái kia không thể làm một chuyện đều cho lau đi là được làm gì vậy còn phí lớn như vậy chắc trở tốt rồi ta cũng không vòng vo rồi ra ra ngươi lấy được cái này đài đến từ tương lai máy tính máy tính chính giữa tư liệu năng lực ngài tùy tiện dùng không sao cả đấy cho dù đưa tới một bộ phận thiên đạo bài xích thì như thế nào rồi hả đơn giản đánh cho cách khác Giống như ta, tôn tử của ngài, ta cho dù ngẫu nhiên nghịch ngợm điểm, nhổ ngài dâu rìa cầm ngài tiến, ngài tự cam lòng cho đem ta cho tàn phá sao? Ách, Trần húc nghĩ nghĩ, ý của ngươi là, ngài là nhân vật chính à? Trần Trần trừ trừ sao được? Trần phỉ cười nói, ngươi cho rằng cái kia thế kỷ đại âm mưu, bày kế là bạch lại để cho ngài biết đến. Chỉ cần đem cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế sự tình cho giải quyết, ngài yêu như thế nào làm như thế nào làm đừng nói người lợi dụng trong máy vi tính tư liệu trở thành thế giới nhà giàu nhất, ngài cho dù thống nhất toàn cầu đem làm hoàng đế thiên đạo cũng sẽ không để ý tới người đấy. Giải quyết thế kỷ đại âm mưu, bày kế, là, trong tương lai vài thập niên, nhất ảnh hưởng thiên đạo một việc tụ là cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế, bởi vì thiên đạo chế ước, thế kỷ đại âm mưu, bày kế là không thể nào thành công, đồng thời cũng là thiên đạo chỗ kiêng kỵ nhất đấy. Chỉ cần đem cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế cho giải quyết, như vậy ngài yêu làm gì làm gì, ai quản ngươi à? Trần Phỉ cười hắc hắc nói, hơn nữa, thế kỷ đại âm mưu, bày kế ảnh hưởng đến toàn bộ thời đại, mà ngài muốn giải quyết thế kỷ đại âm mưu, bày kế cần gì? Một là tiến, hai là quyền, như vậy như vậy, chỉ cần ngài tại về sau thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa ra thêm vài phần khí lực, làm ra một cái thôi động tác dụng, như vậy thiên đạo sẽ phán định, ngài sử dụng tương lai khoa học kỹ thuật kiếm lời là vì giúp hắn giải quyết thế kỷ đại âm mưu, bày kế sự tình, cái lúc này hắn khen thưởng ngươi không kịp đâu rồi, như thế nào lại gạt bỏ. Nghe hắn nói như vậy, Trần Húc Tâm mới rốt cục để xuống, thầm nghĩ thì ra là thế. Chính mình vừa rồi thật là bạch kích động rồi, cũng trách cái này hỗn tiểu tử, thiên đạo trường thiên đạo đoàn, cố ý tại dọa người. Tổ cha tổ mẹ nó chứ, Trần Húc vừa mới bắt đầu cũng là bị cái gì kia cái gọi là thiên đạo quy tắc cho hù đến rồi, vậy mà nhất thời không có muốn, nếu là hắn chết còn có Trần Phỉ sao. Tiểu tử này dám hại chính mình sao? Thật xấu hổ chết người ta rồi, thật sự thật xấu hổ chết người ta rồi. Hoàn hảo là tại cháu mình trước mặt mất mặt, hơn nữa còn là một ảo ảnh, bỏ liền bỏ rồi, không có cái đại sự gì. Trần Húc nghĩ nghĩ nói, trước người nói, thiên đạo không chế ước ta cũng là bởi vì thế kỷ đại âm mưu, bảy kế ta làm cái gì? Ích tổ chức ngài đã quên. Trần Phỉ cười nói, Ích tổ chức tự là tương lai thế kỷ đại âm mưu, bảy kế người đề xuất. Ra ra ngài khỏe như có chút hiểu lầm. Ta theo như lời, giải quyết thế kỷ đại âm mưu, bầy kế cũng không phải nói lại để cho ngài thừa lúc đã sớm đem những cái kia làm ra thế kỷ đại âm mưu, bầy kế ra hỏa cho giải quyết, như vậy là chỉ phần ngọn không chừng trị bản đấy. Phải biết rằng, đem làm các khoa học gia trình độ đạt tới nhất định được trình độ lúc, đây là tất nhiên muốn đối mặt đấy. Newton cùng Einstein hai đại cự đầu vì cái gì lúc tuổi già đi nghiên cứu thần học? Cũng không phải bọn hắn già nên hồ đồ rồi, mà là vì bọn hắn phát hiện cái này lĩnh vực. Nhưng phải biết rằng khoa học cũng là phi thường huyết tinh, không đụng cái đầu rơi máu chảy sao có thể nhận thức đến sai lầm của mình. Cái này cùng nhất nguyên thủy vốn liếng tích lũy là đồng dạng, cũng nên có một nhóm người trở thành không may vật hy sinh. Ngài hiện tại làm dễ dàng, lại để cho thiên đạo thỏa mãn sự tình tựu là, Ngài đã đem thế kỷ đại âm mưu, bày kế kế hoạch chỗ sớm. Sớm còn là chuyện tốt, từ loại nào góc độ đi lên nói, hoàn toàn chính xác không tính là chuyện xấu. Trần Phỉ nói, người ngẫm lại, nếu như năm đó Ngô Tam Quế phản loạn trì hoãn một năm. Ta chỉ chính là Khang Hy tước bỏ thuộc địa thời điểm, như vậy kết quả cuối cùng thật đúng là khó mà nói. Khoa học nghiên cứu càng phải như vậy, nói trước chưa hẳn tựu là chuyện tốt, ngài ngẫm lại à, khoa học nghiên cứu vốn chính là một cái tích lũy tích lũy, theo lượng biến dẫn phát biến chất quá trình. Người bây giờ tụ lại để cho những cái kia các khoa học ra đi nghiên cứu tương lai khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà thế kỷ đại âm mưu, bày kế, ngài dứt khoát là đem rất nhiều sai lầm trực tiếp nói cho bọn hắn biết hơn nữa bọn hắn còn tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy tựu càng tiến một bước đặt bọn hắn thất bại trụ cột, điểm ấy thiên đạo có thể không cao hứng sao. Audio điện tử võ tấn bền Trần Húc theo giả thuyết ảo cảnh trong lui lúc đi ra còn mặt mũi tràn đầy rung động, lúc này thời điểm ngô nguyên bọn hắn bị kích động đã chạy tới nói, lập tức muốn trận đấu rồi, tánh mạng khoa học hệ lũ gia súc đã đến phòng máy tập hợp thời điểm, Trần Húc thiếu chút nữa tự mở miệng hồi một câu, lại để cho bọn hắn xéo đi a, à, lão tử có chuyện quan trọng, so cái dám thi đấu. Bất quá Trần Húc cuối cùng nhất hay vẫn là không nói ra miệng, chỉ nói là, tốt, để cho ta chuẩn bị một chút, giặt rửa cái mặt soát cái răng tựu đi qua. Kỳ thật hiện tại Trần Húc tuy nhiên một trong đầu đều là rung động tin tức, nói ra chỉ sợ người khác sẽ đem làm hắn là bệnh tâm thần, nhưng là nói tóm lại, Trần Húc còn là vô cùng hưng phấn đấy. Bởi vì Trần Phỉ tiểu tử kia thượng vàng hạ cám nói nhiều như vậy, cuối cùng hay vẫn là câu nói kia. Hắn sử dụng máy tính không có hạn chế, kỳ thật Trần Húc đã sớm nên nghĩ tới, chỉ có điều đang ở trong cục khó tránh khỏi lo được lo mất, hôm nay nhảy ra vòng tròn luẩn quẩn, dĩ nhiên là minh bạch không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này trong đạo lý. Nếu như nói chính mình dùng cái này máy tính còn cần bó tay bó chân, rất nhiều mấu chốt tư liệu cũng không thể lấy ra sử dụng, vừa sử dụng tựu sẽ gặp báo ứng bị gạt bỏ, như vậy cháu của mình còn dám đem máy tính gửi tới sao? Cho dù gửi tới bên trong còn dám trang những tài liệu này sao? Cho nên sử dụng những tài liệu này tác dụng phụ là có một chút như vậy, nhưng này tuyệt không qua tự là bị có ít người đến tìm phiền toái mà thôi. So về bị thiên đạo gạt bỏ, cái kia quả thực có thể không đáng kể rồi. Hơn nữa cái này thiên đạo nói mơ hồ vô cùng, cho dù không có cái này cái gọi là thiên đạo, cái kia chính mình làm rất nhiều chuyện mang đến một chút phiền toái cũng rất bình thường. Dùng một quả tâm bình tĩnh mà đối đãi thoáng một phát thì tốt rồi. Hay vẫn là câu nói kia nhân vật chính nha, một điểm phiền toái đều không có còn gọi nhân vật chính sao. Về phần ngày bình thường đi ra mấy cái bị chính mình dẫm đấy. Trần Húc thật sự một chút cũng không ngại, phi thường phi thường không ngại. Hắn ước gì đây này, thật giống như đợi tí nữa tánh mạng viện khoa học mấy cái gia súc. Trần Húc hiện tại tuy nhiên không dám xác định bọn hắn tự là phục dụng tăng trưởng trí lực địa dược vật, nhưng là nhưng trong lòng mơ hồ có thể nhận đồng cái thất thất bát bát. Nếu không loại chuyện này không tốt giải thích à, Trần Húc biết rõ chính mình tuy nhiên thông minh, nhưng là cũng không dám nói hắn tự là chỉ số thông minh vượt qua 250, lần trước cùng mấy tên kia giao thủ, võ đạo gia phương mặt hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh thật sự, nhưng là về sau so chỉ số thông minh tự là thật ăn gian rồi. Hôm nay, võ đạo gia phương mặt Trần Húc cũng căn bản tự không lo lắng, mà so chỉ số thông minh phương diện. Hay là muốn dựa vào ăn gian, kỳ thật tính toán cái gì ăn gian, các người dùng thông minh dược, tự không được ta dùng điểm thủ đoạn à, Cổ đại kiếm khách đám bọn chúng thực lực còn một nửa dựa vào chính mình, một nửa dựa vào vũ khí đâu rồi? Ta sử dụng vũ khí thì thế nào? Hơn nữa, lại để cho Trần Húc vô cùng hưng phấn chính là cái này tầng thứ hai quyền hạn mở ra về sau Tiểu Mẫn tự lại nhiều đi ra một cái công năng người não hợp nhất. A, à, cái từ này thật sự là có chút dọa người. Bất quá công năng hoàn toàn chính xác càng thêm dọa người. Trước kia Trần Húc đang tại trước mặt người khác sử dụng Tiểu Mẫn năng lực là một kiện phi thường phiền toái địa sự tình bởi vì hắn luôn muốn giả vờ giả vịt lo lắng bị người khác phát hiện. Nhưng là hiện tại không cần, bởi vì tiểu mẫn cái này năng lực mở ra về sau, chỉ cần biến thành một cái vòng cổ động ở Trần Húc trên cổ, như vậy nàng đặc thù sóng điện là có thể đem Trần Húc toàn thân bao phủ, trực tiếp cùng Trần Húc tiến hành tin tức trao đổi. Cái này tin tức trao đổi kể cả não bộ tư duy tin tức trao đổi, thân thể cảm giác xúc giác trao đổi chờ chờ. Đối với tiểu mẫn mà nói, Trần Húc chỗ có cảm giác, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, thậm chí tính cả vị giác nàng đều có thể cảm thụ được mà đối với Trần Húc mà nói. Tiểu Mẫn đem cảm nhận được tin tức phân tích về sau có thể trực tiếp tại trong đại não nói cho hắn biết, căn bản là không cần lo lắng người khác hội bị phát hiện. Đơn giản nêu ví dụ thật giống như trước khi Trần Húc cuộc thi ăn gian địa thời điểm, hắn nhất định phải dùng Tiểu Mẫn thông qua quan sát bài thi phương thức đạt được đề mục, tại đáp lại về sau đem tin tức thông qua Bluetooth tai nghe chia Trần Húc. Nhưng là hiện tại căn bản là không cần. Trần Húc con mắt tự là tiểu mẫn con mắt, tiểu mẫn thậm chí có thể đem nàng rất nhiều phán đoán trực tiếp lại để cho Trần Húc chứng kiến. Nói thí dụ như hiện tại, Trần Húc chứng kiến ngô nguyên bọn họ chạy tới, chỉ cần tâm niệm vừa động, thị giác bên trên lập tức có thể cho thấy đối với ngô nguyên tính toán, kể cả hắn cách cách mình khoảng cách, thân cao, ba vòng số liệu chờ chờ. Còn có tự là theo người này địa cơ bắp cường độ phân tích ra lực chiến đấu của hắn. Nếu như là chân thật đấu võ, như vậy tiểu mẫn cũng có thể lập tức phân tích ra người này tốc độ, gia quyền lực lượng thậm chí là gia quyền quỹ tích chờ chờ. Trần Húc suy nghĩ một chút, đã có năng lực này về sau hắn thoải mái nhất lưỡng chuyện. Một là chơi bia, vậy thì chờ tại cùng vọc máy vi tính snooker trò chơi đồng dạng mở một cái vô địch auto, có thể chứng kiến cầu đánh ra quỹ tích thậm chí là va chạm về sau quỹ tích, còn có một tựu là chơi toa cáp quay con thoi. Quốc tế toa cáp quay con thoi, giải thi đấu lên, thì ra là trong truyền thuyết đổ thần tranh phách có một cái chính thức dùng để ăn gian lỗ thùng. Nhưng kỳ thật cũng không thể nói là lỗ thùng, cái kia chính là nghiệm bài. Rất nhiều người đem đổ thần muốn vô cùng khoa trương rất thần thoại, nhưng này là không thể nào đấy. Đây chẳng qua là Hồng Công đạo diễn nhóm, đám bọn họ cố lộng huyền hư làm ra đến chỗ này, chính thức đổ thần trận đấu làm sao có thể tồn tại ăn gian gian lận loại chuyện này. Bất luận cái gì có thể dùng bỏ ra ngàn ống thoát nước động đều bị chắn chết rồi, nhưng nếu như quang liều vận khí, vậy cũng không có khả năng, cho nên thì có một cái nghiệm bài địa quá trình. Một bộ bài xì phé mở ra về sau, chia bài dùng hắn xảo diệu thủ pháp nhẹ nhàng đẩy, một phen, lúc này thời điểm bài mặt cũng đã lộ ra rồi. Tuy nhiên quá trình rất ngắn, chỉ có không đến 10 giây đồng hồ, nhưng là đối với cao thủ mà nói, nhưng lại vậy là đủ rồi. Đương nhiên, coi như là cấp thế giới đổ thần, cũng không thể đem 54 bài tẩy toàn bộ nhớ kỹ, nhưng có thể nhớ kỹ hơn phân nửa, đã là siêu cấp cao thủ. Cho nên toa cáp quay con thoi, đánh bạc đơn giản tựu là khác nhau, nhãn lực, khả năng tính toán Quang biết rõ cái gì bài vô dụng, còn có nhất định phải thông qua quy tắc lấy được muốn bài hơn nữa không cho đối thủ lấy được bọn hắn muốn bài, cái này là khả năng tính toán rồi. Chỉ là, hai thứ này, lại có ai có thể cùng tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính so. Cho nên thật muốn chơi toa cáp quay con thoi cái kia Trần Húc tự là điển hình người sáng mắt đánh mù loà, không thắng được mới là lạ chứ. Trần Húc đi rửa mặt, thay đổi thân quần áo, sau đó ngay tại khoa máy tính lũ ra xúc ủng hộ hạ đi đến phòng máy, bởi vì phòng máy cao ốc tự ở trường học Tây môn cửa ra vào, đi đến phòng máy cao ốc trước thời điểm Trần Húc nhạy cảm cảm giác lực đột nhiên cảm thấy có mấy bó ánh mắt tại nhìn mình, nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện cái kia hai bó ánh mắt là tới từ ở cửa trường học cổng bảo vệ thất. Đứng tại cửa ra vào đấy, là hai cái thân hình cao lớn cao ngất trung niên đàn ông, tuy nhiên khoảng cách rất xa. Nhưng là vì đã có tiểu mẫn cái này năng lực, Trần Húc thấy rõ ràng bọn hắn phóng đại khuôn mặt cùng cụ thể tin tức, một người thân cao 1 85 cơ bắp cường độ cấp độ C đã ngoài, một người khác thân cao 1m87, nhưng thiếu đi một chỉ tay trái, cơ bắp cường độ là cấp độ B. Cái này tính toán đơn vị cùng chân thật chiến đấu tính toán đơn vị là đồng dạng, cấp độ B đã là phi thường đáng sợ tồn tại, hơn nữa chỉ là cơ bắp lực lượng mô phỏng suy tính. Bởi vì khoảng cách rất xa, chỉ có thể thông qua bọn hắn lộ ở bên ngoài địa cơ bắp tỷ lệ đến tính toán, hơn nữa người châu Á cơ bắp so về người nước ngoài nhóm, đám bọn họ còn hơi kém hơn rất nhiều, nhưng là lực đạo lại tương xứng thậm chí còn hơn lúc trước. Nhất là một ít luyện qua truyền thống võ thuật, căn vốn cũng không phải là cái gì kẻ cơ bắp, nhưng ngươi lại để cho những cái kia vạm vỡ khỏe đẹp cân đối quán quân theo chân bọn họ đánh thử xem. Đánh bất tử hắn, Trần Húc gặp hai người kia nhìn về phía chính mình, nhưng không có có cảm giác đến nhận chức gì sát ý, trong nội tâm giật mình, hai người kia có lẽ tựu là Hoàng An Bình An sắp xếp đấy. Đến bảo vệ mình phương đông thần kiếm đại đội trưởng địa xuất ngũ bộ đội đặc trùng, Lúc này thời điểm bên cạnh Ngô Nguyên kéo Trần Húc thoáng một phát, hỏi, lão tam ngươi nhìn cái gì đấy? Trần Húc nở nụ cười thoáng một phát nói không có nhìn cái gì, sau đó đối với hai người kia gật gật đầu, đi theo đại bộ đội cùng đi tiến vào phòng máy cao ốc. Tiểu tử này giác quan rất không tồi mà, gặp Trần Húc đi vào về sau, cái kia cơ bắp cường độ cấp độ C đối với bên cạnh chỉ có một chi lỗ tai địa người nọ cười nói, không hổ là theo chúng ta phương đông thần kiếm đại đội trưởng đi ra đấy. Thứ hai cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chính xác không tệ, chỉ bất quá đám bọn hắn đây là muốn làm gì vậy. Ai biết được, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt hắn, không cho hắn bị thương tổn. Hắn hiện tại cũng đã có nhất định được trụ cột rồi, tại trong trường học này, vẫn chưa có người nào có thể gây tổn thương cho được rồi hắn. Sợ là sợ từ bên ngoài đến thế lực, đúng rồi, ngày hôm qua các người chảo chính là cái kia đến từ Anh Quốc đặc công như thế nào. Chết chưa, người nọ rất người vô tội một buông tay, không chết cũng không xê xích gì nhiều, Người biết lão lý cặp kia thiết chảo, vốn đang cho rằng tên kia là quân tình năm chỗ so sánh rắn chắc đâu rồi, kết quả văn v hai cái tựu không còn thở. Một lỗ tai chiến sĩ cao mày nói, hắn đã chết dù sao cũng là phiền toái, cùng lão lý nói, thứ đồ vật hỏi không sai biệt lắm tựu ném quốc ăn cục đi. Lại để cho bọn hắn xử lý, còn có, lần sau gặp được loại chuyện này cũng nên ta sung sướng rồi, mỗi lần đều là các ngươi tới. Ta cũng đã thật lâu chưa thấy qua huyết rồi, Trần Húc tiến vào đến hệ phòng máy địa thời điểm, Hoàng sông bọn người đang tại chờ bọn hắn, nhưng là không có nhìn thấy Lý Bác Sĩ. Bất quá cũng trong dữ liệu, loại này cục diện hạ Lý Bác Sĩ hẳn là sẽ không tới tham gia địa phương. Nhưng lại thấy được cái kia con lai like Jimmy, hắn nhìn thấy Trần Húc, lễ phép cười cười, Trần Húc cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng là nhưng trong lòng biết rõ, hai người địa dáng tươi cười, đều là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Hoàng sông biểu lộ phi thường địa tự tin, khoát tay chặn lại nói, đã đã đến, tự không cần lãng phí thời gian, tuyển một máy tính A. Trần Húc cười cười, cũng không khách khí. Chủ yếu là phòng máy những cái kia phá máy tính, tuyển cái đó đài đều đồng dạng. Hắn tự tùy tiện hướng một máy tính trước ngồi xuống, khoa máy tính người phần Phật Lạp đều lách vào tới, đã đến Trần Húc sau lưng. Mà Hoàng Sông tự tin cười, đi đến Trần Húc đối diện một máy tính trước tòa hạ, ngồi xuống, tánh mạng khoa học hệ người cũng đều cùng tới. Như thế nào cái so pháp, quy cổ cũ, ba ván cục lưỡng thắng. Dễ nói, Hoàng Sông cười lạnh một tiếng, ngồi xuống, rút ra USB cắm ở máy tính USB tiếp lời bên trên. Bởi vì võ đạo ra cái này trò chơi chính giữa rất nhiều động tác thiết lập đều là có thể ghi vào USB hoặc mạng lưới, bất quá bởi vì động tác chiêu thức quá nhiều, trang web server đã không chịu nổi gánh nặng, cho nên rất nhiều đều là dùng USB chính mình mang theo. Hơn nữa rất nhiều chiêu thức đều bị các người chơi coi là là bảo vật chấn phái, cũng không muốn như vậy mà đơn giản lấy ra đấy. Hoàng Sông đang tại điều lấy USB chính giữa ghi lại đích nhân vật tin tức cùng chiêu thức tin tức, chợt nghe đến đối phương đột nhiên rất nhiều người ngạc nhiên ồ một tiếng, Trần Húc, người như thế nào không cần kèm theo đích nhân vật cùng chiêu thức à? Hoàng Sông sững sờ, chợt nghe Trần Húc cười nói, không có cái kia tất yếu, đối phó như vậy, dùng hệ thống kèm theo đích nhân vật là được rồi. Những lời này thanh âm rất lớn, tuy nhiên nói là cho khoa máy tính lũ ra súc nghe được, nhưng là toàn bộ phòng mọi người nghe thanh thanh sở sở, cái này nhưng làm tánh mạng viện khoa học người cho khí đó a à, nguyên một đám tức giận mắng trần húc quá mức càn rỡ nhưng là khoa máy tính làm sao có thể có hại chịu thiệt nguyên một đám hồi mắng chúng ta càn rỡ là có càn rỡ lý do có bản lĩnh người cũng một người đi đem hàn quốc quét đây hoàng sông cười lạnh một tiếng dùng hắn hiện tại chỉ số thông minh rất dễ dàng liền nghĩ đến trần húc đây là đang chọc giận chính mình chỉ số thông minh thăng chức là mới có lợi hoàng sông hiện tại đã không phải là xúc động như vậy rồi hắn biết rõ trần húc trình độ rất cao nhưng là nghe nói hắn đã rất có thời gian rất lâu đều không có chơi đùa trò chơi này rồi hắn hiện tại hoàn toàn là ở sống bằng tiền dành dụm hư hắn dùng vi thực lực của mình rất cường thực lực của mình rất yếu đúng vậy nửa năm trước bọn hắn giao thủ thời điểm hoàng sông là bị đánh đích không hề có lực hoàn thủ nhưng là không có nghĩa là nửa năm sau này tiêu so sánh vẫn là như vậy lại để cho hắn cuồng vọng a hắn hội trả giá cuồng vọng một cái giá lớn đấy Nghĩ tới đây Hoàng Sông vung tay lên, đã ngừng lại tánh mạng khoa học hệ lũ ra xúc tiếng động lớn xôn xao, đối với Trần Húc nói, ngươi chọn xong chưa? Có thể tiến máy chủ đi à nha? Trần Húc khẽ cười, sớm như vậy tự muốn chết, ta thành toàn ngươi. Xem quan, Trần Húc như vậy liều lính, cũng không phải bởi vì hắn tự cao tự đại, mà là chiến lược bên trên khinh thị đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ. Làm cho này khoản trò chơi cái thứ nhất người chơi, hơn nữa là rơi xuống phi thường đại tinh lực đến chơi cái này trò chơi người chơi, Trần Húc làm sao có thể không biết, cái này trò chơi cùng chỉ số thông minh có lớn lao liên hệ. Chơi trò chơi muốn động não, tục ngữ nói, không có rác rưởi chức nghiệp chỉ có rác rưởi người chơi. Cái này đối với một cái kinh điển trò chơi mà nói tự là như thế. Cái này võ đạo gia càng coi trọng người chơi ý nghĩ. Trần Húc như là đã có 90% đã ngoài khẳng định đối phương là phục dụng nào đó để cao trí lực dược vật hơn nữa đối phương rất liều lĩnh khiêu chiến chính mình, cái kia Trần Húc thì như thế nào đoán không được bọn hắn nhất định là đã có cực lớn, thậm chí có thể uy hiếp được thực lực của mình. Trần Húc hung hăng càn quấy, đây là vì thất bại bọn hắn khí diễm, nhưng là Trần Húc cũng nhìn thấy, hoàng sông trong mắt, lạnh như băng như nước. Hắn căn bản cũng không có đã bị châm ngòi, quả nhiên à, chỉ số thông minh cao người là sẽ không tùy tùy tiện tiện tức giận, bởi vì tức giận, hội thật lớn ảnh hưởng phán đoán của mình lực. Những cái thứ này, quả nhiên là thoát thai hoán cốt rồi chỉ là đáng tiếc bọn hắn cũng không biết loại này thoát thai hoán cốt cũng không phải cái gì chuyện tốt trần húc cùng hoàng sông đều tiến nhập máy chủ trần húc lựa chọn chính là hệ thống kèm theo một cái quân thể quyền chức nghiệp mà hoàng sông đích nhân vật thì là một người mặc cổ võ đạo phục nhưng không biết là môn phái nào đấy ta đích nhân vật của ta là phách quải trưởng xin chỉ giáo quân thể quyền một hồi đánh chính là ngươi mặt mũi tràn đầy nở hoa hai người đối thoại lập tức lại để cho tánh mạng khoa học hệ lũ ra xúc nộ mắng, bởi vì vì bọn họ cảm thấy Trần Húc thật sự là quá không có có lễ phép rồi. Hoàng sông cười lạnh một tiếng, không biết ai bị đánh đích mặt mũi tràn đầy nở hoa. Đếm ngược, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Kỳ thật võ đạo gia sản trong bản thân đích nhân vật thiết lập cũng không yếu, chẳng những không kém, ngược lại theo tỷ lệ đi lên nói là hoàn mỹ nhất đấy. Cái này rất giống là cải trang xe đồng dạng, rất nhiều người đều cho rằng cải trang xe là tốt nhất, nhưng là tục không biết người cải trang kỹ thuật dù cho lại có thể thế nào. So ra mà vượt những cái kia xâm dâm cùng cái này chuyên nghiệp chính giữa những cái kia xếp đặt thiết kế đại sư sao. Nguyên lai ô tô phối trí là nhất hoàng kim phối hợp tỷ lệ, chính mình cho nó đổi lại động cơ hoặc là cải tạo thoáng một phát, theo ở phương diện khác mà nói cố nhiên là muốn vượt qua nguyên lai like phối trí, nhưng là cái tỷ lệ này kỳ thật tự không cân đối rồi. Phó đạo gia sản trong đích nhân vật mô hình thành lập cũng là như thế này, như vậy một cái kinh điển chiến đấu trò chơi, thăng bằng của hắn tính là phi thường cường, phó công chiêu thức chính xác đến một phần một hào, mà nhân vật hình thể cũng cùng lực lượng có quan hệ trực tiếp. Như vậy cải tạo nhân vật, tự nhiên là không thể nào đạt tới hệ thống nguyên lai thiết lập chính giữa như vậy cân đối. Nhưng hoàng sông nhưng căn bản tự không thể tưởng được điểm này, người thông minh cùng biết đến thứ đồ vật phần lớn là hai việc khác nhau, cho dù trên thế giới thật sự có cái loại này thông minh dược vật cũng không quá đáng là để IQ cao, để cao trí nhớ những này, đối với không biết, không có khả năng bịa đặt thu hoạch tri thức. Cho nên Hoàng Sông còn tưởng rằng Trần Húc xem thường hắn. Kỳ thật Trần Húc thật là xem thường hắn. 3, 2, một đếm ngược chấm dứt về sau, Hoàng Sông tự lập tức giống như chó săn đồng dạng vọt lên, đi lên tựu là một chiêu hung mãnh lực phách hoa sơn. Trần Húc hôm nay đã cùng Tiểu Mẫn kết hợp làm một thể, trực tiếp tựu thấy được đối phương nhân vật số liệu, quả nhiên không tệ, Chính mình nếu chịu lên như vậy thoáng một phát chỉ sợ một nửa địa tánh mạng sẽ không có. Nhưng là đem làm đối phương một trường bổ tới về sau. Trần Húc nhân vật nhưng lại nhẹ nhàng xảo xảo nghiêng đi thân thể một chốn đuổi kịp tựu là một cước quét chân, công đối phương hạ bàn. Xem quan, Trần Húc sở dĩ có lớn như vậy tin tưởng không riêng gì hắn đối với mình võ đạo gia kỹ thuật địa tự tin, bởi vì hắn cũng biết. Mình đã thật lâu không có chơi cái này trò chơi rồi, xúc cảm khẳng định đã lạnh nhạt rồi nhưng là hắn nhưng bây giờ có tiểu mẫn tại giúp mình tính toán. Đối phương một cái chiêu số vừa mới sử xuất một cái mở đầu, Trần Húc đã biết rõ hắn kế tiếp công kích bộ vị. Tuy nhiên một chiêu công kích cũng chỉ có một giây đồng hồ không đến, nhưng là đối với Trần Húc hiện tại phản ứng lực mà nói, hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Cái gọi là liệu địch tiên cơ, tăng thêm Trần Húc thao tác. Như vậy còn chị không chết hắn Hoàng Sông, Trần Húc sẽ đem danh tự đảo lại đã viết. Hoàng Sông mấy lần tiến công đều bị Trần Húc nhẹ nhõm né tránh, nếu như không phải Trần Húc hiện tại tay còn có chút sinh, trực tiếp cũng đã đem hắn cho cây Âu rồi. Mấy lần tiến công ngược lại mất không ít tánh mạng, Hoàng Sông giận dữ, dốc sức liều mạng địa nhanh hơn chính mình địa tốc độ tay. Hắn thao túng địa nhân vật cũng cuồng phong mưa rào đã phát động ra công kích. Không thể không nói, Hoàng Sông bộ này phách quải trưởng chơi hơn là có tương đương trình độ. Phách quải trưởng địa tàn nhẫn tại trong trò chơi biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chiếm được tánh mạng viện khoa học người đang xem cuộc chiến nhóm, đám bọn họ từng đợt trầm trồ khen ngợi thanh âm, mà khoa máy tính điện lũ ra xúc là Trần Húc ngắt một bả đổ mồ hôi. Nhưng mấy cái hiệp đi qua, mọi người lại chứng kiến Hoàng Sông nhân vật lượng HP càng ngày càng ít, mà Trần Húc đích nhân vật, vậy mà hay vẫn là đầy máu. Trần Húc đích nhân vật thật giống như bão tố chính giữa chính giữa một thuyền lá lênh đênh, tuy nhiên theo gió vũ không ngừng lắc lư, nhưng lại một chút sự tình đều không có. Đem làm Hoàng Sông thanh máu HP đã chỉ còn lại có một nửa thời điểm, tánh mạng khoa học hệ lũ ra xúc tụ không kêu, bởi vì vì bọn họ cũng nhìn thấy, mặc kệ hoàng sông như thế nào tiến công, đối phương một chút sự tình đều không có, ngược lại dễ dàng như có như không một cái phản kích, có thể lại để cho hoàng sông mất máu. Hoàng sông cũng gấp, may mắn nơi này là trò chơi, nếu như là chân thật chiến đấu chính giữa, chỉ sợ cái kia cũng không phải là gấp, là tức giận điên rồi. Ngẫm lại a, à, liên tục công ra hơn 10 chiêu, đối phương mau đều không có đụng phải một căn nhưng là mình lại bị đánh ních rất thảm, đổi thành ai ai không phiền muộn à. Hoàng sông khí hoa hoa kêu to, Trần Húc, là nam nhân, sẽ tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Con rùa nhi tử, luôn trốn trốn tránh tránh tính toán cái gì hảo hán. Thốt ra lời này, khoa máy tính bên kia phát ra một hồi hư âm thanh. Chê cười, đầu óc căng gân với người chính diện quyết đấu à, ta lại không có lông bệnh, ngươi liền đối phương góc áo đều không gặp được, còn như vậy kêu gào, nói thật chính mình không chê mất mặt sao. Trần Húc cười lạnh một tiếng, nhưng hắn thao tác đột nhiên nhanh lão hổ không phát huy ngươi cho ta là con mèo bệnh. Trần Húc tốc độ một khi nhanh, tràng diện lập tức tự phát xanh biến hóa. Trần Húc đích nhân vật lập tức dán đi lên, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, chiêu chiêu tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu thẳng kích đối phương chỗ hiểm. Hoàng sông đích nhân vật vốn cũng chỉ thừa một nửa lượng HP, Trần Húc cái này một vòng tấn công mạnh xuống, hắn căn bản không kịp thao tác đã bị Trần Húc đang sống đánh chết. Đám người đứng ngoài xem khiếp sợ, Hoàng Sông có thể là trước kia trường học lần thứ nhất võ đạo gia quán quân, nhưng nào biết được tại Trần Húc trước mặt hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Toàn thắng, Trần Húc một điểm HP không có thương. Đây là cái gì? Đây quả thực là sỉ nhục. Hoàng Sông kịch liệt hít vào khí, hắn đã nhìn ra mình cùng Trần Húc ở giữa tranh lệch, quả nhiên không phải nhỏ tí tẹo. Dùng hắn thông minh, tự nhiên biết rõ, tiếp tục đánh xuống khẳng định cũng chỉ có thua, nhưng là hắn làm sao có thể ra cơn tức này. Vốn võ đạo gia tựu không chỉ tinh khiết là một cái chỉ số thông minh bên trên trò chơi, khảo nghiệm càng là các mặt, tốc độ tay, thao tác chờ chờ. Vốn là lý bác sĩ là không đồng ý cùng Trần Húc tiến hành như vậy một cái không có nắm chắc trận đấu, nhưng là Hoàng Sông bọn hắn lại nhận thức vì thực lực của mình đã đạt đến một cái trình độ, nhưng nào biết đâu rằng. Lại vẫn bại thảm như vậy, là vận khí sao, Hoàng Sông không nói một lời, đỏ hồng mắt tựu muốn vào nhập ván thứ hai, nhưng là trên bờ vai đột nhiên đáp bên trên tay của một người. Người kia nói, được rồi, ván thứ hai cũng không cần đánh cho, võ đạo ra phương diện, Trần Húc đồng học ngài quả nhiên là thế giới thứ nhất, phương diện này chúng ta nhận thua. Hoàng sông sững sờ, trừ hắn ra bên ngoài ai có tư cách nhận thua. Nhưng là ngẫng đầu, lại chứng kiến là Jimmy, lúc này thời điểm Jimmy cũng nhìn về phía hắn, nói, đúng không? Hoàng sông, một câu bình bình đạm đạm, lại làm cho Hoàng sông cảm thấy một cổ sát ý, hắn biết rõ cái này Jimmy lai lịch bất phàm, tuyệt đối không phải mình có thể chọc được, Vội vàng nói, "Tốt, tốt." Quản dịch các nàng tự nhiên cũng là đến xem trận đấu này được rồi, lúc này thời điểm chứng kiến Hoàng Song biểu hiện, quản dịch cùng Trạm Tinh trong nội tâm nhịn không được đều muốn, hắn vậy mà đối với cái này con lai như vậy cung kính, cái này hai cái nữ hài một cái ý nghĩ thông minh không kém đàn ông, một cái trời sinh tính lạnh nhạt nhưng đã có song có thể nhìn thấu hết thảy con mắt. Hai người cũng biết hôm nay cuộc tỉ thí này cũng không phải một hồi vô cùng đơn giản khí phách chi tranh giành sau lưng đã có một người bình thường sinh viên căn bản không cách nào tưởng tượng thế lực to lớn cùng vòng xoáy, cho nên hai nữ thứ nhất, ngay tại quan sát đối phương biểu lộ. Phát hiện tánh mạng khoa học hệ phần lớn người đều là dùng hoàng sông như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là hoàng sông cùng mấy cái tại lý bác sĩ phòng thí nghiệm chính giữa công tác, nhưng đều là dùng cái này Jimmy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này Jimmy, tuyệt đối không đơn giản, xem ra phải đi về tìm Douglas tra thoáng một phát người này tư liệu xem ra phải đi về theo trên mạng tra thoáng một phát có hay không người này tư liệu. Hai nữ vậy mà rất ăn ý cùng nhau nghĩ đến, người này tuyệt đối không đơn giản. Jimmy hướng về phía Trần Húc cười cười, Trần Húc đồng học quả nhiên là thân thủ bất phàm, trận này chúng ta trực tiếp nhận thua, dù sao đã thua bởi SMMS đồ đệ, cũng không tính mất mặt. Hắn những lời này lại để cho vốn trên mặt không cam lòng tánh mạng khoa học hệ các học sinh đều lộ ra thoải mái biểu lộ. Đúng vậy a à, đó là SMMS đồ đệ à. Phó đạo ra cái thứ nhất người chơi à. Có trời mới biết hắn lúc nào mà bắt đầu chơi cái trò chơi này rồi hả. Người ta lại dùng lực lượng một người sâu lâu Hàn Quốc. Thua bởi hắn. Hoàn toàn chính xác không mất mặt. Trần Húc trên mặt mặc dù đang cười. Nhưng là nhưng trong lòng thì dùng mình. Gần cái câu nói đầu tiên đem sĩ khí cho điều động. Cái này không phải người bình thường có thể hiểu rõ đấy. Thằng này không biết hắn đến cùng là thân phận gì. Nhưng dù sao. Là cái kình địch. Jimmy không có lại nhìn Trần Húc mà là vỗ vỗ Hoàng Song bả vai mỉm cười nói, trực tiếp tiến hành trận tiếp theo a, à, ta xem trọng ngươi. Hoàng Song sừng sốt một chút, vốn có chút nhục trí trên mặt lập tức lộ ra mãnh liệt chiến ý, nhìn xem Trần Húc nói, đến đây đi, trận này ta nhận thua, nhưng là trận tiếp theo ta chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi. Trần Húc cười cười, được a, à, chúng ta so cái gì? Hoàng Song ngạo nghễ nói, chúng ta tới so chỉ số thông minh. thì ra là trí nhớ cùng khả năng tính toán, trí nhớ cùng khả năng tính toán. Hoàng sông cười ngạo nghễ, Trần Húc ngươi không đồng nhất hướng tự cho là mình là thiên tài sao. Thiên tài trí nhớ có lẽ siêu quần A, ta tự với ngươi so cái này, có dám hay không, Trần Húc hiếu chút nữa bật cười, nếu như nói là ngày hôm qua, ngươi nói như vậy ta khả năng còn sợ ngươi, nhưng là hôm nay. Đã có tiểu mẫn nhập vào thân, so hai thứ này, Trần Húc còn có cái gì phải sợ hay sao? Vì vậy Trần Húc cố nén cười nói, ngươi nói là, vẫn còn so sánh lần trước chúng ta chơi đùa chính là cái kia não dung lượng trò chơi. Lần trước Trần Húc tự là dựa vào tiểu mẫn ăn gian thắng trận đấu, nhưng là Hoàng Sông lại kinh thường cười cười, cái kia trò chơi là ở quá mức nhược trí rồi, không có gì hay so, nếu so với, ta tự so cao đoan đấy. Chúng ta tới chơi toa cáp quay con thoi, Trần Húc hiếu chút nữa một ngụm nước phun ra đến. Tốt nha, người đây không phải muốn chết sao, Trần Húc mới vừa rồi còn suy nghĩ chính mình năng lực này có thể có làm được cái gì đâu rồi, nào biết được thằng này tự nói thẳng ra rồi. Hoàng sông không thấy được Trần Húc cố nén cười lại không tốt cười xúc động, ngạo nghễ nói, toa cáp quay con thoi chúng ta song phương có tất cả một phút đồng hồ thời gian đến xem bài, người không muốn nói cho ta ngươi sẽ không chơi. Trần Húc cố nén cười, hội chơi hội chơi, một phút đồng hồ xem bài sao. Ngươi nói là mọi người đem bài đều nhớ kỹ, không riêng gì nhớ kỹ, cũng không riêng gì so xem ai nhớ rõ nhiều, nhưng lại muốn lợi dụng toa cáp quay con thoi quy tắc, tận lực lấy được mình muốn bài, nhưng lại đem đối phương bài cho lách vào đi đương nhiên trong trường học là không được đánh bạc chúng ta chỉ chơi bài không tính thẻ đánh bạc kỳ kiu kỳ ad om sách thế nào có dám hay không trần húc cười rất vui vẻ có cái gì không dám bất quá người nếu nghĩ đến mang thẻ đánh bạc ta càng ưa thích trần húc nói như vậy thời điểm hoàng sông ngược lại do dự hắn do dự nguyên nhân cũng không phải ở vào đối với chính mình kỹ thuật không tự tin mà là hắn biết rõ cái kia điểm thân ra sao có thể cùng trần húc so Tòa cáp quay con thoi, loại này cách chơi, nếu như song phương tài lực tranh lệch quá lớn không có một chút ý tứ, đối phương mặc kệ mọi việc trực tiếp đặt cược, bên này tiền đặt cược theo không kịp đối phương vậy thì không có biện pháp rồi, liền đối phương át chủ bài đều nhìn không tới. Mà Trần Húc thân ra, những thứ không nói khác, tiện tay ném ra cái hơn 10 vạn có lẽ hay vẫn là không có vấn đề, điểm ấy hắn sao có thể cùng Trần Húc so. Tuy nhiên hắn rất muốn tại thất bại Trần Húc đồng thời vét lên một số, Lúc này thời điểm đứng tại phía sau hắn Jimmy lộ ra dáng tươi cười, Trần Húc Đồng Học, tại Trung Quốc đánh bạc là trái pháp luật. Hơn nữa, nghe nói Trần Húc Đồng Học ra tài bạc triệu, tuổi còn trẻ cũng đã là tài sản hơn 10 ước hội ngân sách chủ tịch, điểm ấy chúng ta sao có thể cùng ngài so. Bất quá, tiểu đánh bạc di tình, tăng thêm điểm thẻ đánh bạc càng có kích thích một ít. Hắn giả vờ giả vịt suy tư một chút, không bằng như vậy đi, mỗi trong tay người đều có một ngàn giả thuyết thẻ đánh bạc, ai trước ấn xong tự trận đấu chấm dứt đã làm gia tăng một cái niềm vui thú a à, hơn nữa một điểm thêm vào tiền đặt cược a à, hắn nhìn về phía trần húc sau lưng quản dịch tam nữ cười nói nghe qua trần húc đồng học có ba vị hồng nhan chi kỷ tươi đẹp che hoa thơm cỏ lạ không bằng như vậy nếu là trần húc đồng học đợi tí nữa thua như vậy ngài đang giáp mặt cho trong đó một vị biểu diễn cái kích tốt rồi a à, huynh đệ ta cái này không có bạc đãi ngươi a à. jimmy nói cho hết lời chung quanh một hồi ồn ào thanh âm mà ngay cả khoa máy tính cũng có không ít người ồn ào khi bọn hắn xem ra, đây chính là thiên đại diễm phúc, nhưng là Trần Húc sắc mặt lại kéo xuống dưới. Thằng này, giỏi tính toán à, toa cáp quay con thoi là một cái phi thường khảo nghiệm tính nhẩm năng lực trí nhớ trò chơi, hắn nói như vậy. Tầm nhìn tự là muốn cho chính mình tâm thần có chút không tập trung. Hơn nữa còn luôn miệng hình như là vì chính mình suy nghĩ đồng dạng, người này quả thực không đơn giản. Phải biết rằng, Trần Húc cùng các nàng ba cái quan hệ mập mờ, đây cơ hồ đã là hợp hiệp đại mọi người đều biết sự tình dù sao nếu bàn về hiện tại hợp hiệp đại nổi danh nhất danh nhân, tự nhiên là không ai qua được Trần Húc. Mà như đến phiên xinh đẹp nhất nữ hài, quản dịch ba người cũng tự nhiên là đứng đầu trong danh sách, cho nên Trần Húc cùng nàng ba người quan hệ mập mờ, cơ hồ là mỗi người đều biết, nhưng là nếu nói là Trần Húc cùng ba người các nàng chính giữa cái nào đi gần hơn một chút, sợ là Trần Húc mình cũng nói không ra. Cho nên người này chính là như vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng quấy giày Trần Húc địa tâm thần. Quản dịch ba người sắc mặt ửng đỏ, nhưng trong nội tâm đồng thời tại thống mạ, có thể lúc này thời điểm làm cho các nàng trước mặt mọi người có thể nói cái gì. Trần Húc cười lạnh một tiếng, Jimmy đồng học, quả nhiên là giỏi tính toán à. Jimmy cười cười, ta đây chính là vì ngài khỏe chứ, ta hiểu lắc lư, do so dự, đây chính là hại người hại mình sự tình. Trần Húc con mắt híp mắt, thằng này trong lời nói ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, nói mình tại tam nữ chính giữa tả hữu lắc lư bất định, cái này không riêng gì tại cho mình tạo áp lực nhưng lại từ cấp quản dịch trạm tinh cùng cao hiểu tiết tạo áp lực. Bởi vì vì bốn người bọn họ hiện tại cái tầng quan hệ này, trên cơ bản sẽ rất khó nói sau là cái gì bằng hữu bình thường quan hệ, nhưng là hết lần này tới lần khác chính giữa thì có một tầng cửa sổ. Ai cũng không có đi xuyên phá, tất cả mọi người chứa một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Nhưng là, lúc này thời điểm ngược lại có một ngoại nhân đến xuyên phá rồi, trong lúc nhất thời. Mấy người sắc mặt rất khó coi rồi. Trần hút hít mắt nhìn xem Jimmy, Thằng này trên mặt treo đầy đủ chân thành hơn nữa cả người lẫn vật vô hại vui vẻ, nhưng là Trần Húc lại biết, cái này vui vẻ phía dưới, nhưng lại một đầu mãnh liệt con mãnh thú và dòng nước lũ. Trần Húc theo trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Jimmy cười cười, biết rõ con mắt của mình địa đã đạt đến, cũng tự không nói. Hoàng sông đứng, Trần Húc, đến tiến hành trận tiếp theo A. À? Trần Húc đột nhiên cười cười, khinh miệt đối với Hoàng sông khoát khoát tay chỉ nói, người xứng sao. Cái gì, Trần Húc đứng, cười lạnh một chữ dừng lại, một trầu mà nói, ta nói rất đúng, ngươi xứng sao. Hoàng sông mặt lạnh lấy nói, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Trần Húc cười lạnh, hiện tại hắn địa tâm tình có thể nói là cực độ phiền muộn, nói ra tự nhiên cũng không có tốt như vậy địa hàm dưỡng, hừ, ngươi muốn hỏi có ý tứ gì? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là thân phận gì, có tư cách gì cùng ta khiêu chiến. Lời vừa nói ra, một mảnh ồn ào, Trần Húc nhưng lại cười lạnh nói, Ngươi, một cái bình thường chính học sinh, đừng tưởng rằng dính vào lý bác sĩ ngươi thì có tư cách nhất phi trùng thiên rồi. Trong mắt của ta, người bất quá hay vẫn là một đầu kẻ đáng thương mà thôi, ngươi dùng vi các ngươi thông qua điểm này nghiên cứu là có thể lại để cho chính mình dẫm nát người khác trên đầu sao. Ta nhổ vào, hư, ta đường đường mà lưới chi thần SMMS địa đại đệ tử, có được ba biệt tháp phiên dịch ra 5% công ty cổ phần, thân ra mấy chục ức thậm chí 10 tỷ, ta thế nhưng mà có rất nhiều chuyện muốn bể bộn đấy, người nói người muốn khiêu chiến ta, ta tâm tình tốt thời điểm còn có hứng thú tìm món đồ chơi đến chơi đùa, nhưng đem làm ta tâm tình không tốt rồi, người dựa vào cái gì cho rằng ta còn có tâm tư cùng các ngươi chơi. Lời này vừa nói ra, khoa máy tính địa lũ ra súc một hồi hoan hô, mọi người tuy nhiên trần húc lời ấy quá mức bá đạo, nhưng là hiện tại bọn hắn muốn đúng là bá đạo. Hoàng sông cắn răng, người muốn thế nào? 3.000 vạn đô la, ta cùng ngươi chơi một ván. Trần Húc cười lạnh từ trong lòng ngực móc ra một cái tờ chi phiếu, ở phía trên ào ào đã viết mấy chữ, đây là thụy sĩ ngân hàng bổn phiếu, thắng ngươi thì lấy đi. Hí, một đám người đều cảm thấy Trần Húc thật sự là quá mức bá đạo, cái này chẳng khác nào chỉ dùng để tiến nện người à. 3.000 vạn đô la, bình thường đệ tử nào có người bái kiến 3.000 vạn đô la hay sao? Đừng nói đô la rồi, 3.000 vạn nhân dân tệ đều không có mấy người có thể bái kiến. Hoàng sông nắm đấm khớp xương đều cầm trắng bệch, nếu như không phải biết rõ chính mình đánh không lại Trần Húc, hắn hiện tại đã động thủ. Người này, dùng tiễn nện người, hừ, hắn ngoại trừ có tiền còn có cái gì. Tánh mạng viện khoa học các học sinh cũng không kêu, nguyên một đám ngơ ngác nhìn trên bàn cái kia trương màu trắng chi phiếu, 3.000 vạn đô la. Lấy được cái kia tựu là 3.000 vạn đô la à? Bọn hắn tuy nhiên đều tự xưng là vi thiên tử con cưng, tương lai rất nhiều đều muốn xuất ngoại đào tạo sâu, tiền tài xe thể thao mỹ nữ đều không trong mắt bọn hắn. Nhưng là hiện tại, đám người kia trong nội tâm đều sinh ra một cổ nồng đậm vô lực, ta đời này. Mệt chết việc cực, có thể kiếm được 3.000 vạn đô la sao. Jimmy nhìn xem cái kia tấm chi phiếu, sắc mặt khác thường bình tĩnh, Trần Húc đồng học, người làm như vậy, có phải hay không quá mức ỷ thế hiếp người rồi hả? Trần Húc nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói, người cầm miệng. Đừng tưởng rằng có chút tiểu thông minh tự dám ở chỗ này lời nói lạnh nhạt gây chuyện thị phi. Nếu như không phải xem tại lý bác sĩ trên mặt mũi ta sớm tiêu diệt ngươi. người cái này mượn nhờ dược vật tăng lên chỉ số thông minh rác rưởi. Những lời này vừa nói, không riêng gì Jimmy, Hoàng Sông mấy người bọn hắn địa sắc mặt cũng lập tức đều thay đổi. Kinh nghi, sợ hãi, không thể tin. Jimmy chừng tròng mắt nhìn xem Trần Húc, duỗi ra một ngón tay chỉ vào hắn, mồm mép run rẩy, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không có nói ra. Bất quá xem miệng của hắn hình, Trần Húc biết rõ, hắn nhất định là muốn nói, làm sao người biết hay sao. Trần Húc lạnh lùng xem của bọn hắn, trong lúc đó cảm thấy bọn hắn vô cùng bi ai. Cưỡng ép sử dụng dược vật đề cao trí lực, nhưng lại sẽ đối với dược vật sinh ra thuốc phiện tựa như ỉ lại, hơn nữa một khi đình chỉ phục dụng dược vật, chỉ số thông minh sẽ so với trước càng muốn hạ thấp. Trường kỳ địa phục dụng chỉ có một kết quả, cái kia chính là hết thảy biến thành ngu ngốc. Thông minh dược, các khoa học gia cho là mình có thể thông qua lực lượng của mình cải biến hết thảy, nhưng là bọn hắn lại ở vào thiên đạo quy tắc dưới sự khống chế, bất luận cái gì cùng loại dược vật tại đoạn thời kỳ khiến cho nhân loại đã nhận được đột phá đồng thời nhưng lại làm cho bọn họ đã mất đi thêm nữa. Cái này là quy tắc, mà những này một tên đáng thương nhóm, đám bọn họ vẫn chỉ là cho là mình thí nghiệm không đủ hoàn mỹ. Trên cái thế giới này vĩnh viễn không có khả năng hoàn mỹ. Mà quy tắc là được, đã nhận được cái gì đó, nhất định phải trả giá tương ứng một cái giá lớn. Trần Húc cười lạnh một tiếng, đem trên mặt bàn cái kia tấm chi phiếu thu bỏ vào trong ngực. Chứng kiến hoàng sông một cái trong túi quần có phương hình ngạnh khối. Tâm niệm vừa động, lập tức thò tay ôm đồm qua đừng nói hoàng sông hiện tại ở vào kinh ngạc chính giữa căn vốn không nghĩ tới trần húc sẽ động thủ cho dù hắn nghĩ tới lại có thể thế nào trần húc hiện tại thân thủ ở đâu là hắn có thể chống cự hay sao trần húc mang thứ đó chộp trong tay quả nhiên là một hộp không hủy đi phong bài xì phé trần húc cười lạnh đem bài xì phé hủy đi bao linh hoạt giặt bài về sau đem bài đặt ở trên mặt bàn tay phải kéo một phát năm bốn chương bài xì phé đã bị chỉnh tề đều đều địa xếp thành một hàng bất quá là bài mặt hướng bên trên đấy Trần Húc chỉ nhìn lướt qua, tự thò tay cầm qua bên cạnh một tờ báo đem bài mặt cho phủ ở, sau đó ngồi tại máy vi tính bùm bùm cách cách địa gõ, tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ địa dừng lại. Mà sau khi đánh xong, Trần Húc đứng người lên, đối với sau lưng không rõ ràng cho lắm khoa máy tính lũ ra xúc nói, chúng ta đi, như vậy địa ra hỏa, không có tư cách hướng ta khiêu chiến. Khoa máy tính các thành viên hiện tại cũng dùng Trần Húc như thiên lôi sai đâu đánh đó, gặp Trần Húc suốt trước đi ra ngoài, bọn hắn cũng lập tức đi theo mà nhiếp tại Trần Húc lộ ra địa bá khí, tánh mạng khoa học hệ cũng không có ai dám nói câu nào. Đợi cho khoa máy tính các học sinh đều đã đi ra phòng máy về sau, kịp phản ứng địa Jimmy lúc này mới chạy vội tới Trần Húc vừa rồi sử dụng trước máy vi tính, chứng kiến trên màn hình là một cái út file. Mà ở file chính giữa, thì là bốn loại nhan sắc con số cùng dây kêu cây chữ cái. Jimmy lập tức kịp phản ứng, điều này đại biểu chính là bài xì phé bên trên bài mặt. Sở dĩ là bốn loại nhan sắc, là vì bài xì phé tựu là hồng tâm, ách bích, hoa mai, khối lập phương cái này bốn loại dấu hiệu. Bất quá là lưỡng hồng lưỡng hắc, mà Trần Húc Tắc thì trực tiếp dùng bốn loại nhan sắc thay thế, cộng thêm màu đỏ thẫm đại tiểu vương. Jimmy sững sờ, sau đó sốc lên che ở bài xì phé bên trên báo chí, từng cái đối ứng, mà lúc này những người khác cũng phản ứng đi qua, tiến đến máy tính cùng bài xì phé trước mặt. Hồng tâm 9, ách bích 6, hoa mai 3, khối lập phương ca. Sắc mặt của mọi người, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì tuy nhiên Trần Húc không có ở út bên trên dấu hiệu màu gì đại biểu cái gì bài mặt, nhưng hắn căn bản là không cần dấu hiệu rồi. Bởi vì hắn đánh ra sở hữu tất cả màu sắc và hoa văn con số, cùng cái kia phó bài xì phé bên trên bài mặt hoàn toàn đồng dạng. 54 chương bài xì phé, tính cả hắn màu sắc và hoa văn trình tự, một chương đúng vậy. Hắn hay vẫn là người sao? Coi như là sử dụng thông minh dược Jimmy, hoàng sông bọn hắn, cũng không thể nào làm được đem 54 chương bài xì phé tính cả màu sắc và hoa văn hòa thuận tự toàn bộ đều nhớ kỹ. Hơn nữa gần kề chỉ là nhìn lướt qua dưới tình huống. Hắn quét cái nhìn kia có bao lâu thời gian, một giây, hay vẫn là 0.5 giây. Jimmy tự hỏi mình bây giờ nhãn lực cùng tính nhẩm năng lực cũng đã cường đã đến một cái nghịch thiên trình độ, phóng tới Las Vegas đều có thể tính toán bên trên là cao thủ rồi, nhưng là muốn hắn trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ đem bài nhớ kỹ, cái kia tuyệt đối không thể có thể. Trần Húc hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì có thể có cường đại như vậy tính nhẩm năng lực cùng trí nhớ? Vốn cho là mình đã đã có được siêu nhân năng lực, nhưng lại phát hiện mình cách cách mục tiêu tranh lệch vậy mà xa hơn rồi. Lớn như vậy tranh lệch lại để cho Jimmy bọn người cũng nhịn không được có loại muốn khóc xúc động. SMMS thật sự tự mạnh như vậy sao? Hắn dạy dỗ một cái đồ đệ đều là như thế này, cái kia bản thân của hắn chẳng phải là càng thâm bất khả chắc nhìn xem hoàng sông bọn người mặt xám như cho, tánh mạng khoa học hệ lũ ra xúc nguyên một đám cũng hai mặt nhìn nhau. Đánh bạc, đánh bạc cái dám à?